chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 141 chương 141. Trung Hoa Y học một lát khoa học thuật hội nghị là cả nước cấp bậc cao nhất nhi khoa hội nghị, sẽ từ cả nước các tỉnh thị khu tự trị tuyển ra đại biểu tham dự, rất khó bị mời, gần nhất đang ở tuyển đại biểu tham dự, Tô Tuyết Trinh cũng nghe nói, nàng không nghĩ tới Úc Đức Mân sẽ hỏi nàng, do dự hạ hỏi. Ta có thể đi sao? Úc Đức Mân gật gật đầu, năm nay có tân sinh đại tổ danh ngạch, cho nên ta tưởng đề cử ngươi đi. Tô Tuyết Trinh không chút do dự đáp ứng xuống dưới, ta đi. Hội nghị tám nguyệt số 21 triệu khai, yêu cầu trước tiên hai ngày đi, Đến lúc đó vé máy bay cùng dừng chân sẽ tự có học được người an bài, người hiện tại tới tranh ta văn phòng, điền cái xin biểu. Úc Đức Mân một bên nói một bên lãnh nàng hướng office building đi, điền hảo về sau trong học viện sẽ thống nhất gửi ra. Tô Tuyết Trinh chạy nhanh theo ở phía sau, tới rồi văn phòng về sau, nhanh chóng điền hảo xin biểu giao đi lên. Úc Đức Mân nhìn mắt nàng điền nội dung, xác định không thành vấn đề về sau nói, quay đầu lại có đôi khi tin tức ta lại thông tri ngươi. Tô Tuyết Trinh nói thanh cảm ơn đi phía trước đóng lại cửa văn phòng. Câm chiều trên bàn Tô Tuyết Trinh nói lên sắp đi nơi khác mở họp chuyện này, hội nghị 8 tháng 21 hào bắt đầu đến 27 hào kết thúc, hơn nữa qua lại thời gian, phỏng chừng muốn 10 ngày. Sầm Bách hỏi, đi đâu? Tân Thành. Sầm Bách tính hạ thời gian, kia còn rất xa, chờ mở họp xong trở về ngươi không sai biệt lắm nên đi bệnh viện đi làm. Bình bình an an nghe được mụ mụ muốn đi địa phương khác mở họp, hơn nữa vừa đi muốn đi 10 ngày, này 10 ngày bọn họ chẳng phải là không thấy được mụ mụ. Cái này sao được? Hai huynh muội ngươi nói xong ta nói, nhất trí yêu cầu muốn đi theo cùng đi, chúng ta cũng phải đi. Đây là công tác, không thể mang các ngươi đi. Tô Tuyết Trinh cấp bọn nhỏ thịnh canh, tươi cười tươi đẹp, bất quá mở học phía trước ta có thể vẫn luôn ở nhà cùng các ngươi nha. Từ ngày mai bắt đầu mãi cho đến mở học phía trước, không sai biệt lắm có hai tháng đâu. Tô Tuyết Trinh mấy năm nay vẫn luôn rất vội, rất ít có như vậy tập trung thời gian có thể bồi bọn nhỏ, bình bình an an nghe xong về sau, vừa rồi buồn bực trở thành hư không, sốt ruột xác nhận một lần, hai tháng sau. Tô Tuyết Trinh cười gật đầu, hai tháng, này hai tháng các ngươi có thể có một tháng thời gian không đi nhà trẻ. Bình bình an an hiện tại ở nhà trẻ đại bang, cao quân lượng cùng xài khả ái đám người sang năm liền phải đi tiểu học, vì tiểu học chương trình học làm chuẩn bị, cho nên bọn họ nhà trẻ hiện tại chương trình học cũng dần dần từ lúc bắt đầu các loại thủ công khóa cùng trò chơi chuyển biến thành ngữ văn cùng toán học giáo dục, mỗi ngày khô khan thực. Nghe được có thể không cần đi nhà trẻ, bình bình an an hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trên bàn cơm thương nghị hảo về sau, ngày hôm sau bắt đầu chấp hành, tô tuyết trinh cấp bình bình an an quy định đi nhà trẻ thời gian, trong đó từ thứ hai đến thứ năm đều yêu cầu đi nhà trẻ, thứ năm bắt đầu cùng nàng ở nhà, có đôi khi là ở nhà cùng nhau làm việc nhà, có đôi khi là cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bình Bình An An đi nhà trẻ này 4 ngày, Tô Tuyết Trinh ở nhà cũng nhàm chán, sẽ đi bác ước đại học tìm một ít tọa đàm tới nghe, mặc kệ cái gì nội dung, nhiều hơn hút vào tri thức luôn là chuyện tốt, nàng chính mình ở nhà cũng nhàm chán. Trương Quang Hương năm nay mùa hè nghỉ mang Bình Bình An An hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, thuận tiện cảm thụ một chút nông gia sinh hoạt, xem Tô Tuyết Trinh có rảnh, liền tưởng kéo nàng cùng nhau trở về, vừa lúc cũng rất nhiều năm không có đi qua quê quán. Tô Tuyết Trinh biết cửu cửu gia nhân khẩu nhiều, hai cái nhi tử lại phân biệt sinh ba cái hài tử, là cái rất lớn gia đình, tất cả đều ở tại một cái trong đại viện. Bởi vì khi còn nhỏ một chút sự tình, Tô Tuyết Trinh đối nhà bọn họ quan cảm kỳ thật không tốt lắm, Tô Hiển Quốc cũng không quá vui cùng bọn họ lui tới, mấy năm nay hai nhà quan hệ kỳ thật phai nhạt rất nhiều. Tô Hiển Quốc cũng không phải mới vừa công tác liền chuyển tới đại bệnh viện, ngay từ đầu là ở trương quan hương xưởng bệnh viện công tác, người một nhà ở tại một gian phòng, khi đó nhà bọn họ cùng cửu cửu gia quan hệ vẫn là rất chặt chẽ, sau lại tô hiển quốc thi đậu nghiên cứu sinh, thuận lợi thăng chức, điều tới rồi phụ nhất bệnh viện công tác, bọn họ một nhà cũng bởi vậy trụ tới rồi càng tốt trong phòng mặt. Tô Tuyết Trinh ấn tượng rất sâu một sự kiện chính là có một năm Tết âm lịch, cậu mở tới nhà bọn họ chúc Tết, lần đầu tiên thấy được bọn họ nhà mới, đến nàng phòng ngủ về sau. Làm trò Tô Hiển Quốc mặt cùng Trương Quang Hương nói giỡn nói không cần cho nàng một nữ hài tử ngủ tốt như vậy giường quá lãng phí. Câu này làm người nghe xong thực không thoải mái nói, làm Tô Tuyết Trinh vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Về quê trụ hai ba thiên không có gì, nhưng đương Trương Quang Hương nói phải đi về trụ hơn một tháng, Tô Tuyết Trinh này liền có điểm vô pháp tiếp nhận rồi, lấy cớ nói phải vì hội nghị chuẩn bị luận văn bản thảo, không có thời gian, nhân tiện cũng không cho bình bình an an đi. Lập tức trụ một tháng bình bình an an xác thật có điểm chịu không nổi, Trương Quang Hương cũng lý giải, liền không cưỡng cầu, chính mình đi trở về. 8 tháng 20 hào buổi sáng, là bọn họ xuất phát đi tân thành nhật tử, buổi sáng 9 giờ thập phần phi cơ, muốn trước tiên 1 giờ đến sân bay tập hợp. Vội không đuổi vãng, Tô Tuyết Trinh lần đầu tiên ngồi máy bay cũng không kinh nghiệm, sợ làm lỗi liền tính toán sớm một chút đi, buổi sáng 6 giờ liền nổi lên, đem tối hôm qua thu thập tốt trương hành lý đem ra, sầm bách sách xuống lầu về sau đi trước mua cơm sáng. Rửa mặt xong về sau, bên ngoài đã có hừng đông xu thế, hơi hơi trắng bệt, Tô Tuyết Trinh tiểu tâm đẩy ra bình bình an an phòng ngủ môn, trong phòng kéo bức màn, một mảnh hắc ám nàng đi đến mép giường ở bọn nhỏ cái tráng hôn một cái mụ mụ đi rồi ở nhà ngoan ngoãn muốn nghe ba ba nói bình bình an an ngủ đến chín trầm tự hồ cũng không chú ý tới cửa mở lại đóng lại sầm bách kêu nàng xuống dưới ăn cơm sáng ở trên bàn cơm dặn dò nói đến bên kia cho ta gọi điện thoại mỗi cách hai ngày muốn gọi điện thoại trở về làm ta xác nhận một chút an toàn trở về thời điểm ta đi tiếp ngươi tô tuyết trinh không như thế nào ra quá xa nhà ngồi máy bay càng là lần đầu trong lòng kỳ thật rất thấp thỏm liên tục đáp hảo 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 yên tâm ta đều nhớ kỹ sầm bách chờ hạ muốn đi đưa bình bình an an còn muốn đi đi làm vô pháp tự mình đưa nàng đi sân bay ở cửa nhà ngăn cản xe taxi giúp nàng đem trương hành lý phóng tới trên xe không yên tâm dặn dò nói ngồi máy bay còn hảo rất an toàn chính là xuống xe ngồi xe khách thời điểm cẩn thận một chút hiện tại lộ bá rất nhiều nhất định không cần đơn độc hành động những lời này hắn tối hôm qua đã nói vài biến, Tô Tuyết Trinh biết hắn là lo lắng cho mình, ta đều nhớ kỹ, nhất định làm cái gì đều đi theo đoàn đội cùng nhau. Tân Thành Ly thành phố Hồng Giang rất xa, ngồi xe lửa đều yêu cầu hơn 30 tiếng đồng hồ, như vậy xa địa phương sầm bách thật sự rất khó buông tâm, Vật tới trong xe lại ôm lấy Tô Tuyết Trinh, hôn một cái, ở nàng bên tai nói, ra cửa bên ngoài, hết thảy nhiều cẩn thận. Bình An trở về, ta cùng bọn nhỏ ở nhà chờ ngươi sầm bách cũng chưa từng có thời gian dài như vậy một mình chiếu cố bình bình an an trải qua tô tuyết trinh kỳ thật cũng không yên tâm hắn dặn dò nói ngươi cũng là nếu là chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc xem mẹ có hay không thời gian có thể lại đây giúp ngươi xem một chút bình bình an an sầm bách sờ sờ nàng đầu bảo đảm nói bình bình an an ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ bọn họ hai vợ chồng nói mau ba phút tài xế chờ không kịp mở miệng thúc giục câu chúng ta có thể đi rồi lại không đi không đuổi kịp phi cơ thuận buồn xuôi gió sầm bách cuối cùng lại nhìn nàng một cái xuống xe sau đóng cửa xe nhìn theo xe taxi dần dần biến mất ở trong tầm mắt tô tuyết trinh quay đầu lại nhìn không tới sầm bách mới thu hồi tầm mắt tài xế thấy thế cùng nàng nói chuyện phím đây là chuẩn bị đi chỗ nào a à? như thế nào nhìn các ngươi hai vợ chồng như là một năm thấy không giống nhau không phải đi công tác đại khái muốn hơn một tuần đi Tô Tuyết Trinh ở trong xe lại kiểm tra rồi một chút chính mình giấy chứng nhận để người quên mang theo. Xe một đường bay nhanh, một tiếng rưỡi sau rốt cuộc đến sân bay. Lần này thành phố Hồng Giang đi mở học thành viên tổng cộng có bốn gã, trong đó liền có bọn họ Nhi khoa bệnh viện viện trưởng Đàm Trùng đã tới trước, nhìn đến nàng xuống xe vất vất tay, bác sĩ Tô. Tô Tuyết Trinh chạy nhanh đi qua đi vấn An, cúc một cung, viện trưởng hảo. Tiểu Nhi ngoại khoa là bọn họ bệnh viện Vương bài phòng, Đàm Trùng cũng biết nàng sẽ đi, cười hỏi ngày thường rất ít ở bệnh viện đụng tới ngươi thế nào ở chúng ta bệnh viện thực tập mấy năm nay cảm giác như thế nào đây chính là người lãnh đạo trực tiếp sau so chủ nhiệm còn muốn đại quan tô tuyết trinh ngữ khí thực cẩn thận thực hảo phòng bác sĩ đều rất có kiên nhẫn ta từ giữa cũng học được rất nhiều đàm trùng thái độ khiêm tốn không có việc gì có cái gì ngươi cảm thấy yêu cầu cải tiến có thể cùng ta nói sang năm hảo cải tiến Cô Tuyết Trinh mới vừa vào viện thời điểm thực tập bác sĩ động viên đại hội đã từng gặp qua Đàm Trùng, sau lại mặt khác thời gian cơ bản liền không thấy được hắn, không như thế nào tiếp xúc quá, nàng cũng sợ không rõ cái này viện trưởng tính tình như thế nào, thật sự không dám nói bậy, đành phải ba phải cái nào cũng được nói, đều khá tốt. Đừng như vậy câu nệ, nên nói liền nói. Đàm Trùng biểu hiện rất trọng lượng, có phê bình mới có thể tiến bộ. Cô Tuyết Trinh nghe hắn nói như vậy càng không dám nói cái gì đang suy nghĩ muốn như thế nào trả lời khi, vừa lúc Úc Đức Mân xe tới rồi, đàm trùng qua đi nghênh đón, cuối cùng đem lực chú ý từ trên người nàng dời đi. Úc Đức Mân cùng đàm trùng là nhiều năm bạn tốt, hai người vừa thấy mặt liền trò chuyện lên, theo sau ba người lại đợi trong chốc lát, cuối cùng một cái thành viên tân sinh nhi khoa chủ nhiệm An Hồng Vân cũng tới, nàng là nhi khoa bệnh viện chỉ có một vị nữ tính chủ nhiệm. Đàm trùng nhìn thoáng qua thời gian, đã là 8 giờ rưỡi, sách lên trương hành lý, người đều đến đông đủ, khi chúng ta xuất phát đi. Tô Tuyết Trinh là nơi này tư lịch nhất thiển, chạy nhanh cùng An Hồng Vân cũng chào hỏi, thực tập luân chuyển thời điểm Tô Tuyết Trinh đã từng ở Tân Sinh Nhi Khoa đãi quá hai tháng, An Hồng Vân cũng nhận thức nàng, ông Thanh nói, đi, cùng nhau. Làm trò nhiều như vậy đại lão mặt, Tô Tuyết Trinh lại là lần đầu tiên ngồi máy bay, rất sợ chính mình làm lỗi, cũng may sân bay có nhắc nhở tiêu chí, bọn họ vé máy bay thượng cũng viết đăng ký khẩu, dựa theo nhắc nhở thực mau tìm được rồi. Thượng phi cơ phía trước là một loạt an kiểm, trong bao đồ vật đều phải lấy ra tới kiểm tra, thuận lợi thượng phi cơ về sau, An Hồng Vân cùng nàng ngồi ở cùng nhau, hai người lưu nổi lên thiên. An Hồng Vân ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nàng nhìn ra Tô Tuyết Trinh mới lạ, ngươi là lần đầu tiên ngồi máy bay. Tô Tuyết Trinh thành thật gật gật đầu, thật rõ ràng sao. Còn Hảo, kỳ thật biểu hiện so với ta lần đầu tiên ngồi máy bay khá hơn nhiều. An Hồng Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, Trấn An nói, đừng thẩn trương, kỳ thật đây cũng là ta lần thứ ba ngồi máy bay chúng ta khi đó đi liên xô lưu học, đều là ngồi xe lửa, xe lửa thượng một đại chính là ba ngày. Khi thật sự rất xa. Tô Tuyết Trinh mới vừa nói xong câu đó, phi cơ bay lên, đầu tiên là chậm rãi bò lên cao độ, theo sau thăng lên không trung. Tô Tuyết Trinh tò mò mà nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ xem, lần đầu tiên đối vân có càng rõ ràng nhận tri, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể nhìn đến bên ngoài tầng tầng lớp lớp đám mây, giống bông giống nhau mềm như bông, hoặc dày nặng hoặc loãng, trung gian dạng một buông màu lam hồ. An Hồng Vân theo nàng tầm mắt xem qua đi, hôm nay thành phố Hồng Giang là cái ngày nắng đâu. Thực tập thời điểm Tô Tuyết Trinh là từ khác bác sĩ mang, cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, thực tế lưu xuống dưới, An Hồng Vân thực bình dị gần gũi, nàng cũng thả lỏng lại, đắc thượng lời nói đuôi, không biết Tân Thành thời tiết thế nào. Tân Thành kỳ thật cùng thành phố Hồng Giang có điểm cùng loại, ven biển, rất nhiều hải sản. Thời trẻ liên xô lưu học kinh nghiệm, làm An Hồng Vân đối này một đường thành thị cũng đều có điều hiểu biết hẳn là so thành phố Hồng Giang mát mẻ một chút, nói không chừng sẽ trời mưa, ngươi hậu quần áo mang theo không? Mang theo, ta tra xét hạ bên kia độ ấm, hiện tại đại khái là hơn 20 độ, so thành phố Hồng Giang muốn mát mẻ rất nhiều. Mang theo là được. An Hồng Vân Gia Ly sân bay xa, nàng cũng là rất sớm liền nổi lên, thượng phi cơ về sau liền có điểm mệt nhọc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia ta trước ngủ một lát, có việc ngươi đánh thức ta. Tô Tuyết Trinh nói thanh hảo, không ai nói chuyện phím nàng cũng nhàm chán, lúc này phi cơ tựa hồ bay đến tầng mây dày đặc địa phương, ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh. Nàng từ trong bao móc ra một quyển sách bắt đầu xem. Phi cơ từ thành phố Hồng Giang bay đi Tân Thành, dựa theo vé máy bay thượng viết, toàn bộ hành trình tổng cộng 4 cái nửa giờ, buổi chiều 2 điểm đến. Trên phi cơ mọi người đều thực an tĩnh, An Hồng Vân ngủ hơn một giờ lại tỉnh, nhìn đến nàng đang xem thư, trò chuyện hai câu tiếp tục ngủ. Tô Tuyết Trinh nhìn hơn 2 giờ, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, Dựa vào trên chỗ ngồi cũng ngủ trong chốc lát, chờ lại tỉnh lại thời điểm, phi cơ ly Tân Thành chỉ còn nửa giờ hành trình. Từ cửa sổ đi xuống xem, có thể từ thượng quan sát Tân Thành cảnh đẹp, Tô Tuyết Trinh nhìn ngoài cửa sổ khó tránh khỏi tò mò, An Hồng Vân cũng không ngại nàng xem, thậm chí thân mình sau này dựa, cho nàng lưu ra không gian. Phi cơ tới gần rất xuống, truyền đến nhắc nhở thanh, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, giảm xuống kia một khắc, Tô Tuyết Trinh cảm giác tâm đều phải nhảy ra ngoài. Vững vàng rơi xuống đất sau, bốn người xuống máy bay đi lấy hành lý đi ra sân bay cửa đã có tiếp đãi bọn họ người vóc dáng rất cao trước lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho bọn hắn xem các ngươi hảo ta kêu trình hạo trung đại gia trước lên xe chờ đều đến đông đủ chúng ta chuyến xuất phát tô tuyết trinh đi theo úc đức mân bọn họ cùng nhau lên xe lúc này trong xe còn có mặt khác tỉnh thị đại biểu gặp mặt về sau đều điểm phía dưới lấy kỳ vấn an có tòa vị ly đến gần còn trò chuyện lên Tô Tuyết Trinh giữa trưa chỉ ở trên phi cơ ăn một chút chính mình mang đồ ăn vặt, lúc này đã đói chịu không được, đợi hơn một giờ, xe cuối cùng ngồi đầy, khởi hành đi trước khách sạn. Tô Tuyết Trinh cùng An Hồng Vân Vân đến cùng Giang, một người một chiếc giường, đơn giản thu thập quá về sau, nàng nhớ tới sầm bách dặn dò, đi xuống lầu khách sạn nơi đó cho hắn đánh cái báo bình an điện thoại. Thực mau tới rồi ăn cơm chiều thời gian, Tô Tuyết Trinh cùng An Hồng Vân xuống lầu cùng đại bộ đội hội hợp, cùng đi ăn cơm chiều đại hội đem tới tham dự thành viên trước tiên phân hảo tổ, một tổ có 30 cá nhân, tô tuyết trinh bọn họ cái này tổ có chính mình tỉnh người, cũng có cách vách tỉnh. Toàn bộ từ trình hạo trung mang đội, hắn giơ một cái đại kỳ đi tuốt đàn trước mặt, đại gia đuổi kịp ta a, à, tiệm cơm ly này không xa, đại khái đi 5 phút liền đến. Lúc này đã là buổi tối 5 điểm nhiều, tân thành trạng vạn ánh nắng chiều phủ kính thiên, phong hơi chút có điểm lạnh, thổi tới trên người thật thoải mái. Tới rồi tiệm cơm về sau, cơm điểm cũng là trước tiên định tốt, 10 cái người một bàn, tuy rằng lẫn nhau khả năng không quen biết, nhưng mọi người đều có đồng dạng thân phận, một cái đề tài lưu lên mỗi người nhiều ít đều có thể nói vài câu, không đến mức tẻ ngắt. Cơm nước xong, Trình Hạo Trung đưa bọn họ hồi khách sạn, cuối cùng nói, ngày mai là đại hội ngày đầu tiên, hôm nay buổi tối đại gia chú ý nghỉ ngơi, ngày mai 7 giờ rưỡi ở dưới lầu tập hợp, đi trước ăn cơm sáng sau đó ta lại mang đại gia đi hội trường. Bông ba một ngày, đại gia đã sớm mệt mỏi, Nói với hắn thanh tái kiến về sau lên lầu đi nghỉ ngơi, Trình Hạo Trung không yên tâm, từng cái gõ cửa xác định đều trở lại trong phòng về sau mới trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. 1981 năm 8 nguyệt số 21 buổi sáng 9 giờ, thứ 8 giới cả nước Nhi khoa học thuộc hội nghị chính thức bắt đầu, lần này tham dự thành viên tổng cộng có 260 danh đại biểu, ngày đầu tiên là lễ khai mạc, Nhi khoa học hội chủ nhiệm ủy viên phát biểu nói chuyện, kêu gọi toàn xã hội coi trọng nhi đồng cùng thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành, đặc biệt chỉ ra bọn họ làm nhi khoa công tác giả càng là muốn gánh khởi trách nhiệm, sau này sẽ mạnh mẽ tăng mạnh nhi đồng bảo vệ sức khỏe công tác, đặc biệt là nông thôn nhi đồng bảo vệ sức khỏe công tác, đốc xúc bọn họ đề cao nhi khoa nghiên cứu khoa học trình độ, tăng mạnh đội ngũ xây dựng. Hội nghị tổng cộng dằn có 7 ngày, đại hội thu được luận văn 1440 thiên, tuyên đọc 43 thiên, cũng căn cứ bệnh tật phân loại tiến hành tiểu tổ thảo luận, Ngoài ra nước Nhật Kunuben Yoshikiki giáo thụ cũng ở hội nghị trung phát biểu có quan hệ tiểu nhi lâm sàng miễn dịch báo cáo. Tô Tuyết Trinh lần này hội nghị đi học tới rồi rất nhiều, đại hội thượng tuyên đọc luận văn đều có đại lượng số liệu làm chống đỡ, các giáo sư đem chính mình ở lâm sàng thượng tổng kết ra tới kinh nghiệm dốc túi mà thụ, lấy ra tới cung đại gia cùng nhau tham thảo, hơn nữa cải tiến qua đi một ít cũ kỹ tiêu chuẩn cùng trị liệu phương thức, tiến tới chia sẻ một ít càng vì hữu hiệu trị liệu phương thức. Hội nghị kết thúc ngày hôm sau, bởi vì là buổi chiều phi cơ, buổi sáng không có việc gì, Tô Tuyết Trinh cùng An Hồng Vân ở Tân Thành đi dạo một vòng, cấp người trong nhà mua điểm lễ vật, lần này có kinh nghiệm, trước tiên ở bên đường trước tiên ăn cơm trưa. Sau đó bốn người ngồi trên hồi thành phố Hồng Giang phi cơ, buổi chiều 7 giờ 20 tới thành phố Hồng Giang Nam Bình sân bay. Tô Tuyết Trinh buổi sáng trước tiên cấp sầm bách nói chuyến bay hào cùng tới thời gian, hội nghị khai xong một thân nhẹ nhàng, nàng ở trên phi cơ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi đến phi cơ xẹt qua không trung, lưu lại một đạo thật dài bạch tuyến, trở xuống đến mặt đất thành phố Hồng Giang, tình huống liền không có như vậy lạc quan. Chu Tâm vẫn luôn chờ đợi buồn điện thoại phía trước, hoảng loạn mà đi tới đi lui, lẩm bẩm tự nói, hiện tại đều 4 điểm, như thế nào còn không có tin tức, mau gọi điện thoại A, điện thoại. Bành lập chính cho nàng bưng một ly trà, đừng khẩn trương, lại chờ một lát nói không chừng liền tới rồi, trên đường khả năng ra chuyện gì chậm một lát. Chu Tâm miệng khô lưỡi khô, hoàn toàn uống không dưới bất cứ thứ gì, gãi gãi tóc, ngày thường đều là tam điểm đến, trước nay không vãn quá, này đều bốn điểm, khẳng định là trên đường ra chuyện gì. Chu tâm từ 2 giờ rưỡi đứng ở hiện tại, cái này trạng thái đã duy trì một giờ, bành lập chính cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, lấy ra cờ tướng bắt đầu nghiên cứu. Khô nóng sau giờ ngọ, chu tâm bởi vì sốt ruột cả người ra đều là hãng, nàng đôi mắt chắc gao nhìn chầm chầm điện thoại, trong mắt đều mau trừng ra tới, không ngừng nói, mau đánh lại đây a, à mau đánh lại đây. Nàng này một bộ dáng, đem nghĩ đến gọi điện thoại khách hàng đều dọa đi rồi, bành lập chính thật sự nhịn không được, ngươi rốt cuộc là đang đợi ai điện thoại a? À? Không thể ngươi bên này cho hắn đánh sao? Chu tâm nghe hắn nói như vậy chủ ý, chạy nhanh từ trong bao móc ra một cái vỡ, mở ra tìm được rồi một chiếc điện thoại, đánh đi ra ngoài, điện thoại bíp bíp và dây chuyển được, nàng vội vàng hỏi, ta muốn hỏi một chút cái kia phùng uy minh xe vận tải đã trở lại sao? Điện thoại kia quả nhiên người không biết nói gì đó, bành lập chính nhìn đến chu tâm sắc mặt nháy mắt liền trắng chu tâm nghe được đối phương nói câu kia còn không có trở về nội tâm phát lên một loại hy vọng đồng thời có một loại mưa gió sắp đến trầm trọng cảm nàng treo điện thoại bành lập chính hỏi nói gì đó xe vận tải làm sao vậy chu tâm không trả lời còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung thần thái hoảng sợ nhiên hảo tâm trở thành lòng lan dạ thú đứng ở này còn ảnh hưởng nàng sinh ý bành lập chính lẩm bẩm một câu lâu như vậy không tin tức xe vận tải sẽ không bị đoạt đi. Hiện tại lộ bá đoạt đồ vật nhưng nhiều, giết người lại giật tiền. Ngươi có thể hay không nói chuyện. Chu tâm phản phất bị điểm thuốc nổ, cả người đột nhiên bùng nổ, đôi tay đột nhiên phách về phía hắn cái bàn, chấn đến bành lập chính trên bàn đồ vật đều động hạ. Người nào a à đây là, bành lập chính thấy thế cũng không vui, vẫy vẫy tay muốn đuổi nàng, ngươi phải đợi ngươi đi địa phương khác chờ, đừng luôn đứng ở này, ảnh hưởng ta làm buôn bán. Chu tâm hai mắt đỏ bừng, đừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gần nhất này nửa năm nàng thường xuyên lại đây gọi điện thoại, Bành Lập Chính thông qua nàng nói chuyện phím cũng có thể hơi chút biết một chút Chu Tâm đang làm cái gì sinh ý, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, trước mắt loại này tình cảnh sát thật không dễ chọc, chọc giận nói không chừng động thủ đánh người. Bành Lập Chính xoay người đi làm chính mình sự, không hề lý nàng. Chu Tâm không tin chính mình như vậy xui xẻo, này tài xế là có kinh nghiệm, cùng nàng hợp tác 4 năm lần, vì an toàn khởi kiến, mỗi lần nhập hàng trừ bỏ tài xế bên ngoài nàng đều sẽ thỉnh ba cái tráng niên nam nhân đi theo xe này như thế nào sẽ bị đoạt đâu nàng tại chỗ không ngừng bồi hồi đại khái qua mười mấy phút về sau chung điện thoại rốt cuộc vang lên nam nhân thanh âm thực suy yếu đức quảng nói chu lão bản xin lỗi hóa bị đoạt ngươi tới một chuyến đi cảnh sát đã tới rồi chu tâm cả người như trụy hầm băng điện thoại đều không kịp phóng hảo chạy như bay về nhà lái xe hướng lợi hoa trái cây xưởng đuổi cùng thời gian cục cảnh sát nhận được báo nguy sầm bách đã dẫn người tới lợi hoa trái cây xưởng trong xe bốn người đều bị bất đồng trình độ thương hai người đã trọng thương nằm viện chỉ có lúc ấy còn ở trong xe tài xế cùng một nam nhân khác thương thế không quá nặng còn có thể nói chuyện tiếp thu ghi chép thương thế nhẹ nhất chính là ngồi ở ghế sau nam nhân hắn một chút cùng cảnh sát tự thuật khởi sự tình trải qua chúng ta ngay từ đầu phải hảo hảo lái xe đi ở hồi thành phố hồng giang quốc lộ thượng nửa đường thượng đột nhiên phát hiện ven đường có hai cây chặn đường, xe thật sự khai bất quá đi, chúng ta đành phải xuống dưới hai người đem thụ dọn đi, ai biết nhân tài mới vừa đi xuống, từ bốn phương tám hướng đột nhiên chạy ra một đám người, nhìn đến chúng ta trực tiếp liền lấy gậy gộc ấn chết. Đánh, đem chúng ta trên xe hóa đều đoạt đi rồi. Chương 142 chương 142 Mấy năm nay lộ bá vấn đề vẫn luôn nhiều lần cấm không ngừng, những người này phi thường càng rỡ, len lỏi ở các đại công lộ, ở trên đường đón xe cướp bóc đều là chuyện thường, thậm chí còn có giết người chôn thay cũng không ít, bất quá bọn họ cũng sợ bị trảo, giống nhau đều là ban đêm thừa dịp trời tối đón xe cướp bóc, giống hôm nay loại này ban ngày ban mặt đích xác thật hiếm thấy. Bất quá này cũng chứng minh này đám người rốt cuộc có bao nhiêu càng rỡ, hoàn toàn một vô pháp kỹ. Sầm bách hỏi, người trông như thế nào ngươi còn nhớ rõ sao? Chương Trung Tài lắc lắc đầu, bọn họ trên đầu tất cả đều bộ một cái túi, chỉ có đôi mắt lộ ra tới, cho nên ta cái gì đều nhìn không tới. Phùng Uy Minh cùng Chu Tâm nói chuyện điện thoại xong về sau triều bọn họ đã đi tới, bổ sung nói, ta nhìn đến trong đó có một người tay phải mặt trên có cái bớt, là một cái tiểu sơn hình dạng. Hắn tay bái ta cửa xe thời điểm, bị ta thấy được. Phùng Uy Minh là tài xế, lúc ấy liền ngồi ở trên ghế điều khiển, xe pha lê trực tiếp bị này đám người tạp lạng, pha lê rớt đến trên người hắn, trên mặt tức khắc liền ra huyết, trên người cũng có bao nhiêu chỗ pha lê thương, cũng may hắn khai đường dài kinh nghiệm phong phú người lại ở trong xe mặt, cửa xe bị hắn đóng lại, bên ngoài người thượng không tới, hắn cùng chương trung tài hợp tác một tả một hữu, trực tiếp cầm lấy đặt ở trong tầm tay rìu hướng bên ngoài tạp, tới một cái đánh một cái, quy. Khiếp bọn họ không nên động thủ, hai người bọn họ lúc này mới bảo vệ mệnh. Bất quá nguyên nhân chính là như thế bọn họ cũng bị vây ở trên xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt sau hóa bị đoạt xong, bởi vì bọn họ hai biết một khi xuống xe, khẳng định sẽ giống phía trước hai cái đồng bạn giống nhau bị đánh cái chết khiếp, đến lúc đó cảnh sát phát hiện bọn họ thời điểm chỉ sợ chỉ có thể nhặt xác. Phùng Uy Minh lòng còn sợ hãi, nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, thanh âm đều ở phát trung, may mắn ta cùng lão Trương ở trong xe thả rìu, liều chết nghĩ vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ lên xe, bọn họ này đám người lấy chúng ta không có biện pháp, lúc này mới đoạt xong hóa lái xe liền chạy. Khai cái gì xe? Chính là bình thường màu lam nhạn bài xe tải, Bất quá ta không thấy được biển số xe. Sầm Bách lại hỏi, đại khái bao nhiêu người? Phùng Uy Minh suy nghĩ lần tới, ta đếm hạ, khả năng có 12, 13 cá nhân. Cảnh sát, ta lần này kéo có 500 nhiều đồng tiền hóa, ngài nhưng nhất định phải thay chúng ta tìm được a. À? Sầm Bách gật đầu, chúng ta tận lực, bất quá cũng khuyên các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thông thường dựa theo bọn họ phá án kinh nghiệm tới nói, lộ bá cướp bóc hàng hóa giống nhau là thu không trở lại phùng uy minh cả người thoát lực dựa vào trên tường thở dài hắn chạy nhiều năm như vậy hóa cũng bị đoạt lấy vài lần xác thật không có một lần tìm trở về thậm chí liền cướp bóc người đều tìm không thấy sầm bách kêu tới cao trường đông trường đông ngươi lưu lại ta cùng chí hổ dẫn người đi hiện trường xem một chút cao trường đông nói thanh hảo xe vẫn là trái cây xưởng nhưng hóa không phải bọn họ có lẽ là trải qua quá quá nhiều lần trái cây xưởng xưởng trưởng đối này thái độ cũng là không thể nề hà tìm người đỡ Phùng Uy Minh cùng Trương Trung Tài đi bệnh viện xem một chút băng bó một chút miệng vết thương, hắn còn lại là muốn đi xem hai cái trọng thương, ta đi bệnh viện nhân dân nhìn xem mặt khác hai người thương thế thế nào, thực mau trở lại. Nói xong vội vã rời đi. Sầm bách mở ra tới khi xe cảnh sát, mang theo năm cái đội viên, sử ra lợi hoa trái cây xưởng. Lợi hoa trái cây xưởng xem như thành phố Hồng Giang bản địa nổi danh trái cây xí nghiệp, thường xuyên sẽ từ nơi khác tiến trái cây lại đây, giống nhau sẽ chạy đường dài, cho nên trong xưởng xe vận tải rất nhiều. mấy năm nay bởi vì thành phố Hồng Giang chính sách cải cách, giống chuối linh tinh trái cây đã không cần bằng phiếu tới mua sắm, đầu đường cũng nhiều rất nhiều người bán trong, trái cây xưởng sinh ý bởi vậy đã chịu rất lớn ảnh hưởng. trái cây cùng rau dưa giống nhau, không thể phóng, ở kho hàng phóng mấy ngày khả năng liền hỏng rồi, bán không ra đi. trong xưởng sinh ý không hảo tự nhiên cũng dùng không đến như vậy nhiều xe vận tải, cũng là vì hưởng ứng tam sản chính sách, trong xưởng một bộ phận xe vận tải sẽ cùng bản địa tiểu sinh ý người hợp tác giúp bọn hắn kéo một ít hóa trở về đôi bên cùng có lợi đối đường dài kéo hóa tài xế tới nói nguy hiểm nhất không phải lái xe mệt nhọc mà là đụng tới phụ cận lộ bá cướp bóc hàng năm xe thể thao tài xế đều biết những người này không dễ chọc thông thường sẽ không chạy chuyến tàu đêm ở một ít nguy hiểm đoạn đường sẽ càng thêm cẩn thận cho nên này cũng dẫn tới giống nhau tài xế đều không quá thích chạy đường dài kiếm tiền là tiểu mệnh ném liền xong rồi chu tâm cũng đúng là bởi vậy tìm được rồi bọn họ trái cây xưởng hợp tác cho rằng bọn họ trong xưởng tài xế có kinh nghiệm cũng đáng đến tin cậy, tài xế cũng xác thật không có cô phụ nàng tín nhiệm, trước vài lần xe thể thao đều thực thuận lợi, nhưng nàng không nghĩ tới lúc này đây hội ngộ thượng cướp bóc. Chu Tâm đi vào lợi hoa trái cây xưởng thời điểm vừa lúc đụng tới xe cảnh sát đi ra ngoài, nàng hoảng không chọn lộ tìm được Phùng Uy Minh, bắt lấy hắn cánh tay, tại sao lại như vậy? Ta hóa đâu? Phùng Uy Minh trên người mới vừa băng bó hảo, Chu Tâm bởi vì cảm xúc kích động tay kính lại đại, Hắn cánh tay bị Chu Tâm trảo đến đau, ai u một tiếng, một bên Phùng Uy Minh đồng sự bối hoành thấy thế vội đem Chu Tâm kéo ra, cả giận nói: "Hắn bị thương ngươi không thấy được sao?" Thời buổi này tránh điểm tiền đều không dễ dàng, huống chi lập tức không có nhiều như vậy tiền, Phùng Uy Minh cũng có thể lý giải, hắn vẫn luôn đang đợi Chu Tâm lại đây, biểu tình ấy nấy, Chu lão bản, thật không phải với, này đám người thật sự quá hung tàn. Chu Tâm càng cả giọng hô: "Này một chuyến cơ hồ tiêu hết ta toàn bộ tích tụ." ngươi một câu xin lỗi như thế nào có thể hành. Bối hoành chính mình cũng là chạy xe lớn, phi thường có thể lý giải Phùng Uy Minh lúc này tâm tình, đi một chuyến hóa người thiếu chút nữa không có, hắn còn tưởng thế Phùng Uy Minh kêu an đâu. Bối hoành không mặn không nhạt khuyên nhủ, vị này nữ đồng chí, ngươi bình tĩnh một chút, không nên động thủ. Trước mắt phát sinh loại sự tình này chúng ta ai đều không nghĩ, nhưng hiện tại sự tình đã đã xảy ra, chúng ta dọc theo đường đi cũng tận lực, hai cái đồng sự đều bị thương còn ở bệnh viện nằm đâu, Ngươi liên tiếp chất vấn chúng ta có ích lợi gì đâu, không bằng cùng cảnh sát nói, xem cảnh sát có thể hay không đem hóa truy hồi tới. Chu tâm sắc mặt trắng bệch, thật lâu không nói nên lời, trời biết nàng quăng vào đi bao nhiêu tiền, cái này mấy năm tích tụ đều bạch làm. Cao trường đông đang ở thanh toán hàng hóa số lượng cùng giá trị, nhìn đến người mua tới, hắn cầm một chi bút đã đi tới, ngươi là chu tâm đi. Chu tâm chết lặng mà gật đầu, nước mắt rào rạc mà rơi. Đồng chí, không cần thương tâm, thỉnh bảo trì lý trí, hiện tại ta bên này có mấy vấn đề khả năng muốn hỏi một chút ngươi. Cao Trường Đông nhẹ giọng nói, thỉnh ngươi cùng chúng ta nói một chút lần này trong xe mặt ngươi đều mua cái gì, cụ thể mỗi dạng có bao nhiêu, phương tiện chúng ta hậu kỳ truy hồi. Chu Tâm nhìn trước mắt một thân cảnh phục người, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, lau khô nước mắt, từ trong bao móc ra một trương giấy đưa cho hắn, đều ở chỗ này, ta viết trên giấy, mỗi lần đều là thông qua điện thoại cùng bên kia xưởng đặt hàng. Cao Trường Đông đối chiếu tờ giấy thượng bắt đầu sao chép, Chu Tâm nhìn hắn, khẩn cầu nói, cảnh sát đồng chí, ngài nhưng nhất định phải giúp ta đem hóa truy hồi tới, này cơ hồ là ta mấy năm nay tích tụ, ta thượng nửa năm mới vừa bị đơn vị đình tân, bằng không cũng sẽ không làm cái này sinh ý, trong nhà còn có một nhi một nữ cùng một cái bệnh tật ốm yếu lão mẫu thân yêu cầu chiếu cố, thật sự chịu không nổi cái này đã kích. Cao Trường Đông nghe xong còn rất khó chịu, dựa theo lẽ thường tới nói, này phê hóa hiện tại khẳng định không thế nào thừa, hắn cũng không thể cấp chu tâm hư vô mờ mịt hy vọng bất đắc dĩ trả lời cái này ngươi yên tâm chúng ta cảnh sát nhất định sẽ tận lực giúp ngươi truy hồi hàng hóa chính là ngươi bên này vẫn là phải làm hảo nhất định chuẩn bị tâm lý hiện tại ngươi còn trẻ sớm muộn gì có thể đông sơn tái khởi làm buôn bán sao khó tránh khỏi hội ngộ thượng một chút suy sụp không cần dễ dàng từ bỏ liền nói câu lời hay đều lười đến nói chu tâm đại khái cũng có thể đoán được này phê hóa chỉ sợ giữ không nổi bối quá mức âm thầm rơi lệ nội thành phụ cận này đó lộ bá khẳng định không dám tới gần, giống nhau đều là khoảng cách rất xa ít có người yên địa phương, này đó địa phương trải qua ít người, bọn họ mới hảo xuống tay, từ trái cây xưởng lái xe qua đi tổng cộng muốn hơn 3 giờ, hơn nửa ra án thời gian, qua lại ít nói cũng muốn 7-8 tiếng đồng hồ, vạn nhất phát hiện cái gì manh mối, thời gian chỉ sợ càng dài. Cướp bóc là buổi sáng 10 điểm nhiều phát sinh, xác định cướp bóc người đã đi xong về sau, Phùng Uy Minh cùng Trương Trung Tài mới xuống xe đem hai cái đồng bạn kéo lên xe, lúc này vừa lúc mặt sau lại tới nửa xe vận tải, vài người hợp tác mới đem chặn đường thụ dọn đi, đưa bọn họ đi bệnh viện sau đó báo nguy. Sự tình đã phát sinh mau hơn 6 giờ, hàng hóa khả năng còn không có bán đi, bọn họ phải nhanh một chút đuổi tới hiện trường. Hôm nay thức đêm là tránh không được, sầm bách biết hôm nay khẳng định vô pháp đi tiếp bình bình an an, còn có tô tuyết trinh bên kia, hắn cũng vô pháp đi sân bay tiếp, xuất phát phía trước hắn cố ý cho Lâu Quế Lan gọi điện thoại, làm nàng đêm nay đi tiếp một chút bình bình an an, thuận tiện lại đi tiếp một chút tô tuyết trinh. Lâu Quế Lan sảng khoái mà đáp ứng rồi, cách xa nhau 10 ngày không gặp, sầm bách đáp ứng rồi tô tuyết trinh đi tiếp cơ, không có thể thực hiện hứa hẹn trong lòng cũng có chút trầm trọng, nhìn ngoài cửa sổ xe cây cuối thở dài. Từ chí hổ cho rằng hắn là vì hàng hóa thở dài, sầm ca a, ngươi cũng cảm thấy thứ này truy không trở lại. Giang Hoa ngồi ở mặt sau chỗ ngồi, tiếp lời nói, này còn dùng tưởng sao? Một xe dày a, nhiều đáng giá, phỏng chừng rất khó truy hồi tới, chờ chúng ta đến nơi đó đã 10 cái giờ đi qua, hóa chỉ sợ đều đã bị qua tay vài lần. Cướp bóc địa điểm liền ở quốc lộ thượng, không có gì người, càng không cần đề người chứng kiến, nhân viên lưu động phức tạp, người cũng phân không rõ là trụ phụ cận thôn dân vẫn là chuyên nghiệp cướp bóc, gặp phải cái loại này lái xe cướp bóc, len lỏi gây án tay già đời, đoạt xong đồ vật theo lộ trực tiếp lái xe đi rồi, bọn họ chính là có thông thiên bản lĩnh cũng ra không ra. Trên thực tế bọn họ cục cảnh sát nhận được quốc lộ cướp bóc án cơ bản rất ít có thành công đem hàng hóa truy hồi, có thể bắt được tội phạm liền không tồi, đa số tình huống là hóa truy không trở lại, người cũng bắt không được, lúc này mới làm những cái đó lộ bá không có sợ hãi, liên tiếp phạm án. Sầm Bách cũng nói, không lạc quan. Nhìn chầm chầm điểm nhi lộ, đừng đi qua. Từ chí hổ gật gật đầu, một bên khai một bên nhìn ven đường, đại khái qua hơn một giờ sau, hắn bỗng nhiên chỉ vào ven đường, có phải hay không nơi đó. Ven đường có mấy cây đổ, ta xem có điểm giống. Một đường đi tới quốc lộ đều giống nhau, không có gì tiêu chí tính kiến trúc, Phùng Uy Minh cũng chỉ cho bọn họ một cái đại khái địa điểm, bọn họ chỉ có thể căn cứ khác manh mối tới đại khái phán đoán án phát địa. Sầm Bách theo hắn chỉ xem qua đi, quả nhiên ở ven đường nhìn đến tam cây bị chém ngã đại thụ, là bên kia, xe đình qua đi. Từ chí hổ lại đi phía trước khai một chút, đình tới rồi phụ cận sầm bách xuống xe nhìn đến trên đường vết máu liền biết bọn họ tìm được án phát địa điểm lúc này trên mặt đất vết máu sớm đã khô cạn có bị bánh xe áp quá lưu lại từng đạo màu đỏ sậm dấu vết sầm bách ở phụ cận chuyển động một vòng cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh quốc lộ hai bên loại rất nhiều cây dương bên ngoài còn lại là tảng lớn đồng ruộng rất xa mới có thể nhìn đến một tòa thôn xóm nhỏ hồi thành phố hồng giang có rất nhiều điều quốc lộ con đường này chỉ là một trong số đó bởi vì mấy năm nay phương Nam thành thị phát triển nhanh chóng, thường xuyên có qua bên kia nhập hàng xe vận tải, sẽ đi con đường này, cho nên con đường này cũng là cướp bóc phát sinh nhất thường xuyên quốc lộ. Từ chí hổ giang hoa đám người trong hồ sơ phát mà tìm tòi một vòng, không phát hiện cái gì hữu dụng manh mối, cắn răng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Sầm bách nhìn về phía hồi thành phố Hồng Giang tương phản vị trí, bọn họ phỏng chừng từ bên này chạy. Từ chí hổ khó hiểu hỏi ngược lại, làm sao thấy được? Sầm bách cho hắn chỉ hạ, thụ là ngã vào bọn họ hồi thành phố Hồng Giang phương hướng, bọn họ khẳng định là hướng tương phản phương hướng chạy A. Hắn hỏi tiếp nói, con đường này đi phía trước là cái nào thị? Giang Hoa trả lời, hẳn là Thụy An thị. Này đám người rõ ràng là kẻ tái phạm, xử lý thật sạch sẽ, hiện trường không có gì manh mối, chỉ có thể dọc theo lộ đi phía trước nhìn xem có hay không cái gì đầu mối mới, sầm bách ôn thanh nói, đi phía trước khai qua đi nhìn xem, nếu thượng quốc lộ bọn họ khẳng định sẽ xuống dưới con đường này cũng không có khả năng vẫn luôn không có người, phía trước nói không chừng có người trụ, khả năng sẽ nhìn đến có xe đi qua. Đại gia chạy nhanh lên xe, vừa rồi là từ chí hổ lái xe, hiện tại đổi thành giang hoa. Bọn họ xuất phát thời điểm là 4 giờ rưỡi, lúc này đã là 7 giờ nhiều, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, quốc lộ hai bên đen như mực, sâu thẳm như một cái hắc động, trên đường cũng không đèn đường, cái gì đều nhìn không tới, bọn họ chỉ có thể nhìn đến phía trước đèn xe chiếu đến vị trí, bên đường trùng tiếng kêu không ngừng nghỉ vang, cảnh tượng có điểm thấm người. Từ chí hổ luôn luôn là nhất sợ hãi, lúc này ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt, kinh hồn tán đảm nói, má ơi, này lộ ta nhìn đều sợ hãi, này đó khai xe lớn đích xác thành thực thái đủ ngưu, khó trách phùng uy minh trong xe vẫn luôn phóng triều. Đường kế quân nói, đi một chuyến tiền lương nhiều nha, sao ở trong xưởng làm việc muốn kiếm tiền, lại nói này đó lộ bá giống nhau cũng không quá dám giết người, cơ bản đều là đoạt cái tiền đoạt cái đồ vật mỗi năm bọn họ cục cảnh sát đều có thể nhận được đại lượng quốc lộ cướp bóc án trong đó kim ngạch có lớn có bé tính ở bên nhau cũng không ít tiền sầm bách tuy rằng sinh khí nhưng cũng không thể nề hà cùng lúc đó tô tuyết trinh cũng thuận lợi đến thành phố hồng giang từ nam bình sân bay ra tới một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt an hồng vân cười nói thành phố hồng giang thật đúng là nhiệt đi ra ngoài một chuyến trở về đột nhiên có điểm không thói quen từ trên phi cơ xuống dưới đi tới cửa tô tuyết trinh cũng đã ra mồ hôi đúng vậy Thật nhiệt. Gần chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, "Lão Út." Út Đức Mân vừa thấy là hắn thê tử, sắc mặt lập tức biến hảo, đối bọn họ nói, "Vậy các ngươi trở về chú ý an toàn, ta đi trước a." Đàm Trùng không quen nhìn hắn bộ dáng này, thúc giục nói, "Hành hành hành, đi mau đi mau." Út Đức Mân xách theo rương hành lý lên xe, Đàm Trùng nhìn về phía hai người bọn họ, là người trong nhà tới đón. Tô Tuyết Trinh cùng An Hồng Vân gật gật đầu. Này một đường rất mệt đàm trùng tưởng sớm một chút trở về rửa mặt nghỉ ngơi cười ha hả nói kia ta cái này không ai tiếp liền đi trước nói xong hắn ngăn cản một chiếc xe taxi cũng lên xe đi rồi an hồng vân nhìn nàng hỏi là lão công tới đón đúng vậy tô tuyết trinh hỏi ngược lại chủ nhiệm ngài đâu an hồng vân trả lời ta a à, ta nhi tử lại đây tiếp tô tuyết trinh còn muốn nói cái gì đột nhiên nghe được bình bình an an kêu mẹ nó thanh âm tiếp theo hai cái trắng nõn tiểu đoàn tử triều nàng chạy như điên mà đến, gặp mặt liền ôm lấy nàng chân, cao giọng kêu cái không ngừng, mụ mụ mẹ. Lâu Quế Lan theo sau đuổi tới, ai da, hai người các ngươi chạy chính là thật mau, cũng không đau lòng đau lòng ngươi nải nải ta bộ xương già này. Tô Tuyết Trinh nhìn đến nàng tới đại khái liền đoán ra sầm bách phỏng chừng tăng ca, nàng cũng không hỏi cái gì, ngồi xổm xuống ôm lấy bình bình an an, tưởng mụ mụ không. Bình bình gắt gao ôm nàng cổ không buông tay, đặc biệt tưởng. Tô Tuyết Trinh chưa từng có rời đi lâu như vậy, buổi sáng đều không có cùng bọn họ nói một tiếng liền đi rồi, An An khuôn mặt nhỏ cọ mụ mụ mặt, ngươi đều không có cùng chúng ta nói tái kiến. Nhiều như vậy thiên không gặp Tô Tuyết Trinh đồng dạng rất tưởng bình bình An An, ông lấy bọn họ chụp rồi lại chụp, ta này không phải sợ cùng các ngươi nói tái kiến liền không bỏ được đi rồi sao. Hảo đi, ta tha thứ ngươi. An An ở trên mặt nàng hôn một cái. Mở họp trong khoảng thời gian này, An Hồng Vân thường xuyên cùng Tô Tuyết Trinh nói chuyện phím, cũng nghe nàng nói lên quá bình bình an an, các ngươi hảo a, à, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, vẫn luôn nghe ngươi mẹ nói các ngươi có bao nhiêu ngoan nhiều ngoan. Bình bình an an tò mò mà nhìn chầm chầm cái này nãy nãy xem. Tô Tuyết Trinh làm bọn nhỏ chào hỏi, nói nãy nãy hảo. Bình bình an an ngọt ngào nói thanh nãy nãy hảo. An Hồng Vân nhìn đến bọn họ liền nhớ tới chính mình tôn tử, sờ sờ bọn họ đầu, khen nói, thật ngoan. Bình bình an an vội vã mang mụ mụ về nhà, bình bình túng tô tuyết trên tay, Đi thôi, ta hiện tại sẽ viết tên của mình đâu, trở về ta viết cho ngươi xem." An An cũng nói, "Ta cũng sẽ." "Lão sư còn khen ta viết đẹp đâu." An Hồng Vân thấy thế thúc giục nàng mau trở về, "Vậy ngươi mau trở về đi thôi, hài tử đều thúc giục đâu." Tô Tuyết Trinh không yên tâm nàng một người, "Không có việc gì, chủ nhiệm ta chờ ngươi đi rồi lại đi." An An ngẩng đầu lên, tươi cười cười điềm mỹ, "Ta biết, muốn cho bác sĩ nải nãy Bình An về nhà." Bình Bình cũng nói, "Đúng vậy, chúng ta muốn xem bác sĩ nãy nãy ngồi trên xe. An Hồng Vân nghe xong đối hai người bọn họ càng thích, hảo, vậy phiền toái ngươi lại bồi ta chờ một lát. Đã trễ thế này nàng một người trở về xác thật không an toàn, Lâu Quế Lan đi theo nói, hẳn là mau tới, hiện tại thành phố xe taxi không hảo đánh, chúng ta cũng là đợi hơn 10 phút mới gọi được một chiếc xe. Ba cái đại nhân mang theo hai cái tiểu hài tử đứng ở cửa lại đợi vài phút, An Hồng Vân Nhi tử rốt cuộc tới, đơn giản cùng Tô Tuyết Trinh cùng Lâu Quế Lan chào hỏi, theo sau giúp An Hồng Vân sách lên trương hành lý, mẹ, khi chúng ta hiện tại liền đi thôi. Xe taxi còn đang đợi. An Hồng Vân lúc này mới hướng bọn họ cáo biệt, vậy các ngươi trở về cẩn thận một chút, quay đầu lại chúng ta bệnh viện thấy. Tô Tuyết Trinh xua xua tay, bệnh viện thấy. Tiễn đi An Hồng Vân sau, bọn họ cũng chuẩn bị về nhà. Vừa rồi kéo lâu Quế Lan bọn họ xe taxi chờ không kịp đã đi rồi, bọn họ đành phải một lần nữa lan cản tân xe taxi, cũng may sân bay phụ cận xe taxi còn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền đánh tới xe, người một nhà ngồi trên xe về nhà. Lên xe về sau, Lâu Quế Lan cùng nàng giải thích sầm bách vì cái gì không có tới, buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, bọn họ cục cảnh sát đột nhiên nhận được báo án, nói là có một cái xe trên đường bị cướp bóc, nghe nói kim ngạch còn rất đại, bọn họ qua đi điều tra qua lại muốn 7-8 tiếng đồng hồ, cho nên tạm thời không về được. Tô Tuyết Trinh tuy rằng mất mát, nhưng cũng có thể lý giải, lại không phải hắn có thời gian lại không có tới tiếp hiện tại là xác thật có công tác muốn vội nàng hỏi xe bị đoạt lâu quế lan cũng không rõ ràng lắm cụ thể hắn cũng không cùng ta nói quá nhiều hình như là cái gì trái cây xưởng xe án tử không kết sầm bách giống nhau sẽ không theo bọn họ lộ ra quá nhiều sự tình hỏi cũng hỏi không ra cái gì tô tuyết trinh dời đi đề tài các ngươi ăn cơm sao từ trong nhà đến sân bay muốn một tiếng rưỡi bọn họ phỏng chừng chưa kịp ăn cơm an an lắc đầu sờ soạn bụng không ăn chúng ta mới từ nhà trẻ ra tới liền tới đây tiếp mụ mụ trên đường ta tưởng cho bọn hắn mua điểm ăn hai người đều không ăn nói muốn cùng ngươi cùng nhau ăn lâu quế lan cười nói thật đúng là mụ mụ ngoan bảo bảo trong xe có điểm buồn bình bình tới gần cửa sổ xe cảm thụ gió thổi qua quay đầu hỏi chúng ta đây muốn ăn cái gì có thể ăn kem sao an an chạy nhanh nói tiếp ta cũng muốn ăn kem chúng ta đã 10 ngày không có ăn kem, ngươi không ở nhà mấy ngày nay, ba ba chưa bao giờ làm chúng ta mua. Như vậy nhiệt thiên. Tô Tuyết Trinh chính mình cũng muốn ăn, sảng khoái gật đầu, ăn. Mụ mụ thỉnh các ngươi ăn. Bình bình an an hoang hô, hảo gia. Ta thích mụ mụ ở nhà. Hai huynh muội thao thao bất tuyệt nói lên này 10 ngày trong nhà biến hóa, nháy mắt biến thành lãm nhảm, dọc theo đường đi nói cái không ngừng, mãi cho đến bọn họ xuống xe tô tuyết trinh làm xe ngừng ở bọn họ đầu hẻm bôn ba một đường nàng hiện tại cũng đói bụng chuẩn bị đi trước ăn cơm chiều đối bình bình an an nói ăn cơm trước a à, cơm nước xong lại ăn kem có kem ăn liền hảo bình bình an an trở nên phi thường nghe lời tô tuyết trinh mang theo lâu quế lan cùng bọn nhỏ tới phụ cận tiệm cơm quốc doanh điểm vài món thức ăn chờ đợi thượng đồ ăn trong lúc nàng trước cho đại gia đổ một chén nước bình bình an an ổn định vững chắc nắm cái ly uống nước nghĩ đến mụ mụ đã trở lại chân nhỏ lại nâng lên lại buông, bả vai hơi hơi kích thích, cả người đều tràn ngập vui sướng quan mang. Lâu Quế Lan uống một ngụm thủy, cảm khái có mẹ nó hài tử chính là hảo, nói dẫn nói, nhìn hai người các ngươi, như vậy cao hứng. Kem cùng mụ mụ, các ngươi tuyển cái nào? Đây chính là cái phi thường gian nan lựa chọn, an an bất mãn, vì cái gì muốn từ kem cùng mụ mụ bên trong tuyển. Bình bình phi thường cơ linh, ta tuyển mụ mụ, tuyển mụ mụ liền có kem ăn. Tô Tuyết Trinh giả bộ bị thương biểu tình, nguyên lai like là như thế này, xem ra vẫn là kem tương đối quan trọng. An An thuận thế nói, ta không phải, ta kiên quyết tuyển mụ mụ. Tô Tuyết Trinh nhìn ra nữ nhi trong mắt giảo hoạt, cho bọn hắn phân phát chiếc đũa, ăn cơm trước, nếu không kem không bàn nữa. Đại khái qua 3 phút, bọn họ điểm đồ ăn rốt cuộc lên đây, lâu Quế Lan biết nàng lần này khẳng định thực vất vả, cho nàng gấp khối xương sườn, ăn nhiều một chút. Tô Tuyết Trinh là thật sự đói bụng, cũng không ngượng ngùng, cầm lấy chiếc đũa ăn uống thỏa thích. Bình bình an an ở nhà trẻ đã ăn qua cơm chiều, kỳ thật không quá đói, còn nghĩ cấp kem lưu cái bụng, bất quá xem trước mắt đồ ăn thật sự là phi thường ăn ngon, hai người vẫn là cầm lấy chiếc đũa lại ăn điểm. Lâu Quế Lan ăn ăn, tầm mắt ra bên ngoài vừa thấy, đột nhiên thấy được một người, hỏi Tô Tuyết Trinh, ngươi xem cái kia có phải hay không các ngươi trong đại viện Chu Tâm nha. Tô Tuyết Trinh quay đầu vừa thấy, là nàng. Lúc này Chu Tâm, tóc tán loạn, sắc mặt phi thường kém hai chân phản phất bị dính vào trên mặt đất, phi thường gian nan mà hoạt động, như là một sợi cô hồn. Lâu Quế Lan buồn bực, nàng đây là làm sao vậy? Giống như mất hồn giống nhau. Chương 143 chương 143 Tô Tuyết Trinh xem chu tâm trạng thái cũng cảm thấy không quá thích hợp, ánh mắt không có dời đi, lại nhìn trong chốc lát, nhìn đến chu tâm tuy rằng biểu tình tan rã, nhưng đại khái là hướng gia phương hướng đi, có chút lo lắng nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Này ta nhưng nói không tốt vẫn là bớt lo chuyện người lâu quế lan ăn no đem chiếc đũa thả trở về về nhà đi bình bình an an vừa nghe phải về nhà lập tức hưng phấn lên bay nhanh từ trên ghế xuống dưới hoang hô nói kem kem ăn kem lâu cho dù có sự cũng muốn trở về lại nói tô tuyết trên hiện tại trong tầm tay còn có rương hành lý không thả lại ra đối bình bình an an nói đi đi trước ăn kem một người một cây a bình bình an an cao hứng gật gật đầu vừa đến tháng năm phân thời tiết nhiệt lên, cung tiêu xã liền sẽ đem tủ lạnh dọn ra tới, bình bình an an một đường chạy chậm, đứng ở tủ lạnh phía trước bắt đầu chọn lựa kem. Tô Tuyết Trinh sách theo rương hành lý đi không mau, nhìn thoáng qua tủ lạnh kem, quay đầu hỏi lâu Quế Lan, mẹ, người muốn hay không cũng tới một cây. Đó là tiểu hài tử ăn đồ vật, mẹ không ăn. Lâu Quế Lan liên tục xua tay, các ngươi ăn là được. Kem nào phân cái gì đại nhân tiểu hài tử, như vậy nhiệt thiên, tới một cái đi. Tô Tuyết Trinh buông trương hành lý, kéo lâu Quế Lan cánh tay cùng nhau xem, nhìn xem ăn cái nào. Bình bình an an đã chọn hảo muốn ăn kem, cổ động lâu Quế Lan gia nhập, nãy nãy cũng ăn. Lâu Quế Lan thấy thế cũng không hề chối từ, ngữ khí lanh lẹ, kia ta cũng tới một cái. Tô Tuyết Trinh cười, kéo ra tủ lạnh môn, trước làm bình bình an an tuyển, hai huynh muội tuyển giống nhau dâu tây kem, nàng cùng lâu Quế Lan tuyển càng giải khát lão băng côn. Người một nhà một bên ăn băng côn một bên hướng ra đi, Mới vừa đi đến đại viện cửa liền nhìn thấy Chu Tâm, nàng đứng ở cửa, đôi mắt nhìn chầm chầm vào phía trước chỗ trống lộ, nhìn đến bọn họ trở về ánh mắt phản phất mới có tiêu cự, nhất chân liền đã đi tới, bắt được tay nàng, Tuyết Trinh, ngươi cứu cứu ta. Tô Tuyết Trinh vốn dĩ đang ở ăn băng côn, tay bị bắt lấy vẻ mặt ngốc, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Tâm dọc theo đường đi biểu tình đều có điểm hoảng hốt, về đến nhà mới nhớ tới sầm bách là phòng hình trinh trưởng phòng, trưởng phòng A. Quyền lực khẳng định đại, Nàng phản phất bắt được một chút hy vọng, qua đi nhà bọn họ tưởng cầu hỗ trợ, tới cửa mới phát hiện nhà bọn họ da môn trói chặt, lúc này mới đến đại viện cửa chờ nhà bọn họ người trở về. Chu Tâm nghẹn ngào nói, ta có một đám hóa ở trên đường bị người đoạt, không biết có thể hay không tìm trở về, người có thể hay không làm ơn sầm bách hỗ trợ đem hóa tìm trở về. Lâu Quế Lan nhìn Tô Tuyết Trinh liếc mắt một cái, biết sầm bách buổi chiều khả năng chính là đi làm chuyện này. Tô Tuyết Trinh phản ứng lại đây, bắt tay trừ trở về, hỏi ngươi báo nguy sao báo nguy cảnh sát cũng tới làm cảnh sát người nhà kiên kỵ nhất chính là cái này tô tuyết trinh uyển chuyển nói nếu ngươi đã báo nguy tự nhiên sẽ có cảnh sát tới xử lý bọn họ sẽ tận lực giúp ngươi tìm về hàng hóa chu tâm tiểu tâm nói ta tưởng chính là sầm bách tốt xấu là trưởng phòng khả năng quyền hạn sẽ lớn một chút tô tuyết trinh lắc đầu này cùng quyền hạn lớn không lớn không quan hệ sợ là chúng ta không quá có thể giúp được ngươi vẫn là hy vọng cảnh sát có thể mau chóng giúp ngươi đem hàng hóa truy hồi đến đây đi. Chu tâm nước mắt nháy mắt môn liền xuống dưới, này một xe hóa ta quăng vào đi 540 khối, 6 tháng cuối năm liền trông cậy vào này một xe hóa tới kiếm tiền đâu, ngươi khả năng không biết, ta ở quảng bá trạm công tác bị ngừng, hiện tại này cương vị còn ở nhưng là đã không phát ta tiền lương, làm chúng ta tự mưu sinh lộ. Nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không một người ra tới làm buôn bán, biết rõ hiện tại lộ bá nhiều như vậy còn đi kéo hóa, đây đều là vì ta mẹ cùng bọn nhỏ a à. chúng ta một nhà bốn người ta mẹ thân thể cũng không tốt không có tiền lương chúng ta căn bản sống không nổi nàng này một phen nói người trong lòng rất hụt hẫng, một nữ nhân ly hôn chính mình còn mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt khẳng định không dễ dàng trước mắt lại phát sinh loại sự tình này thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm lâu quế lan thở dài một tiếng nhật tử là quá ra tới lộ cũng là người đi ra trời không tuyệt đường người từ từ tới Chu Tâm biết các nàng giúp không được gì, xoay người phải về nhà. Tô Tuyết Trinh cũng không biết nàng khi nào không có quảng bá trạm công tác, cũng không khỏi thổn thức, suy nghĩ hạ lại gọi lại nàng, đi trước nhà của chúng ta ngồi trong chốc lát uống điểm trà đi, ngươi hiện tại trạng thái không đúng lắm, về nhà nói, Chu lão thái thái cùng Thiên Nguyệt Thiên Minh nhìn đến ngươi cái dạng này khả năng sẽ càng lo lắng. Chu Tâm là trong nhà người tâm phúc, nàng nếu là đổ, trong nhà một lão hai thiếu chỉ sợ càng khó. Vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta người vẫn luôn muốn đứng khiên qua đi, có cái gì khó khăn khắc phục rớt, không có gì không qua được, ngẫm lại người trong nhà. Lâu Quế Lan tiến lên đỡ nàng bả vai, nàng tay một sờ có điểm cộng đến hoảng, đó là chu tâm trên vai xương cốt, hắn vốn dĩ liền nhìn liền nhỏ nhỏ gầy gầy, lúc này lại phi đầu tán phát tinh thần quể oải, xác thật có điểm dọa người, nàng ôn thanh nói, đi thôi, đi nhà của chúng ta uống điểm trà. Chu tâm cảm động gật gật đầu. Bình bình an an theo ở phía sau, phi thường đắm chìm với liếm kem vui sướng tô tuyết trinh đi mở cửa lâu quế lan đem chu tâm đỡ đến phòng khách trên ghế ngồi xuống xoay người đi đổ nước chu tâm chỉ sợ còn muốn khóc trong chốc lát bình bình an an không thích hợp ở một bên nghe tô tuyết trinh đem bọn nhỏ đưa tới trên lầu các ngươi hiện tại trên lầu ăn kem được không mụ mụ chờ hạ trở lên tới xem các ngươi không cần quấy rối a à. mau năm tuổi hài tử cơ bản có thể lý giải đại nhân lời nói là có ý tứ gì cũng có thể phân rõ đại nhân biểu tình đại biểu hàm nghĩa, bình bình hỏi, Chu Tâm A Di hóa còn có thể tìm trở về sao? Hiện tại chúng ta còn không biết. Tô Tuyết Trinh ánh mắt nhu hòa, sờ sờ đầu của hắn, các ngươi ăn trước, mụ mụ trước xuống lầu an ủi một chút Chu Tâm A Di. Hai huynh muội ngoan ngoãn ăn xong rồi kem, Tô Tuyết Trinh về phòng nhanh chóng đem rương hành lý phóng hảo, đi xuống lầu, cùng Lâu Quế Lan cùng nhau khai đạo Chu Tâm. Đồng dạng đạo lý từ tô tuyết trinh trong miệng nói ra cùng từ lâu quế lan trong miệng nói ra là không giống nhau trưởng giả nói càng dễ dàng khiến người tin phục ở lâu quế lan an ủi hạ chu tâm cảm xúc có rất lớn giảm bớt đã không còn khóc chính là lặp lại đang nói chính mình hóa lâu quế lan giơ tay giúp nàng sửa sửa lộn xộn tóc người hiện tại còn trẻ có thể thử lại nhất thời té ngã không quan trọng quan trọng nhất chính là ngàn vạn không thể luẩn quẩn trong lòng người không có liền thật sự cái gì cũng chưa tô tuyết trinh đi đánh thủy trở về đem khăn lông chấm ướt vắt khô hơi nước đưa cho nàng là những cái đó lộ bá sai phát sinh loại sự tình này cũng không phải ngươi sai chu tâm khóc lóc gật đầu lấy khăn lông xoa xoa mặt ngã một lần khôn hơn một chút ta về sau không bao giờ sẽ lập tức quăng vào nhiều như vậy tiền đúng vậy chính là cái này lý chúng ta hiện tại thường có lão hạ có tiểu làm chuyện gì đều lưu ba phần lâu quế lan vỗ vỗ tay nàng lại nói ai làm buôn bán không phạm sai lầm bò dậy tiếp tục làm Nàng này hai đoạn nói nhưng tất cả đều là thật sự lời nói, là Chu Tâm từ khác trưởng bối nơi đó nghe không được, nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn lâu Quế Lan, ngài nói rất đúng. Ở nhà bọn họ lại ngồi hơn nửa giờ sau, Chu Tâm rốt cuộc một lần nữa đánh lên tinh thần, đem chính mình thu thập thỏa đáng về sau, cùng bọn họ nói lời cảm tạ, Tuyết Trinh, ta phía trước là có điểm tâm tư hẹp hòi, nghe không vào khuyên, thỉnh ngươi tha thứ ta. Không đáng ngại. Tô Tuyết Trinh hướng nàng cười cười, tin tưởng chúng ta cảnh sát nhất định sẽ cho ngươi một cái công bằng công chính đáp án. Ta tin tưởng. Chu tâm hít hít cái mũi, hôm nay cảm ơn các ngươi, kia ta đi về trước, chậm một chút nữa bọn họ phỏng chừng muốn lo lắng. Lâu Quế Lan đem nàng đưa đến cửa, mau trở về đi thôi. Chu Tâm xoay người rời đi. Lâu Quế Lan trở lại trong phòng, thở dài, người này a, à, muốn làm thành một chuyện là thật khó. Nàng vẫy vẫy đầu, không nói cái này, ngươi đâu. Đi Tân Thành mở họp có hay không cái gì mới mẻ sự mới mẻ sự đảo không có gì, mở hộp xong về sau ta cùng chủ nhiệm đi ra ngoài mua một chút tân thành đặc sản trở về. Tô Tuyết Trinh nhớ tới cái này, lập tức lại đứng lên, còn có cấp mẹ ngài lễ vật đâu, đi, ta dẫn ngươi đi xem xem. Còn có ta a. À. Lâu Quế Lan chạy nhanh đi theo nàng lên lầu đi xem, Tô Tuyết Trinh mở ra trương hành lý, từ bên trong móc ra hai cái đồ cẩn xà cừ, thế nào? Thích sao? Tô Tuyết Trinh mua trở về cái này đồ cẩn xà cừ, ở màu trắng sò biển sát thượng, lợi dụng sò biển hình dáng, vẽ một bộ dương liễu trường đình tranh phong cảnh, nhan sắc diễm lệ, trừng trúc ở mặt trên phản phất sống lại đây, du khách ở trong trường đình ngồi xuống tâm sự, họa tuy nhỏ, phi thường tinh mỹ. Lâu Quế Lan cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay, người này tay quá xảo, như thế nào như vậy đẹp. Tô Tuyết Trinh theo sau lại đem đưa cho Sầm Kiến Quân cùng Sầm Phong hai vợ chồng lễ vật cũng đem ra, hai người đang ở xem xét lễ vật thời điểm, bình bình an an ở cửa dò ra đầu, có chúng ta sao? tô tuyết trinh đem đưa cho bình bình an an công phiến đem ra lúc ấy nàng ở trong tiệm nếm thời điểm liền cảm giác ăn rất ngon cho nên lập tức mua tam đại bao trở về hôm nay quá muộn chờ ngày mai ta phóng trong chảo dầu cho các ngươi tạc đây chính là dùng địa phương hoang dại mông tôm làm gia vị liêu làm được phi thường ăn ngon bình bình an an nghe xong chảy ròng nước miếng không thể hôm nay sao tô tuyết trinh kiên định lắc đầu hôm nay không được các ngươi vừa mới ăn xong kem nhanh như vậy liền đã quên ngày mai buổi sáng ta liền cho các ngươi tạc lâu quế lan cười nói hai cái tiểu thèm miêu an an nắm lên đồ cẩn xà cười nhìn lên bình bình cảm giác mụ mụ trương hành lý biến thành hộp bách bảo còn tưởng lay nhìn xem có hay không tân đồ vật ra tới tô tuyết trinh đôi mắt chớp hạ đem tôm phiến đều móc ra tới không có yên tâm ngày mai nhất định cho các ngươi tạc theo sau nàng đem trương hành lý đóng lại nhắc tới tới phóng tới một bên không thể xuống chút nửa phiên xuống chút nữa phiên chính là nàng cấp trương quan hương cùng tô hiển quốc chuẩn bị lễ vật tuy rằng tô tuyết trinh rõ ràng đưa cho bà bà cùng mụ mụ lễ vật giá trị đều là giống nhau nhưng rốt cuộc không phải một thứ bị lâu quế lan thấy được khả năng sẽ nghĩ nhiều lâu quế lan còn đang xem nàng đưa cái kia đồ cẩn xà cừ tô tuyết trinh nhìn thời gian môn đã là hơn 10 giờ tối nàng nhẹ giọng nói mẹ ngươi hôm nay ngủ nơi này đi ta đem tiểu mai phòng môn thu thập ra tới lâu quế lan nói thanh hảo đứng lên không cần ngươi thu thập ngươi cấp bọn nhỏ tắm rửa đi, ta chính mình đi xuống trải giường chiếu. Sầm mai có trận không trở về ở, trên giường hiện tại chỉ còn ván giường, tô tuyết trinh đi theo xuống lầu, đem cách vách tivi phòng quạt dọn lại đây, cái này quạt sức gió còn có thể. Mùa hè đều không cần phô cái gì giường, có cái chiếu trúc đắp lên chăn đơn là có thể ngủ, lâu quế lan đem chiếu trúc lau khô, tìm ra một cái chăn mỏng phóng đi lên, lại đem quạt khai lớn nhất đương vị, đối nàng nói, có thể, ngươi đi lên ngủ đi, chờ hạ đại môn ta tới quan. Tô Tuyết Trinh rời đi phòng môn, lên lầu đi cấp bình bình an an tắm rửa, hai người bọn họ hiện tại đối giới tính đã có bước đầu lý giải, không thể lại giống như phía trước giống nhau ở một cái bồn tắm tắm rửa, đều là từng cái tới, an an hôm nay trước thu thập hảo, ông quần áo cùng mụ mụ vào phòng tắm, ta thích mụ mụ ở nhà nhật tử. Tô Tuyết Trinh cho nàng sát thượng xà phòng, vì cái gì? Ba ba một người lo liệu không hết quá nhiều việc. An An xoa trên người phao phao, thổi hạ. Tô Tuyết Trinh cấp An An tẩy hảo, lau khô tóc về sau cho nàng thay áo ngủ đi kêu ca ca lại đây an an ăn mặc tiểu dép lê hồi phòng ngủ kêu bình bình lại đây bình bình ôm quần áo muốn nói lại thôi hôm nay ta tưởng chính mình tắm rửa có giới tính quan niệm là chuyện tốt tô tuyết trinh gật đầu đáp ứng rồi có thể nha ta trước giúp ngươi đem thủy ôn điều hảo bình bình nói thanh hảo đem áo ngủ phóng tới y sọc, giúp nàng đảo nước lạnh tô tuyết trinh thử độ ấm của nước ngươi trước tiên ở này bồn tẩy tôi lên xà phòng đơn giản xoa một lần sau đó lại ở đệ nhị bồn trong nước tẩy lần thứ hai. Đệ nhị bồn thủy chờ lát nữa khả năng sẽ lạnh, bên này có ấm nước, chính ngươi bổ điểm nước ấm đi vào. Bình Bình kiêu ngạo nói, ta đều biết đến, ba ba đã dạy ta. Hành, vậy ngươi tẩy xong lại kêu ta. Tô Tuyết Trinh yên tâm đi ra, đem cửa đóng lại hồi phòng ngủ thu thập quần áo, kết quả nàng mới vừa đem quần áo điệp hảo phóng tới tủ quần áo, Bình Bình bên kia mặc tốt quần áo đã đi ra. Cô Tuyết Trinh cảm giác thời gian vừa qua khỏi đi 2-3 phút, kinh ngạc hỏi, tẩy xong rồi. Nhanh như vậy. Bình bình lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình, tẩy xong lạp, còn không phải là đi vào dùng thủy đem trên người xối sau đó sát thượng xà phòng lại rửa sạch sẽ sao, vốn dĩ liền rất mau. Cô Tuyết Trinh vừa rồi cấp an an tắm rửa đại khái hoa 10 phút, nàng không cấm cảm khái nam nữ sai biệt, lấy ra khăn lông cấp bình bình sát đầu, một bên sát một bên hướng hắn phòng ngủ đi, cười khen nói, giỏi quá. An An ngồi ở quạt bên cạnh thổi tóc, triệu hoán ca ca, lại đây cùng nhau thổi. Bình Bình cũng ngồi qua đi, hai huynh muội bối hướng tới quạt, Tô Tuyết Trinh ngồi xuống bồi bọn họ trò chuyện một lát thiên, hống ngủ về sau nàng cũng trở về phòng ngủ ngủ. Bóng đêm dày đặc, sầm bách đoàn người dọc theo lộ một đường đi, rốt cuộc nhìn đến một hộ ở tại quốc lộ bên nhân gia, lúc này trong viện còn đèn sáng, người một nhà phô cảm lạnh tịch ngủ ở trong viện, nhìn đến đánh đèn tinh cảnh sát lại đây, sợ tới mức đồng thời đứng lên, nam chủ nhân cầm lấy đinh ba, canh giữ ở người nhà phía trước, quát lớn nói, các ngươi muốn làm gì? Ở tại ven đường, chỉ sợ không thiếu bị lộ bá thăm, từ chí hổ cũng hiểu bọn họ vì cái gì như vậy hoảng loạn, móc ra giấy chứng nhận, đừng sợ, chúng ta thật là cảnh sát. Nam chủ nhân cùng thê tử tiếp nhận nhìn thoáng qua, vẫn là có điểm không xác định, thật là cảnh sát A. À. Đường kế quân cho hắn chỉ chỉ, ngươi nhìn xem mặt sau xe cảnh sát. Người một nhà lúc này mới yên tâm, hù chết, như thế nào như vậy vãn lại đây? Bọn họ là một nhà năm người người, hai vợ chồng mang theo hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ba cái hài tử nhìn tuổi tác kém không quá lớn. Trong viện cũng không phóng thứ gì, nhìn thực không, trong phòng đèn đều diệt, chỉ có giữa sân môn chính phía trên treo một cái bóng đèn. Sầm bách đi lên trước, chúng ta nhận được báo án liền tới rồi, một đường lại đây thời gian trường. Buổi sáng đại khái 11 giờ chung thời điểm, các ngươi có gặp qua một chiếc màu lam nhạng bài xe tải sao? trên xe hẳn là đứng vài cá nhân. Nam chủ nhân lắc đầu, này chúng ta nào biết, con đường này thượng thường xuyên có cướp bóc, ba ngày nhà của chúng ta nào dám lưu người, đều đi ra ngoài công tác tránh CM. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Hành, phiền toái ngươi. Sầm bách mặt không đổi sắc, dẫn người đi đi ra ngoài, này phiến thái âm sâm, từ chí hổ không nghĩ nhiều ngốc, chân mới vừa bước lên xe, dây tiếp theo bị sầm bách đánh gãy, sầm bách quay đầu lại nhìn thoáng qua, gia nhân này có miêu nị, Giang Hoa hỏi lại, tình huống như thế nào? Bọn họ chính mình cũng rõ ràng con đường này thượng lộ bá rất nhiều, sẽ không sợ lộ bá đoạt bọn họ. Còn dám như vậy trắng trợn táo bạo ngủ ở nơi này. Sầm bách ánh mắt phi thường sắc bén, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi không cảm giác nhà bọn họ có điểm vũ trụ sao? Không giống thường xuyên có người trụ. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Từ chí hổ nghe hắn như vậy vừa nói cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, không nguyên nhân khác, này hoàn cảnh thực sự không giống người trụ địa phương. Lúc ấy cướp bóc đại khái có 13 cá nhân, này trong phòng chỉ có 5 người, dư lại người nếu không ngủ ở trong phòng nếu không ngủ ở địa phương khác, này đám người chúng ta hôm nay nhất định phải bắt lấy, chẳng sợ bắt lấy một cái đều được. Sầm bách lần này mang theo 5 người lại đây, này 13 cá nhân trên tay khẳng định lấy cũng có vũ khí, thật đối thượng, phần thắng đại khái có 8 phần, nhưng hắn hiện tại cần thiết muốn ra tay, qua ngày mai, này đám người cùng này phê hóa liền không biết sẽ đi chỗ nào rồi. Sầm bách đem đại gia gom lại cùng nhau, nhỏ giọng nói, không biết trong phòng có hay không đồng lõa, chờ hạ chúng ta liền nương đèn pin không điện lý do một lần nữa trở về, trước đem bên ngoài năm cái giải quyết, dư lại tới một cái đánh một cái, có phần thắng sao. Từ chí hổ đám người lập tức gật đầu, lặng yên không một tiếng động lại đi bốn phía tìm mấy cây có thể đánh người gậy gỗ, chút lòng thành, điểm này lâu la chúng ta còn không bỏ ở trong mắt. Chuẩn bị sẵn sàng. Sầm Bách cũng tiếp nhận một cây, nắm chặt trong tay thương, ta số 321, Giang Hoa ngươi đi trước gõ cửa. Giang Hoa hướng hắn gật gật đầu. Sầm Bách đến ngược 321, Giang Hoa nghe theo mệnh lệnh đi lên trước gõ gõ môn, vẫn là vừa rồi nam chủ nhân ra tới mở cửa, hắn thần sắc cảnh giác, làm sao vậy? Không có gì, chính là đèn pin không điện, chúng ta vội vã dùng. Giang Hoa ngay trước mặt hắn thử hạ đã bị lấy xuống pin đèn pin, hỏi, muốn hỏi nhà ngươi có pin sao? chúng ta còn muốn đi phía trước lại đi đi, ngày mai trở về thời điểm lại đem pin trả lại ngươi. Một khối tiền được chưa? Không có, chúng ta nào có đèn pin. Nam chủ nhân nói xong liền tưởng đóng cửa lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Hoa duỗi tay trực tiếp đem cửa đẩy ra, theo sau sấn nam nhân còn không có phản ứng lại đây trực tiếp cho hắn một cái quá vai quăng ngã, nam nhân thật mạnh ngã trên mặt đất, khụ hạ. Trong viện mặt khác bốn người nhận thấy được không ổn, cầm lên vũ khí triều Giang Hoa vây công lại đây, sầm bách mang theo người cũng vọt đi vào, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Này năm người phỏng chừng không thiếu làm cướp bóc sống, biết bị cảnh sát bắt lấy khẳng định không hảo quả tử ăn, trực tiếp hạ tử thủ, hung hăng mà đánh. Sầm bách năm người cũng không phải ăn chay, còn có thể trị không được bọn họ. Không ra vài phút, trong viện năm người đều bị đánh ngã, từ chí hổ lấy ra dây thường đem bọn họ bó lên ném tới trên mặt đất. Bên ngoài đánh như vậy hung bên. Trong cũng không ai ra tới, chỉ sợ cũng là thật không ai, phỏng chừng một khác đám người đã lôi kéo hóa đi rồi, sầm bách cùng gian hoa vào nhà vừa thấy, chỉ có phòng bếp có điểm ăn, mặt khác phòng môn không có gì đồ vật. Sầm bách đứng ở nam chủ nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi, nói, buổi sáng lợi hoa trái cây xưởng hóa có phải hay không các ngươi đoạt? Ta phi. Nam nhân còn rất có cốt khí, nói thẳng, ngươi đem ta giết đi, ta cái gì đều sẽ không nói. Chúng ta không giết người, đem ngươi giao cho pháp luật thẩm phán. Bắt lấy năm cái đâu, sầm bách cũng không tin không có một cái chiêu đi tới người thứ hai trước mặt trước nhắc nhở một câu ta khuyên các ngươi a à, thành thật đưa tới không cần cùng chúng ta làm hư người thứ hai đồng dạng thực mạnh miệng các ngươi trảo sai người chúng ta mới không biết cái gì trái cây xưởng sầm bách hừ một tiếng cái gì trảo sai người ngươi vừa mới không phải nói cả nhà đều tránh cm sao cái nào công xã đem chứng minh lấy ra tới cho ta xem nam nhân nháy mắt môn tiết ký sầm bách thẩm vấn đến cái thứ tư, người này cuối cùng chiêu, cúi đầu nói, là chúng ta đoạt. Cái thứ nhất thẩm vấn nam nhân triều hắn phun nước miếng, đại sơn ngươi cái phản đồ. Sầm bách đem cái này kêu đại sơn nam nhân đơn độc sách ra tới, nghĩ kỹ đi. Thẳng thắng từ khoan, có thể xét giảm hình phạt. Đại sơn không tình nguyện gật gật đầu. Sầm bách hỏi, hóa đâu? Lôi đi. Vài người khác đâu? Đại sơn cảm thấy cái này cảnh sát còn rất xuẩn, quay đầu đi trả lời, này còn dùng hỏi sao khẳng định là kéo hóa đi bán a đi đâu bán liền ở phụ cận thụy an thị bán được thụy an thị liền thuộc về vượt thị bọn họ muốn tìm bên kia cảnh sát hợp tác phá án còn muốn hỏi thanh đưa hóa kia đám người gọi là gì trông như thế nào này không phải một hai cái giờ có thể thẩm vấn xong sầm bách phân phó đội viên đem bọn họ trong miệng đều tắt thượng vải bông mang đi cục cảnh sát bởi vì đại sơn làm phản dư lại bốn người tâm tư đều có điểm không xong bị phóng tới xe cảnh sát thượng thời điểm vẫn luôn điên cuồng dãy dụa, trong miệng hùng hùng hổ hổ xe cảnh sát lập tức kéo không xong nhiều người như vậy nhưng là bọn họ khẳng định muốn cùng nhau trở về sầm bách suy nghĩ cái biện pháp đem hai người chặt chẽ cột vào trên nóc xe mặt cốc xe mở ra dư lại ba người trực tiếp nhét vào bên trong cứ như vậy cuối cùng có thể đem bọn họ đều mang về cục cảnh sát trở lại cục cảnh sát về sau sầm bách tìm tới trịnh văn quyền đám người một người thẩm vấn một cái Cuối cùng thông qua năm người lời khai xác định đã chạy thoát 8 người thân phận. Sầm Bách đi trước phòng hộ chính đem những người này tư liệu điều ra tới, sau đó cấp Thụy An thị cục cảnh sát đánh đi điện thoại, thông tri chuyện này, cũng thỉnh cầu bọn họ hợp tác xử lý. Thụy An thị cục cảnh sát nghe nói chuyện này cũng rất coi trọng, thông qua hắn cung cấp phạm nhân tin tức, thực mau bắt đầu ở toàn thị tiến hành tìm tòi. Đại khái lại qua hai ngày, Thụy An thị cục cảnh sát cuối cùng cấp Sầm Bách truyền đến tin tức, này 8 phạm nhân bắt được 4 cái mặt khác bốn cái vẫn như cũ lẫn trốn, chẳng biết đi đâu. Hơn nữa tiếc núi chính là, một xe giày đã bị bọn họ toàn bộ bán đi ra ngoài, hiện trường chỉ tìm được 120 đồng tiền. Này 13 cá nhân bên trong có 8 người đều không phải thành phố Hồng Giang người, lẫn trốn bốn người lại lái xe, điều tra khó khăn rất lớn, án tử khả năng một chốc không thể nhanh như vậy kết án. Sầm Bách chỉ có thể dựa theo trước mặt tiến độ trước thông tri đến Chu Tâm cùng lợi hoa trái cây xưởng nơi đó, Chu Tâm biết được tin tức vội vàng tới rồi cục cảnh sát, chim sẻ thịt lại tiểu cũng là thịt, cốt xấu 120 khối thu trở về, nàng trong lòng nhiều ít có điểm an ủi. Chương 144 chương 144 Trước mắt còn đang lẫn trốn bốn người đều không phải thành phố Hồng Giang hộ tịch, sầm bách đem bọn họ bốn cái dao từ địa phương cục công an xử lý, bên kia cảnh sát cũng chỉ có thể dán bố cáo tìm kiếm lẫn trốn bốn người, có cái gì tin tức lúc sau lại thông tri bọn họ. Này đó lộ bá đều tin đâu, trộm tới đồ vật qua tay liền sẽ bán đi, tiền cũng sẽ giấu đi, thời gian mỗi qua đi một ngày tiền thu hồi tới khả năng tính liền càng thấp, hơn nữa đồng bạn bị trảo bọn họ phỏng chừng chạy trốn xa hơn, rất khó lại trảo trở về. Chu Tâm trong lòng cũng rõ ràng dư lại hơn 400 đồng tiền phỏng chừng thu không trở lại, cũng may này 120 đồng tiền cũng đủ nhà bọn họ lại căng 2-3 tháng, này trung gian tìm xem khác công tác cũng có thể quá độ hạ. Nàng ngay từ đầu cho rằng cục công an đem tiền thu hồi tới khả năng muốn từ giữa khấu một chút phí tổn gì đó, kết quả tới rồi cục cảnh sát về sau, Cảnh sát trực tiếp đem thu hồi tới 120 đồng tiền đều cho nàng, Đường Kế Quân cùng nàng hội báo lúc sau tiến độ, trước mắt lẫn trốn bốn người đã ở truy nã, cụ thể khi nào có thể tìm được chúng ta bên này tạm thời vô pháp cho ngươi một cái xác định đáp án, lúc sau có bất luận cái gì tin tức lại thông tri ngươi. Chu Tâm cảm kích gật gật đầu, cảm ơn a à cảm ơn, vất vả. Đường Kế Quân cười cười, không khách khí. Chu Tâm theo sau lại cầm tiền tới lợi hoa trái cây sưởng, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, Phùng Uy Minh trên người thương đã đóng vẫy, bất quá tạm thời còn vô pháp đi chạy đường dài, ở trong xưởng giúp đỡ làm một ít công việc nhẹ, tỉ như hỗ trợ cấp nước quả lý hóa linh tinh. Chu Tâm xách theo một sọt trứng gà, Phùng Sư Phó, ngươi thân thể hảo chút đi. Phùng Uy Minh nhìn đến là nàng dừng trong tay sống, khá hơn nhiều. Chu Tâm đem trứng gà đưa cho hắn, phía trước là ta tính cách quá nôn nóng, lung tung đối với ngươi phát giận thật ngượng ngùng, điểm này đồ vật thỉnh ngươi nhận lấy. Không cần không cần, ngươi lấy về đi thôi. Cùng Uy Minh biết nhà bọn họ kinh tế trạng huống, lắc đầu không thu, lấy về đi cấp hài tử ăn. Chu Tâm thái độ kiên trì, nhận lấy đi. Cảnh sát giúp ta tìm trở về 100 nhiều đồng tiền, này đó tiền không sai biệt lắm có thể nhà của chúng ta sinh hoạt 1-2 tháng, lại làm khác tiểu sinh ý cũng coi như có điểm tiền vốn. Về sau nếu còn có hóa muốn ngài hỗ trợ kéo, hy vọng ngài về sau còn có thể cho ta cái mặt mũi chúng ta tiếp tục hợp tác. Trải qua lúc này đây bọn họ cũng coi như là cộng hoạn nạn, Phùng Uy Minh gật gật đầu, đó là đương nhiên. Trước mắt là công tác thời gian, Chu Tâm không thể vẫn luôn kéo hắn nói chuyện phím lâu lắm, kia hành, ta liền không chậm trễ ngươi công tác, còn muốn đi bệnh viện một chuyến. Phùng Uy Minh nhìn theo nàng đi xa, Chu Tâm lại tìm được chương Trung Tài, cũng là tặng trứng gà, theo sau nàng cưỡi xe hướng bệnh viện đuổi, lại đi thăm hạ bị thương nặng hai vị. Đến tận đây, nàng án tử cũng coi như là hạ màn. Trải qua chuyện này về sau, Chu Tâm cảm thấy đường dài kéo hóa quá nguy hiểm, hướng bản địa quốc doanh xí nghiệp bán sĩ phí tổn lại quá cao, nàng ngược lại cũng làm nổi lên ăn vặt sinh ý, ở thành phố Hồng Giang làng đại học phụ cận bày quán làm bạch tụt viên nhỏ tới bán, thời gian tự do, tiền lương cũng so nàng ở quảng bá trạm muốn cao một chút, người một nhà sinh hoạt cuối cùng một lần nữa bước lên quỹ đạo. Chu Tâm biết nàng 120 đồng tiền có thể tìm trở về chủ yếu là bởi vì cùng ngày sầm bách nhanh chóng quyết định đi hiện trường một đường ra đi xuống, lúc sau đối tô tuyết trinh nhà bọn họ đột nhiên thân thiện lên, mỗi ngày chào hỏi đều phi thường nhiệt tình, đặc biệt là đối lâu Quế Lan, cơ hội đem nàng trở thành nửa cái chu lão thái thái, có chuyện gì cũng thích trưng cầu một chút nàng ý kiến. Tô Tuyết Trinh tại đây trong lúc cũng thông qua phân phối một lần nữa về tới bác ước Đại học phụ thuộc nhi khoa bệnh viện đi làm, có 3 tháng thực tập kỳ, thành phố Hồng Giang mấy năm nay chính sách là thạc sĩ bằng cấp thực tập kỳ cùng chuyển chính thức tiền lương giống nhau, nàng hiện tại lương tháng cũng từ quá khứ 45 nguyên tăng tới 65 nguyên một tháng, cũng có đơn độc phòng khám bệnh cùng văn phòng. Nhi khoa bệnh viện đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, cho nên năm nay bọn họ sinh viên tốt nghiệp cơ bản toàn bộ phân tới rồi cùng sở bệnh viện, dựa theo lúc trước phương hướng lựa chọn phòng đi làm, thư thường minh ngẫu nhiên sẽ tổ cục, đại gia rút ra thời gian tụ một chút. Nghỉ hè quá xong, Trương Quang Hương cũng từ quê quán đã trở lại, vừa trở về liền trực tiếp trụ vào bệnh viện, nguyên lai là ở quê quán làm việc nhà nông lộng bị thương eo, nàng vừa mới bắt đầu cảm giác không có việc gì liền kéo không trị sau lại thật sự đau đến chịu không nổi, trong thôn lại nói bọn họ vô pháp trị, chạy nhanh trở về thành phố Hồng Giang, cùng ngày liền nằm viện. Tô Tuyết Trinh biết được tin tức về sau, Hạ Ban chạy nhanh qua đi, đến. Phòng bệnh thời điểm Trương Quang Hương đang ở ăn cơm chiều, Tô Hiển Quốc cũng đoan cái hộp cơm ở một bên ăn, nhìn đến nữ nhi tới ngẩng đầu lên, hỏi, ăn cơm sao? Còn không có ăn, vừa tan tầm liền tới. Tô Tuyết Trinh đi qua đi xem Trương Quang Hương, như thế nào sẽ bị thương eo a? bác sĩ nói như thế nào ai có thể nghĩ đến vô cùng cao hứng về quê mang theo thương trở về trương quang hương cũng có chút ngượng ngùng cùng nữ nhi nói cũng không nghiêm trọng nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi tô tuyết trinh sắc mặt không rất cao hứng còn không nghiêm trọng đâu đều nằm viện trước tiên vặn đến eo nên sớm một chút trị bệnh chính là càng kéo càng nghiêm trọng trương quang hương bị khuê nữ một đốn huấn kéo đem tô hiển quốc ngươi nói nếu là chuyện khác Tô Hiển Quốc khả năng sẽ thay nàng nói vài câu, nhưng hiện tại sự tình quan thân thể khỏe mạnh, hắn mới sẽ không giúp đỡ Trương Quang Hương nói chuyện, thân thể là đại sự, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại tuổi tác bao lớn rồi, khôi phục vốn dĩ liền chậm, còn bị thương eo. Ta bao lớn rồi a? À? Nhắc tới tuổi tác Trương Quang Hương liền không cao hứng, ghét bỏ ta tuổi đại là đi. Tô Hiển Quốc bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút ngươi, tình tìm ta phiền toái, hai ta nói chính là một chuyện sao? một hai phải xuyên tạc ta ý tứ này hai người một lời không hợp liền phải xảo lên tô tuyết trinh thở dài thanh âm cất cao điểm đều đừng xảo ăn cơm theo tuổi tác gia tăng bọn họ hai vợ chồng hiện tại cũng dần dần học xem nữ nhi sắc mặt trương quang hương cùng tô hiển quốc ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm xảo hơn phân nửa đời cũng nên ngừng nghỉ tô tuyết trinh ngồi ở trước giường bệnh cho nàng đổ một chén nước về quê thế nào năm nay được mùa đâu một mẫu đất sản lượng so với phía trước nhiều gấp đôi. Trương Quang Hương nhắc tới cái này liền rất vui vẻ, liên sản nhận thầu trách nhiệm chế cái này chính sách là thật tốt, gặp gấp lương thực thời điểm nhưng có nhiệt tình nhi. Tô Hiển Quốc tận dụng mọi thứ, châm chọc một câu, khó trách, bị thương cũng không chịu đi bệnh viện xem. Trương Quang Hương hoàn toàn không cao hứng, muốn từ trên giường bệnh bò dậy đánh hắn, người một hai phải tìm việc đúng không? Vừa lúc lúc này Bình Bình An An cũng tới, xa ở hành lang liền kêu bà ngoại bà ngoại, Trương Quang Hương chạy nhanh thu hồi tay, trừng mắt nhìn Tô Hiển Quốc liếc mắt một cái, thực mau lại thay tươi cười, Triều Bình Bình an an rộng mở ôm ấp, ai u ta bé ngoan, hai người các ngươi nhưng tính ra, bà ngoại muốn chết các ngươi. Bình Bình an an cũng hơn hai tháng chưa thấy qua nàng, nhà trẻ một tan học sầm bách liền dẫn bọn hắn tới, hai huynh muội một đường chạy chậm vọt tới trước giường bệnh, an an nhìn người mặc bệnh nhân phục bà ngoại, lông mày nhăn lại, lo lắng hỏi, bà ngoại, ngươi làm sao vậy, Trương Quang Hương đồng dạng rất tưởng Bình Bình an an, lôi kéo bọn họ nhìn lại xem, cười trả lời, không có việc gì, chính là vạn bị thương eo. Bình Bình sờ sờ tay nàng, bà ngoại, ngươi đau không? Trương Quang Hương lắc đầu, không đau, nhìn đến các ngươi tới xem ta liền không đau. Sầm Bách tới trên đường mua điểm bổ phẩm, tô Hiển Quốc chạy nhanh tiếp nhận phóng tới trên bàn, mau ngồi mau ngồi. Cách vách giường người bệnh nhìn đến gia đình bọn họ quan hệ như vậy hài hòa, không khỏi hâm mộ, thực sự có phúc khí a. Con rể nhanh như vậy liền tới rồi, còn có một đôi long phượng thai. Trương Quang Hương nghe xong mặt mày hớn hở, cùng bọn họ trò chuyện lên, người một nhà ngồi cùng nhau đơn giản trò chuyện một lát, Tô Hiển Quốc cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Hôm nay liền đi về trước đi, mẹ ngươi bên này còn có ta chiếu cố đâu. Trương Quang Hương cũng gật gật đầu, thúc giục bọn họ, đúng vậy, ta tại đây hết thảy đều hảo, không cần lo lắng, các ngươi mau trở về ăn cơm đi. Bình Bình thanh âm thanh nhuận, chúng ta ở nhà trẻ ăn qua. Lâu như vậy không gặp, An An cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi bà ngoại, ta tưởng lại bồi bà ngoại đãi trong chốc lát. Trở về cũng là mua cơm ăn, Tô Tuyết Trinh suy nghĩ hạ nói, vậy các ngươi hai lại bồi bà ngoại đãi trong chốc lát, ta cùng ngươi ba đi trước ăn cơm, chờ hạ lại trở về tiếp các ngươi cùng nhau về nhà. Bình Bình An An hướng mụ mụ gật đầu. Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách xuống lầu ăn cơm, đi ra cửa tay liền dắt tới rồi cùng nhau, có được hai người có đơn độc ăn bữa tối cơ hội, Sầm Bách cố ý đi xa chút, dọc theo bệnh viện phía trước lộ thẳng đi, tìm tiệm cơm. Phụ nhất bệnh viện ở vào nội thành trung tâm, bên đường có rất nhiều tiểu điếm, phi thường phồn hoa, vừa đến buổi tối 6 giờ liền sáng lên đèn. Tô Tuyết Trinh có điểm đói bụng, nhưng nhất thời không thể tưởng được chính mình muốn ăn cái gì, ngược lại hỏi hắn, ăn cái gì. Sầm Bách nhìn nàng, ánh mắt nhảo dính dính, ta xem ngươi, ta đều có thể. Tô Tuyết Trinh kéo hắn cánh tay, thân mình dựa qua đi, ngọt ngào cười nói, thiếu bần, ta không biết ăn cái gì, xem ngươi muốn ăn cái gì đi, ta đều có thể. Sầm bách gần đây chỉ hạ phía trước một nhà cửa hàng, bằng không ăn cái này. Hải sản lẩu thập cẩm. Tô Tuyết Trinh theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, là gia tân cửa hàng A, có thể thử một lần, liền nó đi. Bởi vì Tô Hiển Quốc ở phụ nhất bệnh viện công tác, nàng phía trước thường xuyên lại đây này một mảnh, đối phụ cận cửa hàng còn rất thục, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là gia tân cửa hàng hai người đi vào đi người phục vụ lập tức đón đi lên hai vị sao sầm bách hồi hai vị tốt xin theo ta đi người phục vụ lãnh bọn họ đi tới bên cửa sổ chỗ trống đưa qua đi hai phân thực đơn mời ngồi điểm đơn trực tiếp kêu ta liền có thể tô tuyết trinh gật đầu một cái cùng sầm bách đem thực đơn nhìn một lần cuối cùng điểm một phần hải sản lẩu thập cẩm cùng khoai lang đỏ ngào đường trong tiệm mặt khác tặng hai chén cơm hải sản lẩu thập cẩm rất lớn một nồi, bên trong nhiều là một ít ổn định giá hải sản, bất quá cũng có hơi quý hải sâm cùng bào ngư, số lượng không quá nhiều, lại cây lại tiên, thực ăn với cơm, nếm xuống dưới cũng không tệ lắm. Tô Tuyết trên một chén cơm liền no rồi, sầm bách còn chưa đủ, lại muốn một chén, người phục vụ cố ý cho hắn nhiều mút điểm, toàn bộ chén có ngọn nhi, Tô Tuyết Trinh trước một bước ăn xong, một bên uống trà một bên chờ sầm bách kết thúc, dựa vào bên cửa sổ xem cảnh đêm, này vừa thấy liền phát hiện trên phố này không biết khi nào khai gia tiệm nhạc cụ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước các loại bình bình an an học nhạc cụ kế hoạch, Tô Tuyết Trinh khi còn nhỏ không học quá cái gì nhạc cụ, kỳ thật rất tưởng làm bọn nhỏ học một cái, vừa lúc hiện tại bình bình an an cũng mau 5 tuổi, tuổi tác phương diện thích hợp, nàng cấp sầm bách chỉ hạ, ngươi xem bên kia có phải hay không tiệm nhạc cụ. Sầm bách đem trong miệng cơm ăn luôn, quay đầu nhìn mắt, hắn thị lực thực hảo, trực tiếp đem cửa hàng danh đều đọc ra tới, là Phượng Lăng tiệm nhạc cụ. Tên này vừa thấy liền không phải bán Tây Dương nhạc cụ, Tô Tuyết Trinh ôm thanh nói, nghe như là học cổ nhạc cụ. Sầm bách nhanh hơn ăn cơm tiến độ, cơm nước xong đi xem. Tính tiền về sau, hai vợ chồng từ trong tiệm đi qua ra tới, thẳng đến nhà này tiệm nhạc cụ, đi vào thời điểm vừa vặn muốn quang cửa hàng, một cái tóc ngắn nữ hài nhìn đến có người tới không lập tức đóng cửa, hỏi, xin hỏi các ngươi là mua nhạc cụ vẫn là. Tô Tuyết Trinh cười nói, chúng ta tưởng tiến vào nhìn xem có thể chứ có thể thái lan sơ thỉnh bọn họ tiến vào bất quá sư phó đã đi rồi hiện tại trong tiệm chỉ có ta một người khả năng các ngươi hỏi vấn đề không nhất định có thể toàn bộ đáp ra tới tô tuyết trinh cùng sầm bách tiểu tâm đi vào đi vào đã bị trong tiệm rực rỡ muôn màu quốc nhạc khí kinh tới rồi toàn bộ đều đặt ở trên giá giống triển lãm phẩm giống nhau không giống như là cửa hàng càng như là viện bảo tàng triển lãm tô tuyết trinh nhẹ giọng hỏi này đó nhạc cụ nhìn qua hảo tinh mỹ thái lan sơ cười cười đúng vậy, đây đều là nổi danh nhạc cụ xưởng thủ công làm được. Xin hỏi các ngươi là cho ai mua? Đại nhân vẫn là tiểu hài tử dùng. Tô Tuyết Trinh đôi mắt ở rực rỡ muôn màu nhạc cụ thượng dời không ra, trả lời, hai cái mau năm tuổi tiểu bằng hữu. Thái Lan sơ kiến nghị, kia có thể trước mua cơ sở khoản, chờ về sau thuần thục nắm giữ lại đổi càng tốt nhạc cụ, hiện tại cơ sở khoản giá cả không quý, này đem tỳ bà, 11 khối một phen, này đài đàn cổ 15 khối, chúng ta bao tu, tính xuống dưới vẫn là thật có lời. Giá cả phương diện không là vấn đề, chính là hiện tại còn không quá xác định bọn họ muốn học cái nào, quá hai ngày nghỉ ngơi ngày ta dẫn bọn hắn tới xem một chút được không? Xem bọn họ tưởng tuyển cái nào? Tô Tuyết Trinh trướng tiền lương về sau, hiện tại bọn họ hai vợ chồng một tháng tiền lương thêm lên có 156 khối, hoàn toàn có thể gánh vác đến khởi hai đứa nhỏ học nhạc cụ phí dụng. Thái Lan Sơ nghe nàng nói như vậy cũng cảm giác hấp dẫn, thái độ ôn hòa, có thể nha, vậy các ngươi tận lực ban ngày lại đây đến lúc đó sư phó của ta cũng ở có thể cho các ngươi biểu thị một hạ tô tuyết trinh xem nàng tuổi không lớn hẳn là lại đây kim chức bất quá lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng không hảo hỏi quá nhiều kết thúc đề tài chúng ta đây hôm nay liền đi trước ngượng ngùng chậm trễ ngươi tan tầm thái lan sơ vẫy vẫy tay tiễn đi bọn họ hồi bệnh viện trên đường tô tuyết trinh hỏi sầm bách ngươi nói bình bình an an sẽ thích học quốc nhạc khí sao vẫn là nói hẳn là làm cho bọn họ cũng nhìn xem tây dương nhạc cụ sầm bách đối phương diện này thực tháo vừa rồi vào tiệm thời điểm hắn đều không thể nói nói mấy câu cũng hỏi không ra tới cái gì cơ bản toàn nghe tô tuyết trinh ý kiến ta cảm giác y bình bình an an tính tình nói không chừng sẽ thích nhưng có thể hay không học xuống dưới liền không nhất định tây dương nhạc cụ phía trước đi thương trường hai người bọn họ không cũng thử sao nhìn cũng không quá thích nói không chừng sẽ càng thích quốc nhạc khí Tô Tuyết Trinh cũng cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều, cũng là, học nhạc cụ quan trọng nhất chính là kiên trì bền bỉ, hai người bọn họ kia nhiệt tình phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ tháng thứ nhất. Trở lại phòng bệnh, Tô Tuyết Trinh đem chuyện này cùng Bình Bình An An nói, này chủ nhật nghỉ ngơi mang các ngươi qua đi nhìn xem. Tiểu hài tử sao, học thêm chút tổng không phải chuyện xấu, Tô Hiển Quốc cùng Trương Quang Hương cũng rất là tán đồng. Bình Bình An An càng có rất nhiều tò mò, trên đường trở về hỏi cái không ngừng, Tô Tuyết Trinh đối quốc nhạc khí cũng không quá hiểu biết, trả lời không lên bọn họ vấn đề, cuối cùng dùng đi trong tiệm nhìn lại nói mang qua. Thực mau tới rồi chủ nhật hôm nay, sầm bách bởi vì tăng ca không thể đi trước, chỉ có thể Tô Tuyết Trinh một người mang theo bọn nhỏ đi. Trương Quang Hương muốn trụ ba ngày bệnh viện, hôm nay là cuối cùng một ngày, buổi chiều xuất viện. Tô Tuyết Trinh trước mang theo Bình Bình An An đi bệnh viện nhìn Trương Quang Hương, theo sau nắm bọn họ tới tiệm nhạc cụ, lúc này tiệm nhạc cụ bên trong chỉ có một cái lão nhân ở, ngồi ở trước bàn đang ở điều chỉnh thử tỳ bà huyền. Hắn nhìn tuổi tác đại khái ở 60 tuổi tả hữu, tóc thưa thớt, mang theo một bộ kính viễn thị, biểu tình chuyên chú, nhìn trên bàn tỳ bà phản phất là một kiện tuyệt thế trân bảo. Tô Tuyết Trinh không thấy được ngày đó giới thiệu nữ hài, nhìn đến là một vị trưởng giả thái độ càng tôn kính, sư phó, buổi sáng hảo. Các quan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí tùy ý, có việc nhi. Tô Tuyết Trinh ôn thanh nói, là cái dạng này, tưởng cấp hài tử tuyển một chút nhạc cụ. Bình Bình An An sớm đã chờ không kịp, điểm chân hướng lên trên xem, An An lần đầu tiên nhìn thấy này đó nhạc cụ, nhìn đến trong đó một cái tỳ bà, ở ca ca bên tai nói, ngươi xem cái kia, đầu hảo kỳ quái a. Các quan quay đầu lại nhìn thoáng qua An An ngón tay tỳ bà, tức giận đến hắn đại thở dốc, tiểu nha đầu, cái gì kỳ quái? Nào kỳ quái? Đây là tỳ bà đuôi phượng đầu. An An bị sặc trở về, hừ. Tô Tuyết Trinh sờ sờ An An đầu, giáo dục nói, cùng lão gia gia nói chuyện muốn lễ phép. Các quan nghe được Tô Tuyết Trinh nói như vậy về điểm này quái tính tình dáng xuống đi không ít, bất quá thanh âm vẫn là có điểm lãnh đạm, các ngươi tưởng mua cái gì? Nơi này đều có thể tuyển. Không cho chúng ta thử một chút sao? Bình Bình lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xa lạ nhạc cụ, căn bản không biết từ chỗ nào bắt đầu đạn, càng không cần đề hiện tại khiến cho hắn tuyển, hắn phía trước đi qua thương mậu cao ốc nơi đó tiệm nhạc cụ, bên trong lão sư đều sẽ đạn nhạc cụ, còn sẽ tay cầm tay dạy bọn họ như thế nào làm. Yêu cầu còn rất nhiều. Các quan lời tuy nhiên nói như vậy, vẫn là cho bọn hắn cầm lấy một phen tỳ bà biểu thị hạ, bình bình an an liền thấy hắn tay ở cầm huyền thượng nhanh chóng phất động, một đoạn lưu sướng nhạc khúc đổ xuống mà ra, tiếng đàn động lòng người. Bình bình an an mở to hai mắt, hảo thần kỳ. Các quan bắn cả đời tỳ bà, trước nửa đời thu hoạch khen ngợi vô số, lúc này thu được hai cái tiểu gia hỏa thích không tự giác liền nhếch lên cái đuôi, tưởng huyễn kỹ một phen tiếp theo lại bắn đàn cổ cùng nhị hồ mặt khác nhạc cụ cũng đều cho bọn hắn bắt lấy tới nhìn hạ an an gia gia đều kêu thượng gia gia thật là lợi hại các quan cười thế nào có hay không thích làm mẹ ngươi mua một cái trở về học biểu thị cũng không sai biệt lắm tô tuyết trinh dò hỏi bọn họ ý kiến có nghĩ học muốn học nói chúng ta hôm nay liền mua trở về bình bình an an điên cuồng gật đầu muốn học tô tuyết trinh lại hỏi học cái nào? Hai huynh muội đồng thời chỉ hướng về phía các quan trước hết biểu thị tỳ bà, cái kia. Tỳ bà có vài loại cầm đầu, trong tiệm hiện tại chỉ thả một phen đuôi phượng, nơi này có đồ án, xem các ngươi muốn cái nào. Các quan đem một cái thư mở ra, cho bọn hắn nhìn hạ mặt khác tỳ bà cầm đầu hình thức. An an tuyển ban đầu hắn cảm thấy kỳ quái đuôi phượng đầu, bình bình tuyển đơn giản như ý đầu, thêm cùng nhau tổng cộng 22 khối, tô tuyết trinh thanh toán tiền, bắt đầu nhọc lòng bọn nhỏ dạy học, nghĩ trước mắt sư phụ già sẽ có nhiều như vậy nhạc cụ khẳng định có nhận thức cầm tay, nói không chừng có thể hỗ trợ dẫn tiếng một chút, đi qua đi hỏi, sư phó, ta cái này thỉnh cầu khả năng có điểm mạo muội muốn hỏi một chút ngươi có hay không nhận thức sẽ tì bà cầm tay, có thể dạy bọn họ đạn tì bà. Thật sự là nhà của chúng ta không có học cái này, nhất thời cũng không hảo tìm lão sư. Các quan nhìn trước mắt hai cái ánh mắt linh động hài tử, do dự hạ, trầm giọng nói, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể dạy bọn họ hai cái học tỳ bà. Bất quá ta có một cái yêu cầu, đi theo ta học, 15 tuổi trước kia, mỗi ngày đều phải luyện cầm, một vòng ít nhất tới ta nơi này ba ngày, ta sẽ không đi nhà các ngươi dạy bọn họ. Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách ngày thường đều phải đi làm, muốn suy xét khoảng cách vấn đề, nàng hỏi tiếp, ở đâu luyện. Các quan cùng nàng nói hạ địa chỉ, hắn lại nhìn về phía bình bình an an, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, đi theo ta học tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng bình bình an an chính là cái loại này đón khó mà lên người, mới sẽ không sợ này đó, nghe hắn nói như vậy cảm giác càng có tính khiêu chiến, chúng ta mới không sợ khó khăn. Mãi cho đến 15 tuổi A, thời gian kia chiều ngang có điểm trường, hiện tại hài tử tiểu khẳng định muốn đón đưa, đến lúc đó bãi ở nàng cùng sầm bách trước mặt lại là một cái tân nang đề. Tô Tuyết Trinh cảm thán đưa cái hài tử học nhạc cụ thật không dễ dàng, không chỉ có phải bỏ tiền còn muốn trả giá thời gian cùng tinh lực, hơn nữa bình bình an an lại quá 2 năm liền phải tiểu học, còn muốn suy xét đến tiểu học đến các quan gia khoảng cách. Trước cuộc hai đứa nhỏ học cùng loại nhạc cụ, Tô Tuyết Trinh là muốn tìm có thể tới nhà bọn họ giáo lão sư, tuy rằng quý điểm, nhưng bọn hắn có thể tỉnh không ít kính, bất quá quy củ nghiêm trình độ nhất định thượng cũng thuyết minh lão sư trình độ cao, các quan lại sẽ nhiều như vậy nhạc cụ, nhìn ra được là cái rất lợi hại người, nàng không nghĩ cấp bình bình an an từ bỏ tốt như vậy lão sư. Tô Tuyết Trinh nghĩ nghĩ trả lời, là cái dạng này, ta cùng hài tử ba đều là công nhân viên chức ba ngày yêu cầu đi làm, tăng ca cũng là chuyện thường, bọn họ hiện tại tuổi tác lại tiểu, hàng ngày đón đưa đều yêu cầu người, khả năng vô pháp hiện tại liền cho ngươi một cái xác định hồi đáp, ta trở về cùng người trong nhà thương lượng hạ, ngày mai cho ngươi hồi đáp được không? Các quan cũng lý giải, lấy ra giấy cho nàng viết một trương liên hệ phương thức, có thể, đây là ta điện thoại. Cảm ơn. Tô Tuyết Trinh đem tờ giấy bỏ vào trong bao, xách lên hai thanh tỳ bà, đối bọn nhỏ nói, bình bình an an, còn không mau cảm ơn lão sư hai huynh muội trăm miệng một lời cảm ơn lão sư ra cửa bình bình an an liền tưởng chính mình bối tì bà ta muốn chính mình lấy vừa rồi ở trong tiệm thời điểm các quan cùng nàng nói này tì bà là dùng bạch một làm thực nhẹ thích hợp nhi đồng tô tuyết trinh ước lượng một chút trọng lượng đại khái có sáu bảy cân trọng cảm giác bình bình an an hẳn là có thể bối từng cái cho bọn hắn bối đến bối thượng dặn dò nói nếu cảm giác quá nặng cùng ta nói a à. bình bình an an nói thanh hảo cao hứng mà cổng tỳ bà đi đến nàng phía trước, bình bình cái đầu cao một chút, hiện tại đã lẻn đến 115cm, cổng lên tới tương đối nhẹ nhàng, An An hiện tại 103cm cao, cơ bản ở chạm vào mà bên cạnh bồi hồi, nhiều như vậy tiểu nhân nhân nhi cổng sắp có bọn họ thân cao cao tỳ bà đi ở trên đường hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. 6-7 cân đối bọn họ tuổi này tới nói cũng không tính nhẹ, từ tiệm nhạc cụ một đường bối đến bệnh viện đại khái có 1.000 nhiều mễ, Tô Tuyết Trinh vốn dĩ cho rằng bọn họ trên đường sẽ cầu nàng hỗ trợ lấy một chút, không nghĩ tới bình bình an an hai người không trên một tiếng vẫn luôn bối tới rồi Trương Quang Hương phòng bệnh mới đem tì bà buông xuống. Chương 145 chương 145 Trương Quang Hương không chịu ngồi yên, vẫn luôn làm nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi cảm giác phi thường khó chịu, đã sớm chờ không kịp phải về nhà, biết chính mình buổi chiều có thể xuất viện sau, trước tiên liền đem đồ vật thu thập hảo chờ Tô Tuyết Trinh trở về, cách một lát liền đi ra ngoài nhìn xem nàng tới không. Tô Hiển Quốc khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều, còn không có hảo toàn, ngươi thiếu vận động một chút, nhiều che chở eo. Đừng lãi nhãi. Trương Quang Hương nghe phiền, bất quá vẫn là nghe lời nói lại ngồi xuống trên giường bệnh, chẳng được bao lâu, Tô Tuyết Trinh mang theo bình bình an an vào phòng bệnh, nhìn đến hai huynh muội trên người cổng nhạc cụ tiến vào, nàng chạy nhanh đi qua, nhanh như vậy liền đem đồ vật mua đã trở lại. Đây là gì? Lớn như vậy một cái. An an lúng đồng tiền như hoa, là tỳ bà. Trương Quang Hương sách theo cầm bao túi hướng lên trên nhắc tới liền cảm giác ra trọng lượng, vội vàng nói, mau 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 gỡ xuống tới, thứ này cũng như vậy trọng. Nàng lúc này nhớ tới chính mình là bệnh nhân, tận tình sai sử Tô Hiển Quốc, lão Tô, phụ một chút. Tô Hiển Quốc lại đây giúp Bình Bình An An đem tì bà gỡ xuống tới, còn rất trọng một cái, các ngươi một đường cổng lại đây. Bình Bình lắc đầu, không nặng. Tô Tuyết Trinh vừa thấy Trương Quang Hương đã đem đồ vật đều thu thập hảo, ngươi nhanh như vậy liền đem đồ vật thu thập hảo nhanh lên về nhà đi, ta thật đãi không được. Trương Quang Hương động tác so nàng còn nhanh, liên tiếp thúc giục, ngươi trước xuống lầu đánh xe, ta ở chỗ này nhìn bình bình an an. Xuất viện thủ tục còn không có làm đâu. Tô Tuyết Trinh đem Trương Quang Hương giấy chứng nhận chuẩn bị hảo, đi trước làm xuất viện thủ tục. Bình Bình đem cầm bao khóa kéo kéo ra, triển lãm cấp Trương Quang Hương xem, bà ngoại ngươi xem, cái này chính là ta tỳ bà. Trương Quang Hương đối tỳ bà cũng là dốt đặc cán mai, nàng khi còn nhỏ xem qua nhân gia sướng tùng có đạn quá thứ này, nàng duỗi tay sờ soạn, cầm thân thực hoạt, là bị cẩn thận mài dũ quá, nàng cười nói, chất lượng còn không kém. An An nghĩ đến lúc ấy các quan gia gia đạn tỳ bà khi đắm chìm trong đó biểu tình mạch danh cảm thấy hâm mộ, ngữ khí vui sướng nói, hơn nữa cầm hành gia gia nhưng lợi hại, sẽ vài loại nhạc cụ, hắn nói còn muốn dạy chúng ta đạn tỳ bà. Trương Quang Hương chính là điển hình hài tử thích liền có thể, nhìn đến Bình Bình An An trong mắt quát ra hiếu học, cũng cười, a da, mẹ ngươi cũng thật lợi hại, liền lão sư đều cho các ngươi tìm hảo. Tô Tuyết Trinh làm tốt xuất viện thủ tục trở về liền nghe được nàng những lời này, nghĩ nghĩ không nói tiếp, nàng hiện tại tạm thời còn không có tưởng hảo, vừa mới đi làm nằm viện thủ tục trên đường lại tinh tế suy nghĩ một chút, một tiết khóa hai cái giờ, đem hài tử đưa qua đi về sau còn phải đợi bọn họ lên lớp xong, này một đi một về không sai biệt lắm muốn hơn ba giờ, gặp gỡ ác liệt thời tiết lộ không dễ đi khả năng còn muốn bốn cái giờ như vậy tính toán thời gian có điểm quá dài, cơ hồ. Luyện xong thì bà về đến nhà đều là buổi tối 9 giờ về sau. Xem bình bình an an như vậy cao hứng chờ mong, Trương Quang Hương cho rằng đi học thời gian đã định hảo, cười hỏi, bọn họ khi nào đi học. Tô Tuyết Trinh biết bình bình an an thích cái này lão sư, không nghĩ ở bọn nhỏ trước mặt nói chính mình khó xử chỗ, cúi đầu nói, tạm thời còn không có định. Trương Quang Hương chính mình trong bụng sinh ra tới nữ nhi, thấp cái đầu nhăn cái mi nàng đều có thể đọc biết cái gì ý tứ, thấy thế cũng không hỏi tiếp, thay đổi cái đề tài, thủ tục đều làm tốt đi. Làm tốt, vừa mới ở dưới lầu đã cản hảo xe taxi, chúng ta hiện tại đi xuống liền có thể. Tô Tuyết Trinh đem xuất viện thủ tục phóng tới nàng bao tường kép, Trương Quang Hương tuy nói chỉ ở 3 ngày bệnh viện, tích góp xuống dưới hành lý cũng không ít, bất quá nàng cùng Tô Hiển Quốc hai người hoàn toàn có thể một chuyến sách xong. Tô Tuyết Trinh đối bọn nhỏ nói, bình bình an an các ngươi cùng bà ngoại tại đây ngồi trong chốc lát, chờ hạ chúng ta đem đồ vật đều dọn đi xuống về sau lại một khối xuống lầu. Bình bình an an ừ một tiếng. Cha con hai sách theo đồ vật trước phóng tới cốc xe, tô tuyết trinh ở dưới lầu nhìn, tô hiển quốc đi lên kêu bọn họ xuống dưới, kiểm tra quá không đồ vật để sót sau ra bệnh viện. Bình bình an an còn tưởng cổng tỳ bà lên xe, tô tuyết trinh lắc lắc đầu, cùng nhau phóng cốc xe đi, cổng tỳ bà ngồi xe không thoải mái, ghế sau chỉ có thể ngồi ba người, các ngươi có một cái muốn cùng ta ngồi phó giá. An An kiên quyết không nghĩ buông tay, Tô Tuyết Trinh không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng tì bà phóng tới bên chân, nàng đem An An ôm ở trên đùi, bình bình cùng ông ngoại bà ngoại ngồi ở ghế sau. Tài xế đem xe khai ra bệnh viện, Tô Tuyết Trinh ngồi ở phó giá, nghỉ xuất viện ngày đầu tiên mua điểm ăn ngon cấp Trương Quang Hương bổ bổ, quay đầu hỏi, "Mẹ, người có hay không muốn ăn?" Trương Quang Hương nhìn nàng nói, "Ta hiện tại a, à, cảm thấy trong nhà thứ gì đều ăn ngon." chỉ cần không ở bệnh viện cái kia trong hoàn cảnh tài xế cũng tiếp lời nói cùng bọn họ nói chuyện phím lên bệnh viện cái kia hoàn cảnh sát thật không thể vẫn luôn đợi càng đãi càng sợ tô tuyết trinh là bác sĩ cảm giác không ra nàng đối bệnh viện sợ hãi trương quang hương cảm giác cuối cùng đụng tới tri âm đúng không ta nghe kia nước sát trùng vị liền không thoải mái tài xế gật gật đầu cảm giác không bệnh cũng muốn đãi ra bị bệnh tô tuyết trinh không tránh khỏi phản bác một câu không thể như vậy tưởng a à. Tô Hiển Quốc cũng nói tiếp, bệnh viện hương vị khả năng không dễ ngửi, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ. Tài xế không nghĩ tới bọn họ sẽ một người tiếp một người cãi lại, sửng sốt không nói nữa, Trương Quang Hương giải thích nói, chê cười, này cha con hai đều là bác sĩ. Tài xế lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a, à, ta nói đi. Trương Quang Hương lúc sau lại cùng tài xế trò chuyện trong chốc lát, thực mau tới rồi Hồng Giang Đại học người nhà lâu dưới lầu, người một nhà xuống xe, nàng mới ra viện, thân thể còn không có hảo toàn, không thể không lưng làm việc nặng, Tô Tuyết Trinh liền làm nàng trước mang theo bình bình an an lên lầu, nàng cùng Tô Hiển Quốc hai người đem hành lý dọn đi lên, trực tiếp sách tới rồi cha mẹ phòng ngủ. Về đến nhà về sau, Trương Quang Hương đột nhiên có ăn uống, điểm vài món thức ăn làm Tô Hiển Quốc đi mua, Tô Hiển Quốc cầm tiền đi ra ngoài, Tô Tuyết Trinh đứng ở cha mẹ trong phòng ngủ, nhìn trên mặt đất phóng ba cái đại bao, tính toán cấp Trương Quang Hương thu thập một chút. Uống trước khẩu trà, bình bình an an hôm nay không ngủ chưa đi. Ta coi ở trên xe liền có điểm mệt nhọc, trước làm cho bọn họ ngủ cách vách phòng. Trương Quang Hương đi phòng bếp thiêu điểm nước, cho nàng đệ một ly trà, lại nói, đồ vật không vội mà thu thập, quay đầu lại ta chính mình tới. Người eo còn không có hảo toàn, vẫn là ta tới thu thập đi. Tô Tuyết Trinh tiếp nhận chén trà thổi hạ, có điểm năng, nàng uống lên một cái miệng nhỏ phóng tới một bên, chính thức xuống tay bắt đầu thu thập, Trương Quang Hương ngồi xuống mép giường, nói cho nàng nào một bao quần áo là muốn tẩy nào một bao là sạch sẽ. Tô Tuyết Trinh đem sạch sẽ quần áo chiếc hảo bỏ vào tủ quần áo, Trương Quang Hương vỗ vỗ chân, tỳ bà lão sư không hảo sao. Vì cái gì thời gian còn không có định ra tới. Chủ yếu là cái này đi học thời gian không hảo an bài, hai người bọn họ hiện tại còn không đến 5 tuổi, mỗi lần đi học tỳ bà đều yêu cầu đón đưa, một vòng còn có 3 lần, ngày thường bọn họ chính mình ở nhà luyện tỳ bà phỏng chừng cũng yêu cầu chúng ta giám sát, cứ như vậy, ta cùng sầm bách ăn không tiêu a. À. Ngươi cũng biết hai chúng ta ngày thường công tác cường độ, có thể đúng hạng tan tầm liền không tồi, bình bình an an ở nhà trẻ thường xuyên đều là nhất vãn trở về. Tô Tuyết Trinh cũng cảm thấy có điểm tiếc nuối, không nghĩ từ bỏ các quan tốt như vậy lão sư, cái kia lão sư xác thật khá tốt, không chỉ có sẻ tì bà, khác nhạc cụ cũng đều biết một chút, nhìn ra được tới là cái đại sư, chủ yếu chính là bởi vì là đại sư, cho nên sẽ không đến nhà của chúng ta tới giáo, chỉ có thể tới cửa học. Trương Quang Hương suy nghĩ hạ lại hỏi, người nói ở đâu đi học tới? hòe ấm đường phố 36 hào. Khi cũng không xa lắm a, à, bằng không ta đưa bọn họ đi. Tô Tuyết Trinh không tán đồng, học xong trở về phỏng chừng liền buổi tối 10 điểm, quá muộn, ngươi một người đưa hai người bọn họ không an toàn, hơn nữa đem bọn họ đưa đến nhà của chúng ta về sau ngươi còn muốn chính mình lại về đến nhà thuộc lâu, chỉ sợ về đến nhà đều 11 giờ. Trương Quang Hương mắng nàng chết cân não, ngươi như thế nào không hiểu biến báo đâu. Dù sao ta ban ngày lại không có việc gì, bình bình an an chính mình cũng sẽ đi đường, cổng tỳ bà đi được so với ai khác đều mau, ta liền nhìn bọn họ đưa đến lão sư vậy được rồi, lại không uổng sự. Đưa xong hai người bọn họ ta liền về nhà, học xong rồi các ngươi chính mình lại qua đi tiếp bái, ngươi cùng tiểu bách ở nhà ăn cái cơm chiều qua đi thời gian vừa lúc. Tô Tuyết Trinh đôi mắt nháy mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến Trương Quang Hương thoải mái nhật tử không quá mấy năm lại phải bị nàng quấy rầy có chút do dự, ngươi hiện tại thân thể không thoải mái, bằng không ta tìm những người khác hỗ trợ, tìm gì người a, à, không thân chẳng quen, đừng nói ngươi, ta cũng không yên tâm a, à, lại nói còn không phải là đi vài bước lộ sao, Bình Bình An An cũng không phải yêu cầu ta vẫn luôn ôm tiểu hài tử, hai người bọn họ có thể chạy có thể nhảy, bớt lo nhiều. Người càng lão đối tiểu bối liền càng yêu thương, bọn họ hai vợ chồng ngày thường công tác vội, Bình Bình An An một tháng mới đến một hai lần, Trương Quang Hương cũng tưởng nhiều cùng bọn nhỏ tiếp xúc, cười nói, liền cùng đuổi việc con giống nhau, vội vàng bọn họ lên xe, lại vội vàng bọn họ xuống xe cũng liền này một hai năm vội một chút, chờ tới rồi bảy tám tuổi thì tốt rồi, đến lúc đó hai người bọn họ chính mình sẽ ngồi xe, liền không cần chúng ta tặng. Tô Tuyết Trinh cảm giác cái này an bài được không, chính là đối Trương Quang Hương có điểm ấy nấy, kia ngài liền phải lại vất vả hai năm. Trương Quang Hương không để bụng, vất vả gì a, à, đi vài bước lộ mà thôi, người ba mỗi ngày ban ngày đi làm, ta chính mình ở nhà cũng rất nhàm chán, tìm điểm sự tình làm khá tốt. Lời tuy nói như vậy, Nàng vốn dĩ có thể không cần vất vả như vậy, Tô Tuyết Trinh trong lòng phá lệ cảm kích mẫu thân, ở phòng ngủ hai mẹ con lại trò chuyện hảo một trận chuyện riêng tư. Bình Bình ngủ no rồi, xoa đôi mắt đi ra tìm đại nhân, ở cửa hô thanh mẹ. Tô Tuyết Trinh chạy nhanh ngồi dậy, đi ra ngoài hỏi, muốn uống điểm nước sao? Bình Bình gật đầu, mới vừa tỉnh ngủ đôi mắt còn có điểm không mở ra được, máy móc tính mà tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp nhận ly nước uống một ngụm thủy. Tô Tuyết Trinh đi phòng ngủ lại nhìn thoáng qua an an tiểu cô nương còn ở ngủ, dọc theo đường đi cổng tỳ bà phỏng chừng mệt muốn chết rồi. An An một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm, tỉnh lại thời điểm bình bình ở phòng khách đang ở đạn tỳ bà, hắn hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết quét huyền, bắn ra tới thanh âm thường thường đều là đơn âm, không tốt lắm nghe. Trương Quang Hương che lại lương tâm khích lệ, đạn đến thật không sai. An An không phục, ta sẽ đạn đến so ca ca còn hảo. Hai huynh muội lại cạnh tranh đi lên, bình bình biểu tình kiên quyết nói, ta mới sẽ không thua cho ngươi an an gấp không chờ nổi đem tỳ bà đem ra học các quan bộ dáng ôm lấy tỳ bà cũng bắt đầu quét huyền bình bình đi theo đạn trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là hai người bọn họ loạn đạn thanh âm phi thường chói tai tô tuyết trinh bưng kính lỗ tai không thể như vậy các ngươi như vậy sẽ quấy rầy hàng xóm nghỉ ngơi tiếng tỳ bà đột nhiên im bặt nói lên tiếng đàn nhiễu dân tô tuyết trinh lại nghĩ tới hứa thanh thanh trước hai ngày mới vừa sinh nhi tử hiện tại đang ở ở cử chỉ sợ chịu không nổi bình bình an an ở nhà luyện tỳ bà thanh âm. Nàng nếu muốn cái chiêu, tận lực tránh cho bình bình an an luyện tỳ bà quấy rầy đến hứa thanh thanh cùng hài tử. Tô Tuyết Trinh dặn dò nói, cách vách thanh thanh A-di mới vừa sinh tiểu đệ đệ đúng hay không? Hiện tại yêu cầu an tĩnh, về sau các ngươi luyện tỳ bà nhất định phải tuân thủ thời gian, không cần loạn đạn chế tạo tạp âm. Trương Quang Hương sửng sốt, khi nào sinh? Tô Tuyết Trinh hồi, 9 tháng 20 hào sinh. Trương Quang Hương cười, nhi nữ song toàn, khá tốt. Tô Hiển Quốc ở bọn họ nói chuyện phím trong tiếng đẩy ra môn, trừ bỏ mua trở về đồ ăn cùng thịt, hắn còn thuận đường mua bốn xuyến đường hồ lô, ven đường vừa lúc đụng phải, nếm thử. Còn tính ngươi thức thời. Trương Quang Hương nhìn đến đường hồ lô liền nở nụ cười, đầu quả tim nảy lên vài tia ngọt ngào, mạnh miệng quan tâm hắn một câu, ngươi ăn không? Ta tới trên đường ăn một chuỗi. Tô Hiển Quốc cũng không phải bạc đãi chính mình tính tình, hắn đem đồ ăn buông, mặc vào tạp về, Hôm nay ta xuống bếp. Tô Tuyết Trinh chạy nhanh đứng lên, ta cũng tới hỗ trợ. Trương Quang Hương tỏ vẻ hoài nghi, các ngươi cha con hai có thể chứ? Tin tưởng chúng ta. Tô Hiển Quốc tin tưởng tràn đầy, đối Tô Tuyết Trinh nói, Tuyết Trinh, ngươi trước đem đường hồ lô ăn, ta đi đem đồ ăn tẩy một chút. Tô Tuyết Trinh cắn tiếp theo viên đường hồ lô, nguyên lành nói thanh hảo, ta ăn xong liền đi hỗ trợ. Tô Hiển Quốc nói xong vào phòng bếp. Bình bình an an một người cầm một cái đường hồ lô ngồi ở trên ghế ăn, xem kia si mê bộ dáng, sớm đã đã quên tì bà là vật gì. Tô Tuyết trên một ngụm một cái, thực mau đem một chuỗi đường hồ lô ăn xong rồi, đi phòng bếp hỗ trợ, Trương Quang Hương đối cha con hai trù nghệ thật sự không yên tâm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh cung cấp ngôn ngữ chỉ đạo. Đường hồ lô bên ngoài bọc một tầng đường sương, ngạnh ngạnh, không tốt lắm cắn, các đại nhân đều ăn xong rồi, bình bình an an mới ăn hai viên, nhưng là hai huynh muội đều đối loại này chua chua ngọt ngọt đồ ăn rất là thích, lại một lát sau, cửa vang lên tiếng đập cửa. Tô Tuyết Trinh xem thời gian đoán ra hẳn là sầm bách, trên tay nàng có mặt không có phương tiện đi, kêu Bình Bình An An qua đi, hai người các ngươi ai đi cấp 33 khai cái môn. Bình Bình An An về một chút từ trên ghế xuống dưới, phía sau tiếp trước đi mở cửa, cho nhau quấy rối đều không nghĩ làm đối phương trước mở cửa. Sầm bách ở cửa nghe bên trong động tỉnh liền đoán được hai huynh muội phỏng chừng lại nháo đi lên, trước cho ta giữ cửa khai khai lại chơi, thật sự không được hai người các ngươi kéo bú bao bình bình an an cảm thấy này kế được không? Hai người chơi nổi lên kéo búa bao, đồng loạt ra tay, an an ra bố, bình bình ra kéo, cười cấp ba ba mở cửa, ta thắng. Sầm bách đi vào phòng, đem mua tới trái cây đồ hộp cùng trứng gà phóng tới phòng khách trên bàn, về sau loại chuyện này, tận lực mau một chút phân ra thắng bại. An an lôi kéo ba ba tay, lãnh hắn đi xem chính mình mua đuôi phượng tỳ bà, ba ba, chúng ta hôm nay mua tỳ bà. Bình bình cũng đem chính mình tỳ bà mở ra triển lãm cấp ba ba sầm bách sờ sờ bọn nhỏ đầu cười rộ lên thanh âm sang sản tuyển đến không tồi tỳ bà đều đẹp có bình bình an an về sau sầm bách hiện tại đối với cân bằng có rất mạnh giải thích sợ hãi bọn nhỏ truy vấn ai càng đẹp mắt chạy nhanh lưu ba ba đi trước phòng bếp nhìn xem a à. trong phòng bếp tô gia cha con hai còn ở cùng phòng bếp chiến đấu trương quang hương nếm một muộn bọn họ làm cà chua hầm thịt bò nạm nhăn lại mi sớm biết rằng liền không nên tin tưởng các ngươi ta thật là không dài giáo huấn tiểu bách ngươi lại đây nếm thử ở ta toàn bộ hành trình chỉ đạo hạ còn có thể làm thành như vậy này hai người ta đều mắng không ra về sau rời xa phòng bếp mới là đối đồ ăn lớn nhất tôn trọng sầm bách cầm một đôi chiếc đũa cũng kẹp lên nếm hai cái đồ ăn còn hành không khó ăn nói giỡn xuống bếp một cái là hắn nhạc phụ một cái là hắn lão bà chính là làm được lại khó ăn hắn cũng không thể nói không chỉ có muốn ăn xong còn muốn khen một câu làm tốt lắm trương quang hương đều có điểm đồng tình hắn về sau thiếu làm tuyết trinh xuống bếp tỉnh gọi món ăn tiền sầm bách cười cười đều giống nhau tuyết trinh tay nghề cùng tiệm cơm trình độ không sai biệt lắm lời này nói tô tuyết trinh đều có điểm ngượng ngùng lẳng lặng đem dư lại lưỡng đạo đồ ăn làm xong sầm bách nói chuyện còn có thể thu điểm bình bình an an chính là hoàn toàn không lựa lời có chuyện nói thẳng ăn đệ nhất khẩu bình bình thật sâu mà nhăn lại mi hắn không nghĩ tới ông ngoại trù nghệ càng kém như thế nào sẽ có người đem khoai tây làm như vậy khó ăn còn có cái này cá, Trù nghệ không hảo liền làm đơn giản nhất hấp a, vì cái gì phải làm thịt kho tàu. Cái này canh lại hàm lại không hương vị, khó uống. Luận độc miệng, An An tuyệt đối bội phục ca ca, phương diện này tuyệt đối không cùng hắn tranh đệ nhất. Trù nghệ có thể không tốt, nhưng thái độ muốn hảo, Tô Tuyết Trinh cùng Tô Hiển Quốc thành thật bị mắng, Tô Hiển Quốc nhỏ giọng cùng sầm bách lẩm bẩm, đứa nhỏ này miệng quá độc, là một chút mặt mũi không cho ta lưu a. À. Trương Quang Hương tức giận bất bình nên trị trị các ngươi, về sau thiếu tiếng phòng bếp. Cũng may cơm chưng chín, chắp vá cũng có thể ăn, người một nhà cuối cùng đem cơm chiều giải quyết rớt, sầm bách đi phòng bếp rửa chén, tô tuyết trinh đem bàn ăn thu thập hảo về sau đi qua, hôm nay ta mang bình bình an an đi mua tì bà, cái kia sư phụ già nói có thể giáo bình bình an an học tì bà. Chính là chỉ có thể thượng nhà bọn họ đi học, một vòng ít nhất ba ngày, một lần hai giờ. Sầm bách rửa chén tay không đình, quay đầu xem nàng, khoảng cách xa sao. Còn hành, không xa lắm. Tô Tuyết trên thanh âm nhỏ xuống dưới, có điểm chột dạ, khoảng cách kỳ thật không là vấn đề, chủ yếu là thời gian này, học xong tương đối trễ, ta suy nghĩ hạ vốn là muốn tìm mặt khác lão sư, nhưng thật sự là cái này lão sư trình độ rất cao, bình bình an an cũng thực thích, không nghĩ từ bỏ, sao lại cùng mẹ thương lượng hạ, hắn nói có thể giúp chúng ta đưa đến lão sư kia, học xong rồi chúng ta lại tiếp trở về là được. Sầm Bách trầm mặt hạ, Cô tuyết trinh trục giả điểm chủ yếu ở chỗ nàng làm cái này lựa chọn kỳ thật cũng không phải duy nhất tất yếu lựa chọn, dựa theo nàng cùng sầm bách kinh tế thực lực, kỳ thật hoàn toàn có năng lực thỉnh một cái có thể tới trong nhà phụ đạo tỳ bà lão sư mà không cần phiền toái Trương Quang Hương, chỉ là cảm giác cái này lão sư trình độ tương đối hảo, Trương Quang Hương lại nguyện ý giúp nàng, cho nên mới làm hạ cái này lựa chọn. Nhưng là sầm bách là có điểm để ý vẫn luôn thiếu nhạc phụ nhạc mẫu nhân tình sầm bách cảm giác hôn sau hắn kỳ thật ở rất nhiều chuyện thượng đều dính tô tuyết trinh là con một quan hắn làm trong nhà lão đại sớm liền độc lập sầm kiến quân cùng lâu quế lan làm lựa chọn cũng không có khả năng chỉ vì hắn một người suy nghĩ đồng thời còn muốn bận tâm đệ đệ muội muội dần dần hắn cũng không thế nào thích làm cha mẹ hỗ trợ có thời gian này không bằng chính mình ngẫm lại như thế nào đem sự tình làm tốt tô tuyết trinh là biết hắn tính cách cũng hơi chút có thể lý giải hắn lúc này rối rắm nàng đi qua đi nắm nắm sầm bách cổ áo tiểu tâm hỏi sinh khí ta hiện tại còn không có cấp lão sư hồi phục nói như thế nào đâu chúng ta lại tìm khác tì bà lão sư khả năng đều sẽ không có hắn trình độ cao cho nên ta thật sự không nghĩ làm bình bình an an bỏ lỡ lương sư sầm bách bắt tay rửa sạch sẽ duỗi tay ôm lấy nàng bả vai ngữ khí bất đắc dĩ ta chính là cảm thấy có điểm xin lỗi mẹ luôn cầu nàng hỗ trợ tô tuyết trinh thở dài ta cũng là như vậy tưởng ngay từ đầu ta nói tìm cá nhân hỗ trợ đưa bình bình an an đi học tì bà mẹ không cho cảm thấy không an toàn, sao lại ta ngẫm lại giao cho mẹ tương đối yên tâm. sầm bách cũng không biết nên như thế nào cảm tạ trương quang hương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiền nhất thật sự, cười nói năm nay cấp mẹ phát cái đại hồng bao. tô tuyết trinh dùng khuỷu tay chọc một chút hắn, mau rửa chén đi ngươi. sầm bách buông ra nàng, tiếp tục rửa chén, thu thập thỏa đáng về sau, người một nhà lái xe trở về nhà, đón đưa vấn đề giải quyết về sau, tô tuyết trinh cách thiên liền cấp các quan đánh đi điện thoại chính thức cước hạ đi học tập ngày, liền ở 10 tháng cuối cùng một cái cuối tuần. Các quan ở trong điện thoại cùng nàng nói lần này dạy học không ngừng bình bình an an hai người, xem như một cái mẫu giáo bé dạy học, còn có mặt khác hai đứa nhỏ cùng nhau đi học, cho nên giá cả sẽ không giống một chọi một như vậy quý, mỗi tiết khóa một khối tiền, một tiết 2 giờ. Chính thức đi học phía trước, Sầm Bách muốn trước đem lầu hai cải tạo thành bọn họ luyện cầm phòng, làm tốt cách âm, để người bình bình an an luyện cầm thời điểm quấy rầy đến hứa thanh thanh cùng hài tử nghỉ ngơi, tân sinh nhi giấc ngủ rất quan trọng. Thực mau, hứa thanh thanh cùng vu võ nhi tử vu bối không trăng tròn, hôm nay bọn họ nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng người đều tới, lại đây chúc mừng hài tử trăng tròn. Tô Tuyết Trinh cùng hứa thanh thanh quan hệ thực thân cận, bất quá nàng hôm nay có công tác, ba ngày không ở nhà, chỉ có thể buổi sáng đi làm phía trước cấp hứa thanh thanh đưa đi lễ vật làm tỏ vẻ, chờ nàng tan tầm trở về thời điểm trăng tròn rượu đã tan. Trong đại viện mọi người đều đưa đi lễ vật, cốc hồng thanh càng là bàn tay vung lên, trực tiếp tặng nàng một đài sưởi ấm cơ, lấy ứng đối sắp đến mùa đông. Hứa Thanh Thanh làm vu võ mua đồ ăn trở về, ở trong sân bày bàn tiệc, thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, người quá nhiều, trực tiếp liều mạng hai trương đại bàn, liền vẫn luôn không thế nào ra khỏi phòng chu lão thái thái đều ra tới. Tuy rằng cùng ở một cái đại viện, nhưng đại gia là không có gì thân thích quan hệ, rất ít sẽ có loại này tụ ở bên nhau ăn cơm thời khắc, khó được có như vậy một lần cơ hội, liên lạc liên lạc cảm tình cũng khá tốt. Vu võ bưng lên cái ly đứng lên, mặt mày hồng hào, cảm tạ đại gia đối chúng ta tiểu bối không chúc phúc, ta vu võ, nhi nữ song toàn, cả đời này đáng giá. Nhất định đem Nini cùng không khôn hảo hảo nuôi nấng lớn lên. Đại gia hôm nay ăn ngon uống tốt, không say không về. Lương đại chí là thích rượu, nghe mùi rượu hứng thú liền dậy, cao giọng nói, nói rất đúng. Có hỷ sự trên bàn cơm uống rượu là thái độ bình thường, nhưng là uống say liền nháo đến không quá đẹp, huống chi đây là hài tử trăng tròn rượu, lại không phải cái gì kết hôn uống rượu mừng hứa thanh thanh làm nữ chủ nhân không nghĩ ở đây nam nhân uống say sau uống say phát điên khuyên nhủ nhiều như vậy hài tử đều ở đâu uống ít chút rượu ăn nhiều đồ ăn cái bàn quá lớn bình bình an an rất nhiều đồ ăn đều kẹp không đến tô tuyết trinh cùng sầm bách một bên chiếu cố bọn họ một bên cùng đại gia nói chuyện phím thực mau bọn nhỏ liền ăn trước no rồi trước từ trên ghế xuống dưới chạy đến một bên đi chơi lương ân dương sấn hắn ba uống rượu chính vui vẻ đem trong nhà xe đạp trộn đẩy ra tới hắn trước mang theo tiền hải lưu một vòng biểu hiện thực lực theo sau hào phóng mời hài tử khác cũng tới ngồi hắn xe ghế sau các ngươi ai còn tưởng lên xe bình bình an an mỗi ngày đều ngồi xe ghế sau đã sớm tập mãi thành thói quen lắc lắc đầu không tính toán tham dự bình bình về phòng đem nhung nhung dắt ra tới an an tung tăng nhảy nhót tìm được rồi vẫn luôn ngồi sổn trên mặt đất vu bối ni nàng đi theo ngồi sổn ở tiểu tỷ muội đối diện ôm thanh hỏi ngươi làm sao vậy vừa rồi hình như không như thế nào ăn cơm. Ta không đói bụng. Vu bối ni cầm trong tay côn trên mặt đất họa tới họa đi, ăn no. An An ở trên bàn cơm liền cảm giác vu bối ni tâm tình không tốt lắm, biểu tình quan tâm, lại hỏi, chúng ta đây chơi cầu được không? Không chơi, chính ngươi chơi đi. Vu bối ni vẫn như cũ cúi đầu. Khi ta cùng ngươi cùng nhau vẽ tranh được không? Vẫn là cùng đi xem tivi. An An tích cực đưa ra các hoạt động, từng cái tung ra tới, đúng rồi, ta gần nhất còn mua một ít kẹp tóc cùng dây buộc tóc, muốn hay không cùng đi xem. Vu bối ni đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, thanh âm có điểm táo bạo, nói không đi, ngươi có phiền hay không, đừng ở ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện. An An ngây ngẩn cả người, biểu tình dại ra nhìn nàng, khoảng một chút mới nói, ta. Chỉ là muốn cho ngươi tâm tình hảo một chút. Bình bình ở một bên cùng nhung nhung thuận mau, nghe được động tĩnh nắm nhung nhung đã đi tới, lập tức đem muội muội lôi đi, cùng ta cùng nhau lưu cẩu. Hai huynh muội chậm rãi đi xa, An An nắm nhung nhung dây dắt chó, hỏi ca ca, ngươi nói Nini ni làm sao vậy? Tức giận lung tung là không tốt thói quen, bình bình rất bình tĩnh, Đạm Thanh nói, ngươi hỏi a, à, nàng không nói, chúng ta có thể làm sao bây giờ, tưởng giúp chúng ta cũng không giúp được vội a. À. An An nhìn nơi xa các đại nhân còn ở ăn cơm, đi theo bình bình cùng nhau ở trong đại viện lưu nhung nhung, nàng thiên tính lạc quan, thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Chương 146 chương 146 Mười tháng cuối cùng một cái cuối tuần, là Bình Bình An An lần đầu tiên đi thượng tỳ bà khóa nhật tử, ngày thường thời gian làm việc là buổi tối đi học, chủ nhật là vào buổi chiều. Ở nhà ăn qua cơm trưa về sau, Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách cưỡi xe đạp mang theo Bình Bình An An đi trước các quan gia, mua tỳ bà thời điểm thực vui vẻ, nghĩ đến muốn học liền có chút khẩn trương, Bình Bình cũng là lần đầu tiên học một cái nhạc cụ. Hắn nghe Thang Thiên Giật nói qua mỗi ngày học dương cầm có bao nhiêu phiền, có điểm lo lắng cho mình cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thật cẩn thận hỏi, mẹ, ta nếu là học không hảo thì bà làm sao bây giờ? Còn không có bắt đầu đi học đâu, ngươi như thế nào biết ngươi học không tốt? Không thể nhanh như vậy liền không tin tưởng. Tô Tuyết Trinh An ủi nói, ngày đầu tiên học tập, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. An An ngồi ở sầm bách xe đạp thượng, nghe được ca ca cùng mụ mụ đối thoại tự tin tràn đầy nói, ta liền không khẩn trương, nhưng có tin tưởng. Bình bình ý chí chiến đấu cũng bị muội muội kích phát ra tới, ta cũng không khẩn trương, còn không phải là tì bà sao, ta cũng có thể học được. Sầm bách cười nói, đúng vậy, chính là phải có loại này tinh thần. Người một nhà biên lái xe biên liêu, thực mau tới rồi hòe ấm đường phố, xuyên qua một cái hẻm nhỏ liền tới tới rồi các quan gia, nếu không phải nhìn đến cửa trên tường dán số nhà, Tô Tuyết Trinh đều cho rằng chính mình đi nhầm, trước mắt là một đống bạch tường lục nói tràn ngập cổ phong ý nhị đại viện, cửa gỗ thượng dán tranh tết, gắt gao nhắm. Sầm bách đem xe đình đến ven tường, đi lên trước gõ gõ môn, các lão sư, ở sao? Tô Tuyết Trinh làm bình bình an an bối thượng tỳ bà, chờ hạ thấy lão sư muốn lễ phép, nhớ rõ vấn an. Bình bình an an ngoan ngoãn gật đầu, tốt. Gõ một tiếng không chờ đến người tới, sầm bách lại gõ cửa một lần, Tô Tuyết Trinh trong cửa thượng có vài đạo bị rìu phách quá vết thương, duỗi tay sờ soạn. Sầm bách nhìn đến cái này sân lại kết hợp trên cửa rìu ấn, đại khái cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, thở dài, xem ra cái này các lão sư phía trước nhật tử chỉ sợ không hảo quá loại này tòa nhà ở qua đi kia mấy năm xác thật dễ dàng bị theo dõi, Tô Tuyết Trinh cũng liên tưởng đến cái gì, may mắn, đều đi qua. Bình bình an an chờ không kịp, an an đi tới cửa, lại gõ cửa vài cái, như thế nào còn không có người tới mở cửa. Nàng tay tiểu, gõ ra tới thanh âm cũng không lớn, vẫn luôn không chờ đến người ra tới, sầm bách đang định gõ lần thứ ba thời điểm, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nện bước thực cấp, tới tới. Sầm bách bắt tay thu trở về, Môn kẻo kẹt một tiếng khai, Thái Lan sơ đi ra, cười nói, mau tiến vào, sốt ruột chờ đi. Phòng khách ly này có điểm xa, mới vừa nghe được tiếng đập cửa. Tô tuyết trinh mang theo Bình Bình An An đi vào, chúng ta cũng vừa tới không bao lâu. Bình Bình An An vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi tò mò mà đánh giá lên. Vào cửa sau, đình viện nội phong cảnh cũng chợt trống trải lên, cửa phía bên phải có một cái sơn màu đỏ lưu nước, mấy đóa tàn hà nổi tại trên mặt nước, duyên dáng yêu kiều trong viện là đá xanh phô liền sàn nhà, thẳng đi đi phía trước, có một viên rất lớn anh đào thụ. Thái Lan sơ lãnh bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, thanh âm ôm nhu, phía trước là được, các lão sư đang ở chờ các ngươi. Tô Tuyết Trinh đoán được các quan hẳn là đại sư cấp bậc nhân vật, nhưng chân chính vào cái này Sơn mới phát hiện hắn là thật sự thâm tàn bất lộ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ cấp bình bình an an tìm cái đại sư, nàng cùng sầm bách nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tiểu tâm theo ở phía sau xuyên qua cổ hương cổ sắc chính sảnh thái lan sơ trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới các quan gia hậu viện lúc này các quan đang ngồi ở ghế đá thượng giáo mặt khác hai đứa nhỏ học tỳ bà này hai đứa nhỏ cũng là một nam một nữ tuổi tác nhìn qua muốn so bình bình an an lớn một chút đều ôm tỳ bà đứng ở các quan trước mặt mặt mày thuận theo nghiêm túc nghe giảng các quan ăn mặc một thân màu xám áo dài trong lòng ngực ôm một cái mẫu đơn đầu tỳ bà xa xem là màu đen gần xem tô tuyết trinh mới phát hiện là màu đỏ cầm thân khí hình lưu sướng một chất hoa văn phi thường rõ ràng vừa thấy liền cùng bình bình an an mua bình thường khoảng quy cách bất đồng các quan ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái tiếp tục giảng bài một bên biểu thị một bên nói nhìn đến không cái này chính là luân chỉ hai người các ngươi trước luyện cái này trong chốc lát ta lại trở về hai đứa nhỏ đồng thời nói thanh hảo ngồi vào mặt khác hai cái trên ghế bắt đầu luyện tập các quan lúc này mới đứng lên thăm hỏi một câu tới a là chúng ta ăn một lần xong cơm liền tới rồi. Tô Tuyết Trinh vỗ vỗ bình bình an an, hai huynh muội thực mau hiểu ý, thân thể đứng thẳng, thâm cúc một cung, đối với các quan lãnh lót hô thanh lão sư hảo. Học nghệ trước làm người, không quan tâm ngươi học thế nào, tôn sư trọng đạo là phi thường quan trọng, các quan vừa lòng mà gật đầu, xem bọn họ tì bà cũng mang theo, nói thẳng, kia hành, hôm nay ngày đầu tiên, muốn giảng tương đối nhiều, các ngươi buổi chiều năm điểm lại qua đây tiếp bọn họ. Bình bình an an ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới ba ba mụ mụ phải rời khỏi, bọn họ còn tưởng rằng sẽ toàn bộ hành trình làm bạn, nghe được các quan nói như vậy đều luống cuốn, an an nắm ba ba quần áo, ngữ khí đáng thương hề hề, không thể không đi sao. Sầm bách khó xử mà nhìn mắt các quan, lại nhìn xem bình bình an an, hạ quyết tâm nói, liền đi theo nhà trẻ học tập giống nhau, ba ba mụ mụ trong chốc lát năm điểm lại đến tiếp các ngươi. Hiện tại đến buổi chiều năm điểm còn có hơn 3 giờ đâu, nàng cùng sầm bách không có khả năng vẫn luôn tại đây ngốc bình bình an an nhìn đến bọn họ ở định không dưới tâm đi học tập, đối các quan cũng không đủ tôn trọng. Tô Tuyết Trinh ngồi sổng xuống, khuyên nhủ, đúng vậy, ta cùng ngươi ba sẽ không đi xa, liền ở phụ cận đi dạo, vừa đến thời gian liền tới tiếp các ngươi. Các quan cũng không thúc giục, lặng lặng nhìn bọn họ, bình bình an an ở ba mẹ an ủi hạ dần dần bình tĩnh trở lại, cùng bọn họ phất tay nói tái kiến, năm điểm muốn tới A. À. Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách nặng nề mà gật gật đầu, đối các quan nói, khi tri viễn cùng tri vi liền làm ơn ngài. Các quan xua xua tay, yên tâm trở về đi. Bình bình an an nhìn theo ba mẹ đi xa. Thái Lan Sơ đưa bọn họ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, mặt khác hai đứa nhỏ cũng là các lão sư thu đồ đệ, một cái 8 tuổi một cái 7 tuổi, nữ hài kêu Hà Thư Hỷ, đã thượng 2 tháng, nam hài kêu Lương Hằng, mới vừa thượng tam tiết khóa, xem như tri viễn cùng tri vi sư huynh sư tỷ. Bọn họ ở chỗ này các ngươi không cần lo lắng, các lão sư đạo lý khắp thiên hạ, ở tỳ bà này một hàng vẫn là rất có danh vọng, ta tỳ bà cũng là hắn giáo, hiện tại ở Hồng Giang âm nhạc học viện độc năm nhất. Tô Tuyết Trinh nghi hoặc hỏi, khi ta lần trước ở trong tiệm gặp ngươi. Ta ngày thường không khóa sẽ giúp lão sư qua đi xem một chút cửa hàng. Thái Lan Sơ cười giải thích, Hồng Giang âm nhạc học viện cách này rất gần, qua đi tương đối phương tiện. Tô Tuyết Trinh bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a à? Thái Lan Sơ đem bọn họ đưa đến cửa, đỡ môn nói, chúng ta đây trong chốc lát năm điểm thấy tô tuyết trinh vẫy vẫy tay năm điểm thấy sầm bách phát hiện bình bình an an tới đi học chỗ tốt chính là hắn cùng tô tuyết trinh cuối cùng có một chỗ thời gian trên mặt hắn biểu tình phi thường sung sướng đẩy xe đạp hỏi chúng ta đi đâu chơi tô tuyết trinh qua đi không như thế nào đã tới nơi này phụ cận có hay không cái gì hảo ngoạn sầm bách bởi vì là cảnh sát đối thành phố hồng giang mỗi cái địa phương đều phi thường quen thuộc thực mau nghĩ tới nơi đi ôm nhu nói ta nhớ rõ phía trước có một cái thị trường, thường xuyên sẽ bán một ít gốm sứ linh tinh tiểu ngoạn ý, vừa lúc ngươi thích, chúng ta có thể đi đi dạo. Tô Tuyết Trinh ngồi trên xe đạp ghế sau, vãn trụ hắn eo, hảo A, dẫn đường. Ngồi ổn, xuất phát. Sầm bách cưỡi xe đạp ra hẻm nhỏ. Bất đồng với bọn họ hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào, bị lưu lại bình bình an an lại là đầy mặt thấp thỏm. Các quan kêu ngừng một bên luyện tập hai đứa nhỏ, đối bọn họ nói, trước nhận thức một chút, Hai vị này là các ngươi tương lai sư đệ cùng sư muội. Tri Viễn Tri Vi, hai người các ngươi trước lại đây giới thiệu một chút chính mình. Bình Bình cùng An An đứng chung một chỗ, làm ca ca trước mở miệng, các ngươi hảo, ta kêu sầm Tri Viễn, Vũ danh Bình Bình. Thân ở xa lạ hoàn cảnh, An An gắt gao nắm chặt ca ca tay, đi theo nói, ta kêu sầm Tri Vi, Vũ danh An An. Lương Hằng cười hì hì nói, hợp nhau tới là Bình Bình An An ai. Các quan nói tiếp, Lễ Thượng vãn Lai các ngươi cũng muốn cấp sư huynh sư muội giới thiệu một chút chính mình. Lương Hằng tính tình hoạt bát, vừa định cái thứ nhất nói, bỗng nhiên nhớ tới lão sư vẫn luôn giáo bối phận, ngậm miệng, chờ sư tỷ trước nói. Hà Thư Hỷ so Lương Hằng còn muốn sớm một chút lại đây đi học, tính cách ổn trọng, sinh một trương phù dung mặt, hai hàng lông mày như đại, nàng trực tiếp thân thiết hô bình bình an an nhũ danh, các ngươi hảo, ta kêu Hà Thư Hỷ, năm nay học tiểu học năm ba. Lương Hằng nhìn đến sư tỷ như vậy đứng đắn, cũng bưng lên cái giá, ta kêu lương hằng năm nay tiểu học năm hai về sau các ngươi muốn kêu ta sư huynh biết không bình bình an an nói thanh hảo các quan đã thật nhiều năm không có đã dạy nhiều như vậy hài tử học tập tỳ bà tại chỗ đi rồi vài bước trầm giọng nói từ hôm nay trở đi tri viễn cùng tri vi liền gia nhập đến chúng ta học tỳ bà hàng ngũ trung sư môn chi giang thân như một nhà các ngươi về sau muốn gánh khởi sư tỷ sư huynh trách nhiệm yêu quý sư đệ sư muội đồng thời cũng muốn đốc xúc bọn họ học tập hiện tại ta nói ba điều quy củ, các ngươi cần phải phải nhớ kỹ với tâm, đệ nhất phải đối tỳ bà trước sau có mang kính sợ yêu quý chi tâm, bọn họ liền tương đương với là các ngươi người nhà, đệ nhị, học tập trong quá trình. Các quan ba điều quy củ nói xong, Thái Lan Sơ cũng đã trở lại, bình bình an an nghe xong kia ba điều khắc nghiệt quy củ, lúc này lại nhìn đến nàng phía sau không có đi theo người liền biết ba mẹ khẳng định đi rồi, tâm tình càng vì phức tạp. Bốn cái hài tử tiến độ bất đồng, nhưng đều ở vào học tập kiến thức cơ bản thời điểm nhiều nghe một lần không có gì các quan làm cho bọn họ bốn người vây quanh chính mình trạm thành một vòng ôm ấp tỳ bà trước cho bọn hắn thô sơ giảng lược nói hạ tỳ bà tri thức phương diện này tri thức hắn không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ chủ yếu là bởi vì tuổi này hài tử nói cũng không nhớ được vẫn là thực tế thao tác xuống dưới bọn họ càng có ấn tượng lý luận tri thức nói xong về sau các quan làm thái lan sơ cầm hai phó nghĩa giáp giáo bình bình an an như thế nào đeo đeo hoàn thành bắt đầu dạy bọn họ chính xác đạn tỳ bà tư thế cùng với ôm pháp, này đó nội dung cơ bản dùng vài phút liền nói xong, các quan làm cho bọn họ ôm tỳ bà duy trì chính xác tư thế 10 phút. Hắn đi uống lên nước miếng, trở về về sau bắt đầu dạy bọn họ chỉ pháp, đạn tỳ bà kiến thức cơ bản trọng yếu phi thường, phương diện này muốn các ngươi cần thêm luyện tập, đầu tiên để nhất tiết khóa chúng ta trước tới giảng đạn cùng chọn. Này cùng nhà trẻ quá không giống nhau. Bình bình an an chỉ là bảo trì chính xác ôm tỳ bà tư thế cũng đã bắt đầu mệt mỏi, ngây thơ mờ mịt đi theo tiến độ học tập khóa nói xong về sau chính là các quan từng cái đơn độc phụ đạo thời gian hai người bọn họ thời khắc không dám thả lỏng kết thúc về sau hai huynh muội cùng hư thoát giống nhau các quan đem trong ly nước uống xong đứng lên vỗ vỗ tay cao giọng nói hảo này đường khóa giảng ta tin tưởng mọi người đều nhớ kỹ trở về hảo hảo luyện tập hạ tiết khóa tới ta kiểm tra bốn người cao giọng trả lời hảo các quan làm cho bọn họ ngồi xuống hành nghỉ ngơi một lát đi bình bình an an lúc này mới buông tì bà ngồi vào ghế đá thượng chưa từng có quá như vậy cao cường độ học tập đầu óc cùng tay đều phải động hai người bọn họ hai mắt dại ra nhìn phía trước vẫn luôn không nói gì lương hằng chọc chọc bình bình làm sao vậy bình bình tươi cười tái nhợt không có việc gì chính là có điểm hoãn bất quá tới hà thư hỷ an ủi nói để nhất đường khóa đều như vậy từ từ tới thích ứng thì tốt rồi an an cảm giác ngày này xa xa không hẹn khi nào a à? Hà Thư Hỷ suy nghĩ lần tới đáp, đại khái thượng một tháng đi. An An há to miệng, các quan thượng xong vê đúc xê trở về, chờ gia trưởng của bọn họ lại đây tiếp, Lương Hằng nãy nãy là cái thứ nhất lại đây, Lương Hằng thực vui vẻ chính mình lại có hai cái tiểu. Đồng bọn, đi phía trước cao hứng mà cùng bọn họ nói tái kiến. Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách theo sau đuổi tới, bình bình An An nhìn đến ba mẹ chạy như bay lại đây, ôm lấy bọn họ. Sầm bách trước tiên cùng các quan nói, hai chúng ta ngày thường ban ngày công tác có điểm vội, trừ bỏ chủ nhật, dư lại hai ngày là hài tử bà ngoại đưa bọn họ lại đây, sau đó chúng ta tan học lại đây tiếp. Hành, ta đã biết. Các quan xem bình bình an an thượng một đường khóa trên người kia cổ hoặc bác kính nghi cũng chưa, thì bà không thể so khác nhạc cụ, phi thường không hiếu học, ngắn hạn nội rất khó nhìn thấy hiệu quả, tưởng nhập môn ít nhất hai năm khởi bước, luyện tập vất vả, gia trưởng đau lòng hài tử lại nhìn không tới cái gì học tập hiệu quả thực dễ dàng liền từ bỏ hắn gọn gàng dứt khoát nói, sư phó lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân, tì bà đâu, không phải dựa cưỡng chế có thể học giỏi, nếu về sau bọn họ. Khi nào không nghỉ học, có thể trực tiếp cùng ta nói. Sầm bách hiểu biết chính mình hài tử, chúng ta sẽ tôn trọng bọn họ ý kiến, nhưng là ta cảm thấy bình bình an an không phải cái loại này bỏ dở nửa chừng người. Các quan nghe được hắn nói như vậy cười, trở về đi, phỏng chừng hai người nên đói bụng. Chúng ta đây lần sau thấy hạ đường khóa an bài ở thứ ba, sầm bách cùng tô tuyết trinh mang theo bình bình an an ra sân, tới thời điểm hai người bọn họ một hai phải chính mình cổng tỳ bà, xem đến cùng trân bảo dường như, trải qua bọn họ nói ngồi ghế sau cổng tỳ bà không có phương tiện mới từ bỏ, lúc này lên lớp xong vừa ra khỏi cửa hai người liền đem tỳ bà đưa cho bọn họ. Tô tuyết trinh đem tỳ bà phóng tới xe rổ, dùng thằng cục lấy để ngừa tỳ bà rơi xuống, nàng quay đầu lại hỏi, hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Bình bình quay đầu đi, tạm thời không nghĩ nhìn đến. An An vương tay cho nàng xem, mụ mụ, ngươi xem ta tay, đau quá. Tô Tuyết Trinh không học quá tỳ bà, nhưng xem tỳ bà huyền liền biết sơ học bắn lên tới khẳng định đau, nàng nâng lên An An tay thổi thổi, bế lên nữ nhi phóng tới xe trên ghế sau, thổi thổi liền không đau. Ngồi ổn, chúng ta về nhà. Sầm bách cưỡi xe đi ở phía trước, muốn ăn cái gì? Bình bình đôi tay rủ, gió lạnh thổi qua tay thoải mái không ít, điểm nổi lên đồ ăn, muốn ăn tạt cá cùng hấp tôm sầm bách ấn xuống xe linh có thể a à, ngày đầu tiên học tập khao các ngươi chúng ta ăn chút ăn ngon đây mới là lần đầu tiên đi học về sau tưởng từ bỏ nhật tử chỉ sợ còn nhiều lắm đâu tô tuyết trinh cảm thấy không cần thiết đối này phản ứng quá lớn nếu bình bình an an thật là như vậy sợ khó tính tình không bằng sớm một chút từ bỏ hai vợ chồng lãnh bình bình an an ở nhà phụ cận tiệm cơm dừng lại điểm bọn họ thích ăn đồ ăn cơm nước xong về nhà vừa lúc buổi tối 6 giờ rưỡi nàng đang chuẩn bị đem tì bà sách vào nhà An An đột nhiên chính mình tiếp nhận tới, ông tì bà lên lầu đi. Bình Bình cũng ngay sau đó đuổi kịp. Tô Tuyết Trinh biểu tình kinh hỉ, tưởng cho bọn hắn lưu ra không gian, không lập tức đuổi kịp, đối sầm bách nói, xem ra không cần chúng ta thúc giục, vừa lúc, người ở dưới lầu nghe một chút, nhìn xem chúng ta cách âm làm như thế nào. Nếu cách âm không tốt lắm, chúng ta liền lại thêm một tầng. Lúc này mới đối sao. Sầm bách trên mặt treo mỉm cười, ở cửa đứng một lát, cái gì đều nghe không được hắn lên lầu vừa thấy tô tuyết trinh ghé vào trên cửa đang ở nghe lén nhìn đến hắn tới thở dài thanh lôi kéo đi xuống lầu ở dưới lầu mới yên tâm hỏi ngươi vừa mới ở bên ngoài có thể nghe được bọn họ đạn tì bà thanh âm sao ta ở cửa không nghe được gì cũng chưa nghe được sầm bách hoài nghi sẽ không hai người bọn họ còn không có bắt đầu luyện tập đi lúc này đẩy cửa đi vào kiểm tra quá rõ ràng tô tuyết trinh cảm thấy hẳn là chính là bọn họ cách âm làm được tương đối hảo đạn không đạn hạ tiết khóa đi học chúng ta sẽ biết, nếu không luyện tập các lão sư khẳng định sẽ cùng chúng ta nói. Sầm bách gật gật đầu, cũng là. Hy vọng bọn họ kiên trì đi, không cầu bọn họ nói tì bà đoạt giải gì đó, chỉ cần có thể nắm giữ cửa này kỹ năng liền hảo. Tô Tuyết Trinh cũng là như vậy tưởng, dù sao nhiều học một môn tương lai cũng nhiều con đường, đến nỗi bọn họ muốn chạy nào một cái, liền xem bọn họ chính mình lựa chọn. Qua đi thời gian này bình bình an an đều bá chiếm tivi xem phim hoạt hình, hai người bọn họ đi luyện tỳ bà, Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách cũng đoạt lại TV chủ đạo quyền, có thể nhàn nhã mà ăn trái cây xem TV. Trải qua tàn khốc đệ nhất tiết khóa, tới rồi đệ nhị tiết khóa bình bình an an đi học nhiệt tình rõ ràng giảm bớt, hai huynh muội làm từng bước quá thượng ban ngày đi nhà trẻ, mỗi tuần ba ngày buổi tối đi lão sư kia học tập tỳ bà, cùng với mỗi ngày luyện tập tỳ bà hàng ngày, đầu một tháng, hai người bọn họ vẫn luôn ở vào một cái thực mâu thuẫn trạng thái, không nghĩ đi học tập nhưng cũng không nghĩ từ bỏ tỳ bà cái này trạng thái đại khái dằn co hơn một tháng, phiền não phiền não, thịt mung mút trên tay chậm rãi có kén, bình bình an an cũng cùng Hà Thư Hỷ cùng Lương Hằng quen thuộc lên, chậm rãi thành thực tốt bằng hữu, bọn họ ngạc nhiên phát hiện đạn tỳ bà tay không đau, tuy rằng vô pháp minh xác bối ra bản thân học này đó chỉ pháp, nhưng là ở các quan vấn đề thời điểm, bọn họ có thể bắn ra tới. Nhỏ bé tiến bộ thúc đẩy hai người bọn họ vẫn luôn kiên trì, thói quen thành tự nhiên, dần dần, bọn họ cũng không quá kháng cự đi học tập, loại này mâu thuẫn trạng thái rốt cuộc đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Có thể kiên trì xuống dưới chính là chuyện tốt, Tô tuyết trinh thực vui mừng, bình bình an an cái này tuổi tác còn không quá nhận thức tự, rất nhiều tri thức điểm đều là thông qua các quan khẩu thuật, có không nhớ được, sẽ hỏi bọn hắn. Tô Tuyết Trinh đối tỳ bà dốt đặt cán mai, đối với bọn họ vấn đề một cái đều trả lời không lên, sao lại vì tránh cho loại tình huống này, nàng mua mấy quyển tỳ bà thư, ngẫu nhiên ở thời gian nhàn hạ sẽ phiên đến xem, bình bình an an vấn đề thời điểm cũng có thể đọc sách thượng là như thế nào trả lời. Tháng 11 trung tuần, bệnh viện đột nhiên tuyên bố một cái tin giật gân, đem với sang năm một tháng bắt đầu trù bị tân sinh nhi ICU phòng bệnh, tổ chức tân sinh nhi trọng chứng giám hộ đội ngũ, tranh thủ ở 1983 đầu năm chính thức kiến thành đầu nhập sử dụng. Tân sinh nhi trọng chứng giám hộ đội ngũ tạo thành, sẽ từ bệnh viện các phòng điều động, tuần hoàng tự nguyện báo danh, chọn ưu tú trúng tuyển nguyên tắc, đến lúc đó tụ tập trung tiến hành tương quan huấn luyện. Từ 1980 năm quốc gia phái học giả ra ngoại quốc học tập tân sinh nhi trọng chứng giám hộ kỹ thuật sau, theo kinh tế phát triển, mấy năm nay quốc nội và gia nhi khoa bệnh viện cũng đều ở trụ bị kiến thành tân sinh nhi y siêu phòng bệnh. Điều động phòng chủ yếu vẫn là tập trung ở tân sinh nhi khoa, thư thường minh cùng Mai Đồng bởi vì là tân sinh nhi phương hướng, có nhất định ưu thế, bất quá Mai Đồng suy xét đến nhi tử, vẫn là lựa chọn lưu tại tân sinh nhi khoa, thư thường minh báo danh tham gia. Tô Tuyết Trinh do dự một ngày, nghĩ nghĩ vẫn là không báo danh nàng trước mắt muốn nghiên cứu phương hướng vẫn là tiểu nhi ngoại khoa, báo danh kết thúc cuối cùng một ngày, nàng tan tầm về nhà, nghĩ đến hôm nay bình bình an an đi học tì bà, đơn giản trực tiếp ở bệnh viện ăn cơm chiều, cơm nước xong về đến nhà vừa lúc là buổi chiều 7 giờ. Sầm bách cùng nàng trước đó thương lượng hảo, bọn nhỏ đi học tập bọn họ liền phân biệt ở từng người đơn vị ăn cơm chiều, hắn hôm nay cũng ở cục cảnh sát ăn xong rồi cơm chiều, còn so tô tuyết trinh trước tiên một chút trở về. Sấn còn chưa tới bình bình an an tan học thời gian, trước đêm trong nhà thu thập. Tô Tuyết Trinh trở về thời điểm, hắn đang ở phết đất, nàng cũng tự giác cầm lấy dẻ lau, đi vòi nước kia tiếp thủy, bắt khô thời điểm vừa chuyển đầu liền nhìn đến vu bối ni một người ngồi xổm ở dưới gốc cây, trên tay giống như cầm thứ gì, thân mình vừa động vừa động. Tuổi này hài tử đều thích chơi đóng vai gia đình, Tô Tuyết Trinh ngay từ đầu không để ý, đem cái bàn lau lại trở về tiếp thủy, nhìn đến nàng còn ở nơi đó, vẫn luôn không như thế nào động, nàng hô một tiếng, ni ni. Vu Bối Ni chấn kinh, đột nhiên quay đầu tới, lau một phen miệng, Tô Tuyết Trinh cảm giác miệng nàng biên dính đồ vật có điểm kỳ quái, nàng đôi mắt mị hạ, tập trung nhìn vào, dây tiếp theo chạy nhanh buông dễ lau, bay nhanh đi qua, ngươi ngoài miệng là cái gì? Vu Bối Ni cất bước đột nhiên hướng trong nhà hướng, ở cửa vừa lúc bị nàng bắt được, Tô Tuyết Trinh vươn tay ở miệng nàng biên lau, nàng tay một sát, này không phải bùng đất sao? Lại vừa thấy, Vu Bối Ni trên tay khóe miệng đều là bùn, Tô Tuyết Trinh cảm giác được không ổn, Ngươi vừa mới đang làm gì? Vu Bối Ni ở trên tay nàng điên cuồng dãy dụa, khàn cả giọng nói, không liên quan ngươi sự. Tô Tuyết trên một bàn tay túm nàng cánh tay, một cái tay khác trực tiếp bẻ ra nàng miệng, ở hàm răng thượng cũng thấy được hư hư thực thực bùng đồ vật, nàng duỗi tay lại đi sờ Vu Bối Ni bụng, chỉ sờ soạn vài cái nàng liền cảm giác ra không thích hợp, này bụng ngạnh bang bang, nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi, nói thật. Ngươi vừa mới rốt cuộc đang làm gì? Vu Bối Ni lớn tiếng kêu, cút ngay chính mình duỗi tay lau một phen sau, vu bối ni hạ nửa bên mặt đều xám xịt, tóc cũng lộn xộn, nghiêng mắt thấy tô tuyết trinh, nhìn rất là chật vật. Vu võ lúc này ở trong phòng rốt cuộc nghe được động tĩnh, lập tức đi ra, làm sao vậy? Nini Tô tuyết trinh còn không có trả lời, hắn lại vừa thấy tình huống này, một tay đem nữ nhi từ nàng trong tay ôm trở về, chất vấn nói, ngươi bắt lấy Nini làm gì? Tô tuyết trinh thâm thở ra một hơi, vừa mới tuy rằng không có chính mắt thấy, nhưng thông qua hàm răng, miệng cùng trên tay dấu vết cùng với mấu chốt nhất bụng bắt mạch, nàng đại khái đã phán đoán ra tình huống như thế nào, lập tức khuyên nhủ, người mang Nini đi bệnh viện kiểm tra một chút, tốt nhất chụp cái CT, cảm giác nàng bụng không quá thích hợp. Vừa mới nàng vẫn luôn ngồi xổn ở bên kia, ngồi sổn thật lâu, ta hoài nghi có thể là ăn cái gì không nên ăn. Vu võ còn không có phản ứng lại đây, tiếp tục hỏi, cái gì không nên ăn. Tô Tuyết Trinh sắc mặt phẫn nộ, ngữ khí không tốt trả lời, một hai phải ta nói rõ sao. Ngươi xem ngươi khuê nữ bên miệng đồ vật còn nhìn không ra tới sao. Chương 147 chương 147 Tô Tuyết Trinh ngày thường tính tình khá tốt, rất ít đối ai nói lời nói nặng, vu võ bị nàng huống hai câu, cũng không khỏi thật coi trọng lên, hắn nhớ tới vừa rồi nữ nhi trên mặt giống như xác thật có điểm đồ vật, nhưng lại không quá tin tưởng vu bối ni thật ăn bùng, biểu tình ngượng ngùng, này không thể đi. Bùng có gì ăn ngon? Trong nhà cũng không bị đói nàng a. À. Theo ta thấy a. À, nàng phỏng chừng chính là lấy bùn chơi không cẩn thận làm đến trên mặt. Vu võ là trong xưởng một cái tiểu lãnh đạo, quan hắn một người lương tháng đều để được với bình thường gia đình vợ chồng công nhân viên hai vợ chồng tiền lương, gia đình điều kiện không kém, đốn đốn có thức ăn mặn cũng có thể làm được, cho tới nay đối nữ nhi cũng không tồi, dưới loại tình huống này, làm hắn tin tưởng vu bối ni ăn đất xác thật có điểm khó có thể tinh phục, mắt thấy vì thật, tô tuyết trinh cũng lười đến cùng hắn dông dài, chơi bùn sẽ không làm cho hàm răng thượng đều có, sấn nàng hiện tại còn không có tẩy rớt, ngươi đi xem đi. Vu võ nghe nàng nói như vậy chạy nhanh vào nhà đi tìm vu bối ni, vừa đi một bên kêu, ni ni, ni ni. Hắn ở trong phòng nói su một hồi lâu cũng chưa người trả lời, vu võ lúc này nghe được toa lét tiếng nước, lập tức đi qua, vừa vặn nhìn đến vu bối ni đang ở súc miệng, hắn bước đi tiến lên, cúi đầu liền nhìn đến hồ nước thượng lưu lại nhỏ vụn bùng đất hạt, nháy mắt bị kinh tới rồi, ngươi thật ăn đất. Vu bối ni đôi mắt lóe lóe, nhìn hắn không nói lời nào, nàng vào nhà về sau liền bắt đầu súc miệng súc vài lần lại nhổ ra chính là bùn đất cùng thủy bất đồng không có khả năng toàn bộ theo dòng nước đi xuống nàng còn không có tới kịp đem những cái đó bùn vọc vào cống thoát nước đã bị ba ba bắt được xem ra tô tuyết trinh cách nói là đúng vu võ quyết đoán bẻ ra khuê nữ miệng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem nàng hàm răng đều nhìn một lần quả thực ở kẻ răng giang phát hiện còn không có bị súc rất màu xám bùn đất dấu vết hiện tại sinh hoạt trình độ hảo không ít nhà ai ăn đất a à? chính là ở qua đi sinh hoạt điều kiện kém cỏi nhất thời điểm vu võ cũng không ăn qua thổ hắn không nghĩ tới vu bối ni sẽ ăn đất trong ốc trống rỗng, khoảng một hồi lâu mới buông ra tay ngồi xổm ở vu bối ni trước mặt hỏi sao khuê nữ vì cái gì ăn đất a à? ngươi là muốn thử xem thổ là cái gì vị vẫn là đã đói bụng a à? thổ kia đồ vật không thể ăn a à, lần tới nhưng đừng ăn vu bối ni vẫn là không nói lời nào nữ nhi bên này hỏi không ra tới vu võ đành phải tìm hứa thanh thanh hắn đem nữ nhi ôm lên tìm được rồi ở phòng ngủ cấp vu bối không uy nải hứa thanh thanh mở miệng liền hỏi nini ni giữa trưa không ăn cơm sao hắn thanh âm thực cấp một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng hứa thanh thanh sợ hắn làm sợ nhi tử nhỏ giọng nói ngươi nhỏ giọng điểm nhi tử chính uống nải đâu hống lâu như vậy hiện tại thật vất vả mới bắt đầu uống nải tiểu hài tử uống nải thời điểm trong phòng nếu có người nói chuyện hắn liền sẽ không nghiêm túc uống nải nhìn đông nhìn tây vu võ cũng biết nhi tử có này thói quen tuy rằng sinh khí thanh âm vẫn là phóng nhẹ điểm hỏi ngươi đâu nini ni ăn cơm không hứa thanh thanh ôm nhi tử uy nải không hiểu hắn vì cái gì như vậy sinh khí ngữ khí bất mãn thấp giọng hồi ăn ta còn có thể bị đói ngươi khuê nữ a à? giữa trưa còn cho nàng làm hai cái đồ ăn đâu ta lại chiếu cố đại lại chiếu cố tiểu nhân ngươi cho ta dễ dàng a à? làm mẹ ngươi tới chiếu cố ngươi còn không cho mệt chất ta ngươi liền vui vẻ vu võ tưởng hắn đối đại hứa thanh thanh cùng hài tử cũng không tồi một ngày khiến cho ngươi thấp hài tử làm một đốn cơm trưa, sớm muộn gì cơm không đều là ta đi mua sao. Lại không cho ngươi làm, ngươi đi xem chúng ta trong xưởng, bó lớn nữ công nhân viên chức đã mang qua lại làm việc nhà. Này không phải bởi vì ngươi mẹ không tới sao. Nếu là ngươi làm mẹ ngươi lại đây chiếu cố ta cùng tiểu khôn, ta cũng không cần hoa cái này tiền. Hứa thanh thanh biểu môi, nàng thật nhiều năm không có chiếu cố quá như vậy tiểu nhân hài tử, này hơn một tháng vẫn luôn chiếu cố nhi tử cũng có chút tin bị lực tẩn, đối thượng vu võ lời này ngữ khí cũng không tốt, trào phúng nói, ai gia nha, mua cái cơm nhưng đem ngươi có thể hỏng rồi. Vu bối ni gắt cao súc ở ba ba trong lòng ngực, trong lòng ngực một cái đại, trên giường còn có một cái tiểu nhân, vu võ hiện tại không nghĩ cùng nàng xảo, có lệ nói, ngươi trước cấp tiểu không uy nãi đi, chờ nhi tử ngủ lại nói. Thật là, ta xứng đáng thiếu các ngươi gia. Hứa thanh thanh còn ở lẩm bẩm, vu võ ôm vu bối ni ra phòng ngủ, nghĩ tô tuyết trinh là nhi khoa bác sĩ, lại đi tìm nàng. Tô Tuyết trinh vào nhà về sau cũng cùng Sầm Bách nói chuyện này, không biết Nini là từ khi nào bắt đầu ăn, dị thực phích cũng không thể thiếu cảnh giác. Thổ thứ này hương vị cũng không hảo a. À. Sầm Bách cảm thấy không thể tưởng tượng, vì cái gì ăn đất a? À. Nói không tốt, dị thực phích nguyên nhân bệnh rất nhiều, có khả năng là thân thể quyết thiếu nguyên tố vi lượng, cũng có khả năng là tinh thần vấn đề, hoặc là gia đình giáo dục hoàn cảnh ảnh hưởng. Hiện tại cái gì kiểm tra cũng chưa làm. Tô Tuyết Trinh cũng không có biện pháp cấp ra một cái minh xác trả lời, đại khái suy đoán hạ, ta phỏng chừng Nini ni có thể là bởi vì trong nhà sinh nhị thai, cảm thấy chịu vắng vẻ. Hứa Thanh Thanh ở cử thời điểm chỉ có nàng thân mụ tới chiếu cố một tuần, vu võ ba ngày đi làm, thời gian còn lại toàn dựa nàng chính mình khiên quá khứ, vu bối không hiện tại lại chỉ có hơn một tháng, nàng một cái đại nhân chiếu cố chính mình cùng tiểu nhi tử đều có điểm ứng cố không rảnh, rất khó bận tâm đến đại nữ nhi trạng thái, đối với bối ni khả năng cũng khó có thể rút ra thời gian cùng phía trước giống nhau chiếu cố. Vu bối ni hiện tại chỉ có 6 tuổi nhiều một chút, hiện tại cũng vô pháp lý giải cha mẹ tình cảnh, tiểu cô nương vốn dĩ liền ở hứa thanh thanh thời gian mang thai thời điểm lo lắng cho mình sẽ bị cha mẹ sơ sẩy, khả năng cũng không có làm hảo tâm lý khai thông, đệ đệ sinh ra về sau loại này trên lệch cảm càng kéo càng lớn, lúc này mới dẫn tới loại tình huống này phát sinh. Sầm bách thở dài, hy vọng vu võ chạy nhanh mang theo hài tử đi bệnh viện kiểm tra đi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Vu Võ ôm Vu Bối Ni tới, nhìn đến Tô Tuyết Trinh liền sốt ruột hỏi, "Tuyết Trinh a, à, ăn đất vấn đề đại sao?" "Ăn một lần hẳn là không có gì đi. Ta muốn hay không uy nàng uống điểm giấm gì đó, đem thổ bài xuất ra a. À. Bài xuất ra có phải hay không thì tốt rồi. Uống giấm cái gì dùng đều không có." Tô Tuyết Trinh nhìn Vu Bối Ni liếc mắt một cái, Vu Bối Ni bởi vì vừa rồi ăn đất bị bắt được đến không quá dám xem nàng, vẫn luôn cúi đầu, nàng mở miệng khuyên Vu Võ người mang nini -ni đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem có phải hay không thân thể thiếu cái gì nguyên tố dinh dưỡng thiếu cái gì bổ trở về lại hoặc là có các bệnh biến chứng kịp thời đi bệnh viện tiến hành trị liệu vẫn luôn không trị đối nàng thân thể có rất lớn ảnh hưởng ngươi ngẫm lại bùng loại đồ vật này người khẳng định là vô pháp tiêu hóa hướng hư địa phương tưởng dựa theo dị thực phích hành vi bệnh trạng vu bối ni khả năng không ngừng ăn bùng này một loại tuổi tác tiểu nhân hài tử đối thế giới rất tò mò chỉ cần tay có thể đến miệng có thể ăn đến đều sẽ thử một chút, ngẫu nhiên một hai lần còn tính bình thường, dị thực phích cũng không thể thông qua lúc này đây liền chẩn đoán chính xác, cái này bệnh tật thông thường sẽ liên tục mấy tháng thậm chí càng dài thời gian. Tô Tuyết Trinh thông qua vừa mới bắt mạch cảm giác vu bối ni ăn đất hẳn là không ngừng lúc này đây, dị thực phích là ăn cơm chướng ngại, hành vi ngoan cố, giống nhau bệnh nhi không. Chỉ có chỉ biết ăn bùng đất này một loại, có hài tử còn sẽ ăn tóc, lá cây thậm chí xà phòng, mấy thứ này cũng không phải đồ ăn, nó đi vào nhân thể nội đối thân thể hoàn toàn vô ích thậm chí có hại, thân thể nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa, thực dễ dàng dẫn tới thiếu máu, đi tả, táo bóng hoặc là trì trúng độc chờ nhiều loại bệnh biến chứng. Vu võ ngây ngẩn cả người, Tô Tuyết Trinh lại nói, tiểu hài tử cùng đại nhân cũng không giống nhau, loại này bệnh không thể kéo, nhanh lên đi bệnh viện xem, càng sớm càng tốt. Dù sao cũng là đứa bé đầu tiên, Vu võ đối với bối nhi cái này nữ nhi vẫn là rất thương yêu, lập tức gật đầu hứa hẹn, hảo. Ta ngày mai xin nghỉ mang nàng đi bệnh viện nhìn xem." Nói xong, hắn ôm Vu Bối Ni đi rồi. Tô Tuyết Trinh nhìn bọn họ cha con hai biến mất ở trong tầm mắt, ngữ khí bất đắc dĩ, hy vọng vấn đề không có quá nghiêm trọng. May mắn người phát hiện đến sớm, bằng không y vu võ hai vợ chồng qua loa tính tình không biết muốn cái gì thời điểm phát hiện. Sầm Bách đối hứa Thanh Thanh cùng Vu Võ cũng có chút bất mãn, theo lý thuyết lại như thế nào vội cũng là chính mình hài tử, mỗi ngày ở mí mắt phía dưới chuyển động vu bối nghi trên người phát sinh chuyện lớn như vậy, hai vợ chồng thế nhưng vẫn luôn không phát hiện, còn không bằng tô tuyết trinh một ngoại nhân phát hiện đến sớm. Ai nói không phải đâu, này hai người đương cha mẹ cũng đủ sơ sẩy. Tô Tuyết Trinh nghĩ đến vừa mới chính mình bắt lấy vô bối ni khi trên mặt nàng phẫn nộ biểu tình, nhất thời có chút thổn thức, lúc trước ni ni là cỡ nào đáng yêu hoặc bác một cái tiểu cô nương A, hiện tại cực đoan dễ giận, một chút liền tạc, nhìn thật làm người tiếc hận. Sầm bách nghe nàng nói như vậy cũng nghĩ tới, ta nói gần nhất bình bình an an như thế nào đều không thế nào cùng Nini chơi, hỏi hai người bọn họ đều nói gần nhất học tỳ bà bận quá không có thời gian, hiện tại ngẫm lại khả năng Nini khoảng thời gian trước liền có dấu hiệu. Ai, càng nói càng khó chịu. Tô Tuyết Trinh vừa thấy thời gian, lập tức mau buổi tối 8 giờ rưỡi, không sai biệt lắm cũng đến bình bình an an tan học thời gian, thúc giục hắn xuất phát, mau tan học, nên đi tiếp bọn họ đã trở lại, đi chậm không tốt lắm. Hành, kia ta đi rồi. Lần trước Sầm Bách đi chậm, trên đường bị Bình Bình An An một đốn giáo dục, hắn bay nhanh cầm lấy chìa khóa, lái xe ra đại viện. Các quan chỉ có tận mắt nhìn thấy đến gia trưởng lại đây tiếp kia một khắc mới yên tâm, cho nên gia trưởng đến trễ liền ý nghĩa hắn muốn nhiều chờ một lát, Bình Bình An An cũng biết đạo lý này, cho nên phi thường không thích ba mẹ đến trễ, Sầm Bách đuổi tới thời điểm vừa lúc tan học, hắn trên đường kỵ thật sự mau, là cái thứ nhất lại đây tiếp gia trưởng. Các quan đem Bình Bình An An giao cho hắn, nhớ rõ trở về luyện tập a bình bình an an dương giọng nói tốt sầm bách sờ sờ bọn nhỏ đầu nhẹ giọng nói cùng lão sư nói tái kiến bình bình an an phất tay theo thứ tự cùng đại gia nói tái kiến các lão sư tái kiến thư hỷ sư tỷ tái kiến lương hằng sư huynh tái kiến thông qua trong khoảng thời gian này học tập bốn cái hài tử đã rất quen thuộc cũng cười cùng bọn họ hai huynh muội phất tay nói tái kiến sầm bách đem bình bình an an bế lên xe đạp lái xe hướng gia đuổi giống như vô tình hỏi gần nhất như thế nào không gặp các ngươi cùng Ni Ni chơi a à. An An trời sinh tính lạc quan, lần trước tiệc đầy tháng thượng vu bối Ni đối nàng cự tuyệt nàng căn bản không có đương hồi sự, chính là lúc sau vài lần cái này chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đối nàng vẫn như cũ lãnh đạm, nhiệt mặt hợp với dáng vài lần lãnh mông, vẫn luôn bị. Cự tuyệt An An cũng không vui, đơn giản không cùng vu bối Ni chơi, là nàng không nghĩ cùng ta chơi. Ta kêu nàng đi ra ngoài chơi nàng còn rống ta, quá hung nữ hài tử chơi trò chơi không hảo chơi. Bình bình tuổi này thích cùng nam hài tử cùng nhau chơi cầu hoặc là đánh bài, An An cùng vu bối ni còn lại là thích chơi đóng vai gia đình cho nhau chải đầu linh tinh trò chơi, hai huynh muội ngày thường chơi không đến cùng đi, hắn cùng vu bối ni chi gian quan hệ cũng không khi còn nhỏ như vậy hảo, càng không cần đề hiện tại vu bối ni còn giống An An. An An bất mãn phản bác, như thế nào không hảo chơi. Nữ hài tử trò chơi nhưng hảo chơi, sao các ngươi cái loại này mỗi ngày đánh tới đánh lui hảo chơi nhiều hai huynh muội lại khắc khẩu lên bình bình cãi lại nói cái gì a à? chúng ta nam hài tử chơi trò chơi mới hảo chơi đều hảo chơi đừng xảo sầm bách hỏi vấn đề này cũng không phải là làm cho bọn họ cãi nhau tô tuyết trinh nói qua vu bối nghi cái này bệnh cùng tâm lý có rất lớn quan hệ không có bằng hữu chỉ biết càng ngày càng quái gở bệnh tình cũng khó có thể khôi phục hắn muốn cho mấy cái hài tử hòa hảo trở lại sầm bách không có nói ra vu bối nghi bệnh tình ông thanh khuyên nhủ Nini trong nhà mới vừa thêm cái tiểu đệ đệ, ba mẹ lực chú ý đều tập trung ở tiểu đệ đệ trên người, nàng nhất thời điều chỉnh bất quá tới, tâm tình khả năng không tốt lắm, có đôi khi tính tình cũng khống chế không được, các ngươi ngày thường nhiều thông cảm một chút, có thể tiếp tục tìm nàng chơi. An An không nghĩ ủy khuất chính mình, biểu môi nói, nhưng nàng hiện tại không thích cùng ta chơi a. À. Khi ta cũng không nghĩ cùng nàng chơi, ta mới không cùng những cái đó không nghĩ cùng ta làm bằng hữu người làm bằng hữu tiểu hài tử cũng là có chính mình tư tưởng cùng chủ kiến chính là lại như thế nào đau lòng vu bối ni sầm bách cũng không có khả năng lướt qua nhà mình hài tử hắn nghe vậy cười hảo 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 ngươi không nghĩ cùng nàng chơi liền không chơi an an hừ một tiếng chọc chọc ba ba bối ngạo kiều điểm cơm ta hôm nay muốn ăn tạc tôm bình bình an an ngày thường ở nhà trẻ năm điểm liền ăn cơm trương quang hương đưa bọn họ đi các quan nơi đó học tập giống nhau là ngồi xe buýt thì bà hai người bọn họ một đường đều cổng lại vất vả học tập hai cái giờ Đến tan học thời điểm cơ bản đều là 9 giờ về sau, khoảng cách thượng một đống cơm chiều hơn 4 giờ đi qua, lúc này nên đói bụng, cho nên mỗi lần đi học sầm bách tiếp bọn họ trở về đều sẽ ở trên đường mua điểm bữa ăn khuya, hắn cười nói, còn ăn tạc tôm a? À? Hôm trước ăn không phải cũng là tạc tôm sao? Bình bình kiềm giữ tương phản ý kiến, ta không muốn ăn tạc tôm, ta muốn ăn tạc nấm. An ăn thực tham ăn, nói thẳng, đều mua đi, ta đều muốn ăn. Sầm bách nói giỡn, ngươi còn rất hào khí. An An mặc sức tưởng tượng phát tài tương lai, đó là, chờ ta về sau có tiền, ta muốn đem ăn vặt quán mỗi cái đồ ăn đều điểm một lần, tạc tôm tới 100 phân, tạc nấm cũng tới 100 phân, lại đến 50 bàn cây xào nghêu sọc, còn có mặt tạc cá chiên bé. Sầm bách cười ha ha, nói nói, liền đến bọn họ đại viện phụ cận ăn vặt quán, bởi vì là khách quen, mỗi lần điểm cũng không ít, dầu chiên chủ tiệm đều nhận thức bọn họ một nhà, ân cần chiêu đãi, tan học lạc. Hôm nay tới điểm cái gì? Tạc tôm cùng mặt tạc cá chiên bé cắt tới một mâm, tạc nấm cho chúng ta tới tám xuyến. Trong nhà bốn người đều phải chiếu cố đến, lúc trước hài tử tiểu lượng cơm ăn cũng tiểu, có thể thiếu mua một chút, hiện tại hai người bọn họ mau năm tuổi, ở bữa ăn khuya này khối cơ bản cùng bọn họ đại nhân không sai biệt lắm, đại nhân tiểu hài tử số lượng đều giống nhau, sầm bách mỗi lần điểm đơn đều thực công bằng. Được rồi, ngài chờ một lát. Dầu chiên chủ tiệm đem hỏa lại điều lớn điểm, trước đem tôm bỏ vào đi tạc, mặt khác cấp nấm bọc lên bột mì, bình bình an an nhìn chầm chầm tư tư vang chảo dầu xem, liếm liếm miệng, muốn ăn. Bình bình lúc này lại nhìn đến bột mì con mực cần, nuốt nước miếng, túng túng sầm bách tay áo, cái này cũng muốn. Đều ăn qua cơm chiều, bữa ăn khuya mà thôi, không cần thiết mua quá nhiều, sầm bách do dự nói, ăn không hết đi. Cấp hài tử mua điểm nhi đi, đã trễ thế này học tập vừa trở về quái không dễ dàng. Dầu chiên chủ tiệm thuận nước đẩy thuyền, ăn nhiều một chút mới có kính sầm bách vẫn là rất quán hài tử không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi hành đi cho chúng ta tới một phần tạc con mực cần tạc tôm cùng cá chiên bé hảo dầu chiên chủ tiệm trước đưa cho hắn đã làm tốt hai phân chờ một lát a à. làm tiểu sinh ý quan trọng nhất chính là tốc độ tay muốn mau sầm bách không chờ vài phút bọn họ điểm toàn bộ đều làm tốt dầu chiên chủ tiệm đem cuối cùng một đạo tạc nấm đóng gói hảo đưa cho bọn họ hảo tổng cộng một khối năm sầm bách tìm ra một khối năm trả tiền ngài thu hảo hoan nghênh lại đến A. Dầu chiên chủ tiệm nhiệt tình mà hướng bọn họ phất tay. Sầm bách mang theo bữa ăn khuya về nhà, tô tuyết trinh ở nhà đã trước tiên phao hảo nước dừa, liền chờ hắn mang bữa ăn khuya trở về, có ăn lại có uống, bình bình an an cảm giác học tập tì bà vất vả trở thành hư không, vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi bữa ăn khuya, rửa mặt xong lên giường ngủ. Cách vách với da đèn đuốc sáng trưng, vu võ thừa dịp nhi tử nữ nhi đều ngủ, đem vu bối Nhi ăn đất sự tình nói cho hứa thanh thanh, Hứa Thanh Thanh nghe xong sắc mặt trắng bệch, nàng gần nhất ăn uống vẫn luôn không tốt, ta còn tưởng rằng là gần nhất ăn quá nhiều ngươi mua trở về cơm không thói quen. Đúng rồi, trước hai ngày nàng còn nói bụng đau kéo không ra, ta còn cùng nàng nói ăn nhiều một chút chuối uống nước thì tốt rồi, đều như vậy rõ ràng ta cũng chưa chú ý tới, ta rốt cuộc đang làm cái gì a? À? Hứa Thanh Thanh càng nói càng tự trách. Ta cũng là, trong khoảng thời gian này về nhà liền cùng ngươi cãi nhau, cũng quên nhiều quan tâm quan tâm nàng. Vu Võ Hạ quyết định ta ngày mai xin nghĩ mang Nini ni đi bệnh viện nhìn xem. Hứa Thanh Thanh lập tức nói, ta cũng đi. Ta chính mình đi là được, ngươi ở nhà xem Nhi Tử đi. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài vạn nhất đông lạnh bị cảm. Trong nhà lại nhiều một cái bệnh nhân, càng chiếu cố bất quá tới. Vậy ngươi mang Nini ni hảo hảo đi xem. Hứa Thanh Thanh hàm răng đều ở rung, sẽ không có việc gì đi. Tuyết Trinh nói như thế nào? Vu Võ nhẹ giọng nói, nàng nói làm chúng ta đi bệnh viện nhìn xem chụp một chút CT. Người nghe tuyết trinh, nàng bằng cấp cao, ở bệnh viện đương thật nhiều năm nhi khoa bác sĩ A, giống nhau sẽ không khám sai. Hứa thanh thanh nghĩ lại mà sợ, may mắn tuyết trinh chú ý tới. Bọn họ hai vợ chồng ở phòng khách mới vừa trò chuyện không trong chốc lát, trong phòng ngủ lại vang lên vu bối không tiếng khóc, hứa thanh thanh chạy nhanh vào nhà đi, vu võ tiếng vu bối nghi phòng ngủ nhìn mắt, phát hiện nữ nhi đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng khép lại môn. Sáng sớm hôm sau, vu võ đi trước trong xưởng xin nghỉ, theo sau mang theo vu bối ni trực tiếp tới bác ước đại học phụ thuộc nhi khoa bệnh viện bởi vì nghe hắn miêu tả là đau bụng cùng táo bón khám và chữa bệnh đài hộ sĩ cấp vu bối Nhi treo tiêu hóa nội khoa hào vào phòng khám bệnh trải qua một phen sơ chẩn sau tiêu hóa khoa bác sĩ chẩn đoán chính xác là dị thực phích, trước khai các hạng kiểm tra bởi vì vu bối ni không phối hợp bác sĩ từ miệng nàng hỏi không ra tới nàng rốt cuộc ăn cái gì bùng đất ăn vào đi nhiều ít chỉ có thể thông qua bắt mạch tạm thời phán đoán bên trong khả năng ăn vào đi không ít dị vật. Suy xét đến bùn đất trung đựng vi khuẩn cùng ký sinh trùng cảm nhiễm, đầu tiên muốn tra chính là huyết thường quy cùng nước tiểu thường quy, tiếp theo là ít quan phiến cùng CT, gan thận công năng cũng muốn tiến thêm một bước kiểm tra, xem hạ hay không có gan thận công năng tổn thương. Vu võ cả ngày đều ở bệnh viện bồi vu bối nghi làm các hạng kiểm tra, bác sĩ trực tiếp cho hắn một cái đơn tử, mỗi hạng hạng một kiểm tra xong liền dấu chọn, hắn lần đầu tiên tới nhi khoa bệnh viện, đối bệnh viện rất nhiều phòng cũng không biết ở đâu, vừa đi một bên hỏi đường, bên này ra xong một cái lại đi bên kia, cuối cùng vào buổi chiều tam điểm cuối cùng đem toàn bộ kiểm tra hạng mục làm xong. Kiểm tra kết quả muốn tới hậu thiên mới có thể ra tới, bác sĩ dặn dò hắn trong lúc này nhất định phải chặt chẽ quan sát vu bối ni, để ngừa nàng lại lần nữa ăn đồ ăn bên ngoài đồ vật. Hứa thanh thanh đối với nữ nhi thực ấy nấy, chờ đợi kết quả hai ngày này, chiếu cố nhi tử đồng thời vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, đi chỗ nào đều đi theo, đi nhìn bác sĩ Vu Bối Nhi cũng ý thức được chính mình cái này hành vi là không tốt, lại có mụ mụ giám sát, khi hai ngày cũng không có lại ăn đồ ăn bên ngoài đồ vật. Tới rồi ngày thứ ba, Vu võ lại lần nữa xin nghỉ, mang theo Vu Bối Nhi đi treo phía trước tiêu hóa nội khoa bác sĩ Hào. Toàn bộ kết quả ra tới về sau, tiêu hóa khoa bác sĩ nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói với hắn, thông qua kết quả tới xem nói, Bối Nhi thân thể nguyên tố là không thiếu, chính là có điểm thiếu máu, gan thận công năng cũng còn hảo không có gì tổn thương khi nàng vì cái gì sẽ táo bón a à. ngươi trước hết nghe ta nói xong Bối ni hiện tại xuất hiện bệnh tắc ruột yêu cầu mau chóng giải phẫu trị liệu phương diện này ta kiến nghị ngươi chuyển tới chúng ta bệnh viện tiểu nhi ngoại khoa tiến hành giải phẫu ta sẽ đem bệnh án của ngươi cùng kiểm tra tư liệu đều cấp tiểu nhi ngoại khoa đưa qua đi ngươi mau chóng chuyển tới tiểu nhi ngoại khoa cấp hài tử tiến hành giải phẫu bệnh tắc ruột không thể trì hoãn nghiêm trọng nói khả năng sẽ tạo thành tràn hoại tử uy hiếp khắc nội Tàng vu võ bị dọa tới rồi thanh âm đức quảng kinh hoảng hỏi làm phẫu thuật sao muốn khai đao a à? nghe nói muốn ở trên bụng khai đao vu bối ni sắc mặt trắng nhật tiểu thân mình hơi hơi phát run nàng không có ý thức được chính mình ăn vào đi vài thứ kia tư nhiên yêu cầu đào lên bụng mới có thể lấy ra ăn thời điểm cũng không có cảm giác mấy thứ này cùng những cái đó bị bưng lên bàn đồ ăn có cái gì khác nhau nàng còn tưởng rằng có thể thông qua ị phân bài xuất ra đúng vậy giải phẫu ngươi cái này không làm phẫu thuật không được Tiêu hóa khoa bác sĩ lại đem chụp tốt phiến tử cho hắn nhìn một lần, ngươi nhìn xem nơi này, không chỉ có có bùn đất, còn có một ít khối trạng vật, đều trồng chất thành như vậy, hiện tại đừng nói bùn, chính là bình thường cơm cùng rau dưa, nàng cũng rất khó thông qua bình thường phương thức bài xuất ra, này đó khẳng định là muốn thông qua giải phẫu lấy ra, thân thể của nàng tiêu hóa không được, cần thiết muốn động thủ thuật. Nếu không có gì vấn đề nói, ta bên này trực tiếp cho ngươi chuyển tới tiểu nhi ngoại khoa A. Vu võ phản ứng lại đây, thanh âm dồn dập, chạy nhanh nói, tốt, đuổi khẩn chuyển, hiện tại liền chuyển. Nhi khoa bệnh viện chuyển khoa thất là thực bình thường hiện tượng, lưu trình phương diện cũng thực mau, vu bối nhi không đến nửa giờ liền chuyển tới tiểu nhi ngoại khoa, tô tuyết trinh bên này mới vừa kết thúc phòng khám bệnh, hộ sĩ giang noãn vội vã mang theo vu bối nhi bệnh lịch tới, gõ hạ môn, tiến vào về sau đem bệnh lịch đưa qua, ông Nhu nói, bác sĩ tô, vị này chính là tiêu hóa nội khoa chuyển qua tới người bệnh, là bệnh tắc ruột bệnh nhi, đợi chút sẽ chuyển tới chúng ta phòng, giao cho ngươi tốt tô tuyết trinh đem bệnh lịch tiếp nhận tới bắt đầu xem mở ra trang thứ nhất người bệnh tên kia một lan đầu tiên thấy được vu bối ni ba chữ nàng tâm trầm xuống tiếp tục xem đi xuống quả nhiên dự đoán đến hư tình huống vẫn là đã xảy ra lúc này vu võ ông vu bối ni một đường chạy như điên cũng đẩy ra nàng phòng khám bệnh môn nhìn đến nàng phản phất thấy được cứu tinh tuyết trinh ni ni muốn động thủ thuật vậy phải làm sao bây giờ a à? Tô Tuyết Trinh lúc này đối với bối ni tình huống đã có đại khái nắm chắc, bình tĩnh trấn an nói, đừng có gấp, ngươi trước ngồi xuống, chậm rãi nghe ta nói. Chương 148 chương 148. Vu Võ nghe xong nàng những lời này dần dần bình tĩnh trở lại, Tô Tuyết Trinh căn cứ kiểm tra báo cáo từng cái cho hắn phân tích, tình huống hiện tại là cái dạng này, từ ni ni bụng ít tuyến phiến thượng có thể nhìn đến xuất hiện bệnh tắc ruột, trừ này bên ngoài, nàng bụng bê siêu cũng nhắc nhở phía bên phải ruột nội túi tính bao khối, nơi này ngươi có thể nhìn đến sao? giống nhau loại này kiểm tra báo cáo gia trưởng đều xem không hiểu, Tô Tuyết Trinh duỗi tay chỉ cho hắn xem, trước mắt tới xem, Nini khả năng không ngừng ăn bùng đất này một loại, còn có khác. Bắt được báo cáo vu võ cũng xem không hiểu, chỉ biết phía dưới viết bệnh tắc ruột, Tô Tuyết Trinh cho hắn chỉ hạ hắn lúc này mới xem hiểu, máy móc tính mà liên tục gật đầu, thấy được thấy được. Này đó dị vật là vô pháp tự hành bài xuất, vẫn luôn ở đường tiêu hóa không ngừng trồng chất, tình huống hiện tại là Nini liền tính bình thường ẩm thực, này đó đồ ăn cũng vô pháp tự nhiên bài xuất ra bệnh tắc ruột sẽ càng thêm nghiêm trọng nghiêm trọng nói sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn cho nên nhất định phải thông qua giải phẫu lấy ra này đó dị vật không phải do bọn họ lựa chọn giải phẫu chính là duy nhất trị liệu phương thức vu võ hoàn toàn nghe hiểu khi khi nào cấp nini phẫu thuật bệnh tắc ruột không thể kéo tô tuyết trinh phiên hạ chính mình lúc sau hai ngày công tác an bài đối hắn nói ngày mai buổi chiều có thể hiện tại trước an bài nini nằm viện nhập viện sau liền phải cấm thực sẽ cho Nini làm dạ dày tràn giảm sức ép cùng với bổ dịch trị liệu. Vu võ liền nói ba cái hảo, Tô Tuyết Trinh còn muốn hỏi rõ ràng trừ bùng đất bên ngoài dẫn tới vu bối ni bệnh tắc ruột mặt khác dị vật, vu võ bên kia chỉ sợ là hỏi không ra cái gì, nàng chỉ có thể từ nhỏ cô nương nơi này vào tay. Tô Tuyết Trinh duỗi tay cầm vu bối ni tay, ánh mắt ôm nhu, ôm nhu hỏi nói, Nini, ngươi nói cho ta a di, trừ bỏ ngày đó ăn đất bên ngoài, ngươi còn ăn qua cái gì những thứ khác sao? Vu bối ni do dự hạ, trước mắt thân xuyên áo blue trắng bác sĩ đi theo trong đại viện làm việc nhà tô tuyết trinh quá không giống nhau, nàng trong lòng có điểm sợ hãi, thành thật trả lời, ta còn ăn qua hòn đá nhỏ, tóc, còn có mấy cây lá cây. Càng đi hạ nói nàng thanh âm liền càng thấp, vu võ nghe xong liền càng kinh ngạc, hắn vốn dĩ cho rằng khuê nữ chỉ ăn bùng, ai biết ăn vào đi nhiều như vậy đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật vào bụng có thể lôi ra tới mới là lạ. Vu võ đem khuê nữ bẻ lại đây đối mặt nàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn cái này? Tô Tuyết Trinh nhìn vu võ liếc mắt một cái, làm hắn đừng ngắt lời, ngươi trước đừng nói chuyện, chờ ta hỏi xong. Nói xong nàng lại lần nữa nhìn về phía vu bối ni, ni ni, ngươi nói cho A-di, là từ khi nào bắt đầu ăn mấy thứ này. Tay bắt lấy vu bối ni tay nhỏ, có thể đọc lấy tiếng lòng, nàng cũng không sợ tiểu cô nương nói dối. Hai tuần đi. Xác định chỉ có này đó. Không có lại ăn qua những thứ khác. Ít tuyến phiến có thể nhìn đến hữu hạn, phải biết rằng trong cơ thể có cái gì dị vật mới hảo thực thi giải phẫu, phương diện này Tô Tuyết Trinh muốn hỏi hoàn toàn. Vu Bối Ni hiện tại còn chưa có đi học tiểu học, mỗi ngày cơ bản đều ở trong nhà, có thể tiếp xúc đến đồ vật cũng hữu hạn, nàng lắc đầu, liền này đó, đã không có. Tô Tuyết Trinh đem dị vật tình huống ký lục ở bệnh lịch thượng, theo sau điền hảo tương ứng nằm viện đơn, đứng lên đưa bọn họ qua đi, phòng bệnh cũng an bài hảo, liền ở 203 hào phòng. Vu võ ông Vu Bối Ni đi theo nàng phía sau, xuyên qua hành lang liền tới tới rồi liền bài phòng bệnh, lúc này tới gần cơm trưa thời gian, này gian trong phòng bệnh mặt khác hai cái tiểu người bệnh đang ở ăn cơm trưa, nhìn đến lại có tân người bệnh tới, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, một bên gia trưởng cũng nhìn bọn họ cha con hai, trong ánh mắt càng có rất nhiều tò mò. Như vậy tiểu nhân hài tử, không biết sinh bệnh gì. Tô Tuyết Trinh phân phó hộ sĩ Giang noãn cấp vu bối nhi làm bổ dịch trị liệu, vu võ nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhi, trong lòng thực ấy nấy, ánh mắt vẫn luôn vô pháp từ trên người nàng dời đi nhìn ra được tới bọn họ vốn là tưởng lấy điểm dược liền trở về trên người liền tắm rửa quần áo đều không có tô tuyết trinh nhìn vu võ nhẹ giọng nói đi trước làm một chút nằm viện thủ tục này lập tức cũng đến cơm điểm có thể về nhà ăn đốn cơm trưa thuận tiện đem nini một ít đồ dùng sinh hoạt cùng tắm rửa quần áo mang lại đây nini nơi này ngươi yên tâm có bác sĩ cùng hộ sĩ ở đâu vu bối ni đôi mắt chớp a chớp nhìn ba ba ánh mắt hết sức đáng thương vu võ có điểm luyến tiếc đi, ta lại bồi nàng đãi nửa giờ đi, chờ một lát liền đi giao nằm viện phí. Cũng đúng. Tô Tuyết Trinh gật gật đầu, công tác một buổi sáng nàng cũng đói bụng, chuẩn bị đi thực đường ăn cơm, trước khi đi nói, kia lúc sau có cái gì không hiểu địa phương ngươi lại kêu ta, không có việc gì nói ta trước đi ra ngoài. Hảo, phiền toái ngươi. Vu võ đứng lên nhìn theo nàng đi ra ngoài. Tô Tuyết Trinh ở thực đường cơm nước xong, vội vàng trở về văn phòng, nàng buổi chiều tổng cộng có hai đài giải phẫu, cũng là bận tối mày tối mặt, đầu tiên là làm một trợ tham dự chủ nhiệm trương hiểu trung mổ chính quái thai nhọc lột trừ thuật, lúc sau có khác một đài từ nàng chính mình mổ chính bao bị hoàng thiết thuật. Vu bối ni giải phẫu phương án viết hảo về sau, tô tuyết trinh ở văn phòng đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi một lát liền vào phòng phẫu thuật. Vu võ bên này xem vu bối ni ngủ rồi mới đi, hắn đi trước làm tốt nằm viện thủ tục, về nhà đem vu bối ni sự tình nói cho hứa thanh thanh, hứa thanh thanh trăm triệu không nghĩ tới còn muốn khai đao làm phẫu thuật, đại kinh thất sắc, thu thập hảo khuê nữ quần áo liền phải cùng hắn cùng đi bệnh viện. Vu võ lúc này cũng bất chấp cái gì thể diện hiểu chuyện, trực tiếp cấp thân mụ đánh đi điện thoại, làm nàng lại đây chiếu cố nhi tử, thân mụ gần nhất, hai vợ chồng chạy nhanh đi bệnh viện chiếu cố vu bối nhi. Giang noãn phải cho vu bối nhi làm dạ dày tràn giảm sức ép, đang chờ bọn họ lại đây đâu, hài tử tuổi tác tiểu, gia trưởng không ở liền không có cảm giác an toàn, thực dễ dàng lộn xộn, tuy nói bọn họ có thể khống chế được, nhưng đối với bệnh nhi tâm thái sẽ có ảnh hưởng, vẫn là phải chờ tới gia trưởng ở thời điểm mới có thể làm. Giang Noãn nhìn đến bọn họ tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai da, các ngươi nhưng tính ra, hài tử tỉnh vẫn luôn ở nhắc mãi tìm các ngươi. Hứa thanh thanh hốc mắt đỏ lên, ngồi ở trước giường bệnh, ngươi có đau hay không a? À? Vu bối ni lắc đầu, không đau. Giang Noãn trở về chuẩn bị hảo làm dạ dày tràn giảm sức ép thuật công cụ, hảo hiện tại chúng ta phải làm dạ dày tràn giảm sức ép a các gia trưởng giúp một chút ta tận lực đừng làm hài tử lộn xộn gian noãn làm vu bối ni nghi nghiêng nằm phân phó hứa thanh thanh phụ trợ chính thức bắt đầu trước đối với bối ni nói có bất luận cái gì không thoải mái địa phương có thể dùng tay ý bảo ta vu bối ni gật đầu gian noãn bắt đầu làm dạ dày tràn giảm sức ép thuật cái này chủ yếu là vì đem dạ dày tràn đạo nội tích lũy khí thể cùng chất lỏng phân ra hạ thấp dạ dày tràn đạo áp lực cũng có trợ giúp xúc tiến dạ dày công năng khôi phục Kết thúc về sau, Giang Noãn dùng băng dính đem cái ống dán đến vu bối ni thượng môi chỗ, giải thích nói, cái này giảm sức ép khí sẽ dùng ống chích mỗi nửa giờ trừ hút một lần. Nàng này một phen thao tác, vu võ cùng hứa thanh thanh đã xem choáng váng, chỉ biết gật đầu. Giang Noãn không ngừng phụ trách này một cái phòng bệnh, còn có khác sự phải làm, làm xong này đó về sau nàng lấy bút ký ghi lại xuống dưới, cười dặn dò, trước giường bệnh tốt nhất lưu một cái đại nhân ở, có chuyện gì tùy thời kêu ta. Hảo! hứa thanh thanh xem nàng đi rồi muốn đi tìm tô tuyết trinh đi ra ngoài đi rồi một vòng không thấy được người lại trở về hỏi vu võ tuyết trinh đâu vu võ cũng không rõ ràng lắm ngược lại đi theo hỏi không ở sao không tìm được là nói ngày mai buổi chiều làm phẫu thuật đi hứa thanh thanh sợ hắn nghe lầm đúng vậy không thể trước tiên sao trong bụng có như vậy nhiều đồ vật nhiều khó chịu a à, sớm một chút lấy ra không phải càng tốt sao Hứa Thanh Thanh muốn tìm Tô Tuyết Trinh thương lượng một chút, đem giải phẫu an bài đến ngày mai buổi sáng, tự mình lẩm bẩm, không biết có thể hay không trước tiên A. Ở vu bối ni bên tay phải bệnh nhi người nhà nghe xong bọn họ này vài câu nói chuyện phím, tiếp lời nói, người nói chính là bác sĩ Tô đi. Tô Tuyết Trinh bác sĩ. Hứa Thanh Thanh chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, là bác sĩ Tô, nàng đi đâu? Cái kia người nhà cho nàng chỉ chỉ dựa môn không giường bệnh, nhẹ giọng nói, nhất hào giường là chiều nay giải phẫu, nàng phỏng chừng ở phòng phẫu thuật, người tìm nàng khẳng định tìm không thấy người A. Hứa Thanh Thanh hiểu biết tình huống, nói câu, khó trách, ta nói như thế nào vẫn luôn tìm không thấy nàng người. Số 2 giường bệnh nhi nằm viện đã 4 ngày, trong nhà hắn người đối tiểu nhi ngoại khoa tình huống cũng tương đối quen thuộc, tóc ngắn nữ nhân cười nói, đúng vậy, bọn họ ngày thường công tác nhưng vội, không có phòng khám bệnh thời điểm cơ hồ đều ở làm phẫu thuật. Hứa Thanh Thanh nghe nàng nói như vậy cũng ngượng ngùng tìm tô tuyết trinh, nói lên khác, ngài là thành phố hồng giang người địa phương sao chúng ta không phải đặc biệt lại đây bác ước đại học phụ thuộc nhi khoa bệnh viện xem bệnh nữ nhân nhìn về phía trên giường bệnh đang ở chơi món đồ chơi nhi tử thở dài hắn cái này giải phẫu khó khăn khá lớn chúng ta bên kia bác sĩ không quá dám cho hắn làm phẫu thuật cho nên chúng ta một nhà cố ý chuyển viện lại đây đều là mẫu thân hứa thanh thanh lại mới vừa sinh nhi tử không bao lâu tâm tư đúng là mẫn cảm thời điểm phi thường lý giải tâm tình của nàng quan tâm hỏi, kia hài tử hiện tại giải phẫu làm sao? Còn không có. Nữ nhân lại cười rộ lên, bất quá cũng nhanh, trương chủ nhiệm cho chúng ta an bài đến ngày mai buổi sáng, hiện tại đang ở chờ gây tê khoa bên kia phê duyệt thông qua đâu, nhất muộn chiều nay 4 điểm phía trước là có thể cho chúng ta hồi đáp, nếu thuận lợi nói ngày mai buổi sáng nhà của chúng ta tiểu Âu là có thể làm phẫu thuật. Nhìn đến nữ nhân mãn hàng chờ mong ngữ khí cùng với trên giường bệnh cặp kia ngây thơ đơn thuần ánh mắt, hứa thanh thanh nháy mắt ách hỏa, nàng nghĩ tới vừa mới chính mình còn muốn lợi dụng cùng tô tuyết trinh tình nghĩa đem giải phẫu trước tiên đến ngày mai buổi sáng, ấy nấy không thôi. Hơn nữa thực tập kỳ tô tuyết trinh kỳ thật ở tiểu nhi ngoại khoa đã đãi có mau nửa năm, nàng cũng dần dần quen thuộc cái này công tác cường độ, hợp với hai tràng giải phẫu xuống dưới đã không còn giống như trước như vậy mệt đến đại não trống rỗng chỉ nghĩ ngồi đầu phóng không nghỉ ngơi. Nàng đem quần áo thay thế, quay đầu nhìn về phía một bên đồng sự hách từ phượng, một bên xoa của một bên hỏi, chúng ta bệnh viện khoa tâm lý ở đâu đóng lâu tới. Hách từ phượng đem cởi ra phẫu thuật phục ném tới thùng, suy nghĩ một chút, hồi nàng, hẳn là ở bên trong khoa lâu bên kia, ta nhớ rõ hình như là lầu 4 vẫn là lầu năm tới. Như thế nào? Ngươi có người bệnh muốn xem khoa tâm lý. Có một cái gì thực phích bệnh nhi, bệnh trạng liên tục có hai chu, cảm giác yêu cầu tâm lý khai thông, ngươi biết khoa tâm lý có mấy cái bác sĩ sao? Phương diện này ta không như thế nào chú ý quá. Dị thực phích chỉ dựa vào giải phẫu chỉ có thể chữa khỏi nhất thời lâu dài tới xem vẫn là phải tiến hành tâm lý khai thông tô tuyết trinh không có thời gian cũng không tinh lực đi cấp vu bối ni làm huống chi phương diện này nàng cũng không hiểu lắm vẫn là cảm thấy hẳn là giao cho chuyên nghiệp người tới làm phỏng chừng không nhiều lắm ta nhớ rõ khoa tâm lý cái này phòng năm trước mới vừa kiến thành sử dụng hẳn là cũng chỉ có một hai cái bác sĩ đi tô tuyết trinh cười có tổng so không có hảo cũng là hách từ phượng tươi cười sang sản bước đi đi ra ngoài, được rồi, ta lại đi phòng bệnh xem một chút người bệnh, đợi chút tan tầm. Tô Tuyết Trinh tan tầm phía trước muốn đi trước xem một chút hôm nay làm phẫu thuật hai cái người bệnh cùng với ngày mai phải làm giải phẫu người bệnh, có rất nhiều muốn dặn dò, nàng đi phía trước hiện tại văn phòng lộc cộc lộc cộc uống lên nửa chén nước, vẫy vẫy đầu, cảm giác tinh thần khôi phục chút, đi vào phòng bệnh. Vu võ cùng hứa thanh thanh nhìn đến nàng tới vội vàng đứng lên, Tô Tuyết Trinh đi qua đi đi trước viên hạ gian noãn viết hộ lý ký lục, thông qua này đó nàng có thể đại khái hiểu biết đến buổi chiều vu bối ni tình huống thân thể xem xong về sau nàng đi tới trước giường bệnh ôm nhu hỏi nói nini người cảm giác thế nào vu bối ni khóe miệng câu hạ gật gật đầu trải qua vừa mới cùng số hai giường người nhà nói chuyện phím, hứa thanh thanh đã không vội bất quá vẫn là muốn hỏi một chút quê nữ giải phẫu tình huống tuyết trinh nini ni ngày mai có thể làm phẫu thuật sao vu bối ni bệnh tắc ruột phát triển tình huống tạm thời không có như vậy nghiêm trọng giải phẫu khó khăn cũng không lớn, kỳ thật là đài rất đơn giản giải phẫu, buổi chiều bận quá nàng nhất thời không có thời gian cùng bọn họ hai nói giải phẫu tình huống, Tô Tuyết Trinh lần này lại đây chủ yếu cũng là vì nói chuyện này, nàng đem vu võ cùng hứa thanh thanh kêu lên văn phòng, cầm lấy bình thủy cho bọn hắn cắt đổ chén nước, cười nói, ngồi, uống miếng nước trước, các ngươi thủ một buổi trưa khả. Năng cũng không như thế nào uống nước đi. Này cả buổi chiều, quan lo lắng khuê nữ đi, hứa thanh thanh cơm trưa cũng chưa như thế nào ăn, lúc này nghe nàng như vậy vừa nói cũng cảm giác khác, tiếp nhận ly nước ngồi xuống, xác thật rất khác. Nàng đôi mắt ở tô tuyết trinh văn phòng quét một vòng, căn phòng này diện tích cơ hồ cùng nàng nửa cái phòng ngủ không sai biệt lắm lớn, không chỉ có có kệ sách, còn có quải quần áo địa phương, nước ấm cũng vẫn luôn bị, công tác hoàn cảnh là thật là thực hảo. Vu võ ngồi xuống liền hỏi, giải phẫu đại khái muốn bao lâu? Căn cứ ni ni theo như lời cắn nuốt dị vật tình huống, toàn bộ lấy ra nói, khả năng yêu cầu 2 đến 3 cái giờ. Giải phẫu nói, đây là đơn thuần giải trừ bệnh tắc ruột giải phẫu, tức là cắt ra tràn tới lấy ra dị vật, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng khí quản cắm quản gây tê, ngưỡng nằm vị. Cô Tuyết Trinh đem toàn bộ giải phẫu quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho bọn họ, đại khái tình huống chính là như vậy, nếu có cái gì không quá hiểu biết địa phương có thể hiện tại hỏi ta. Hứa thanh thanh lớn như vậy cũng chưa làm qua giải phẫu, vừa rồi Tô Tuyết Trinh nói nàng rất nhiều đều nghe không hiểu lắm, chỉ muốn biết giải phẫu xác suất thành công cùng với có hay không di chứng, cái này giải phẫu thành công xác suất đại sao có thể hay không xuất hiện cái gì di chứng giải phẫu xác suất thành công rất cao có thể đạt tới 95. nói đến di chứng tô tuyết trinh đốn hạ kịp thời tiến hành giải phẫu nini -ni cơ bản có thể khôi phục đến bình thường sinh hoạt trạng thái nhưng là nếu nàng tâm lý trạng thái điều chỉnh bất quá tới tiếp tục cắn nuốt dị vật không cam đoan có thể hay không lại lần nữa tái phát vu võ trợn tròn mắt chuyện này không có khả năng đi đều động thủ thuật Nini khẳng định sẽ không lại ăn. Nini bệnh tắc ruột là bởi vì dị thực phích dẫn tới, dị thực phích cái này là một loại ăn cơm chướng ngại, có đôi khi nàng là không thể khống chế chính mình, sẽ cảm thấy ăn mấy thứ này là một loại vui sướng, loại này ăn cơm hành vi phi thường ngoan cố, hơn nữa sẽ liên tục tính xuất hiện, cho dù ngươi ngăn trở một đoạn thời gian, nàng khả năng sẽ trong lén lút trộm ăn, ở phòng bếp nàng khả năng sẽ ăn tinh bột sinh mễ, thay đổi cái địa phương, nàng khả năng sẽ ở phòng ngủ ăn quần áo, cắn nàng. Khăn trải giường, này đó đều là có khả năng. Tô Tuyết Trinh tiếp tục nói, lần này là bệnh tắc ruột, về sau có thể là khác bệnh biến chứng. Hứa Thanh Thanh bị nàng trong miệng theo như lời nội dung khiếp sợ đến, nhất thời một câu cũng nói không nên lời, vu võ truy vấn nói, vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn chầm chầm vào nàng cái gì đều không làm đi. Chúng ta bệnh viện có khoa tâm lý, chờ giải phẫu kết thúc, Nini ni thân thể khôi phục các ngươi mang nàng đi khoa tâm lý nhìn xem, làm một chút tâm lý trị liệu. Tô Tuyết Trinh nhẹ giọng nói, khoa tâm lý nói, liền ở ngươi phía trước mang Nini xem bệnh tiêu hóa nội khoa trên lầu, không phải lầu 4 chính là lầu 5. Hứa Thanh Thanh trong đầu loạn thực, tâm lý trị liệu có thể trị hảo sao? Tô Tuyết Trinh không phải vạn năng, lúc này cũng không có khả năng cho nàng xác định hồi đáp, tiếc núi nói, chỉ có thể như vậy, chúng ta là tiểu nhi ngoại khoa, có thể trị liệu hữu hạn, chỉ có thể đúng bệnh trị liệu. Vu võ cùng hứa thanh thanh đều trầm mặt, Tô Tuyết Trinh thấy thế lại hỏi, còn có khác vấn đề sao? Vu võ lắc đầu, không có. Tô Tuyết Trinh nhìn thoáng qua thời gian, đã mau buổi tối 7 giờ, lại không đi bệnh viện thực đường phỏng chừng đều là thừa đồ ăn, làm một buổi trưa giải phẫu nàng đã sớm đói bụng, nói thẳng nói, kia không có gì vấn đề nói kia ta liền tan tầm. Ngày mai thấy. Hảo, ngươi mau tan tầm đi. Vu võ cùng hứa thanh thanh đứng lên, đi ra nàng văn phòng, Tô Tuyết Trinh thu thập bao, bay nhanh đi đến thực đường đi ăn cơm chiều, cơm nước xong về đến nhà đã tiếp cận buổi tối 8 giờ, trong phòng đèn không lượng, đại môn cũng đóng lại. Tô Tuyết Trinh lấy ra chìa khóa mở cửa, đèn một khai, nàng liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn phóng một trương tờ giấy, cầm lấy nhìn mắt, là sầm bách chữ viết, nhẹ giọng đọc ra tới, ta đi tiếp bình bình an an. Ngày này quá đến cũng thật mệt. Tô Tuyết Trinh ngáp một cái, nghĩ đến ngày mai còn có giải phẫu, trước lên lầu rửa mặt đi, rửa mặt xong vừa lúc sầm bách tiếp xong bình bình an an cũng đã trở lại, cùng phía trước giống nhau mang theo bữa ăn khuya trở về hôm nay chính là nướng BBQ. Tô Tuyết Trinh ở bệnh viện mới vừa cơm nước xong không bao lâu, không quá đói, ăn hai xuyến đỡ thèm là đủ rồi. Quá xong năm, cao quân lượng xài khả ái đám người liền phải chuẩn bị đi tiểu học, vì làm đại ban hài tử trước tiên thích ứng tiểu học sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này nhà trẻ vẫn luôn ở dạy bọn họ ngữ văn cùng toán học, để lại cho bọn họ chơi thời gian đại đại ngắn lại, bình bình an an ban ngày ở nhà trẻ học tập ngữ số tri thức, buổi tối còn muốn đi học tì bà, cả ngày xuống dưới cũng là mệt đến không được, bữa ăn khuya lại như thế nào ăn ngon cũng kích không dậy nổi bọn họ sức sống, hơn. Nửa thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày cũng đoạn, mỗi ngày buổi sáng liền đi nhà trẻ đều là một loại tra tấn, hai huynh muội rửa mặt xong chạy nhanh ngủ. Người một nhà một cái sau một cái mệt, còn không đến 10 giờ rưỡi liền tắt đèn lên giường ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm tới đi làm, Tô Tuyết Trinh trước cầm bình thủy đi đánh nước ấm trở về, vưu khai nguyên xếp hạng nàng mặt sau, Tuyết Trinh, cửa bản thông báo có phải hay không dán cái tân đồ vật tới thời điểm nhìn đến bên cạnh vây quanh vài người, sợ đến trễ ta không thấu đi lên xem, ngươi nhìn không? Vưu Khai Nguyên là năm nay cùng nàng cùng phê phân đến tiểu nhi ngoại khoa công tác bác sĩ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở Hồng Giang Đại học Lâm Sàng Y học viện. Tô Tuyết Trinh sớm tới tìm đến cấp, không chú ý cái này, bất quá nàng vừa rồi nghe hách từ phượng cũng nói việc này, nàng đem bình nước phóng tới vòi nước phía dưới, vặn ra, hách bác sĩ nói cho ta là bệnh viện trọng chứng giám hộ đội ngũ báo danh hoàn thành, giống như quá hai ngày bắt đầu phỏng vấn nhanh như vậy. Vội vã dùng đi. Tô tuyết trinh bình thủy rót đầy, đem vị trí nhường cho hắn, thanh âm mỏi mệt nói, trong chốc lát kiểm tra phòng thấy. Vưu khai nguyên kéo trường âm hồi nàng, kiểm tra phòng thấy. Tô tuyết trinh gần nhất ít hầu có điểm không thoải mái, nàng ở bình giữ ấm phao điểm cây kim ngân trà lưu trữ uống, theo sau xoay người mở ra cửa sổ làm gió lạnh rót tiếng vào, làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút, một bên trúng gió một bên lầm bầm lầu bầu, đừng mơ hồ a, à, mau tỉnh lại. Trương Hiểu Trung kiểm tra phòng thời điểm thích tùy cơ hỏi bọn hắn vấn đề, yêu cầu bọn họ đánh lên thập phần tinh thần tới ứng đối, trả lời không lên ở đồng sự cùng người bệnh trước mặt đều mất mặt. Kiểm tra phòng kết thúc, Tô Tuyết Trinh lại vào phòng phẫu thuật, làm nhị trợ bắt đầu rồi một hồi dài đến 4 cái giờ giải phẫu, giải phẫu kết thúc, đi theo đại gia cùng đi ăn cơm trưa, tới rồi buổi chiều 2 điểm, Vu Bối Ni giải phẫu lại bắt đầu. Vu Võ cùng Hứa Thanh Thanh ở phòng phẫu thuật cửa ngẩn đầu chờ đợi, Hứa Thanh Thanh nắm đôi tay, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng vẫn luôn ở mặt niệm cầu nguyện, hy vọng vu bối ni giải phẫu có thể thuận lợi. Chân chính cắt ra tràn đạo về sau, Tô Tuyết Trinh từng cái đem vu bối ni tràn đạo nội dị vật lấy ra, một bên hách từ phượng nhìn bị lấy ra dị vật số lượng, không chỉ có có tóc, còn có vài khối viên hòn đá nhỏ, không cấm kinh ngạc cảm thán như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, như thế nào ăn vào đi nhiều như vậy đồ vật. Tô Tuyết Trinh một lần nữa kiểm tra rồi một lần hay không có để sót, may mắn phát hiện đến sớm. Ba cái giờ sau, Giải phẫu thuận lợi kết thúc, Vu Bối Ni cũng bị đẩy mạnh phòng bệnh, chờ đợi thân thể khôi phục, lần này nàng yêu cầu ở bệnh viện nằm viện một vòng trở lên. Tới rồi ngày thứ ba, Vu Bối Ni tinh thần trạng thái cơ bản khôi phục không sai biệt lắm, Tô Tuyết Trinh một lần nữa cho nàng quay chụp CT cùng ít quan phiến, kiểm tra rồi hạ hay không có dị vật, xác định không có về sau hoàn toàn yên tâm. Vu Bối Ni ở bệnh viện ở 8 ngày, cuối cùng xuất viện, bất quá cảm xúc vẫn như cũ không tốt lắm, hứa thanh thanh sợ hãi nàng trở về lại bắt đầu ăn những cái đó không nên ăn đồ vật, liền da cũng chưa hồi, trưa hôm đó liền trực tiếp mang theo nàng đi tô tuyết trinh nói khoa tâm lý. Bác sĩ tâm lý trước để lại vu bối nghi một người, làm gia trưởng đi ra ngoài chờ, hứa thanh thanh cùng vu võ đành phải ngồi ở cửa trên ghế chờ, đại khái qua hơn nửa giờ, vu bối Nhi đẩy cửa ra đi ra, hứa thanh thanh vừa định hỏi nàng bác sĩ nói gì đó, vu bối nghi ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, chỉ hạ bác sĩ tâm lý phòng khám, bình tĩnh thông tri, ba, mẹ, bác sĩ cho các ngươi cũng đi vào nói có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi chúng ta đi vào làm gì vu bối ni vừa rồi bắt đầu tâm lý khai thông phía trước vu võ đã cùng bên trong bác sĩ tâm lý đơn giản câu thông qua nên nói hắn đều nói xong hắn phá lệ khó hiểu vừa rồi nên nói đều nói a à, hắn còn có cái gì không hỏi sao khả năng có vấn đề quên hỏi hứa thanh thanh lôi kéo hắn đi vào vào xem đi vu bối ni xoay người trực tiếp đi vào lại ngồi xuống trên ghế Hứa Thanh Thanh cùng vu võ đi theo đi vào, vừa định ngồi vào vừa rồi bọn họ ngồi quá gỗ đỏ trên ghế. Bác sĩ tâm lý lại nâng hạ mắt kính, chỉ vào dựa tường ghế dài. Đạm Thanh nói, không phải nơi này, nơi đó, cùng Ni Ni ngồi vào cùng nhau. Hai vợ chồng vừa nghe hắn yêu cầu này đều ngây ngẩn cả người, mặc danh cảm giác bác sĩ thái độ cùng phía trước có điểm không giống nhau, ngồi xuống vu bối nghi bên cạnh người, động tác lượt hiện cứng đờ. Chương 149 chương 149 Hứa Thanh Thanh cùng Vu Võ phân biệt ngồi ở Vu Bối Ni tả hữu hai sườn, bác sĩ tâm lý Triệu Quốc Lĩnh cùng bọn họ mặt đối mặt ngồi, tầm mắt ở bọn họ một nhà ba người trên người quét một lần, không nói gì, liền lặng lặng nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Toàn bộ văn phòng an tĩnh phản phất chỉ có bọn họ tiếng hít thở, Hứa Thanh Thanh bị hắn xem đến cả người phát mau, lại có điểm chịu không nổi loại này an tĩnh, ho nhẹ hạ, trước mở miệng, cái kia bác sĩ Triệu A, có việc ngươi nói thẳng bái. Chúng ta vẫn luôn như vậy ngồi cũng không phải biện pháp A. Triệu Quốc lĩnh nhìn mắt trên tay đồng hồ, nhẹ giọng nói, không lâu, từ các ngươi vào nhà đến bây giờ vừa qua khỏi đi 2 phút không đến. A. À. Hứa Thanh Thanh không hiểu ra sao, bác sĩ Triệu a, ngươi này có ý tứ gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu, nguyên lai like ngươi từ chúng ta tiến vào liền vẫn luôn ở tính giờ a. Không có việc gì, chỉ là một cái đơn giản tiểu thực nghiệm. Triệu Quốc lĩnh tư thái thả lỏng, cùng bọn họ nói chuyện phím lên, nhợt nhạt cười, hỏi nhà các ngươi ngày thường đều như vậy ngồi sao? Vì cái gì ngồi thời điểm cách xa như vậy? Như thế nào một nhà ba người nhìn giống như không quen biết giống nhau? Ở Tô Tuyết Trinh đưa ra mang vu bối nghi tới khoa tâm lý trị liệu phía trước, vu võ thậm chí cũng không biết bệnh viện còn có khoa tâm lý cái này phòng, tiến vào về sau hắn càng là cảm thấy giật mình, cùng Tô Tuyết Trinh phòng khám bệnh bất đồng. Tô Tuyết Trinh phòng khám bệnh bên trong có rất nhiều kiểm tra công cụ, nhưng phòng này bên trong trừ bỏ thư chính là cái bàn cùng ghế dựa, cái gì đều không có, này có thể nhìn cái gì bệnh này thật là xem bệnh sao vu võ trong lòng kỳ thật đối hắn là không quá tin tưởng nhìn liền không đáng tin cậy như thế nào sẽ có bác sĩ phòng khám bệnh bên trong cái gì đều không có nghe được triệu quốc lĩnh vấn đề hắn quay đầu vừa thấy phát hiện bọn họ một nhà ba người xác thật ngồi khoảng cách có điểm khai cười làm lành nói này không phải sợ chậm trễ ngài cấp ni ni trị liệu sao hai chúng ta liền nghĩ ngồi xa một chút không cần lãng tránh ta vấn đề triệu quốc lĩnh nhắc lại một lần ta hỏi chính là các ngươi ở trong nhà cũng sẽ như vậy ngồi sao? Hắn biểu tình tuy rằng là vẫn luôn đang cười, nhưng là kia ý cười không đạt đáy mắt, xuyên thấu qua thấu kính, kia đôi mắt vẫn luôn ở bọn họ trên người qua lại tuần tra, hứa thanh thanh ngồi ở trước mặt hắn tổng cảm giác cả người đều bị nhìn thấu, trong lòng mặt danh có một loại sợ hãi cảm, cả người bất an, tay cũng khẩn trương mà bắt được chân. Vu võ có điểm ngồi không yên, thanh âm nóng nảy, chúng ta ở nhà cũng thật tùy tiện, ai ngờ ngồi nơi nào liền ngồi nơi nào, sẽ không quản, Đối Nini cũng là. Vừa rồi Triệu Quốc Lĩnh cùng Vu Bối Ni trò chuyện rất nhiều, trong lòng đối tình huống của nàng cũng đại khái có phán đoán, bao gồm vừa mới đến bây giờ, thông qua đối hứa thanh thanh cùng Vu Võ nói chuyện phím quan sát, đối nàng gia đình hoàn cảnh cũng có nhất định hiểu biết. Hắn diêu hạ trên bàn lục lạc, vài tiếng về sau, thực nhanh có một cái hộ sĩ vào được, Triệu Quốc Lĩnh nhìn nàng nói, ngươi trước mang Nini đi cách vách phòng chơi trong chốc lát, ta cùng nàng ba mẹ đơn độc liêu một chút. Hộ sĩ hướng Vu Bối Ni vươn tay, Nini chúng ta đi thôi. Vu bối ni dắt lấy tay nàng, đứng lên, chậm rãi đi theo nàng đi ra ngoài. Vu võ cùng hứa thanh thanh liền như vậy nhìn, biểu tình có điểm nghi hoặc, hộ sĩ trước khi đi đem cửa đóng lại, môn một quan, vu võ hoàn toàn bình tĩnh không xuống, trực tiếp đứng lên, chất vấn nói, người rốt cuộc có thể hay không xem bệnh. Triệu quốc lĩnh thái độ vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn hắn ánh mắt mang theo vài tia sắc bén, thanh âm nghiêm khắc chút, vị này người nhà, thỉnh ngươi ngồi xuống. Hứa Thanh Thanh chạy nhanh lôi kéo Vu Võ ngồi xuống, ngươi trước hết nghe nhân gia bác sĩ muốn nói gì a, à, làm gì như vậy cấp. Y Triệu Quốc Lĩnh xem ra, so với Vu Bối Ni, vấn đề lớn hơn nữa chính là nàng gia trưởng, ta làm Ni Ni đi cách vách phòng nguyên nhân là bởi vì kế tiếp nói chuyện phím có chút nội dung nàng không thích hợp nghe, là cái dạng này, ta hiểu biết đến năm nay nhà các ngươi biến thành tứ khẩu nhà đúng không? Tiểu Nhi tử là năm nay tháng 9 sinh ra. Hứa Thanh Thanh gật gật đầu, là, Nhi tử là 9 tháng sơ 6 sinh nhật triệu quốc lĩnh trầm giọng lại hỏi, sinh nhị thai về sau, bởi vì muốn chiếu cố tiểu nhi tử, ngươi có phải hay không thường xuyên sẽ quên nấu cơm? Hoặc là thường xuyên sẽ xuất hiện cơm trưa thời gian không cố định tình huống? Đúng vậy, đây cũng là không có biện pháp sự tình sao, hắn ngày thường ban ngày muốn đi làm, trong nhà chỉ có ta một người, hơn hai tháng hài tử ngươi cũng biết, không thể ly người, ta đã muốn xen vào hắn ăn uống tiêu tiểu, còn muốn bận việc trong nhà việc nhà. Làm sao có thời giờ mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ nấu cơm? nói lên cái này hứa thanh thanh cũng là một bụng khí cái này chính là vấn đề của ngươi nơi ngươi thói quen đem nini đặt ở cuối cùng nàng đầu tiên là xếp hạng ngươi tiểu nhi tự ăn uống tiêu tiểu mặt sau còn xếp hạng trong nhà việc nhà mặt sau thậm chí ngươi vừa mới lưu lên thời điểm đều không có nini tên xuất hiện theo ta được biết nàng năm nay đã 6 tuổi nhiều đi hẳn là đã đến học tiểu học tuổi tác trong nhà có chuẩn bị sẵn sàng làm nàng học tiểu học sao triệu quốc lĩnh ngồi thẳng chút một chút trục tầng hỏi đi xuống hơn nữa các ngươi đại viện hài tử, cơ bản 2-3 tuổi liền bắt đầu thượng nhà trẻ, những cái đó so nàng tiểu nhân hài tử đều sẽ biết chữ đếm đếm, thậm chí đều bắt đầu học nhạc cụ, vì cái gì nàng không có đi nhà trẻ. Hứa Thanh Thanh bị hắn liên tiếp vấn đề hỏi ở, tâm hoảng hoảng, khoảng một hồi lâu mới trả lời, Nini 2-3 tuổi thời điểm ta hỏi qua nàng muốn hay không đi nhà trẻ, nàng nói không nghĩ đi, nhạc cụ cũng là, vốn dĩ ta là muốn cho nàng học dương cầm, sau lại phát hiện dương cầm quá quý liền không học, học tiểu học yêu cầu cái gì chuẩn bị báo xong danh không phải có thể đi sao triệu quốc lĩnh lộ ra bất đắc dĩ tươi cười dưỡng một cái hài tử rất khó không phải ngươi vô cùng đơn giản cho nàng uy cơm no là được tiểu hài tử tâm tư kỳ thật cũng là thực phức tạp cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hôm nay một cái chủ ý ngày mai lại một cái chủ ý vừa độ tuổi hài tử đều ở thượng nhà trẻ ngươi cảm thấy nàng là thật sự không nghĩ sao hoặc là nàng không có đổi ý quá sao này đó các ngươi hẳn là đều không có hỏi lại quá đi hơn nữa nàng ngay từ đầu cự tuyệt thượng nhà trẻ ngươi có hay không nghĩ tới khả năng cũng là vì ngươi đâu đây là cái gì phê đấu đại hội sao như thế nào tịnh chọn nàng sai lầm hứa thanh thanh sắc mặt trướng hồng ngươi không thể đem cái gì vấn đề đều về ở ta trên người đi hài tử lại không phải ta một người triệu quốc lĩnh tự hồ đoán trước đến nàng sẽ sinh khí hắn nhìn hạ vu võ phản ứng nhẹ giọng khuyên nàng ngồi xuống đừng nóng giận chúng ta hiện tại là ở câu thông ngươi cảm thấy ta nói không đúng có thể tùy thời phản bác ta ta nói này đó cũng không phải trách cứ ngươi vu võ có điểm xem kịch vui tư thế vừa rồi còn làm ta không nên gấp gáp ngươi nhìn xem ngươi hiện tại mã hậu pháo một cái hứa thanh thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngực đại thở dốc tức giận đến không nhẹ kỳ thật các ngươi đại viện giống một cái loại nhỏ vòng cái này trong đại viện trừ bỏ ngươi bên ngoài mặt khác gia đình cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên sáng sớm lên bọn họ liền đi làm vội vàng đi làm đi đi học vội vàng đi đi học buổi sáng đi ra ngoài chạng vạn trở về vừa đến đi làm thời gian toàn bộ đại viện sẽ chỉ còn lại có ngươi cùng nini còn có cách vách một cái lão bà bà ở nini có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này mới không có đi nhà trẻ bởi vì nàng cảm thấy chính mình cũng đi nhà trẻ về sau trong nhà cũng chỉ có ngươi một người ở nhà sẽ thật cô đơn triệu quốc lĩnh nhìn nàng ngữ điệu bằng phẳng nói kỳ thật có đôi khi cũng không phải hài tử ở ỷ lại cha mẹ trình độ nhất định thường chúng ta làm cha mẹ cũng ở ỉ lại hài tử. Hứa thanh thanh nghe đến đó hốc mắt đỏ. Còn có một tầng nguyên nhân là triệu quốc lĩnh. Suy đoán ra tới, đó chính là hứa thanh thanh là gia đình bà chủ, mỗi tháng muốn từ vu võ nơi đó lấy tiền, nếu liền vu bối ni cũng đi thượng nhà trẻ, không cần nàng chiếu cố về sau, ở chỗ võ trong mắt, hứa thanh thanh làm gia đình bà chủ giá trị khả năng sẽ càng thấp, vu bối ni mỗi ngày đều cùng hứa thanh thanh đãi ở bên nhau, nàng mỗi tiếng nói cử động, nàng ở trong nhà địa vị tiểu hài tử kỳ thật đều là có thể cảm nhận được bất quá triệu quốc lĩnh không thể vọng tự phỏng đoán hứa thanh thanh tâm thái làm trò vu võ mặt hắn cũng không hảo làm rõ nói hứa thanh thanh trong mắt trưng trưng liên tục lắc đầu ta không biết ta vẫn luôn tưởng nàng không nghĩ đi nhà trẻ tưởng cùng ta đãi ở bên nhau nini là tưởng cùng ngươi đãi ở bên nhau nhưng đương ngươi có tiểu nhi tử về sau ngươi bắt đầu biến không như vậy tưởng cùng nàng đãi ở bên nhau ngươi đối nàng chú ý độ đại đại hạ thấp Triệu quốc lĩnh lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặt vu võ, nói thẳng nói, ngươi vô luận là làm ba ba vẫn là làm trượng phu đương kỳ thật đều thực thất bại, tính tình nóng nảy, dễ dàng xúc động, lại thích sĩ diện, một khi phát sinh không tốt sự tình ngươi thực thích cái thứ nhất phủi sạch quan hệ, còn có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi biết Nini ni vì cái gì thích ăn mấy thứ này sao? Một phương diện là bởi vì mỗi ngày không cố định dùng cơm thời gian, gia trưởng chú ý độ không có quá khứ như vậy tập trung, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là nàng cảm thấy mấy thứ này ăn đến chính mình trong miệng chính là chính mình đồ vật sẽ không bị những người khác cướp đi vì cái gì nàng sẽ sinh ra loại này ý thức đâu đại khái chính là các ngươi ở sinh hoạt trong quá trình khả năng cố ý vô tình làm nàng đi thoái nhượng tỷ như miệng nói một ít ngươi là tỉ tỉ muốn chiếu cố đệ để nói lại hoặc là đem nàng một ít món đồ chơi cùng đồ dùng trực tiếp không trải qua nàng cho phép cầm đi này đó thể hiện ở sinh hoạt các mặt không phải vô cùng đơn giản một cái nhân tố tạo thành này một phen lời nói tuyên truyền giác ngộ vu võ chính là muốn vì chính mình biện giải vài câu cũng nói không nên lời hắn căn bản tìm không ra phản bác lý do triệu quốc lĩnh biết bọn họ chịu mang nữ nhi tới xem bác sĩ tâm lý kỳ thật đã so rất nhiều gia trưởng hảo quá nhiều ít nhất bọn họ là tưởng sửa lại mắt thấy mục đích đạt tới hắn cũng không nghĩ bức cho thật chặt lại nói lên lời hay đương nhiên ta tin tưởng các ngươi khẳng định là ái ni ni bằng không hôm nay chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này gặp mặt đúng hay không ở điểm này các ngươi làm được thực hảo hứa thanh thanh cảm xúc bình phục chút ngẩng đầu hỏi kia hiện tại nini muốn như thế nào trị quan trọng nhất chính là phải cho nàng cũng đủ quan tâm cùng ái ngày thường tận lực đem ăn cơm thời gian ổn định xuống dưới cho nàng làm một ít thích ăn đồ ăn thay đổi loại này bất lương thói quen mặt khác không cần cảm thấy biểu đạt ra tới tình yêu ngượng ngùng giống các ngươi vừa mới ngồi như vậy xa quá mới lạ triệu quốc lĩnh tiếp tục nói trước mắt nhằm vào dị thực phích chủ yếu có hai loại phương pháp một là nhận tri liệu pháp làm gia trưởng, các ngươi muốn minh xác nói cho Nini cái gì nên ăn cái gì không nên ăn, muốn nói cho nàng ăn xong mấy thứ này sẽ dẫn tới hậu quả, đồng thời khống chế hoàn cảnh nhân tố, cổ vũ hài tử nhiều cùng cùng tuổi hài tử câu thông giao lưu, tạo quần thể hoạt động ý thức, dời đi lực chú ý, cái thứ hai chính là, làm gia trưởng muốn chế định quy tắc, chế định khen thưởng. Cùng trừng phạt thi thố, một chút làm cho thẳng, tận lực vẫn là chính diện khen thưởng nhiều một chút, thường xuyên miệng khen ngợi nàng. Có thể làm một cái lịch ngày tỷ như nàng kiên trì không có ăn những cái đó không nên ăn, lúc này liền khen thưởng nàng một ít nàng thích đồ vật, ở lịch ngày thượng đánh cái câu, từng ngày kiên trì xuống dưới, thực mau sẽ nhìn đến hiệu quả, giống nhau dị thực phích sẽ theo bệnh nhi tuổi tác cùng nhận tri tăng trưởng có điều cải thiện. Vu võ cùng hứa thanh thanh nghiêm túc nghe, hơn nửa giờ thực mau đi qua, triệu quốc lĩnh bên này cũng không sai biệt lắm kết thúc, hắn đứng lên, hôm nay liền đến đây thôi, trở về nhớ rõ dựa theo ta nói làm, hai chu về sau lại đến một lần, chúng ta trước nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vu võ tới thời điểm cảm giác bệnh viện cấp triệu quốc lĩnh an bài phòng khám bệnh là lãng phí, nghe xong lại cảm thấy quả nhiên hết thảy đều là có đạo lý, có một số việc thật đúng là đến giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Hắn đứng lên cùng triệu quốc lĩnh nắm tay, cảm ơn bác sĩ triệu. Hứa thanh thanh thông qua trận này nói chuyện phím cũng càng thêm hiểu biết nữ nhi tâm tư, đi theo nói, lần sau thấy. Triệu quốc lĩnh tươi cười ôn hòa, xoay người đưa bọn họ đi ra ngoài, hảo, đi cách vách phòng tiếp nini về nhà đi hai vợ chồng mang theo vu bối ni trở về nhà vu võ lúc này cũng không suy xét cái gì vấn đề mặt mũi chính là muốn thân mụ trịnh thục cầm lưu lại trụ một năm hai mẹ con ở trong phòng trực tiếp xảo lên trong nhà hai đứa nhỏ đâu vu võ không dám quá lớn thanh bất quá thanh âm thực kích động nước miếng đều phải phun ra tới nini sinh ra thời điểm ngươi liền không lại đây chiếu cố hiện tại tiểu khôn cũng sinh ra ngươi còn chưa tới nào có ngươi như vậy đương nải nải một hai phải hai đứa nhỏ đều sinh bệnh mới vui. Vu võ là trong nhà lão đại, còn có một cái đệ đệ cùng muội muội. thành phố Hồng Giang bên này tập tục chính là phân gia về sau, cha mẹ giống nhau đi theo tiểu nhi tử trụ, ở tại nhân gia dưới mái hiên, tự nhiên muốn xem tiểu nhi tử cùng con dâu sắc mặt, giúp đỡ bọn họ chiếu cố hài tử, vu võ liền vu bối nghi một cái nữ nhi, trong nhà còn có hứa thanh thanh chiếu cố, phản chi nhị con dâu đi làm, lại sinh ba cái hài tử, bên kia càng quan trọng trịnh thục cầm vẫn là minh bạch, tự nhiên là mọi việc trước tăng cường con thứ hai gia, bất quá không có thể chiếu cố đại nhi tử trong nhà hài tử nàng trong lòng vẫn là có điểm ấy nấy, thần sắc do dự nói, lời nói cũng không phải ngươi nói như vậy, ta cũng có khổ chung. Vu võ liền kém quỳ xuống cầu nàng, mẹ, ngươi cũng thông cảm thông cảm ta đi, ta cái này lão đại vì đệ đệ muội muội suy nghĩ hơn 20 năm, ta cũng không dễ dàng a. À. Phía trước ta nhưng cho tới bây giờ không cầu quá ngươi cái gì, liền một việc này, ngươi liền giúp ta chiếu cố này một hai năm. Câu này nói trịnh thục cầm trong lòng rất hụt hẫng. hành, lúc này ta vô luận như thế nào đều lại đây giúp các ngươi chiếu cố ni ni cùng tiểu khôn. Tốc chiến tốc thắng, vu võ cũng mặc kệ đệ 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 muội bên kia nghĩ như thế nào, trưa hôm đó liền mang theo trịnh thục cầm trở về, đem nàng đồ dùng sinh hoạt đều đưa tới chính mình ra tới, hứa thanh thanh cũng ở nhà mình cấp bà bà thu thập ra tới một gian phòng. Cứ như vậy, trịnh thục cầm ở trong đại viện ở xuống dưới. Có bà bà ở, hứa thanh thanh cũng có thể đem càng nhiều lực chú ý thả lại đến vu bối ni trên người ở ba mẹ quan ái hạ vu bối ni tâm thái dần dần khôi phục tuy rằng không bằng phía trước như vậy hoặc bác nhưng đã sẽ không ăn bậy đồ vật tính tình cũng hảo không ít tiểu bằng hữu chi gian thù tới nhanh đi cũng nhanh để cái cầu cơ hội liền một lần nữa trở thành bằng hữu bình bình an an lại lần nữa cùng vu bối ni chơi tới rồi cùng nhau vu bối ni dị thực phích được đến đại đại ức chế hơn hai tháng đều không có tái phạm cơ bản có thể cho rằng khôi phục Tết âm lịch bước chân cũng ở các bạn nhỏ hoang thanh tiếu ngữ trung tới gần, năm nay Sầm Phong cùng Lăng Giao rốt cuộc có thể trở về ăn Tết, sẽ mang theo nữ nhi Sầm Mạng Kha trở về, tổng cộng có 3 ngày kỳ nghỉ. Bình bình an an nghĩ đến muội muội phi thường vui vẻ, mua hàng Tết thời điểm lôi kéo bọn họ cấp muội muội tuyển lễ vật, hai huynh muội từng người tuyển một cái lễ vật bao hảo chờ ăn Tết đưa cho nàng. Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách cũng là lần đầu tiên thấy Sầm Mạng Kha, qua đi bọn họ chỉ có thể thông qua ảnh chụp xem nàng, khó được gặp mặt, hai vợ chồng lễ gặp mặt chuẩn bị cũng thực phong phú, cứ như vậy, tân một năm đã đến. Làm năm tuổi tiểu bằng hữu, bình bình an an trường cao cũng ăn béo điểm, chạy lên phi thường mau, ở nhà trẻ còn học xong nhảy dây, mặc quần áo ăn cơm đều có chính mình chủ kiến, đi mua quần áo sẽ chính mình chọn, theo đối thế giới nhận tri gia tăng, hai huynh muội dần dần cũng nhiều điểm cố chấp cùng bướng bỉnh, có chút không phục quản, thường xuyên gây họa, hai người bọn họ đầu óc lại thực linh hoạt, chọc tay họa sợ bị mắng thường xuyên chính mình bãi bình, cũng nháo ra rất nhiều chê cười. Nhất kinh điển chính là hai huynh muội có thứ đem chén trà đánh nát, chính mình dùng băng dính dính lên, tàn tới rồi tủ bác tận cùng bên trong, tô tuyết trinh qua một tháng mới phát hiện. Trưởng thành luôn là tốt xấu nửa nọ nửa kia, tuổi này bọn họ chỗ tốt là có thể độc lập làm rất nhiều chuyện, bình thường mặc quần áo ăn cơm đều có thể chính mình tới, còn sẽ giúp cha mẹ làm làm việc nhà. Đại niên mùng một hôm nay, tô tuyết trinh buổi sáng muốn trước mang theo bọn họ đi cấp trương quan hương cùng tô hiển quốc chúc Tết, sầm bách ở dưới lầu chuẩn bị đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu hàng tết tô tuyết trinh cùng bình bình an an lên lầu xuyên hậu một chút chuẩn bị ra cửa nàng đứng ở cửa dặn dò bọn nhỏ bên ngoài lạnh lẽo nhớ rõ mang lên mũ cùng bao tay bình bình an an trở về thanh hảo đóng cửa lại về sau bay nhanh lấy hảo mũ cùng bao tay chạy xuống thang lầu vào nhà lại mở ra tv an an thường thường nhìn chằm chằm cửa làm ca ca đem tv thanh âm khai tiểu một chút thanh âm thanh âm đừng bị phát hiện được rồi được rồi. Bình bình điều hảo đài truyền hình, chạy nhanh ngồi xuống, không nghĩ đi chúc Tết, xem tivi thật tốt. Màn hình tivi là gần nhất chính nhiệt bá, cửu sắc lộc, ngày thường đều ở buổi tối bá, khi đó vừa lúc là bọn họ luyện tì bà thời gian, thường xuyên không đuổi kịp, mỗi lần mới vừa xem không vài phút liền tiếp một liền kết thúc, cũng may ăn Tết có phát lại, không chỉ có có cửu sắc lộc, còn có na tra nháo hải cùng và bếp đi chuyện xưa, từ trừ tịch vẫn luôn bá đến đại niên 15, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ về sau bắt đầu truyền phát tin. Hai huynh muội tập trung tinh thần nhìn lên. Tô Tuyết Trinh đổi hảo quần áo hô hai tiếng không ai ứng, nàng đẩy cửa ra vừa thấy, phòng ngủ đã không ai, còn tưởng rằng đi xuống tìm sầm bách, sầm bách đang ở lấy thằng bó lễ vật. Tô Tuyết Trinh nhìn thoáng qua vẫn là không tìm được bình bình an an, hỏi, hai người bọn họ đâu? Trên lầu không ai. Sầm bách vừa nói lời nói một cổ khí lạnh xông ra, không ở phòng khách sao? Không ở, ta đi tìm xem, không biết lại tàn đi đâu vậy. Tô Tuyết Trinh một bên tìm một bên kêu, bình bình an an. Muốn đi chút Tết Lạp, mau ra đây. Không ai hồi nàng, Tô Tuyết Trinh thực mau nghĩ tới tivi phòng, đẩy cửa ra vừa lúc trảo vừa vặn, thúc giục nói, đi Lạp, muốn ra cửa, hôm nay sự tình nhưng nhiều, buổi sáng muốn đi ông ngoại bà ngoại gia, buổi chiều ngươi Tiểu Phong thúc thúc một nhà muốn tới, chúng ta còn muốn chuẩn bị. Tivi chính bá đến thời khắc mấu chốt, bình bình là vô luận như thế nào đều không nghĩ đi ăn vạ tivi trước mặt không được khi ta đem điểm này xem xong an an ôm lấy nàng chân đôi mắt lại đang nhìn tivi cả người đã mau rơi vào tivi trong tiết một mặt cùng nàng đánh thương lượng mẹ ba phút lại cho chúng ta ba phút tô tuyết trinh thở dài hảo 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 ba phút a à, ta cho các ngươi ba phút thời gian ba phút về sau cửa tập hợp không có thương lượng đường sống a à. bình bình an an không có linh hồn ừ một tiếng đôi mắt nhìn chầm chầm vào tivi Năm nay Trương Quang Hương giúp bọn họ rất nhiều, Sầm Bách cũng chuẩn bị rất nhiều hàng Tết, hắn đem lễ vật bó hảo, ngẩng đầu nhìn đến chỉ có Tô Tuyết Trinh một người ra tới, hỏi, kia hai nghịch ngợm trứng đâu? Đang xem TV, cho bọn họ 3 phút. 3 phút vừa đến, Tô Tuyết Trinh một lần nữa vào nhà đi kéo người, bình bình kêu rên, 3 phút như thế nào nhanh như vậy? Ta còn không có xem xong. An An cực lực tranh thủ, lại cho chúng ta 3 phút. Cuối cùng 3 phút. Tuyệt đối có thể xem xong không được. Tô Tuyết Trinh thái độ kiên quyết, hiện tại mau 10 điểm, lại không đi đều đuổi kịp nhân gia ăn cơm trưa, đi mau. Bình bình an an mặt mang u oán mà nhìn mụ mụ, liên tiếp năn nỉ, trước làm chúng ta xem xong đi. Tô Tuyết Trinh ngữ khí trọng điểm, chúng ta vừa mới thương lượng tốt là 3 phút, các ngươi cũng đáp ứng rồi, làm người không thể nói không giữ lời A, à, quan TV. Lập tức. Lập tức. Bình bình an an đầy mặt không tha tắt đi TV, cùng ba mẹ cùng nhau ra cửa chúc Tết, hai cái xe đạp ghế sau đều bó thượng tràn đầy hàng Tết, hai huynh muội chỉ có thể ủy khuất ngồi ở xe đạp trước gian mặt trên, có điểm lạc mông, tivi không thấy xong, mông lại tao ương, hai người đi trên đường vẫn luôn thở dài. Trương Quang Hương cùng Tô Hiển Quốc sớm liền đang chờ bọn họ, phòng khách chuẩn bị rất nhiều ăn, Tô Hiển Quốc cho bọn hắn mở cửa, ai u, các ngươi nhưng tính ra, lại muộn trong chốc lát chúng ta cơm trưa đều ăn. Tô Tuyết Trinh giải thích nói, xuất phát tương đối trễ sầm bách sách theo đồ vật vào nhà, phóng tới trên bàn, bình bình an an bởi vì không có thể nhìn đến phim hoạt hình kết cục, biểu tình vẫn như cũ bể oải, rầu rĩ không vui, vào nhà nói không hai câu liền lập tức chạy tới tô hiển quốc thư phòng. Trương Quang Hương cho bọn hắn đệ đường đều không đổi được hai huynh muội tươi cười, nàng buồn bực hỏi, đây là làm sao vậy? Vẫn luôn sụ mặt. Trong phòng ấm áp, Tô Tuyết Trinh đem áo khoác cởi xuống dưới, ngồi xuống bắt đầu lột đậu phòng, đừng nói nữa, hai người trộn trốn ở trong phòng xem tivi, ta đem bọn họ lôi ra tới chúc Tết, khả năng sinh khí. Tô Hiển Quốc cười nói, tuổi này tiểu hài tử đều thích xem TV, nhà của chúng ta hàng xóm cũng là, kia gia tiểu hài tử xem TV nhưng dính, ai đều kéo không đi, mẹ nó mỗi ngày mắng hắn. Vào thư phòng hai huynh muội kỳ thật trong lòng có khác chủ ý, an an giữ cửa quan kính mít, từ trong phòng thượng khóa, hỏi ca ca, cách vách ở phóng phim hoạt hình sao. Bình bình bò đến ông ngoại trên bàn, kéo ra cửa sổ, liếc mắt một cái liền thấy được đối diện tivi, vẫy tay làm nàng nhanh lên lại đây, mau tới mau tới, đang ở phóng đâu? An An nhanh chóng bò lên trên cái bàn, hai huynh muội dựa vào cùng nhau xem đối diện hàng xóm tivi. Đây là tháng trước hai người mới vừa phát hiện bảo địa, hai đống lâu ly thật sự gần, bọn họ cái này khoảng cách xem qua đi, màn hình tivi vẫn là rất rõ ràng, cách vách vẫn là tivi màu, màn hình tivi so với bọn hắn da hắc bạch màn hình tivi phải đẹp rất nhiều, duy nhất tiếc nuối chính là thanh âm có điểm tiểu, nhìn không đã ghiền bình bình gõ gõ pha lê, hướng bên trong tiểu bằng hữu hô, hắc, thanh âm khai đại điểm. Chương 150 chương 150 Ở tại cách vách tiểu bằng hữu kêu thường hậu phát, lưu trữ dưa hấu đầu, đối bình bình vương hai cái ngón tay, biểu tình đứng đắn nói, chỉ có thể cho các ngươi đề cao hai cái âm lượng, thanh âm lại lớn một chút ta mẹ sẽ qua tới mắng ta. Vốn dĩ chính là nương khoảng cách gần nhìn lén, không đến chọn, bình bình sảng khoái nói lời cảm tạ, có thể có thể, cảm ơn ngươi a à thường hậu phát dựa theo hứa hẹn đề cao hai cái âm lượng lại ngồi xuống tiếp tục xem tivi bình bình an an cái này cũng có thể nghe rõ tivi nội dung hai huynh muội thay đổi cái thoải mái xem tivi tư thế vô cùng cao hứng ngồi xuống trong phòng khách các đại nhân đang ở nói chuyện phiếm trương quang hương cắn hạt dưa tiểu phong cùng lăng dao có phải hay không mang theo khuê nữ đã về đến nhà sầm bách biết sầm phong cưỡi xe lửa tin tức tuy rằng còn không có nhìn thấy mặt đại khái cũng có thể đoán được hẳn là hôm nay ban đêm đến là đêm qua 7 giờ xe lửa trương quang hương lại hỏi có thể ngốc mấy ngày a à? tô tuyết trinh nói ba ngày kia cũng không dài a à, cuối cùng một ngày còn muốn vội vàng ngồi xe trở về tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền hai ngày trương quang hương thở dài trở về một chuyến không dễ dàng a à. đúng vậy chiều nay tới nhà của chúng ta tụ một tụ ngày mai bọn họ còn muốn đi mạng kha ông ngoại gia lăng giao cùng người trong nhà cũng mau hai năm không gặp khẳng định muốn ở nhà mẹ để đãi một ngày trên bàn đậu phộng là hàm, tô tuyết trinh gần nhất ít hầu không tốt lắm, ăn không mấy viên cảm giác càng không thoải mái, khụ hai tiếng. Sầm bách cho nàng đổ nước, nếu không uống thuốc. Tô tuyết trinh tuy rằng là bác sĩ, nhưng nàng rất sợ uống thuốc, liên tục lắc đầu, không cần, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi, khoảng thời gian trước ca đêm ngao đến có điểm tàn nhẫn. Người này tuổi còn trẻ, như thế nào cùng cha ngươi một cái tật xấu. Trương Quang Hương xẻo tô hiển quốc liếc mắt một cái, xem hắn xúc cái đầu ăn đậu phộng chính hăng say, mắm, ngươi cũng ít ăn chút hàm đi, cả ngày liền hảo kia một ngụm, ít hầu không được còn ăn. Tịnh tìm ta sự. Tô Hiển Quốc ánh mắt tránh né, bắt một phen đậu phộng đứng lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác, bình bình an an đâu. Như thế nào gần nhất tiếng ta thư phòng liền không ra. Nói hắn đi tới thư phòng, tính toán đi xem bình bình an an, kết quả tay phóng tới trên cửa, duỗi tay một ninh, ninh không khai. Môn từ bên trong khóa lại, Tô Hiển Quốc gõ hạ môn, làm gì đâu. Mở cửa. Này một tiếng đem cách vách thường hậu phát cũng hoảng sợ, Bình Bình nhảy xuống cái bàn, đi đến cạnh cửa hỏi, làm sao vậy ông ngoại? Muốn ăn cơm sao? Không đâu, hiện tại ngươi bà ngoại còn không có bắt đầu nấu cơm. Tô Hiển Quốc buồn bực, các ngươi làm gì đâu? Không cho ta mở cửa. Bình Bình mặt không đổi sắc nói dối, ta cùng An An ở học viết như thế nào tự, không nghĩ bị người quấy rầy. Giống nhau hai người bọn họ đóng cửa lại làm việc đều là yêu cầu cảnh giác, Sầm Bách đã đi tới, đang định làm cho bọn họ mở cửa, bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ, thường hậu phát. Người cái nhảy ranh còn đang xem tivi. Thanh âm là từ cách vách truyền đến, mang theo tức giận, cực có xuyên thấu lực. Sầm Bách lúc này cuối cùng đã hiểu vì cái gì gần nhất bình bình an an gần nhất ông ngoại bà ngoại gia liền hướng thư phòng chạy, gõ hạ, trầm giọng nói, mở cửa. Thường hậu phát bên kia bị hắn mụ mụ phát hiện, Tivi cũng đóng, xem không thành tivi, Bình Bình An An cũng lười đến trang, An An đem cửa sổ đóng lại chậm rãi trượt xuống cái bàn, Bình Bình cũng đem cửa mở ra, Khai. Sầm Bách cùng Tô Hiển Quốc vào nhà vừa thấy, xuyên thấu qua pha lê vừa lúc nhìn đến đối diện phóng một đài đại tivi, Tô Hiển Quốc vui vẻ, trêu chọc nói, ta nói các ngươi hai gần nhất như thế nào trở nên tốt như vậy học, nguyên lai like ở học cái này. Vô Lượng là ở nhà bọn họ vẫn là ở nhà ông ngoại nhìn lén, mỗi lần đều là nhìn đến xuất sắc địa phương đã bị đánh gãy câu người cào tâm cào phổi mà muốn nhìn, trong lòng khó chịu đã chết, an an biểu môi, hai ngày này phim hoạt hình đặc biệt nhiều, hiện tại không xem về sau liền nhìn không tới. Sầm bách xem tiểu cô nương bởi vì sinh khí mà căng phòng gương mặt, sờ sờ nàng đầu, trở về dùng nhà ta tivi xem, hiện tại nhà bọn họ tivi cũng đóng, đi phòng khách đi. Bình bình ở bà ngoại cùng mụ mụ trung gian ngồi xuống, dựa sát vào nhau tô tuyết trinh, ngáp một cái. Trương Quang Hương quan tâm hỏi, mệt nhọc. Bình bình lắc đầu, giấc ngủ không đủ dẫn tới hắn tinh thần có điểm không tốt, từ học tỳ bà về sau, hai huynh muội mỗi ngày hàng ngày đều trở nên thực chặt chẽ, xem phim hoạt hình thời gian cũng rất ít, ngày hôm qua hắn cùng An An sấn ba mẹ đều ngủ vụng trộn xuống lầu xem tivi, vốn dĩ nghĩ có thể xem suốt một đêm, kết quả tivi tiết mục đều phiên biến, không có một cái đẹp, hai người lại hồi trên giường ngủ, kết quả như vậy lăn lộn, ngủ thời điểm đã là rạng sáng. Trương Quang Hương đem trong tay hạt dưa cắn xong, ta hiện tại đi nấu cơm, sớm một chút ăn cơm nước xong làm cho bọn họ ngủ một lát. Tô Tuyết Trinh uống lên nước miếng cũng đứng lên, ta tới hỗ trợ. Hôm nay là đại niên mùng 1, trừ bỏ Tô Tuyết Trinh lại đây chúc Tết, còn có Tô Gia Lão Nhị bốn cái hài tử lại đây, Tô Uyển Nhi năm trước kết hôn, gả cho một cái về quê thanh niên trí thức, tuy rằng là kết hôn lần đầu, nhưng tuổi tác so nàng đại năm tuổi, cũng may người cũng không tệ lắm, cũng có cố định công tác, hai vợ chồng rất ân ái, đang ở bị dựng. Tô Hiển Quốc người hào phóng, mỗi năm bao lì xì cấp đều không ít, tô gia lão nhị có ba cái nhi tử, phân biệt lại sinh năm cái hài tử, nghĩ lại đây đòi lấy bao lì xì, năm cái hài tử đều tới, một tổ ông ù vào tới, sầm bách tìm khắp ghế dựa đều không đủ ngồi, thật sự không có biện pháp, nam chỉ có thể đứng nói chuyện. Nhiều người như vậy, bọn họ bàn ăn hoàn toàn không đủ ngồi, lại nói tô gia người cũng không phải vì ăn cơm tới, tặng lễ đi lại quan hệ, bọn nhỏ bắt được bao lì xì là được, cũng không lưu lại ăn cơm. Uống lên điểm trà ngồi xuống cùng bọn họ trò chuyện hơn nửa giờ liền đi rồi người vừa đi, Trương Quang Hương đi hỏi Bình Bình an an muốn bao lì xì, cấp bà ngoại nhìn xem, bọn họ cho ngươi nhiều ít. Bình Bình vừa rồi xem qua, cùng bà ngoại nói, năm mao tiền. Trương Quang Hương không tin tà, mở ra nhìn một chút, nhìn đến bên trong một trương năm mao giấy phiếu, sắc mặt không quá đẹp, Keo Kiệt đã chết, liền cho chúng ta năm mao tiền, tống cổ xin cơm đâu. Cũng không nhìn xem tới mấy cái hài tử, nhà chúng ta liền hai, nhà bọn họ một chút tới năm cái. Trương Quang Hương vừa mới cho bọn hắn năm cái hài tử một người một khối tiền bao lì xì, thêm cùng nhau tổng cộng 5 đồng tiền, kết quả bọn họ tới 4 gia tổng cộng liền trở về bọn họ 4 đồng tiền. Trương Quang Hương đi phòng bếp lại hỏi Tô Tuyết Trinh, ngươi vừa mới cho bọn họ. Nhiều ít. Tô Tuyết Trinh luôn luôn là người khác cấp nhiều ít nàng hồi nhiều ít, Nguyễn Thanh Hồi, một người. Một khối tiền A. Trương Quang Hương tức giận đến không được, một bên hái rau một bên mắng, mệt đã chết, lập tức cấp đi ra ngoài 10 đồng tiền, kết quả liền hồi chúng ta bốn đồng tiền tốt xấu ngươi một cái hài tử cấp một khối cũng đúng a à. khi dễ nhà ta chỉ có bình bình an an đúng không thân thích chi gian làm người không thể tinh thành như vậy ta xem a à, chờ về sau ngươi nhị thúc nhị thẩm già rồi này thân thích thật vô pháp tiếp tục đi xuống đi năm trước cứ như vậy năm nay trả lại cho chúng ta tới chiêu này chờ xem sang năm lão đại cùng lão nhị kia hai đứa nhỏ ta liền không cho Bình bình an an kỳ thật không hiểu lắm bà ngoại vì cái gì như vậy sinh khí, đối bọn họ tới nói, năm mau tiền rất bình thường, mỗi năm đi chúc Tết, trừ bỏ ông ngoại bà ngoại cùng gia gia nải nải bên ngoài, bọn họ thu được tiền mừng tuổi cơ bản đều là năm mau hoặc là một khối, có chỉ cho bọn hắn hai mau. Hai huynh muội đem tiền cất vào túi, ngồi xuống bồi tô hiển quốc chơi cờ tướng. Tô hiển minh kinh tế điều kiện bản thân liền không bằng tô hiển quốc hảo, trong nhà hài tử lại nhiều, bọn họ hai vợ chồng cũng dần dần lực bất tòng tâm, rất nhiều chuyện đều giao cho tiểu bối tới làm, đáng tiếc này tam phòng các có suy tính, đều buồn kính vì chính mình suy nghĩ, mặc kệ bọn họ hai vợ chồng già cái gì mặt mũi. Cho nên nói a, à, sinh quá nhiều hài tử cũng không tốt. Tô Tuyết Trinh không nói chuyện, Trương Quang Hương chưa hết giận, dặn dò nàng, buổi chiều ngươi cùng tiểu bách đi ngươi nhị thuốc gia chúc Tết, coi như bọn họ là một nhà, không cần lập tức đưa bốn phân lễ vật, bọn họ không phân gia, coi như thành một nhà đưa. Lễ nghĩa vẫn là phải có, lại nói nhà bọn họ cũng là mỗi nhà đều cho bình bình an an bao lì xì, Tô Tuyết Trinh không có khả năng không đi lại đáp lễ, bất quá nàng cũng không nghĩ chọc Trương Quang Hương không vui, bất đắc dĩ cười cười, nói thanh hảo. Trương Quang Hương ăn Tết nhất chờ mong chính là bình bình an an lại đây, cơm trưa chuẩn bị cũng là phong phú nhất, bãi đầy một bàn lớn, tiếp đón bọn họ hạ chiếc đũa, ăn nhiều một chút a. À. Bình bình an an đối ngoại nhà chồng rất quen thuộc, cũng không khách khí, an an thực tri kỹ, bà ngoại ngươi cũng ăn nhiều một chút bà ngoại trù nghệ thật tốt. Bình Bình lúc này nói tất cả đều là thiệt tình lời nói, Trương Quang Hương trù nghệ so Tô Tuyết Trinh hảo quá nhiều. Buổi chiều Tô Tuyết Trinh muốn đi Tô Hiển Minh gia chúc Tết, còn muốn nên đón Sầm Phong cùng Lăng Giao lại đây, cơm nước xong không đãi lâu lắm liền đi rồi, về nhà sách theo lễ vật, chạy nhanh đi tiếp theo gia chúc Tết, cả buổi chiều, Bình Bình an an ở xe đạp ngồi đến mông đều đau, bao lì xì cũng tịch thu nhiều ít, lại vây lại không có tiền, còn xem không thành phim hoạt hình, hai người oán niệm càng sâu. Sầm Bách cùng Tô Tuyết Trinh tạm thời không rảnh bận tâm bọn họ cảm xúc, đi xong mùng một nên đi thân thích đã là buổi chiều 5 điểm, lúc này về nhà nấu cơm là không còn kịp rồi, lại nói bọn họ hai vợ chồng trù nghệ cũng không được, Sầm Bách trực tiếp đi tiệm cơm mua đồ ăn trở về, về đến nhà về sau, bắt đầu chuẩn bị nên đón Sầm Phong một nhà đã đến. Bình Bình An An cũng lên lầu đi đưa cho Sầm Mạng Kha tiểu muội muội lễ vật. Buổi tối 6 giờ, Sầm Phong cùng Lăng Giao rốt cuộc mang theo Sầm Mạng Kha tới, Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách chạy nhanh ra tới nghênh đón, nhìn gần chỗ một nhà ba người, trong lòng phá lệ cảm khái, đã hơn hai năm không gặp. Sầm mạng kha rầm rì thanh đánh vỡ yên tĩnh, nháo muốn từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, sầm phong đem khuê nữ phóng tới trên mặt đất, đi chậm một chút a. À. Sầm mạng kha bước chân nhỏ lớn mật triều trong phòng đi, bình bình an an nhìn trước mắt tiểu nữ hài một chút tới gần, biết đây là bọn họ muội muội, lần đầu tiên thông qua ảnh chụp bên ngoài phương thức chính mắt nhìn thấy nàng, hai người đều có điểm hoảng loạn, chân tay luống cuốn mà nhìn ba mẹ không biết muốn như thế nào làm tô tuyết trinh an ủi nói đây là các ngươi vẫn luôn nhắc mãi mạng kha muội muội a à. sầm bách cười nhạo bình bình an an như thế nào gặp mặt liền túng lăng dao cũng cười cổ vũ bình bình an an không có việc gì thử một chút bình bình an an lúc này mới lấy hết can đảm tới gần sầm mạng kha an an tiểu tâm chạm chạm tay nàng sầm mạng kha ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút đều không sợ người nhếch môi cười bình bình bị nàng tươi cười hòa tan duỗi tay sờ sờ nàng trên đầu tiểu pi pi an an nắm sầm mạng kha tay một chút mang theo nàng đi phía trước đi giới thiệu nói đây là nhà ta hai huynh đệ đều đã lập gia đình lập nghiệp đối lẫn nhau tình cảnh càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị sầm phong cũng so quá khứ nhiều vài phần ổn trọng kiên nghị tiến lên thoải mái hào phóng hô thanh ca trưởng thành sầm bách vỗ vỗ bờ vai của hắn lãnh hai vợ chồng vào nhà mau tiến vào mau tiến vào Tô Tuyết Trinh còn giống quá khứ đi học giống nhau dùng bả vai đâm một cái lăng dao bả vai, đã lâu không thấy. Lăng dao ôm lấy nàng, đã lâu không thấy. Mấy năm nay hai người vẫn luôn thông qua thư từ giao lưu, Tô Tuyết Trinh đối tình huống của nàng cũng không xa lạ, gặp mặt thực mau liền trò chuyện lên, bất quá thời gian thấm thoát, hai người đều không hề là quá. Đi tự do tự tại, vô ưu vô lự thiếu nữ, trên người nhiều một phần thuộc về gia đình trách nhiệm. Bốn người ngồi ở một cái bàn thượng, nói thỏa thích, đầu tiên là trò chuyện hài tử đề tài, ngay sau đó nói lên lẫn nhau công tác, cuối cùng đề tài lại lần nữa về tới hài tử trên người, nhoáng lên hơn nửa giờ đi qua. Lăng dao cảm giác vài phút không nghe được nữ nhi thanh âm, nàng phản ứng lại đây, tầm mắt trước tiên ở phòng khách tìm tòi một vòng, không tìm được nữ nhi, cũng không thấy được bình bình an an, có điểm luống cuốn, bọn nhỏ đâu. Sầm mạng kha tuổi tác tiểu, bên người không thể ly đại nhân. Sầm phong nghe vậy lập tức đứng lên, ta đi tìm xem. Sầm Bách tuy rằng tin tưởng bình bình an an, nhưng hai cái năm tuổi nhiều hài tử mang một cái một tuổi nhiều hài tử vẫn là có điểm nguy hiểm, đi theo cùng nhau tìm, cao giọng hô, bình bình an an. Bình bình lập tức trở về thanh, làm gì? Sầm Phong nghe được thanh âm là từ phòng khách bên cạnh phòng truyền đến, đẩy cửa vừa thấy, ba cái hài tử ngồi dưới đất đang xem tivi, an an trong lòng ngực còn ôm sầm mạng kha, không hề có khoảng cách cảm, tiểu cô nương chỉ vào tivi e e a a, rất là vui vẻ. Sầm Phong yên tâm, mang qua kinh nghiệm thực đủ a. À. Sầm Bách cho bọn hắn đóng cửa lại, cuối cùng dặn dò nói, lại xem trong chốc lát tivi liền ra tới ăn cơm a. À. Bình Bình An An nghe lời gật gật đầu. Sầm Phong cùng Lăng Dao chờ hạ còn phải về nhà ngủ, ngày mùa đông trở về quá muộn không an toàn, Tô Tuyết Trinh cũng rõ ràng, thực mau liền đem cơm chiều an bài hảo, còn cấp Sầm Mạn Kha làm phụ thực. Cơm nước xong, đại gia lại tụ ở bên nhau xem tivi. Tô Tuyết Trinh thuận tiện đưa lên bao lì xì cùng lễ vật, Bình Bình An An cũng đem chính mình chọn lựa lễ vật đưa cho Sầm Mạng Kha, Sầm Phong nghe nói Bình Bình An An học tỳ bà, còn thỉnh bọn họ cho chính mình đạn một cái khúc. Bình Bình An An tỳ bà học hơn 2 tháng, hiện tại còn không thể bắn ra một đầu hoàn chỉnh khúc, nhưng sẽ đạn một đoạn ngắn, kim khổng tước, thịnh tình không thể chối từ, Bình Bình An An đi trên lầu đem tỳ bà ôm xuống dưới, hai huynh muội ngồi ở một loạt, ôm ấp tỳ bà, An An kiêu ngạo mà dơ lên đầu, các ngươi gặp may mắn, ta vốn dĩ tính toán sẽ đạn một chỉnh đầu về sau trước cấp ba mẹ đạn. Lăng giao cười, cho bọn hắn hai khuyến khích, cố lên. Như vậy tiểu nhân hài tử, mới vừa học hai tháng, kỳ thật các đại nhân càng nhiều chỉ là trở thành tụ hội điều hòa tới xem, không nghĩ tới bình bình an an hai người phối hợp phi thường ăn ý, một đoạn ngắn đơn giản, kim khổng tức, từ bọn họ chỉ gian đổ xuống mà ra, em tai động lòng người. Một khúc tức, bình bình an an xem qua đi, đại gia sôi nổi vỗ tay, sầm phong trực tiếp nương khuê nữ tay cùng nhau giáo nàng vỗ tay, không tồi không tồi. Phi thường dễ nghe. Ở hoang thanh tiếu ngữ trung, hai nhà người cùng nhau vượt qua một cái thực ấm áp ban đêm. sung sướng thời gian luôn là quá thật sự mau, ngắn ngủi. Gặp nhau sau liền nên đón biệt ly, đã là buổi tối 10 điểm, không thể lại chậm. Chính là lại như thế nào luyến tiếc, cũng muốn nói tái kiến, tô tuyết trinh cùng sầm bách đưa bọn họ thượng xe taxi, nhìn theo một nhà ba người xe đi xa, hai vợ chồng mới cầm tay về nhà. Bình bình an an hôm nay ngày này cũng không thiếu bôn ba, đã sớm mệt mỏi, cũng không tinh thần xem tivi, đơn giản rửa mặt quá về sau ngủ rồi. Này một năm, hai huynh muội tổng cộng 64 đồng tiền tiền mừng tuổi, đối tiểu hài tử tới nói, quá xong năm cái này năm mới tính thật sự qua đi, thuộc về bọn họ 1982 năm chân chính đã đến. 1982 năm, theo cải cách mở ra ngày càng gia tăng, Trung Quốc biên giới tiến thêm một bước mở ra, nước ngoài đồ điện sản phẩm bắt đầu đại lượng dũng mãnh vào Trung Quốc, không chỉ có chất lượng dai, giá cả cũng so xí nghiệp quốc hữu sinh sản sản phẩm muốn tiện nghi, một lần trở thành phong trào, bên này giảm bên kia tăng, ở nước ngoài đồ điện lưu hành đồng thời, xí nghiệp quốc hữu tiến vào đê mê kỳ, sản phẩm động lại một lần bán không ra đi, kinh doanh lâm vào khó khăn, báo chí liên tiếp kêu. Gọi cứu vớt xí nghiệp quốc hữu. Cốc Hồng Thanh thừa dịp này của Đông Phong, thuận lợi bắt lấy một cái Nhật Bản đồ điện nhãn hiệu ở Trung Quốc bán ra quyền, phối hợp nàng ưu tú marketing thủ đoạn cùng với đối bản địa thị trường hiểu biết, không đến nửa năm liền liên tiếp ở thành phố Hồng Giang khai tam gia chi nhánh, trực tiếp nhảy thăng vì thành phố Hồng Giang tân duệ dân doanh xí nghiệp long đầu. Cùng cốc Hồng Thanh gia rực rỡ tránh đồng tiền lớn hình thành đối lập chính là, trong đại viện khác gia đình thay đổi liền có vẻ có điểm bình đạm, đại gia còn ở vì tiền bôn ba, nội thành bắt đầu phổ cập khí thang, kêu gọi mỗi nhà mỗi hộ trang bị. Bếp gas muốn lấy tiền, bên ngoài ống dẫn cũng muốn lấy tiền, tính xuống dưới bình quân mỗi hộ quan trang bị hảo khí thang liền yêu cầu hơn 20 đồng tiền, cơ hồ là một gia đình một tháng một phần ba thu vào, lúc sau mỗi tháng dùng gas còn muốn mặt khác giao tiền. Trong đại viện đại gia ngày thường thiêu thang nắm nấu cơm thói quen, thời tiết lạnh còn có thể dùng lò thang sưởi ấm, bếp gas liền trang bị ở phòng bếp một chỗ, chỉ có thể dùng để nấu cơm nấu nước, nhìn qua giống như không như vậy cần thiết trang bị, đối với cái này thay đổi, đại viện vài cái gia đình đều có điểm do dự. Cốc hồng thanh gia là cái thứ nhất trang bị bếp gas, Tô Tuyết Trinh gia là cái thứ hai, theo sau Chu Tâm gia cũng gia nhập, nhân số lập tức liền quá nữa, người trang ta cũng muốn trang, lục tục trong đại viện mỗi nhà mỗi hộ đều trang bị thượng bếp gas. Hiện tại là mùa hè, đã không thể nào dùng đến lò than sưởi ấm, cho nên mỗi lần dùng lò than nấu cơm đều yêu cầu một lần nữa đem than nắm bật lửa, trung gian muốn phí một chút thời gian, trang bị bếp gas về sau, một tá liền có phát hỏa, thực phương tiện, đại gia dần dần cũng từ lúc bắt đầu kháng cự chuyển biến thành hưởng thụ bếp gas mang đến tiện lợi. Giao quân lượng xài khả ái đám người qua cái này mùa hè liền phải đi học tiểu học, đại gia cùng nhau sớm chiều ở chung 3 năm nhiều thời giờ, theo phân biệt nhật tử từ từ tới gần, bình bình an an cũng là càng ngày càng lo âu, tô tuyết trinh cùng sầm bách vì an ủi bọn họ, mua hai chiếc nhi đồng xe đạp, một lam một phấn, bắt đầu dạy bọn họ học kỹ xe đạp. Nhi đồng xe đạp cùng thành nhân bất đồng, đầu tiên độ cao liền lùng rất nhiều, tiểu bằng hữu có thể khống chế thân xe, trừ cái này ra, sau lưng hai sườn cũng có hai cái tiểu nhân phụ trợ luân vô luận như thế nào kỵ đều sẽ không té ngã, thu được xe đạp không đến 3 ngày, hai huynh muội liền sẽ cưỡi, ngẫu nhiên còn sẽ giúp bọn hắn cưỡi xe chạy chân mua đồ vật, tự tại mà ở trong đại viện cùng phụ cận trên đường phố qua lại chuyển động. Bình bình an an luyến tiếc bọn họ, tiểu cúc hoa ban bọn nhỏ đồng dạng luyến tiếc hai người bọn họ, xong xuôi nhập học sinh về sau, xài khả ái ba mẹ chuẩn bị cấp bọn nhỏ tổ chức một hồi long trọng ly biệt sẽ làm năm cái hài tử lại hảo hảo chơi một ngày cùng ngày buổi sáng sầm bách đưa bình bình an an đến sài khả ái gia tham gia tụ hội cười nói hai người bọn họ liền làm ơn các ngươi có việc tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại tụ hội kết thúc ta lại đây tiếp từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu cha mẹ lại là ở cùng cái cục cảnh sát công tác này phân hữu nghị là có thể duy trì cả đời khó được đụng tới nhiều như vậy bạn tốt lương nguyệt vân cũng không nghĩ bọn họ này đoạn hữu nghị liền như vậy chặt đứt có nghĩ thầm đem cái này tụ hội làm tốt này ngươi yên tâm đám hài tử này ta hiểu biết nhất định cho ngươi chiếu cố hảo, buổi chiều 6 giờ lại đây tiếp là được. Hảo, vậy làm ơn ngươi. Sầm bách nói xong câu đó vừa thấy, bình bình an an đã sớm lưu đi vào, liên thanh tái kiến cũng chưa thời gian nói với hắn, hắn cảm khái hài tử trưởng thành, cưỡi xe rời đi. Lương Nguyệt Vân chuyên môn cho bọn hắn an bài ra một cái hoạt động phòng, trên tường còn đánh thượng khí cầu treo ở mặt trên, chính giữa trên bàn bày rất nhiều món đồ chơi cùng kẹo, mặc cho bọn hắn hưởng dụng, bình bình an an mới vừa đi đi vào đã bị vây thượng, sài khả ái nắm an an tay lãnh nàng đi lấy ăn này đó đều là ngươi thích ta chuyên môn làm ba ba đi mua trở về an an nghĩ đến hôm nay qua đi không lâu bọn họ liền phải tách ra nàng vốn là thực thương tâm tới về sau bị đại gia vui sướng không khí cảm nhiễm thực mau nở nụ cười bình bình cũng cùng dưa hấu chơi nổi lên nhảy dây thi đấu cao quân lượng ở một bên giúp bọn hắn đếm hết một phút a à, ai nhảy nhiều nhất là có thể bắt được cái này xe đại đầu tuấn tuấn mới vừa thi đấu xong nhảy dây Uống nổi lên nước trái cây, đại đầu nếm một ngụm, cười nói, cái này không tồi ai. Hắn đem nước trái cây phân đến cái ly, cùng tuấn tuấn cùng nhau bưng cho mặt khác tiểu bằng hữu. An an nhấp một ngụm, có điểm ngọt lại có điểm toan, như là quả nho hương vị. Sài khả ái uống một hơi cạn sạch, đây là ta mẹ mua thạch lựu nước. Uống xong còn có, đại gia tận tình uống. Cao quân lượng bóp biểu, đã đến cuối cùng 30 giây, kêu bọn họ lại đây, đừng uống lạp, mau tới cho bọn hắn cố lên A. An An cười đi tới cấp ca ca cố lên, kêu cái không ngừng, cố lên cố lên. Sài Khả Ái tự nhiên đi theo hảo tỷ muội lựa chọn, đi theo nàng cùng nhau cấp bình bình cố lên, đại đầu cùng tuấn tuấn thấy thế cấp dưa hấu cố lên, trong lúc nhất thời, không khí phi thường náo nhiệt. Thi đấu thực mau phân ra thắng bại, bình bình thắng. Cao quân lượng đem tượng trưng cho quán quân xe đồ chơi đưa cho hắn, cao giọng hô, chúc mừng ngươi. Cái này xe đồ chơi kỳ thật không tính cái gì thực hiếm lạ món đồ chơi. Cùng khoảng bình bình cũng có mấy cái, bất quá trước mắt cái này đối hắn ý nghĩa phá lệ bất đồng, hắn cười nhận lấy món đồ chơi, lôi kéo dưa hấu cùng đi uống nước, thạch lựu nước hảo uống, er không một lát liền bị đại gia phân xong rồi. Lương Nguyệt Vân lại đây cho bọn hắn thiếp dưa hấu, ta chuyên môn ở nước lạnh băng hai cái giờ, ăn tuyệt đối băng băng lương lương, phi thường ngon miệng. Cao quân lượng nhìn đến đại nhân như vậy sủng bọn họ, được một tất lại muốn tiếng một thước, trực tiếp hỏi, Lương A Di, ta có thể ăn kem sao? Dưa hấu nào có kem ăn ngon? Hắn lời nói mới vừa nói ra, nhanh chóng được đến đại gia nhất trí tán đồng, liên tiếp đi theo nói, ta cũng muốn. Ta cũng muốn ăn. Còn có ta. Cả đời cũng liền ngày này, ý nghĩa phi phàm, Lương Nguyệt Vân thấy thế cũng không thiết dưa hấu, sản khoái đáp ứng xuống dưới, có thể. Hảo gia. Các bạn nhỏ nháy mắt tụ tập lên muốn đi ra ngoài mua kem, ra cửa lạp. Kem kem ta tới nhiều như vậy hài tử cùng nhau đi ra ngoài không hảo quản, còn không bằng nàng một cái đại nhân đi mua trở về, Lương Nguyệt Vân vội vàng ôm xuống dưới, các ngươi tại đây chờ, ta đi mua. Muốn ăn cái gì khẩu vị nói cho ta. Đại gia sôi nổi đem muốn ăn kem nói cho Lương Nguyệt Vân, cung tiêu xả cách bọn họ ra không xa, Lương Nguyệt Vân chính mình cầm tiền đi ra ngoài mua kem. Nàng vừa đi, hiện trường không khí an tĩnh trong chốc lát, dưa hấu quá lớn, bọn họ không quá dám thiết, thạch lựu nước lại uống xong rồi, dưa hấu nhảy xong thằng thực khác, vừa mới non nửa ly căn bản không giải khác, hắn lại hỏi xài khả ái, còn có đồ uống sao? Có. Phòng bếp còn có đâu? Ta đi lấy. Xài khả ái lôi kéo an an đi phòng bếp, dẫm lên ghế mở ra trên cùng tủ bát, bên trong thả tam đại bình đồ uống, có màu tím, có màu vàng, còn có màu đỏ, nàng nhất thời không biết muốn tuyển cái nào. Dò hỏi An An ý kiến, này ba cái ngươi tưởng uống cái nào? An An suy nghĩ một chút, chỉ vào nhất bên phải đồ uống nói cái kia màu tím đi nhìn nhan sắc rất đẹp được rồi sài khả ái thanh âm vui sướng lót chân đem kia bình màu tím đồ uống ôm xuống dưới khẳng định thực hảo uống an an để sát vào cái mũi nghe nghe cảm giác có loại quả mùi hương giống như còn trộn lẫn một tia quen thuộc gây mũi vị loại này hương vị nàng ở ăn tết trên bàn cơm thường xuyên sẽ ngửi được đi theo mặt sau tò mò hỏi đây là cái gì hương vị a à? sài khả ái quay đầu lại triều nàng cười hắc hắc còn có thể là cái gì vị? Hảo uống hương vị lạc. Là... Chương 151 chương 151 Nghe được Sài Khả Ái nói như vậy, An An cũng không quan tâm, hùng dũng oai vệ, khí phách khi ngang đi theo đi, ngữ khí phi thường dũng cảm, uống. Sài Khả Ái quang một tiếng đem chuyển đến đồ uống phóng tới trên bàn, chiêu đãi mọi người đều lại đây uống, đếm thử cái này, nhất định thực hảo uống. Trang màu tím đồ uống chính là một cái hình tròn pha lê vại, cũng không có gì đóng gói, không giống như là cung tiêu xả bán đồ uống. Cao Quân Lượng nhìn hạ cũng không tìm được nhãn hiệu danh. Rốt cuộc là ở đây tuổi tác lớn nhất hài tử, hắn hơi chút có chút cảnh giác, quay đầu hỏi Sài Khả Ái, này có thể uống sao? Có thể uống a, à, ta mẹ nói tủ bác đồ uống đều có thể uống. Sài Khả Ái xem hắn không tin, lập tức muốn đem pha lê vại mở ra, tay nhỏ đi ninh nắp bình. Một bên ninh một bên nói, chờ ta mở ra làm ngươi nghe nghe. Nàng hồng hộc ninh vài hạ, lăng là ninh không khai ngược lại ninh đắc thủ đều đau sắc mặt đỏ lên nói này như thế nào như vậy khẩn cao quân lượng nhìn không được ta giúp ngươi sài khả ái đem vị trí làm ra tới cao quân lượng duỗi tay đi ninh đầu hai hạ cũng không vặn ra hắn cau mày đem sức lực đều tụ tập tới tay thượng dùng toàn thân sức lực lại đi ninh cái này cuối cùng vặn ra nắp bình mới vừa bị mở ra một cổ nồng đậm quả vị hỗn hợp trụ hương ở trong nhà tràn ngập mở ra chợt vừa nghe có điểm hướng cái mũi nhưng tế nghe lại có thể cảm giác được nhẹ nhẹ vị ngọt. Pha lê vậy thực trọng một cái, không có phương tiện ôm đảo ra tới, xài khả ái trực tiếp dùng cái muỗng cho đại gia mút, một người phân một ly. Cái này khí vị đối tiểu bằng hữu tới nói có điểm xa lạ, mọi người đều đối loại này màu tím đồ uống rất tò mò, bình bình bưng lên cái ly thử tính mà nhấp khẩu, vị hơi sáp, dư vị là ngọt, hắn tráng lá gan trực tiếp uống một hớp lớn, kết quả này một ngụm đi xuống, cái mũi cùng ít hầu phản phất đều ở bốc hỏa cùng nước trái cây hoàn toàn bất đồng, lại mở miệng thanh âm cũng có chút ách, này không hảo uống. Uống lên còn có thể biến thanh A. Dưa hấu cảm giác này đồ uống hảo thần kỳ. Quyết đoán bưng lên uống một ngụm, phản ứng cùng bình bình không sai biệt lắm, nhưng hắn cảm giác loại này vị còn rất mới lạ, lại thử một ngụm, kết quả càng uống càng phía trên, có thể nha, ta cảm thấy khá tốt uống. Có bọn họ hai cái đi đầu, kế tiếp mấy cái tiểu bằng hữu đều uống lên lên, vừa mới bắt đầu là một ngụm một ngụm nhấp, sau lại chậm rãi là một mồm to một mồm to uống thực mau đại gia liền đem một ly uống xong rồi an an cũng uống một ly uống xong về sau cảm giác đầu có điểm choáng váng cả người vô lực muốn ngủ nàng ngồi xuống trên ghế mơ màng sắp ngủ sài khả ái một ly không tận hứng lại đổ một ly lôi kéo nàng tiếp tục uống an an đừng ngủ a à, lại đến một ly ta buồn ngủ quá a à. an an xoa xoa đôi mắt dương mắt nhìn về phía nàng ngạc nhiên phát hiện sài khả ái tự nhiên có hai cái đầu một tả một hữu, nàng kinh ngạc hỏi, tiểu ái, ngươi như thế nào có hai cái đầu? Sài khả ái đã uống choáng váng, cười ha ha, vương mười cái ngón tay cho nàng xem, ngu đi, ta kỳ thật có mười cái đầu. Cao quân lượng không nghĩ tới cái này màu tím đồ uống tốt như vậy uống, để nhất ly không cảm giác, mặt sau là càng uống càng hảo uống, thân mình lão đảo triều sài khả ái đi tới, ta cùng ngươi nói a, à, ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, cái này đồ uống là từ đâu mua, ta cũng muốn mua. Sài khả ái đôi mắt đều thẳng, hảo. Dưa hấu mặt uống đỏ, nắm cái ly, cũng không biết từ nào học tư thế, quá hai ngày chúng ta liền phải đi học tiểu học, về sau đại gia khả năng không quá có thể thường xuyên gặp được, nhưng là, chúng ta tiểu cúc hoa ban là cả đời hảo bằng hữu. Đại đầu đi theo kêu, bạn tốt. Sài khả ái dơ lên ly, đối. Bạn tốt. Đại gia cùng nhau uống. Bình bình không quá thích cái này hương vị, nhưng là xem mọi người đều ở uống, như vậy náo nhiệt hữu hảo không khí hạ hắn không hảo vỗ đại gia mặt mũi bưng lên cái ly đi theo uống lên mấy khẩu thực mau liền hôn mê an an cũng uống say đôi kéo xài khả ái tay một cái kính nói thượng tiểu học về sau ngươi cũng không thể đã quên ta ngươi cũng là xài khả ái ôm lấy an an gào khóc ở men say thúc đẩy hạ đại gia tình cảm đều ức chế không được cho nhau ôm bằng hữu kể ra phân biệt bi thương lương nguyệt vân vô cùng cao hứng sách theo kem trở về nghĩ đến trong. Phòng tiểu thèm miêu, còn chưa tới cửa liền kêu bọn họ, kem mua đã về rồi. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, các bạn nhỏ cũng không có chạy ra nên đón kem, ngược lại là nàng nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, đây là nàng khoảng thời gian trước những rượu nho. Lương Nguyệt Vân khoảng thời gian trước dùng một lần làm năm bình lớn rượu nho, phóng rượu tủ bác không bỏ xuống được, nàng liền đem trong đó một lọ dịch tới rồi mặt trên đi, nàng trong lòng biết không ổn, hỏng rồi. Lương Nguyệt Vân đẩy cửa ra vào nhà liền nhìn đến bọn họ năm cái hài tử cho nhau ôm nhau khóc, trong phòng đều là rượu nho vị, bọn nhỏ mặt đều hồng hồng, huyên thuyên nói cái gì, hiển nhiên đều uống say. Ai da ta trời ạ. À? Đây đều là chuyện gì a? À? Các ngươi như thế nào sẽ uống rượu? Lương Nguyệt Vân đầu đều ngốc, đám hài tử này nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 7 tuổi, cư nhiên ở nhà bọn họ uống xong rượu, này nếu như bị hài tử người trong nhà biết chỉ sợ muốn mắng chết nàng lương nguyệt vân cầm lấy trên bàn đã bị uống lên hơn phân nửa rượu nho bất đắc dĩ mà bưng kính đầu hảo hảo ly biệt yến này làm cho chuyện gì xem là ta mẹ sài khả ái cười đến ngốc hề hề còn cùng bằng hữu giới thiệu chính mình thân mụ lương nguyệt vân nhìn đến loại này cảnh tượng có khổ nói không nên lời ta tích cái ngốc khuê nữ a à, ngươi nhưng đem mẹ ngươi ta hại thảm sự tình đã đã xảy ra hối hận cũng vô dụng nàng chỉ có thể mau chóng làm bọn nhỏ giải rượu đám hài tử này đều uống say bên người không thể không ai nhìn, Lương Nguyệt Vân chạy nhanh đi tìm hàng xóm La Lan Phân, làm ơn nàng, thím, người giúp ta đi phòng thám mua điểm đường Gluco trở về. Giống nhau đường Gluco đều là ăn tết ứng đối uống say dùng, La Lan Phân theo bản năng cảm thấy là xài đại huy uống rượu, tiếp nhận nàng trong tay tiền, thuận miệng hỏi câu, đại huy lại uống say lạp. Không phải, là kia giúp tiểu hài tử, trọng uống lên ta chính mình làm rượu nho. Lương Nguyệt Vân đều mau khóc, cầu nàng nhanh lên đi, thím, người mau đi giúp ta mua đi. La Lan Phân vừa nghe nàng nói như vậy, cầm tiền chạy nhanh đi phòng khám mua đường Gơ lưu Lương Nguyệt Vân lại trở lại phòng, năm cái hài tử đã ngồi không yên, uống say làm gì đều có, cao quân lượng cùng tuấn tuấn trên mặt đất thi đấu lăn lộn, xài khả ái cùng an an ôm nhau nị nị oai oai, dưa hấu ở hủy đi đường túi, bởi vì uống say, tầm nhìn đồ vật đều ở hoảng, hắn chết sống hủy đi không khai, một bên mắng một bên khóc, bình bình hít mắt mơ màng sắp ngủ, thiếu chút nữa muốn từ trên ghế ngã xuống lương nguyệt vân lập tức tiếp được bình bình trực tiếp làm hắn dựa vào trên tường lại đem mặt khác bốn cái hài tử đều sách lại đây ngồi ở cùng nhau nàng đi đổ điểm nước ấm theo thứ tự cấp bọn nhỏ uy thủy uy thủy thời điểm bọn nhỏ cũng không thành thật đều không uống thủy tuấn tuấn điên cuồng lắc đầu nhìn nàng cầm cái muỗng tưởng giống ba mẹ giống nhau cho hắn uy đau khổ dược chết sống không há mồm không có biện pháp a à, đây là vì các ngươi suy nghĩ vì mau chóng giải rượu lương nguyệt vân không có biện pháp trực tiếp bẻ ra hắn miệng bắt đầu uy thủy thật vất vả năm cái hài tử đều uống lên điểm nước la lan phân mua đường gluco cũng đã trở lại nàng bay nhanh mở ra đóng gói hộp tay một bẻ đường gluco cái chai liền khai mau 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 cho bọn hắn uống một chút uống điểm thì tốt rồi cảm ơn thím lương nguyệt vân tiếp nhận đường gluco bắt đầu uy bình bình la lan phân xem nàng lo liệu không hết quá nhiều việc cũng lưu lại hỗ trợ hai người hợp tác dưới thực mau khiến cho mỗi cái hài tử đều uống thượng đường gluco uống lên đường lại uống nước xong tiểu bằng hữu cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới, bất quá cũng bởi vậy chuyển biến vì khó chịu hình thức, bắt đầu tìm ba mẹ. Lương Nguyệt Vân đứng lên, đem bọn nhỏ tạm thời phó thác cấp La Lan Phân, thím, ngươi tại đây giúp ta nhìn bọn họ, ta đi đem phòng thu thập một chút, làm cho bọn họ ngủ một lát. Ngày lễ ngày Tết, nam nhân gian khó tránh khỏi muốn uống chút rượu, nhà ai không một hai cái con ma men, La Lan Phân mỗi năm đều phải xử lý một lần, đối này cũng quen thuộc, hảo, ngươi mau đi đi, uống say liền phải ngủ một lát mới được. Có nàng ở Lương Nguyệt Vân cũng yên tâm, chạy nhanh đi thu thập giường đệm, một bên trải giường chiếu một bên còn đang suy nghĩ đợi chút rốt cuộc muốn như thế nào cùng này đó hài tử gia trưởng giải thích, không quan tâm nói như thế nào, nàng có một cái giám thị bất lực trách nhiệm. Hiện tại là mùa hè, giường cũng không cần như thế nào phô, bất quá tiểu hài tử làng da mảnh mai, vẫn là muốn ở chiếu thượng phô một chiếc giường đơn, sợ bọn nhỏ nhiệt, Lương Nguyệt Vân còn đem quạt dọn lại đây. Thu thập hảo về sau, nàng lại lập tức cùng la lan phân cùng nhau đem năm cái hài tử ôm đến trên giường ngủ đường Cô dùng một lần không thể uống quá nhiều nhưng vì làm rượu mau chóng pha loãng ra tới lương nguyệt vân lúc sau lại nhiều lần cấp bọn nhỏ uy thủy nhìn đến bọn họ đều ngủ rồi mới hơi chút buông xuống một chút tâm lương nguyệt vân thở dài đối la lan phân nói hôm nay thật là vất vả ngươi nếu không phải ngươi ở ta chính mình một người thật là có vội la lan phân xua xua tay tạ gì việc nhỏ lương nguyệt vân đưa nàng về sau theo sau ngồi ở trên ghế nhìn bọn nhỏ, thời khắc quan sát bọn họ thân thể trạng thái, không quá 10 phút, uống nước quá nhiều di chứng ra tới, bọn nhỏ một người tiếp một người tỉnh, muốn đi về C Này đó hài tử hiện tại đầu không đủ rõ ràng, đi đường cũng không vững chắc, Lương Nguyệt Vân sợ rơi vào trong vê đúc C mặt, từng cái đi theo bọn họ, thượng xong vê lại đưa về tới, một phen lăn lộn vội xuống dưới, nàng cả người cả người trở ra đều là hãng, trên người giống bị vũ xối quá giống nhau, cũng may bọn nhỏ trạng thái ổn định xuống dưới, đã ngủ say. Lại tỉnh lại đã là buổi chiều 2 điểm, Bình Bình cảm giác cả người khó chịu, đầu rất đau, trên người cũng không sức lực, bụng còn rất đói bụng, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, ưng ư một tiếng. Lương Nguyệt Vân nhìn đến hắn tỉnh đã đi tới, quan tâm hỏi, đầu còn đau không? Có điểm đau. Bình Bình nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình ở vào một cái xa lạ trong phòng, bên cạnh An An ngủ đến chính thục, mặt khác ba cái bàn hữu cũng đều không tỉnh hắn còn nhớ rõ chính mình cuối cùng ý thức là cùng đại gia cùng nhau uống kia ly màu tím đồ uống, hắn bắt lấy đầu, thanh âm hơi khàn, hỏi lại nàng, chúng ta làm sao vậy? Là cái kia màu tím đồ uống có vấn đề sao? Bình bình là cái thứ nhất tỉnh lại người, Lương Nguyệt Vân suy đoán khả năng hắn uống đến tương đối thiếu, biểu tình ấy nấy, cùng hắn giải thích nói, kia không phải đồ uống, cái kia đồ vật kêu rượu, là ta làm rượu nho, ta đi thời điểm quên nói cho tiểu ái kia đồ vật không thể uống lên, là A-di sơ ý, một không cẩn thận phóng tới đồ uống tủ bát bên trong. các ngươi như thế nào sẽ uống đến rượu a? À? Bình Bình biết rượu trắng, mỗi năm ăn Tết bọn họ đi chúc Tết thời điểm trên bàn cơm luôn có người sẽ uống rượu trắng, cái kia hương vị thực gây mũi, hương vị cũng rất khó nghe. hắn không nghĩ tới còn có một loại nghe ngọt rượu là rượu nho. hắn cao mày trả lời, trong phòng không có đồ uống, cho nên Tiểu Ái cùng An An đi phòng bếp tìm đồ uống, liền dọn kia bình rượu trở về. Lương Nguyệt Vân cuối cùng hiểu biết sự tình ngọn nguồn xem hắn biểu tình khó chịu quan tâm hỏi đói bụng đi ta đi cho ngươi điểm cuối cháu lại đây ăn một chút gì sẽ thoải mái rất nhiều bình bình gật đầu lương nguyệt vân đem bọn họ ngủ trong lúc làm tốt táo đỏ nấm tuyết cháo bưng tới suy xét đến hắn hiện tại thân thể không thoải mái lấy quá cái muỗng muốn uy bình bình hống nói tới há mồm. bình bình hai tuổi về sau liền rất thiếu làm người trong nhà uy không quá thuộc a di hắn càng là không thích ứng hắn kiên trì nói ta chính mình có thể có điểm năng vậy ngươi từ từ ăn lương nguyệt vân cầm chén đưa tới trên tay hắn thổi một chút lại ăn bình bình một tay đoan chén một tay lấy muỗng từ từ ăn lên cháu thực hảo uống nhưng hắn lúc này ăn uống không tốt lắm ăn non nữa chén liền có điểm ăn không vô nữa nhưng vì không lãng phí lương thực vẫn là kiên trì một chút ăn lương nguyệt vân quay đầu nhìn về phía hắn trước mặt tiểu thiếu niên ngũ quan nhu hòa lại sinh một đôi hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn gia tăng rồi vài phần lanh lợi khí chất nổi bật tựa không phải thế gian người. Lương Nguyệt Vân nhìn không cấm cảm khái, như vậy tiểu đứa nhỏ này liền sinh đến đẹp như vậy, chờ về sau trưởng thành, chỉ sợ tuyệt đối có thể mê đảo không ít thiếu nữ. Lại vừa thấy ngủ an an, ở kia một loạt trong bọn trẻ mặt, liếc mắt một cái trước nhìn đến chính là nàng, hàng mi dài tiểu kiều mũi, da bạch như ngọc. Bọn họ hai huynh muội một cái lớn lên sau một cái đẹp, cha mẹ trên mặt ưu điểm tất cả tại bọn họ trên người tập hợp. Bình Bình cảm giác được Lương Nguyệt Vân vẫn luôn đang xem chính mình, cơm nước xong hắn theo bản năng đứng dậy muốn cầm chén đưa về phòng bếp, Lương Nguyệt Vân chạy nhanh nhận lấy, ngươi lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chén ta đi phóng. Bình Bình nói thanh tạ, trở về xem muội muội, An An còn ở ngủ, uống xong cháo hắn cảm giác bụng không như vậy không, cũng hơi chút có một chút sức lực, bất quá đầu vẫn là rất khó chịu, lại ngủ trở về. Lại qua hơn một giờ, khoảng cách bọn họ ngủ xuống dưới đã qua hơn bốn giờ, khắc tiểu bằng hữu lục tục cũng đều tỉnh, Lương Nguyệt Vân cấp bọn nhỏ uy cháo, lại làm cho bọn họ uống lên điểm đường glucose. Trụ tỉnh về sau mọi người đều ngốc, không biết muốn làm cái gì, ngốc lăng lăng mà ngồi ở trên giường, từng cái đôi mắt đều mất đi tiêu điểm, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Lương Nguyệt Vân xem tình huống này biết ly biệt yến không thể thực hành được nữa, vẫn là mau chóng thông tri người trong nhà làm cho bọn họ lại đây tiếp hài tử, nàng tạm thời sai khiến tương đối bình tĩnh thanh tĩnh bình bình nhìn đại gia, chính mình chạy chậm đi buồn điện thoại nơi đó cấp mặt khác bốn người nhà gọi điện thoại bọn họ lưu điện thoại đều là gia phụ cận buồn điện thoại điện thoại đánh tới bên kia đi buồn điện thoại người đi thông tri xong lại trở về nói cho nàng chờ bốn người nhà toàn bộ thông tri xong đã là nửa giờ đi qua chỉ còn tô tuyết trinh cùng sầm bách không liên hệ đến người lương nguyệt vân đi trở về tới hỏi bình bình an an người ba mẹ đâu hôm nay không ở nhà a à? không ở nhà hôm nay bọn họ cùng đi công viên hải dương Khó được bọn họ hôm nay không ở nhà, Bình Bình An An tưởng cũng biết ba mẹ khẳng định quá hai người thế giới đi, bọn họ hiện tại cũng an toàn, không vội mà tiếp trở về, An An đối Lương Nguyệt Vân nói, không có việc gì, chờ 6 giờ sẽ qua tới. Lương Nguyệt Vân buồn bực, đi công viên Hải Dương không mang theo các ngươi à? Không mang theo. Bình Bình lắc đầu, có thể không mang theo liền không mang theo, ta ba tương đối thích cùng ta mẹ đãi ở bên nhau. Lương Nguyệt Vân biết bọn họ hai vợ chồng kết hôn 6 năm nhiều cảm tình có thể bảo trì tốt như vậy còn rất ngoài ý muốn, nàng cười một cái, hiện tại bốn điểm nhiều, cũng mau 6 giờ, chờ không được bao lâu. Thực mau, để nhất gia tới đón hài tử gia trưởng tới rồi, là tuấn tuấn mụ mụ trần ái cúc, Lương Nguyệt Vân cùng nàng giải thích hạ uống rượu sự tình trải qua, thật sự ngượng ngùng, vốn dĩ vui vui vẻ vẻ làm tụ hội kết quả nháo thành như vậy. Tiểu hài tử sao, khó tránh khỏi. Trần Ái Cúc cười cười, đem Tuấn Tuấn ôm lên, cái trán chạm chạm nhi tử đầu, cảm giác có điểm nhiệt, nhìn tuấn tuấn trạng thái cũng không tốt lắm, nàng nghĩ nhanh lên về nhà, cùng nàng cáo từ, kia hành, chúng ta liền đi về trước. thật ngượng ngùng a, à. lương nguyệt vân đưa bọn họ ra cửa còn ở xin lỗi, xài khả ái tránh ở mụ mụ chân mặt sau, nghĩ đến là bởi vì chính mình làm đại gia uống xong rượu mới đưa đến như vậy, trong lòng thực ấy nấy. cái thứ hai tới chính là cao trường đông, đối mặt loại tình huống này liền càng không sao cả, còn an ủi nàng, không có việc gì, tiểu hài tử đều như vậy lúc này dài quá trí nhớ là được. Cao quân lượng cũng bị tiếp đi rồi, tiếp theo là đại đầu cùng dưa hấu người trong nhà, cuối cùng chỉ còn lại có bình bình an an, hai huynh muội cùng xài khả ái cùng nhau ngồi ở cửa phát ngốc, xài khả ái sụ mặt, vốn dĩ buổi chiều chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, cũng chưa ăn thượng, đều do ta, nếu là ta không ôm rượu nho cho đại gia uống thì tốt rồi. Không trách ngươi nha, rượu nho là ta tuyển. An an vỗ vỗ nàng bả vai, là ta nói màu tím đồ uống nhan sắc tương đối đẹp ngươi mới tuyển. Sài khả ái nghe nàng nói như vậy, càng không bỏ được cùng An An tách ra, An An ngươi thật tốt. Ly biệt yến liền ở đại gia uống say lúc sau lăn lộn trung vượt qua, cùng kế hoạch kém khá xa, nhưng cũng hứa nhân sinh tựa như ba ba thường xuyên nói như vậy luôn có tiếc nuối đi, bình bình nhìn nàng nói, về sau còn có cơ hội tụ, chúng ta chỉ là tạm thời không ở một cái trường học, chờ chúng ta hai về sau cũng thượng tiểu học đại gia không phải lại ở bên nhau sao. An An cũng cười nói, hơn nữa ta sẽ kỵ xe đạp, về sau có thể thường xuyên kỵ xe đạp tới nhà ngươi tìm ngươi chơi. Sài khả ái cảm động mà ô ô lưu nước mắt. Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách đến thời điểm liền nhìn đến chỉ có bọn họ ba người ngồi ở cửa này cùng bọn họ trong tưởng tượng ly biệt yến không giống nhau a. À, Sầm Bách sửng sốt, các ngươi ba cái ngồi cửa làm gì? Nhìn đến ba ba đầy mặt hồng quang, mặt mày mang cười biểu tình bình bình liền biết này một chuyến ba mẹ tuyệt đối chơi thật sự vui vẻ. Hắn đứng lên giải thích nói kết thúc chúng ta không cẩn thận lầm uống lên rượu nho hôn mê cả ngày. Tô Tuyết Trinh không thể tin được, kinh ngạc hỏi, uống rượu. Lương Nguyệt Vân ở phòng bếp nghe được nói chuyện thanh âm đi ra, chạy nhanh cùng bọn họ lại giải thích một lần, Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách thế mới biết sự tình ngọn nguồn, Lương Nguyệt Vân làm trận này ly biệt yến là hảo tâm, nháo thành như vậy mọi người đều không nghĩ tới, trách nhiệm cũng không được đầy đủ ở nàng, bọn họ hai vợ chồng cũng không đành lòng trách cứ, Tô Tuyết Trinh hướng nàng cười một cái, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không cần quá ấy nấy, về sau chúng ta nếu muốn làm Loại này cùng loại tụ hội còn phải hướng ngươi lãnh giáo kinh nghiệm đâu Lương Nguyệt Vân Kim Tốn nói Nào có cái gì kinh nghiệm Tới rồi phải rời khỏi thời điểm Bình bình an an phân biệt cùng xài khả ái ôm một lát Xài khả ái cái mũi nhất trừ nhất trừ Khục khịch không ngừng Về sau các ngươi muốn thường tới tìm ta chơi a à? An an trịnh trọng hứa hẹn Nhất định sẽ Cho nhau nói tái kiến về sau Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách mang theo bình bình an an về nhà trận này say rượu dẫn tới hai huynh mỗi lúc sau hai ngày tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, khoảng vài thiên tài khôi phục. Qua 9 tháng, Sài Khả Ái cao quân lượng đám người nên đón bọn họ ở nhà trẻ lễ tốt nghiệp, một cái ba người chụp ảnh chung để lại niệm, lúc sau tiểu Cúc Hoa ban 6 tuổi trở lên tiểu bằng hữu toàn bộ thượng tiểu học. Này một năm mùa thu bình bình an an quen thuộc rất nhiều người đều bắt đầu rồi nhân sinh tân giai đoạn, tỷ như cô cô sầm mai năm nay sơ tam, muốn chuẩn bị học lên khảo thí, nàng tưởng khảo thành phố Hồng Giang tốt nhất cao trung, vì thế muốn càng thêm nỗ lực học tập, từ đây liền không hề giống phía trước giống nhau mỗi tuần lại đây tìm bọn họ chơi, thường thường một tháng mới đến một lần. Trong đại viện Tiền Hải cùng Lương Ân Dương tại đây một năm thăng vào sơ trung, Vu Bối Ni cũng bắt đầu học tiểu học năm nhất. Vu Bối Ni tuy rằng thả học còn sẽ cùng bình bình an an cùng nhau chơi, nhưng là thường thường mới vừa chơi hơn 10 phút, hứa thanh thanh liền kêu nàng trở về làm bài tập. Bình bình an an rõ ràng có thể cảm giác trước mắt bằng hữu trên người tự hồ nhiều một chút áp lực, không hề giống quá khứ khoái hoạt như vậy. Mà này tháng 1 năm 1 2 tháng, nhất lệnh mọi người khiếp sợ tin tức chính là kế hoạch hóa gia đình bị viết vào hiến pháp, quy định một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử, qua đi thành phố Hồng Giang vẫn luôn có ở tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình chính sách, nhưng lúc ấy không có cưỡng chế tính nói cần thiết chỉ có thể sinh một cái hài tử, nhiều lắm chỉ là đề xướng. Nhưng hiện tại viết tiếng hiến pháp kia phân lượng liền không giống nhau, đặc biệt đối với quốc gia đơn vị công nhân viên chức tới nói, nếu mạo hiểm sinh nhị thai, Công tác đều sẽ ném, toàn thị cũng ở nghiêm khắc đã kích sinh nhị thai hành vi. Có người vui mừng có người ưu, này một chính sách thực hành, làm mỗi cái gia đình đều ý thức được tương lai chỉ có thể có một cái hài tử, ở cái này tiền đề hạ, mỗi một cái nhi đồng sinh mệnh khỏe mạnh đều trở nên trân quý, mà làm chuyên vì nhi đồng trị liệu nhi khoa bệnh viện cũng bị coi trọng lên. Bác ước đại học phụ thuộc nhi khoa bệnh viện thậm chí lần hai nguyệt phải tới rồi chính phủ chi ngân sách, tân sinh nhi y siêu phòng bệnh cũng trước tiên kiến thành trọng chứng giám hộ đội ngũ tổ kiến hoàn thành. Nhi đồng ở trưởng thành trong quá trình được đến coi trọng là chuyện tốt, nhưng quá mức coi trọng đồng thời ý nghĩa gây đến bọn họ bác sĩ trên người áp lực cũng càng ngày càng nặng, vốn dĩ tiểu nhi ngoại khoa lượng công việc liền không ít, còn một chính sách thực hành về sau, lượng công việc kịch liệt bò lên, một thò đầu ra đã bị bệnh nhi người nhà bắt lấy, có thể đúng hạn ăn cơm đều là vọng tưởng, tô tuyết trinh mỗi ngày tăng ca thời gian cũng so với phía trước dài quá. Thứ hai tổ sẽ, đại gia tụ ở bên nhau tham thảo huyết khí ngực bệnh nhi ca bệnh, bệnh nhi năm nay 9 tuổi, tên là Vân Ân Lợi, thượng chu ở lớp đi học thời điểm đột nhiên xuất hiện kịch liệt ngực đau hô hấp khó khăn bệnh trạng, nhập viện sau tiến hành rồi cấp cứu, đưa đến tiểu nhi ngoại khoa. Vân Ân Lợi là đái kim hải người bệnh, hắn đứng lên, trầm giọng nói, Ân Lợi bệnh trạng so nhẹ, cho nên trước mắt cho hắn chủ yếu là bảo thủ trị liệu, năm hào ta đã cấp Ân Lợi làm khoan bụng bế thức dẫn lưu bài xuất tích huyết hòa khí thể, nhưng không biết vì cái gì, hắn hôm nay lại lần nữa xuất hiện ngực đau cùng ho khang tình huống ngược lại càng nghiêm trọng hiện tại ta hoài nghi là lá phổi nguyên tính phổi u nang khuyết khí ngực bệnh trạng nhẹ nói bảo thủ trị liệu liền có thể giống nhau trị liệu về sau sẽ được đến rất lớn chuyển biến tốt đẹp sẽ không xuất hiện tăng thêm tình huống khách từ phượng ngẩng đầu lên hỏi câu xác định không phải phổi tắc máu sao đái kim hải lắc đầu không phải cái này ta ở tiếp khám thời điểm liền bài trừ quá phổi tắc máu cái này là ân lợi bộ ngực ít tuyến cùng CT kiểm tra, đại gia có thể xem một chút. Vưu Khai Nguyên nhìn kỹ một lát, cái này xác thật như là phế quản nguyên tính phổi u nang A. Tô Tuyết Trinh ngẩng đầu xem bộ ngực ít tuyến phiến, hắn cái này ít tuyến phiến còn rất hiếm thấy, túi có hình tròn cũng có hình trứng, lớn nhỏ cũng không giống nhau, một bên phổi giả đã tràn ngập. Chương 152 chương 152 Đệ nhất trương là bộ ngực ít tuyến phiến kiểm tra, đệ nhị trương là CT, từ trên bảng vẽ mặt rõ ràng có thể nhìn đến có bao nhiêu cái đường kính ở vừa đến 2cm mỏng vách tường tiểu túi, có điểm giống tổ ông trạng. Tình huống xa so với bọn hắn ngay từ đầu dự đánh giá muốn phức tạp, Tô Tuyết Trinh nhất thời cũng có chút lưỡng lự. Đái Kim Hải trả lời vưu khai nguyên, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi là phế quản nguyên tính phổi u nan chính là phế quản viêm tính phổi u nan chủ yếu biểu hiện là lặp lại phổi bộ cảm nhiễm cùng thực quản chịu áp này hai cái phương diện thực quản chịu áp sẽ dẫn tới nuốt khó khăn ân lợi ở ẩm thực phương diện vẫn là bình thường. Bọn họ hiện tại nghĩ đến cơ bản đều bị bài trừ, Hách Từ Phượng cũng buồn bực, cái này phiến tử sát thật hiếm thấy. Đại gia quay chung quanh Vân Ân Lợi ca bệnh lại thảo luận hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định cho hắn gia tăng kiểm tra, Trương Hiểu trung dặn dò Đái Kim Hải, cấp Vân Ân Lợi chụp một chút tăng cường CT, kiểm tra có hay không ổ bệnh cung huyết là đến từ sự lưu thông của máu. Chờ kết quả ra tới chúng ta lại xem. Đái Kim Hải gật gật đầu. Vân Ân lợi ca bệnh thảo luận kết thúc, đại gia lại bắt đầu khác ca bệnh thảo luận. Này hội nghị thường kỳ tổng cộng có ba cái ca bệnh yêu cầu thảo luận, toàn bộ thảo luận kết thúc. Một giờ đi qua, đại gia cũng muốn trở về bắt đầu chuẩn bị phòng khám bệnh. Tô Tuyết trên hội nghị kết thúc cũng suy nghĩ vừa mới Vân Ân lợi ca bệnh, nàng tổng cảm giác phía trước giống như nghe qua cùng loại bệnh trạng, nhưng nhất thời lại có điểm nghĩ không ra rốt cuộc là ở đâu nghe được. Hội nghị kết thúc về sau nàng chạy chậm đuổi kịp Đái Kim Hải, nhẹ giọng hỏi hắn. Vân Ân lợi năm nay xác thật là chín tuổi sao? Có hay không hư báo tuổi tác khả năng? Cái này hẳn là không có, xem hắn thân cao thể trọng đều phù hợp cái này tuổi tác, hơn nữa hắn cha mẹ cũng không đến mức nói dối tuổi tác. Đái Kim Hải cho rằng nàng có tân ý nghĩ, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Giống như ở đâu nghe nói qua cùng loại ca bệnh, nhưng ta nghĩ không ra ở đâu nghe. Tô Tuyết Trinh lúc này vô cùng xác định chính mình tuyệt đối ở đâu xem qua hoặc là nghe qua cùng loại ca bệnh nhưng nàng chính là chết sống nghĩ không ra, biểu tình cũng phi thường ảo não, ta ngày thường trí nhớ khá tốt, nhưng gần nhất khả năng bận quá, nghỉ ngơi không tốt lắm, đầu óc cũng không phía trước như vậy linh hoạt rồi. Nếu có thể phát hiện cùng loại ca bệnh, đối bọn họ tuyệt đối vô cùng hữu ích, đái kim hải suy nghĩ hạ hỏi, có phải hay không ngươi ngày thường xem nào đó tư liệu mặt trên viết? Tô Tuyết Trinh Cũng không xác định, hình như là đi, ta trở về tìm xem. Nếu có thể tìm được nói kịp thời đem mới nhất tin tức nói cho ngươi đái kim hải cười cười hành phiền toái ngươi tô tuyết trinh được một tiếng cùng hắn phân biệt trở về từng người phòng khám bệnh tuy rằng trong lòng nhớ chuyện này nhưng nàng buổi sáng phòng khám bệnh đã bài đầy căn bản không có thời gian môn đi tìm chỉ có thể thừa dịp giữa trưa cơm nước xong nghỉ trưa kia một lát ở trong văn phòng tìm xem đáng tiếc tìm hơn nửa giờ không thu hoạch được gì chẳng lẽ là phía trước viết luận văn thời điểm ra tư liệu phát hiện lại hoặc là nhớ lầm tô tuyết trinh cũng có chút sờ không rõ lại vừa thấy thời gian đã là buổi chiều một chút năm mươi, suy xét đến buổi chiều có giải phẫu, nàng chạy nhanh nhân cơ hội nghỉ ngơi vài phút, tạm thời đem tìm tư liệu sự tình vứt chi sau đầu. Để ngừa để sót, Tô Tuyết trên buổi tối tan tầm về nhà lại đem chính mình ở trong nhà thư phiên một lần, vẫn là không có thể tìm được tương quan tư liệu. Cùng lúc đó, Vân Ân Lợi quay chụp tăng cường CT phiến tử cũng ra tới, kết quả biểu hiện, Vân Ân Lợi ngăn cách phổi ở lá phổi ở ngoài, không bao bị ở cùng dơ tầng màng phổi nội, đây là phổi cách ly chứng trung dịp ngoại hình cách ly phổi. Phổi cách ly chứng là một loại bẩm sinh tính phổi bộ phát dục dị dạng, chủ yếu nhiều phát với trẻ sơ sinh giai đoạn, cường độ thấp giống nhau không có quá rõ ràng bệnh trạng, bình thường kháng viêm trị liệu liền có thể khôi phục. Tô Tuyết Trinh nhìn đến chẩn đoán chính xác phổi cách ly chứng rút cuộc nhớ tới chính mình là ở đâu nhìn đến cái này ca bệnh, là ở phía trước Lê Ông Flau cho nàng viết một phong thơ trung, nhắc tới một cái chính mình gần nhất ở trị liệu ca bệnh, bởi vì cái này bệnh nhi trải qua tương đối nhấp nhô, lúc ấy đọc xong nàng nhớ rất rõ ràng, ngay từ đầu này đây nóng lên ho khan khám bệnh, sau lại dần dần phát triển trở thành ho khan khạc ra máu, ban đầu ở bên trong khoa chẩn bệnh là huyết khí ngực. Trị liệu sau khi kết thúc bệnh nhi cũng xuất viện, ai ngờ không đến nửa năm bệnh tình nghiêm trọng lại lần nữa trở về khám bệnh, lần này diễn biến thành phổi cách ly chứng, trải qua Lê ông Flau kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mới phát hiện bệnh nhi là phổi khí quản dị dạng. Tô Tuyết Trinh không xác định chính mình phán đoán hay không là đúng, trước tìm được rồi đái kim hải nói với hắn hạ, tạm thời quan biết lê ông flau nói cái này ca bệnh còn chưa đủ bọn họ muốn tìm ra càng xác thực chứng cứ tới bằng chứng vì được đến càng nhiều vân ân lợi trưởng thành tình huống hai người chuẩn bị lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút vân ân lợi trưởng thành tình huống đái kim hải đem vân ân lợi mụ mụ bối hương kêu lên văn phòng thỉnh nàng ngồi xuống về sau nhẹ giọng hỏi ta muốn hỏi một chút ngài hoài ân lợi thời điểm có tiến hành quá tương quan sản kiểm sao bối hương gật đầu ra quá a à. đái kim hải truy vấn cụ thể là cái gì kiểm tra đâu. Chủ yếu chính là chắc một chút huyết áp thể trọng linh tinh, khác liền không có. Bối Hương không hiểu bọn họ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, làm sao vậy? Đái Kim Hải tạm dừng hạ, thanh âm thả chậm, tiếp tục hỏi, kia ân lợi sinh ra đến bây giờ, hay không thường xuyên sinh bệnh đâu? Tiểu hài tử nào có không sinh bệnh? Bối Hương tươi cười dịu dàng, nhà của chúng ta ân lợi xác thật so hài tử khác phải thường xuyên sinh bệnh, bất quá cũng còn hảo chính là một ít cảm mạo phát sốt tiểu bệnh, uống thuốc thì tốt rồi. Tô Tuyết Trinh thấy thế hỏi tiếp nói, có hay không ngươi ấn tượng tương đối khắc sâu bệnh? Bối hương vừa định nói không có gì, lời nói vừa đến bên miệng bỗng nhiên nhớ tới một kiện, hình như là có một cái, hắn 2 tuổi năm ấy, sinh một hồi bệnh, chính là vẫn luôn phát sốt ho khan, trị gần một tháng mới hảo, nhưng đem chúng ta hù chết. Đái Kim Hải nhìn Tô Tuyết Trinh liếc mắt một cái, đều ẩn ẩn cảm thấy đại khái xuất sắc thật là bẩm sinh tính phổi khí quản dị dạng hỏi nhiều như vậy, cũng không biết cùng nhi tử hiện tại bệnh có quan hệ gì, bối hương xem hai người bọn họ không trả lời, chủ động hỏi, vì cái gì hỏi cái này. Không có gì, chính là đơn giản thu thập một chút bệnh sử. Không chẩn đoán chính xác phía trước, đái kim hải không thể cấp người bệnh người nhà nói bất luận cái gì không xác định tin tức. Vân ân lợi nằm viện mau 4 ngày, bệnh trạng khi tốt khi xấu, tốt thời điểm cùng bình thường hài tử không có gì khác nhau, không tốt thời điểm liền vẫn luôn ho khang, bệnh viện phương diện chính là các loại cho bọn hắn làm kiểm tra, một chút thực chất tính trị liệu đều không có, bối hương kỳ thật đã sớm nóng nảy, sấn cơ hội này trực tiếp hỏi hắn, chúng ta đây ra ân lợi các ngươi chuẩn bị như thế nào trị A. Hắn hiện tại lên lớp 3, tổng không thể vẫn luôn nằm viện, muốn theo không kịp học tập tiến độ. Cái này ngài yên tâm, trị liệu phương án chúng ta vẫn luôn ở tham thảo, sắp tới nhất định cho ngài một cái xác định trị liệu phương án. Nếu là bẩm sinh tính phổi khí quản dị dạng, khả năng giải phẫu phương án liền phải có biến hóa, Đái Kim Hải sắc mặt bình tĩnh, có thể xác định chính là ân lợi phổi bộ có sưng khối, tồn tại bệnh biến, muốn vào một bước kiểm tra, tạm thời không thể xuất viện. Bối Hương ngày hôm qua liền nghe hắn nói Nhi Tử phổi bộ có sưng khối, muốn giải phẫu trị liệu, nàng vốn dĩ cho rằng thực mau liền phải an bài giải phẫu, kết quả nhìn bác sĩ phản ánh, giống như còn không tính xong. Bối Hương liền vâng ân lợi một cái Nhi Tử, trước kia xem hắn thân thể không hảo kỳ thật có động quá sinh nhị thai ý niệm nhưng hiện tại con một chính sách thực hành hoàn toàn chặt đứt nàng niệm tưởng đối đứa con trai này trước mắt xem đến cùng trong mắt giống nhau trân quý hài tử sinh bệnh vẫn luôn không hảo nàng trong lòng cũng cấp nhịn không được hướng bác sĩ trên người phát hỏa ta biết có sinh khối có người phải cho chúng ta trị liệu a chúng ta tới các ngươi bệnh viện còn không phải là vì cấp hài tử chữa bệnh sao vẫn luôn làm chúng ta làm kiểm tra tính cái gì các ngươi bệnh viện không phải là tưởng nhiều thu chúng ta nằm viện phí cùng kiểm tra phí đi đái kim hải chờ nàng phát xong phát hỏa mới mở miệng ân lợi mụ mụ thỉnh ngươi bình tĩnh tin tưởng chủ trị y sư phán đoán chúng ta nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất nỗ lực cấp ân lợi trị liệu hơn nữa chúng ta tiền lương mỗi tháng đều là cố định không tồn tại thông qua nhiều dừng viện phí cùng kiểm tra phí làm chúng ta bác sĩ chính mình từ giữa kiếm lời nhi tử mệnh đều nắm giữ khắp nơi bác sĩ trong tay đâu bối hương bình tĩnh lại cảm thấy ngượng ngùng cùng hắn xin lỗi xin lỗi Thật sự là ta gần nhất hai ngày này xem các ngươi vẫn luôn không có gì động tĩnh, có điểm nóng vội. Đái Kim Hải lễ phép hướng nàng cười cười, không có việc gì, ta lý giải ngài tâm tình. Cảm ơn a, à, có tình huống như thế nào còn muốn phiền toái ngươi kịp thời cho ta biết. Đái Kim Hải gật đầu, Bối Hương lúc này mới nhấc chân đi ra hắn văn phòng, Tô Tuyết Trinh đối chuyện vừa rồi cũng tập mãi thành thói quen, an ủi hai câu, theo sau hai người cùng đi tìm chủ nhiệm Trương Hiểu trung hội báo, đứng ở cửa gõ gõ môn. Trương Hiểu Trung kêu bọn họ tiến vào, nha, hôm nay như thế nào hai người các ngươi cùng nhau tới. Chủ nhiệm, về vân ân lợi người bệnh bệnh tình, chúng ta có tân tình huống muốn nói. Đái Kim Hải nhìn về phía tô Tuyết Trinh, Tuyết Trinh ngươi nói đi. Trương Hiểu Trung dựa nghiêng trên trên ghế, tầm mắt cũng nhìn về phía tô Tuyết Trinh, tô Tuyết Trinh cảm nhận được tụ tập đến trên người nàng lưỡng đạo tầm mắt, bình tĩnh mở miệng, Trương chủ nhiệm, là cái dạng này, phía trước Lê Ông Flau tới thành phố Hồng Giang mở tọa đàm thời điểm, ta chịu học viện chỉ huy an bài giáo thụ ở thành phố Hồng Giang hành trình. Sau khi kết thúc, phi thường may mắn đạt được giáo thụ liên lạc phương thức, mấy năm nay vẫn luôn lục tục thông qua thư từ cùng Leon. Flow liên lạc, lúc trước hắn đã từng ở tin cùng ta chia sẻ quá một cái cùng vân ân lợi cùng loại ca bệnh, là phổi khí quản dị dạng. Phổi khí quản dị dạng giống nhau ở thai phụ dựng 24 chu thông qua bê siêu liền có thể nhìn ra tới, lúc này thai nhi trái tim cùng tĩnh mạch chảy trở về bị bệnh phổi áp bách, sẽ dẫn tới toàn thân bệnh phù, Hai nhi vô cùng có khả năng chết sản hoặc là ở vây sinh kỳ tử vong, này đây giống nhau kiểm tra ra tới sản khoa bác sĩ cũng sẽ kiến nghị sinh non. Liền tính may mắn khỏe mạnh sinh ra, trẻ sơ sinh thời kỳ cũng sẽ lặp lại cảm nhiễm viêm phổi, cơ bản không có bệnh nhi có thể khỏe mạnh lớn lên. Trương Hiểu Trung nghe nàng nói như vậy cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, phổi khí quản dị dạng. Nhưng Vân Ân Lợi năm nay đã 9 tuổi, nếu là phổi khí quản dị dạng nói hắn như thế nào hội trưởng lớn như vậy? Cô Tuyết trên chính mình lần đầu tiên nghe thấy cái này ca bệnh cũng cảm thấy thật kinh ngạc, nàng cũng có thể lý giải Trương Hiểu trung lúc này phản ứng, bình tĩnh nói, ta biết xác thật có điểm khó mà tin được, nhưng sự thật xác thật là như thế này. Nhưng là nghĩ lại cũng không phải không thể nào, Vân Ân Lợi năm nay 9 tuổi, 1973 năm sinh ra, lúc ấy không có khả năng tiến hành bê siêu sản kiểm, cơ sở sản kiểm cũng là nhìn không ra tới, hơn nữa chúng ta vừa mới cùng Ân Lợi mụ mụ trò chuyện hạ, phát hiện hắn khi còn nhỏ xác thật thường xuyên sẽ bởi vì viêm phổi sinh bệnh. Trương Hiểu Trung hỏi, Lê Ông Phlao giáo thụ đều viết cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Cô Tuyết Trinh hiện tại chỉ nhớ rõ lá thư kia đại khái là quá xong năm gửi tới, nàng nghe xong sầm bách ý kiến cấp Lê Ông Phlao giáo thụ đưa đi ăn tết lễ vật, hồi âm khi giáo thụ thuận miệng ở trong thư cùng nàng lưu nổi lên chính mình tân phát hiện ca bệnh. Cô Tuyết Trinh thành thật nói, ta trở về viết thư hỏi lại một chút, tinh bên trong hắn không có minh xác viết nên như thế nào trị liệu, chỉ là thô sơ giản lược đề ra một chút cái này bệnh. Hiện tại cho hắn viết thư, chờ hồi phục chỉ sợ có điểm không quá hiện thực, một đi một về ít nhất muốn hai tháng, bất quá biết cái này tin tức vẫn là rất quan trọng. Trương Hiểu Trung cười cười, trước mắt tới xem, kế tiếp chúng ta liền phải cấp vân ân lợi làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, xem hay không là thật sự phổi khí quản dị dạng. Bẩm sinh tính phổi khí quản dị dạng thông thường sẽ cùng với phổi cách ly chứng xuất hiện, này cũng có thể lý giải vì cái gì bọn họ sẽ trước phát hiện phổi cách ly chứng. Tô Tuyết Trinh cùng Đái Kim Hải gật gật đầu, ra văn phòng về sau, Đái Kim Hải phía trước cũng xem qua Tô Tuyết Trinh chia sẻ Lê Ông Flau giáo thụ tọa đàm báo cáo, hắn không nghĩ tới Tô Tuyết Trinh thế nhưng vẫn luôn ở cùng cái này ngoại quốc giáo thụ liên lạc, có chút ngoài ý muốn, hỏi, các ngươi ngày thường liên hệ đều là dùng tiếng Anh sao? Đúng vậy. Khi liên hệ nhiều sao? Tô Tuyết Trinh không nghĩ lộ ra quá nhiều, đơn giản trả lời hạ, không nhiều lắm, dù sao cũng là vượt quốc thư tính, cơ bản là nửa năm thu được một phong. Người tiếng Anh tốt như vậy, về sau có thể xuất ngoại học tập, tương đối tới nói nước ngoài nhi khoa kỹ thuật khẳng định so quốc nội muốn hảo rất nhiều. Đái Kim Hải thở dài, ta nếu là hai ba mươi tuổi tuổi tác, khẳng định cũng chuẩn bị xuất ngoại, nhưng ta hiện tại tuổi này, vẫn là không nghĩ. Ai, không nói cái này, ta đi cấp vân ân lợi an bài bệnh lý tổ chức học kiểm tra. Tô Tuyết Trinh đứng ở tại chỗ nhìn hắn bóng dáng đi xa, trong lòng như suy tư gì, qua đi nàng kỳ thật không nghĩ tới muốn xuất ngoại học tập, rốt cuộc lúc ấy liền vào đại học đều là hy vọng xa vời, sau lại Lê ông Flau giáo thụ tới thành phố Hồng Giang mở tọa đàm, kiến thức đến càng tốt tiểu nhi ngoại khoa kỹ thuật sau, nàng xác thật có một chút tâm động. Bất quá nghĩ lại, sao có thể? Quan xuất ngoại tiêu dùng nàng đều trả không nổi, huống chi trước mắt bình bình an an cũng mau học tiểu học, nghĩ như thế nào đều không hiện thực. Tô Tuyết Trinh vẫy vẫy đầu, vẫn là trở về chạy nhanh cấp Lê ông Flau giáo thụ viết thư đi. Trải qua mấy năm nay liên hệ, Tô Tuyết Trinh văn bản tiếng Anh tiến bộ không ít, lại bởi vì có việc gấp muốn nhờ, viết lên thực mau, không đến 20 phút liền đem tin viết hảo, tan tầm về sau nàng đường vòng đến mưu cục đem tin gửi đi ra ngoài. Bệnh lý học tổ chức kiểm tra muốn càng chậm một chút, ngày thứ ba kết quả mới ra tới, kính hiển vi hạ, bọn họ có thể càng rõ ràng nhìn đến vân ân lợi phổi bộ có bao nhiêu cái đường kính nhỏ hơn 2cm tiểu túi khang, túi vách tường ở trong chứa có tim mau trụ trạng, lập phương thượng gia, chút ít bất quy tắc cơ bàn quan cùng lực đàn hồi sợi, không chứa xương sụn tập chất nhầy tế bào. Bệnh biến ở vào tế phế quản dị thường mặt trên, hơn nữa bởi vậy dẫn tới bệnh biến chứng, tỉ như lặp lại hạ đường hô hấp cảm nhiễm. Giống vân ân lợi tuổi tác lớn như vậy phổi khí quản dị dạng bệnh nhi đúng là hiếm thấy, lần đầu tiên tiếp xúc, vốn dĩ đại gia tưởng từ từ Lê ông Flau giáo thụ hồi âm, chính là vượt quốc thư tính liên hệ nào có dễ dàng như vậy, không quá mấy ngày, Vân Ân lợi bệnh tình liền càng thêm nghiêm trọng, từ ngay từ đầu ngực đau ho khan, chuyển biến thành nghiêm trọng hô hấp khó khăn, kháng cảm nhiễm trị liệu hiệu quả cũng dần dần yếu bớt, u nang không có biến mất, lại không giải phẫu rất có thể sẽ tạo. Thành dính liền, đến lúc đó cắt bỏ sẽ càng thêm khó khăn, cũng sẽ ảnh hưởng Vân Ân lợi phổi bộ phát dục. Cuối cùng không thể lại đợi, tiểu nhi ngoại khoa đại gia tụ ở bên nhau khai một buổi trưa hội, cuối cùng xác định giải phẫu phương án, giải phẫu cắt bỏ Vân Ân lợi bệnh biến lá phổi. Giải phẫu an bài ở một nguyệt 26 hào buổi sáng 8 giờ, từ trương hiểu trung mổ chính, đã trải qua ước 3 cái giờ giải phẫu sau, giải phẫu thuận lợi kết thúc, vân ân lợi bị đẩy ra phòng phẫu thuật, thu vào phòng bệnh quan sát. Dù sao cũng là đầu một chuyến, thuật sau tình huống như thế nào bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm, cũng may quan sát hơn 2 tuần sau, vân ân lợi thân thể hết thảy bình thường, xuất viện. Tô Tuyết Trinh cũng ở năm trước thu được Lê Ông Flau giáo thụ hồi âm, tinh thượng viết rõ trước mắt mới nhất bẩm sinh tính phổi đường hô hấp dị dạng phân hình phương thức, lâm sàng biểu hiện cùng với giải phẫu trị liệu phương án. Bẩm sinh tính phổi đường hô hấp dị dạng dựa theo u nang lớn nhỏ cùng kính hiển vi hạ biểu hiện nhưng chia làm 3 loại thường thấy loại hình. Phổi đoạn cắt bỏ thuật cũng là theo bọn họ quan sát là tương đối hữu hiệu giải phẫu phương án, dự đoán bệnh tình hiệu quả cũng tương đối tốt, hơn nữa giải phẫu sau khi kết thúc sẽ không tái xuất hiện đường hô hấp bệnh biến chứng. Biết được này một kết quả tô tuyết trinh vẫn là thực vui vẻ, nàng đem này một phân hình phương thức nhớ tới rồi nô tê bốt, theo sau trước đêm này phong thư cấp trương hiểu trung nhìn, lại lấy ra tới cấp nhi khoa đồng sự chia sẻ. Chương 153 chương 153 Lại là một năm Tết âm lịch, đang lúc đại gia vui mừng quá lớn năm thời điểm, Cục Công an trước phiên trực cảnh sát Tần Thụy Chính vùi đầu ăn sủi cảo, phanh một tiếng, không trung nổ tung một đóa pháo hoa, ngay sau đó không trung cũng bị ngũ thải ban lan pháo hoa chiếm cứ, theo pháo hoa, khi hắc khi minh bóng đèn nhân điện ác không xong truyền đến tư tư thanh tần thụy nhai có chút lạnh rất sủi cảo đứng dậy đi lấy bình thủy tính toán hướng nhông hộp cơm đảo điểm nước ấm trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng ai suối quẩy tết âm lịch còn muốn trực ban hắn không lưng cầm lấy bình thủy lại vừa nhấc đầu liền cảm giác phòng trực ban một bên cửa kính khẩu phụ cận có động tĩnh từ bụi cỏ trung truyền đến tất tất tác tác thanh âm tần thụy nheo lại đôi mắt lược hiện cảnh giác đối với kia chỗ hô thanh người nào không người ứng hắn bụi cỏ thanh âm cũng không có. Tần Thụy cảm thấy có chút không thích hợp, buông bình thủy, sủy súng qua đi, một chút tới gần, không cần giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở hắn sắp muốn tiếp cận, từ trong bụi cỏ đột nhiên vụt ra tới một cái nam nhân, cầm gậy gỗ đối hắn hút đầu tàn nhẫn tạp lại đây, Tần Thụy một cái không đề phòng, lại bị mảnh đánh vài lần đầu, lập tức bùng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nam nhân nhân cơ hội cướp đi súng của hắn, vọt vào phòng trực ban, đem bên trong đồ vật một đoạt mà không, thuận đường còn đoan đi rồi hắn sủi cảo, bỏ trốn mất dạng. Không biết qua bao lâu, Tần Thụy lại tỉnh lại khi chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, đau đầu đến lợi hại, cơ hồ làm hắn vô pháp tự hỏi, hắn thống khổ mà che lại đầu, cảm giác trên mặt tràn đầy động lại vết máu. Tần Thụy một sờ mới phát hiện chính mình trên đầu chảy rất nhiều huyết, hắn đổ lực hồi tưởng hôn mê trước đã xảy ra cái gì, chạy nhanh đi kiểm tra chính mình xứng thương, đi phát hiện thương không thấy. Hỏng rồi. Bởi vì mất máu quá nhiều, lại ở bên ngoài hôn mê thời gian rất lâu, thất ôn nghiêm trọng, tần thụy đầu say xe, đầu đau muốn nứt ra, hắn liều mạng đứng lên, triệu phòng trực ban đi đến, bác thông điện thoại. Điện thoại đánh tới đàm nam huyện Cục Công an, lúc này đúng là rạng sáng 0.5 phân, đêm giao thừa vừa qua khỏi, nên đón đại niên mùng 1. Năm nay TV có một cái tiếp mục mới, Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, buổi tối 8 giờ bắt đầu, liên tục 4 cái nửa giờ rất nhiều người không ngủ được canh giữ ở tv trước xem tiết mục năm nay trương quang hương cùng tô hiển quốc cũng lại đây cùng bọn họ cùng nhau vượt năm người một nhà ngồi ở cùng nhau đón giao thừa một bên xem tv một bên nói chuyện phím bình bình an an ngồi ở đằng trước đi theo người chủ trì bá báo thật khi cùng bọn họ hội báo tv tiết mục tiến độ bắt đầu rồi bắt đầu rồi lần này là võ thuật biểu diễn nếu là qua đi thời gian này đại gia đã sớm mệt nhọc bất quá năm nay bởi vì xuân vãn bá ra tiết mục quá xuất sắc liền xem bốn cái giờ đều không vây, ngược lại là ăn không ít hạt dưa cùng đậu phộng. Bất quá tiết mục một kết thúc, Tô Hiển Quốc cùng Trương Quang Hương liền không có gì tinh thần, về trước phòng ngủ ngủ, bình bình an an còn hưng phấn mà ngủ không được, Tô Tuyết Trinh xem đến cũng là cảm xúc mênh mông, cái này tiết mục xuân vãn quá xuất sắc, không chỉ có có dễ nghe ca khúc cùng hí kịch, còn có các loại tướng thanh cùng vũ đạo, tiểu phẩm cũng là phi thường khôi hài, mỗi một cái tiết mục đều rất đẹp. Mắt thấy mọi người đều ngủ không được, Sầm Bách nghĩ không bằng cùng nhau chơi bài bài cho hết thời gian, dù sao vốn dĩ đại niên mùng một buổi sáng hẳn là đến Tô Hiển Quốc cùng Trương Quang Hương gia chúc Tết, năm nay bọn họ hai vợ chồng vừa lúc ở nhà bọn họ ăn Tết, ngày mai buổi sáng bọn họ cũng không cần dậy sớm, hôm nay vãn ngủ không quan hệ. Sầm Bách đem năm trước mua bài poker đem ra, cùng Tô Tuyết Trinh liếc nhau, bắt đầu giảng quy tắc, lần này chúng ta chơi điểm tân, ai thua ai phụ trách quét tước này phòng vệ sinh. Vừa rồi người một nhà đều ở trong phòng ăn cái gì, trên bàn đôi không ít hạt dưa xác cùng vỏ quyết, trên mặt đất còn có bình bình an an lấy tới món đồ chơi, thu thập lên tuy nói không phiền toái, nhưng khiến người mệt mỏi. Hai huynh muội mấy năm nay chơi bài bài trình độ cũng tăng trưởng, không thấy được sẽ bại bởi đại nhân, phía trước sầm mai cùng bọn họ chơi còn bại bởi bọn họ vài lần, bình bình an an thản nhiên ứng chiến, cùng ba mẹ chơi nổi lên bài poker. Đại niên mùng một bọn họ đi nhân gia trong nhà chúc Tết, khách thân thích cũng tới nhà bọn họ, vệ sinh phương diện khẳng định muốn làm tốt, Bằng không thân thích nhìn mất mặt, nói nhà bọn họ không vệ sinh. Vì công bằng, bài cục là tam cục hai thắng. Tuy rằng quét tước vệ sinh chỉ cần hơn 10 phút, phân ra thắng bại yêu cầu hơn nửa giờ, nhưng là chơi bài bài là giải trí, quét tước là công tác. Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách cũng không muốn làm, dùng ra toàn lực đón đánh, chính là vì không quét tước vệ sinh. Bình Bình an an ở bạn cùng lứa tuổi tính thông minh, cũng sẽ chơi bài bài, nhưng bọn hắn ba mẹ cũng không phải ăn chay, Sầm Bách là phòng hình Trinh đối người vi biểu tình cùng chi tiết rất có nghiên cứu. tô tuyết trên đầu óc cũng linh hoạt, cùng sầm bách phối hợp lại ăn ý, tâm linh tương thông. ở bọn họ hai vợ chồng hợp tác dưới bình bình an an trực tiếp bị đánh ngã, lấy một ba thua. sầm bách thắng thi đấu thật vui vẻ, chuyên môn cấp bình bình an an lấy tới quét tước công cụ, hảo hảo quét a, quét xong ta cùng mẹ ngươi muốn kiểm tra. bình bình an an thở phì phì, nhưng bọn hắn cũng biết đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dân cờ bạc không đến tuyển, một cái cầm lấy cái chổi quét rác một cái cầm lấy dễ lau. Sầm Bách ôm lấy Tô Tuyết trên vai, đi thôi, chúng ta trở về ngủ. A, à, bọn họ tại đây quét tước, ba mẹ cư nhiên muốn đi ngủ, bình bình không vui, biểu tình không vui hỏi, ngươi vừa mới không phải nói muốn kiểm tra sao? Ngày mai kiểm tra cũng có thể nha, lại không chậm trễ ta hôm nay ngủ. Sầm Bách ngáp một cái, trực tiếp mang theo Tô Tuyết trên lên lầu ngủ, lão bà đi. An An nhìn ba ba kia đắc ý sắc mặt tức giận đến tưởng đem dẻ lau ném trên mặt hắn. Hai huynh muội liền cùng mùa đông đông lạnh im tiểu bạch đồ ăn giống nhau đáng thương, gục xuống mặt đem vệ sinh quét tức hảo, lúc này đã là 3 giờ sáng, hai người bọn họ còn muốn chính mình lên lầu, đem thang lầu đèn đóng, đổi hảo quần áo ngủ. Sáng sớm hôm sau Sầm Bách liền nhận được cục công an đánh tới điện thoại, hắn đuổi tới cục cảnh sát mới phát hiện đêm qua một người đàm nam huyện cục công an phòng trực ban cảnh sát nhân dân bị tập kích, mấu chốt nhất chính là, xứng thương bị đoạt cảnh sát nhân dân Tần Thụy bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện cứu trị, trước mắt người đã thanh tỉnh, bởi vì tập kích sự kiện phát sinh ở buổi tối, thiên quá hắc, hắn cũng không quá thấy rõ hung thủ trông như. Thế nào, chỉ có thể đại khái phán đoán hung thủ ước có một M7 vóc dáng, lưng hùng vai gấu, phi thường cường tráng. Một cái giám tập kích cảnh sát nhân dân hung thủ có được thương, khả năng sẽ tạo thành nguy hại không cần nói cũng biết, này khởi tập kích sự kiện đối bọn họ tới nói phi thường nghiêm trọng, không chỉ có khiêu chiến công an cơ quan quyền uy, đối dân chúng bình thường sinh mệnh tài sản an toàn cũng là cực đại uy hiếp. Sự tình phát sinh về sau, Đàm Nam huyện Cục Công an nhanh chóng đăng báo đến Hà An Thị, thông báo tới rồi tỉnh, lại từ tỉnh Cục Công an thông tri đến các nơi khu Cục Công an, yêu cầu toàn tỉnh các nơi khu Cục Công an triển khai giới nghiêm, đồng thời đốc xúc Hà An Thị Cục Công an mau chóng cấp nã hung thủ quy án. Chính là gần biết hung thủ thân cao cùng đại khái thân hình, muốn tìm đến một người quả thực như biển rộng tìm kim. Hà An Thị cục công an điều tra hơn một tháng đều không có bất luận cái gì tiến triển, đang lúc bọn họ lơi lỏng thời điểm, cùng thuộc một cái tỉnh thương nghi huyện đột nhiên ở ban đêm bạo phát cùng nhau cầm súng cướp bóc án, hung thủ tổng cộng có 5 người, trực tiếp đoạt một nhà cung tiêu xã, tạo thành vừa chết hai thương thảm án, trong đó kinh tế tổng thất ước có 4.300 nguyên. Địa phương cảnh sát căn cứ hiện trường lưu lại viên đạn dấu vết, phỏng đoán là 67 suy thoái thanh súng ngắn, mà cây súng này đúng là khoảng thời gian trước tần thủy vứt kia đem. Tại đây khởi án kiện phát sinh hơn nửa tháng về sau, cách xa nhau không xa An Quang huyện cũng đã xảy ra cùng nhau cầm súng cướp bóc án, so thương nghi huyện càng nghiêm trọng, lần này này đám người trực tiếp xông vào địa phương hợp tác xã, cũng trộm đi giá trị ước 3.500 nguyên đồ vật, hợp tác xã đêm đó trực ban ba vị xã viên đương trường tử vong. Căn cứ phụ cận người chứng kiến theo như lời, này đám người che mặt, cưỡi bốn chiếc xe máy, đoạt xong liền đi rồi. Ác tính Sự kiện liên tiếp phát sinh, này đám người không bắt lấy khẳng định sẽ tiếp tục phạm án, đến lúc đó không biết tiếp theo sẽ ở nơi nào phạm án, tỉnh độ cao coi trọng, lập tức phái đi chuyên án tổ qua đi điều tra. Sầm bách bởi vì phía trước vượt tỉnh lừa bán án đối vượt tỉnh len lõi hung thủ tương đối có kinh nghiệm, hơn nữa hắn mấy năm gần đây làm án tử đều lấy điều tra rất nhỏ xưng, bị điều động qua đi, thành chuyên án tổ một viên, đi công tác tiến đến điều tra, may mắn nói một hai chu là có thể trở về, bất hạnh nói, khả năng muốn dài đến mấy tháng bình bình an an hiện tại không chỉ có là mỗi ngày đi nhà trẻ một vòng còn có ba ngày muốn đưa đi học tì bà mỗi ngày còn muốn tiếp trở về sầm bách này vừa đi rơi xuống tô tuyết trinh trên người áp lực càng trọng sầm mai lập tức liền phải trung khảo lâu quế lan quá không tới tô tuyết trinh cũng không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng sầm mai liền hỏi đều sẽ không hỏi lâu quế lan muốn hay không lại đây trương quang hương bên kia sầm bách lại cảm thấy phiền phức nhạc mẫu rất nhiều lần hắn cũng biết tô tuyết trinh ngày thường ở bệnh viện công tác có bao nhiêu vội nghĩ tới nghỉ lui đi phía trước mướn người chiếu cố trong nhà bình bình an an không quá thích có người xa lạ tới nhà bọn họ cảm thấy bọn họ hiện tại có năng lực chính mình đi nhà trẻ đi học có thể kỵ xe đạp chính mình đi không nghĩ làm a di tới hai người bọn họ tuy rằng xe đạp kỵ đến rất lưu nhưng thành phố hồng giang trên đường mỗi ngày đi làm xe đạp chiếc xe vẫn là rất nhiều hai cái sáu tuổi nhiều hài tử vẫn là có điểm không an toàn tô tuyết trinh không quá yên tâm không đồng ý bọn họ hai cái kỵ xe đạp đi trường học, vẫn là làm A Di lại đây, chủ yếu phụ trách bọn nhỏ trên dưới học đón đưa, hàng ngày chiếu cố vẫn là từ nàng chính mình tới. Sầm bách tìm cái này A Di là nhà trẻ phụ trách quét tước công nhân, tiền lương không cao, nàng chính mình vừa lúc cũng tưởng sấn công tác thời gian nghỉ ngơi tìm điểm tán sống làm, đón đưa bình bình an an trên dưới học chủ yếu tập trung ở buổi sáng 7-8 điểm cùng buổi tối 5-6 cái điểm, vừa vặn thời gian ở nàng tới nhà trẻ đi làm trước cùng tan tầm sau cho nên vui vẻ tiếp được cái này công tác. Bình Bình An An tuy rằng không thích loại này hình thức, nhưng cũng cảm thấy mỗi ngày làm mụ mụ đón đưa bọn họ trên dưới học thật sự quá vất vả. Hơn nữa Tô Tuyết Trinh thường xuyên tăng ca, nếu làm nàng tới đón, khả năng buổi tối ngày 8 tháng 9 giờ mới có thể về nhà, dần dần cũng cam chịu A Di tồn tại. Bởi vì đây là bọn họ ở nhà trẻ cuối cùng một cái học kỳ, kỳ thật thời gian mặt trên tương đối tự do, tùy thời có thể xin nghỉ, ba ba không ở nhà, mụ mụ công tác lại vội, bình bình an an ngẫu nhiên sẽ xin nghỉ đi bà ngoại gia, ngẩn ngơ cả ngày, sau đó sắp đến tan tầm thời gian, trực tiếp từ Trương Quang Hương mang theo bọn họ đi bệnh viện tìm Tô Tuyết Trinh cùng nhau về nhà. Trương Quang Hương ở nhà trước cấp bình bình an an làm tốt cơm chiều, cấp Tô Tuyết Trinh đóng gói một phần, nàng đem đồ ăn bưng lên bàn, đi thư phòng kêu bình bình an an, đừng nhìn lạp, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta cho ngươi mẹ đưa đi. Bình bình an an đã cùng cách vách thường hậu phát đạt thành hiệp nghị, nếu bọn họ ở bà ngoại gia, có thể thường xuyên lại đây xem tivi, làm bồi thường, hắn mỗi tuần muốn thỉnh hắn ăn một lần đồ ăn vặt. trong khoảng thời gian này trong tivi Na tra nháo hải lại bắt đầu phát lại, hai huynh muội phía trước xem qua đối cốt chuyện rõ như lòng bàn tay, cho nên nghe được bà ngoại kêu bọn họ không chút nào lưu luyến rời đi. bình bình đối thường hậu phát hô, ta đi trước ăn cơm, ngày mai thấy. thường hậu phát hướng hắn vất vất tay, bình bình an an nhảy xuống án thư, ngoan ngoãn ngồi vào trên bàn cơm ăn cơm. trương quang hương bởi vì bọn nhỏ ở cơm chiều chuẩn bị cũng thật phong phú tổng cộng làm ba đồ ăn một canh. An An cầm chiếc đũa, nhìn nhìn cửa, không đợi ông ngoại sao. Người ông ngoại hôm nay muốn tăng ca, phỏng chừng ở thực đường ăn. Trương Quang Hương Thịnh Hảo Mễ phóng tới Bình Bình An An trước mặt, ăn nhiều một chút, ăn no chúng ta liền đi, vừa lúc lúc này lái xe mát mẻ, còn có thể yếm phong. An An hoang hô, hảo gia. Lần này ta nhất định kỵ đến so ca ca mau. Bình Bình uống một ngụm canh, mới sẽ không đâu, ta kỵ chính là nhanh nhất. Trương Quang Hương nghe hai người bọn họ ồn ào nhốn nháo, trong lòng đã vui mừng lại có điểm đau lòng, không thể không nói, cha mẹ công tác vội liền sẽ dẫn tới hài tử phá lệ độc lập, hiện tại hai huynh muội hàng ngày cơ bản cùng một cái người trưởng thành không sai biệt lắm, có chuyện gì đều là chính mình làm, đãi ở nhà nàng cả ngày, cũng cơ bản không có gì sự tình yêu cầu nàng hỗ trợ. Cơm nước xong, Bình Bình chủ động xách lên hộp cơm, phóng tới xe trong rổ, cưỡi lên hắn màu lam tiểu xe đạp, An An cũng cưỡi lên hồng nhạt xe đạp, cùng ca ca ngươi truy ta đuổi ở quốc lộ thượng chạy như bay. Xe đạp còn không có tá rất phụ trợ luân, nhìn bọn họ kỵ thật sự ra sức, kỳ thật tốc độ không mau, hai huynh muội cưỡi thật an toàn. Trương Quang Hương chậm rì rì cưỡi xe đạp theo ở phía sau, gió đêm mát lạnh, bạn ven đường thanh đạm mùi hoa, từ từ thổi tới trên người, thật thoải mái. Con đường này bình bình an an trong khoảng thời gian này thường xuyên kỵ lại đây, thích hợp tuyến cũng rất quen thuộc, thực mau liền kỵ rốt cuộc khoa bệnh viện phụ cận, tới trước người nhà viện, lúc này là tan học thời gian trong đại viện vài cái hài tử đang ở chơi ném bao cát vui cười thanh không ngừng tô tuyết trên phía trước nghiên cứu sinh đồng học mấy năm nay lục tục ở thành phố hồng giang định cư đem người nhà cùng hài tử nhận lấy bởi vì ở thành phố hồng giang cũng không khác thân thích chủ yếu chính là bọn họ mấy cái đồng học nhận thức cho nên ăn tết cũng sẽ cùng bọn họ đi lại liên lạc cảm tình bình bình an an cùng bọn họ hài tử cũng rất quen thuộc đặc biệt là doãn thư kiệt bình bình kỵ thật sự mau an an rơi xuống mặt sau hắn kỵ về đến nhà thuộc viện môn khẩu tưởng từ từ an an đình tới rồi phụ cận nghĩ đến gần nhất có đoạn thời gian chưa thấy được doãn thư kiệt hướng bên trong nhìn qua đi trong viện bọn nhỏ chơi ném bao các chính hăng say bất quá bình bình nhìn nhìn liền cảm giác có điểm không quá thích hợp như thế nào bọn họ đều ở vây quanh một cái hài tử tạp bao cát ném bao các trò chơi này không phải hẳn là phân tổ sau ngươi tới ta đi cho nhau tạp sao bốn năm cái hài tử vây quanh trung gian đứa bé kia vẫn luôn xoay quanh liên tiếp nói một ít rất khó nghe nói, tiểu ngu ngốc, liền sẽ cáo trạng. Đại ngốc tử, đái trong quần. Ngượng ngùng xấu hổ. Bình bình thông qua bọn họ xoay quanh không đương, đột nhiên thấy được trung gian đứa bé kia tròn tròn đầu cùng ôm hòa mặt mày, hắn lại một nhìn kỹ, này không phải thư kiệt sao. Doãn thư kiệt ôm đầu ngồi sổn trên mặt đất, bất lực mà ngó trái ngó phải, giống chỉ bị lạc nai con. Năm đó Doãn Thư Kiệt đi bệnh viện cấp cứu bọn họ còn đi theo đi, Bình Bình biết hắn là bởi vì lô xuất huyết bên trong di chứng dẫn tới phát dục chậm chạp, mấy năm nay vẫn luôn ở trị liệu, chỉ là so tầm thường hài tử phát dục chậm một chút, thực tế cũng không quá lớn sai biệt, như vậy khi dễ người cũng quá đáng giận. Bình Bình trong cơn giận dữ, cử xe trực tiếp vọt qua đi. Chương 154 đệ 154 đệ chương. An An một tiếng ca ca mới vừa hô lên khẩu, Bình Bình đã cưỡi xe vọt vào người nhà viện, chưa cho nàng nửa điểm ánh mắt, nàng ý thức được phía trước sợ là đã xảy ra tình huống, chạy nhanh đi kêu trương quang hương bà ngoại bà ngoại bình bình vừa mới lái xe tiếng người nhà viện bọn họ lần này là lại đây cấp tô tuyết trinh đưa cơm chiều bình bình biết đúng mực sẽ không không cùng nàng chào hỏi liền hướng người nhà viện đi trương quang hương cảm thấy không thích hợp mang theo an an đuổi kịp đi 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 xem đừng đánh nhau bởi vì phẫn nộ bình bình kỵ đến bay nhanh tay vẫn luôn ấn xe đạp linh chẳng sợ sắp đến trước mặt hắn cũng không hàng tốc tốc độ quá nhanh hai sườn phụ trợ luôn lăn lộn khi phát ra ù ù thanh một bên đang ở khi dễ doãn thư kiệt hài tử nhìn đến hắn cùng kẻ điên giống nhau sợ hãi đụng vào chính mình sôi nổi né tránh mở ra bình bình kịp thời dừng lại xe đình tới rồi doãn thư kiệt trước mặt dẫn đầu tiểu nam hài giận không thể ác nổi giận đùng đùng đã đi tới bệnh tâm thần a à, lái xe không có mắt không biết đây là địa phương nào a à? ngươi mới là bệnh tâm thần bình bình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đi trước đỡ doãn thư kiệt lên ôm nhu hỏi nói Thư Kiệt, ngươi không sao chứ? Doãn Thư Kiệt nương hắn nâng, chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Tiểu Nam Hài nhìn hai người bọn họ, biểu tình nghiền ngẫm, khiêu khích nói, nguyên lai like ngươi cùng cái này tiểu ngốc tử là một đám A. À. Bình bình mắng trở về, ngươi mới là ngốc tử đâu? Còn dám cãi lại. Dẫn đầu Tiểu Nam Hài kêu vương sáng, tại đây một mảnh kiêu ngạo quán, là hài tử đầu, chưa từng có người dám phản bác hắn, hắn dần dần đến gần Bình Bình cùng Doãn Thư Kiệt, uy hiếp nói, tìm đánh đúng không? Bình Bình mới không sợ loại người này, lập tức đỉnh sống lưng đi qua đi cãi lại, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Khi dễ so các ngươi tiểu nhân tiểu bằng hữu tính cái gì bản lĩnh? Ta đánh chết ngươi. Vương sáng xem hắn như thế kiêu ngạo, không nghĩ ở một chúng tiểu đồng bọn trước mặt ném thể diện, Huy nắm tay liền phải tới đánh hắn, Bình Bình lắc mình tránh thoát, Vương sáng nắm tay lại truy lại đây, thẳng buộc hắn đầu mà đến, Bình Bình nghiêng đầu tránh né quá, chém ra nắm tay, này một quyền đánh vào vương sáng má phải, hắn ăn đau kêu rên ra tiếng, tức muốn học máu, đối với Bình Bình chính là một đống loạn trảo loạn đánh, hai người đánh nhau lên. Đám tiểu bằng hữu này nào kiến thức quá này trận trượng, ngày thường chỉ có bọn họ khi dễ phần, nào có người dám đánh trả, chạy vội đi người nhà viện kêu đại nhân lại đây, một bên chạy một bên kêu, đánh người đánh người. Trương Quang Hương cùng An An tiến vào liền nhìn đến Bình Bình cùng một cái tiểu nam hài trên mặt đất tư đánh sợ tới mức tâm đều phải ngừng, lập tức qua đi giúp Bình Bình, đâu đầu cấp vương sáng tới một cái tác, nhảy ranh, ngươi đánh ta cháu ngoại. Này một cái tác đánh đến vương sáng đầu đều ngốc, tạm dừng vài giây sau gào khóc, ngươi khi dễ tiểu hài tử. Đánh chính là ngươi, không giáo dưỡng tiểu thí hài. Trương Quang Hương mắng câu, chạy nhanh đi xem Bình Bình trên người thương thế, đau lòng hỏng rồi, đau đầu không đau. Trên người nơi nào đau? Bình Bình tốt xấu là cục công an nhà trẻ ra tới, nhà trẻ ngày thường sẽ dạy bọn họ một ít phòng thân kỹ xảo, đánh nhau lên chút nào không rơi người sau, chính là nhìn có điểm chật vật, trên người kỳ thật chỉ có một ít trầy da. Bất quá giả ngu ai sẽ không, bình bình bưng kính bụng, kêu rên, đau, ta bụng đau, khẳng định là vừa mới đánh nhau bị thương. An An lo lắng mà đã đi tới, lần đầu tiên thấy ca ca đánh nhau, miệng nàng một viết muốn khóc ra tới, hỏi ca ca, không có việc gì đi. Bình bình triều nàng chớp hạ mắt. Doãn Thư Kiệt biết trận này đánh nhau là bởi vì hắn dựng lên, lo lắng hỏi, ca ca, ngươi đau không? Bình bình triều hắn lắc lắc đầu, không đáng ngại. Cái gì không đáng ngại? Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bị đánh thành gì dạng? Trương Quang Hương mau tức chết rồi, bình bình an an còn ở tô tuyết trinh trong bụng nàng liền ở chiếu cố, sinh ra năm thứ nhất càng là mỗi ngày đều ở chiếu cố, mấy năm nay tuy rằng không có theo bên người chiếu cố, nhưng hàng ngày quan tâm chưa bao giờ thiếu, liền sợ bị va chạm, hôm nay cư nhiên bị người đánh. Ngươi nói dối, ta vừa rồi căn bản là không đánh ngươi bụng. Vừa rồi đánh nhau thời điểm vương sáng tuy rằng vẫn luôn loạn trảo loạn đánh, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng căn bản không như thế nào đụng tới bình bình. Mỗi lần hắn vương nắm tay không phải bị đánh trở về chính là bị tránh thoát đi, cái này tiểu thí hài còn như vậy sẽ trang. Cư nhiên nói chính mình bụng đau. Vương sáng vuốt chính mình bị đánh nửa bên mặt, biểu tình khổ ha ha, là ngươi đánh ta. Tiểu hài tử đánh nhau liên lụy đến đại nhân bọn họ bên này trách nhiệm liền lớn, nếu không phải nghĩ vậy một tầng, Trương Quang Hương thật muốn đánh đứa nhỏ này một đốn, người đôi mắt hạt A, nhìn không ra tới nhà của chúng ta bình bình bị nhiều trọng thương sao. Vương Sáng khóc kêu, ta chịu thương mới trọng. Lúc này người nhà viện cư dân cũng ra tới, đi tuốt đàn trước mặt chính là Vương Sáng nải nải, nghe được tôn tử bị người đánh, nàng sách theo chày cán bột liền ra tới, hùng hổ hỏi, ai nha ai nha, ai dám đánh nhà của chúng ta tiểu sáng vương sáng nhìn đến nải nải cảm giác cho chính mình chống lưng người tới khóc lóc chạy vào nàng trong lòng ngực chỉ ra và xác nhận bình bình nải nải chính là bọn họ vương sáng nải nải nhìn thấy ba cái người xa lạ ánh mắt không tốt chính là ngươi khi dễ ta tôn tử trương quang hương mắng ai khi dễ ai a à, rõ ràng là ngươi tôn tử khi dễ ta cháu ngoại nải nải ta đau vương sáng ô ô khóc một chút cho nàng chỉ chính mình trên người nơi nào đau mặt đau trên người cũng đau nơi nơi đều đau Vương gia hiện tại liền vương sáng một cái độc đinh, hiện tại thành phố tra vô cùng, sau này nhi tử con dâu cũng không thể sinh, vương sáng nải nải đối này căng độc đinh đau thật sự, nhìn đến hắn bị người đánh thành như vậy, mở miệng đối với bình bình liền mắng, tiện gia, dám khi dễ ta tôn tử, hôm nay ta một hai phải làm ngươi kiến thức kiến thức lợi hại. Ngươi này mụ già thúi, không hảo hảo quản giáo tôn tử còn mắng ta cháu ngoại, miệng ăn phân như vậy xú A. Trương Quang Hương trực tiếp từ trên mặt đất túng lên một khối gạch, giám động thủ ta liền đem gạch hô ngươi trên đầu đừng 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 động thủ a tiểu hài tử đùa dẫn đánh nhau không có gì đại nhân đánh nhau thấy huyết vấn đề liền lớn vốn đang xem náo nhiệt cư dân thấy thế chạy nhanh đứng ra khuyên can cái kia đồng chí cũng đúng vậy như thế nào có thể lấy gạch đâu không có gì sự liền tăng đi ngươi xem hai hài tử đều bị thương trương quang hương liền sinh tô tuyết trên một cái nữ nhi sinh hoạt sau khi kết hôn hậu đãi không có gì phiền não nhìn cũng so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ đại khái liền 40 tới tuổi bộ dáng, vương sáng nãi nãi năm nay đều 67 tuổi, cũng liền cùng nàng động động mồm mép còn hành, thật đánh lên tới nàng thật đúng là không dám, nàng không nghĩ tới gặp được một cái càng đanh đá không nói lý chủ, gạch bi lực nàng vẫn là biết đến, do dự hạ không hề tiến lên, bất quá miệng vẫn là không buông tha. Người, thật không giáo dưỡng. An an trừng mắt nàng, lão vu bà. Đừng nhìn người tiểu, này nộ một trừng to bộ dáng thực sự có điểm dọa người, Vương sáng nãi nãi biểu tình kinh thường nói, Tiểu nha đầu, không tới phi ngươi nói chuyện. Ai đều không thể nói hắn muội muội. Bình bình đứng ra mắng trở về, còn học an an xưng hô. Ngươi nói ai đâu, lão vu bà. Này toàn gia tính cách thật đúng là nửa điểm không cho người. Vương sáng nãi nãi mày khẽ nâng, miệng lưỡi sắc bén, là một cái đều không buông tha người a. Trương Quang Hương thử tính đi phía trước đi rồi vài bước, ngươi muốn thử xem gạch cái gì hương vị đúng không? Người nhà viện cư dân đều biết Vương sáng nãi nãi không dễ chọc ai từng tưởng này một lão hai thiếu cũng là ngạnh tra không nghĩ đem sự tình nháo đại tiếp tục khuyên giải đều thối lui một bước đi liền như vậy tính tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu trước doãn cảnh xuân chạy tới hiện trường nhìn đến bọn họ sửng sốt bình bình an an vây xem cư dân hỏi câu tiểu doãn ngươi nhận thức bọn họ a à? doãn cảnh xuân gật gật đầu nhận thức a à, bọn họ là tiểu nhi ngoại khoa bác sĩ tô người nhà có thể ở lại tiếng người nhà viện cơ bản đều là nhi khoa bệnh viện công nhân viên chức người nhà, trước kia không biết Trương Quang Hương bọn họ thân phận, có điểm hướng về vương sáng giúp đỡ một bên, lúc này đã biết liền bắt đầu bảo trì trung lập, đều là một cái bệnh viện A, vậy càng không cần thiết đánh nhau rồi. Từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không đại nhân hỏi bọn hắn rốt cuộc vì cái gì đánh nhau, ngược lại vẫn luôn ở ba phải, bình bình xem doãn cảnh xuân tới, cũng không gạt, trực tiếp nói với hắn, doãn thúc thúc, vừa rồi này năm người vẫn luôn ở khi dễ thư kiệt hắn trí nhớ hảo trực tiếp đem vừa mới khi dễ doãn thư kiệt tiểu hài tử theo thứ tự chỉ ra tới bọn họ vẫn luôn hướng thư kiệt trên người ném bao cát còn mắng hắn không ngừng ta một người thấy được bọn họ ba cái khẳng định cũng thấy được bình bình lại đem vừa mới bàn quan ba cái tiểu bằng hữu cũng chỉ ra tới thái độ thản nhiên nói vừa rồi đánh nhau cũng là người kia trước động tay bằng không chúng ta trực tiếp đi cục cảnh sát làm cảnh sát nhìn xem rốt cuộc ai đúng ai sai là ta sai ta nhận nhưng đánh hắn ta không hối hận loại người này nên đánh. Bởi vì lô xuất huyết bên trong lưu lại di chứng, Doãn Thư Kiệt phát dục vẫn luôn sau bạn cùng lứa tuổi chậm rất nhiều, hai tuổi rưỡi mới học được đi đường, Mai Đồng cùng Doãn Cảnh Xuân từ hắn sau khi sinh liền vẫn luôn tích cực cấp nhi tử trị liệu, hiện tại đã hảo rất nhiều, có thể nói cũng có thể đi, Doãn Cảnh Xuân lúc này mới yên tâm làm chính hắn xuống lầu cùng người nhà viện hài tử chơi. Hắn không nghĩ tới nhi tử sẽ bị đám hài tử này bá lăng, Doãn Cảnh Xuân áp lực tức giận, đi đến nhi tử trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng hỏi, Thư Kiệt, bọn họ vừa mới khi dễ ngươi." Giản Thư Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Giản Cảnh Xuân giận dữ, đi mau vài bước, một tay đem Vương Sáng sách lên, Vương Sáng nhất thời bị dọa đến oa oa khóc lớn, Vương Sáng nãi nãi vội vàng khuyên, "Đừng cùng Tiểu hài tử trí khí a, ngươi không thể nghe thấy kia tiểu hài tử một người nói gì chính là gì a." Đối một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử động thủ sát thật không tốt, Giản Cảnh Xuân bình tĩnh lại, nhìn về phía vừa mới bình bình chỉ ra và xác nhận từng thấy sự tình trải qua ba cái hài tử, "Hảo các ngươi nói vừa rồi đều đã xảy ra cái gì ba cái hài tử tránh ở gia trưởng phía sau xem hắn biểu tình quá khủng bố không dám nói lời nào doãn cảnh xuân hét lớn nói ta ta nói là vương sáng bọn họ vài người chơi bao cát sau lại thư kiệt tới bọn họ vài người liền vây quanh thư kiệt sau đó hướng trên người hắn tạp bao cát nam hài nhìn hắn âm trầm thần sắc thanh âm càng ngày càng thấp bọn họ còn nói thư kiệt là tiểu ngu ngốc đái trong quần sau đó vừa mới cái kia nam hài liền tới rồi vương sáng mắng hắn cùng thư kiệt là một đám hai người liền đánh lên nói đến nơi đây ở đây người đều biết sự tình ngọn nguồn hai mặt nhìn nhau một cái người nhà viện người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy doãn thư kiệt cái dạng gì bọn họ cũng đều biết khởi điểm không biết là khi còn nhỏ sinh bệnh dẫn tới liền cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không quá bình thường sau lại có người hỏi mới biết được ngọn nguồn đại gia phần lớn đều là lén cảm tháng một câu mệnh không tốt không ai dám ở bọn họ hai vợ chồng trước mặt nói. Đối cha mẹ tới nói, nói lời này không khác hướng ngực cắm dao nhỏ. Doãn cảnh Xuân trực tiếp đá vương sáng một chân, nếu không có người ngăn đón, hắn còn phải cho mặt khác bốn cái hài tử một người một chân, bị người ngăn đón cũng mắng cái không ngừng, mẹ nó, dám khi dễ ta nhi tử, về sau đi đường thượng đừng làm cho ta nhìn thấy, nếu không ta nhìn thấy các ngươi một lần đánh một lần. Năm người nhà sợ hãi hắn lại động thủ, hậm hực mang theo hài tử chạy nhanh rời đi, một hồi trò khôi hài lúc này mới bình ổn doãn cảnh xuân cảm xúc hơi chút khôi phục chút sửa sửa tóc đem nhi tử ôm lên nhìn bình bình cười nói bình bình sự tình hôm nay cảm ơn ngươi bình bình cũng cười doãn cảnh xuân lại nhìn về phía trương quang hương nhẹ giọng nói quá hai ngày ta cùng tiểu đồng tự mình qua đi nói lời cảm tạ hài tử không có việc gì là được trương quang hương xua xua tay ta liền biết bình bình sẽ không lung tung đánh người doãn cảnh xuân sờ sờ bình bình đầu giáo doãn thư kiệt chậm rãi nói nói cảm ơn ca ca doãn thư kiệt học hắn nói chuyện mềm mại nói thanh cảm ơn ca ca cười lộ ra đáng yêu tiểu má lúng đồng tiền bình bình gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng trương quang hương cảm giác thời gian không sai biệt lắm lại không đi tô tuyết trinh chỉ sợ nên đi thực đường ăn cơm cùng hắn cáo từ chúng ta đây liền đi trước cấp tuyết trinh đưa cơm doãn cảnh xuân đưa bọn họ tới cửa bình bình an an lại lần nữa cưỡi xe đạp hướng mụ mụ bệnh viện đuổi an an nhìn ca ca vẫn là có điểm không yên tâm tầm mắt vẫn luôn không rời ca ca quan tâm hỏi ngươi thật không đau sao bình bình lắc đầu không đau trương quang hương cùng hắn giảng đạo lý lần tới đừng như vậy xúc động có việc tìm đại nhân an an nghĩ đến vừa mới bà ngoại ương ngạnh bộ dáng cười ha ha trêu chọc nói sau đó bà ngoại sẽ lấy gạch giúp ngươi đánh người trương quang hương vui vẻ tình sẽ trêu ghẹo ta Ba người đến tiểu nhi ngoại khoa thời điểm, Tô Tuyết Trinh còn ở phòng bệnh, hộ sĩ mấy ngày nay cũng nhận thức bọn họ, trực tiếp dẫn bọn hắn đi Tô Tuyết Trinh văn phòng ngồi chờ. Bình Bình ở mụ mụ văn phòng chuyển động, tới như vậy nhiều lần, hắn lần đầu tiên đối một bên phóng nhân thể mô hình cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mặt trên kia cái đầu, mặt danh hấp dẫn hắn đi thăm dò nhân thể đại não huyền bí. Chương 155 chương 155. Tô Tuyết Trinh chưa đi đến văn phòng liền nghe hộ sĩ nói người trong nhà lại đưa cơm tới. Nàng đi trước giặt sạch cái tay, đẩy ra môn, cười nói, sốt ruột chờ đi. Không có, chúng ta cũng vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Trương Quang Hương tiếp đón nàng lại đây ăn cơm, mau tới ăn đi, lại không ăn liền lạnh. Tô Tuyết Trinh rút ra ghế dựa ngồi xuống, thoáng nhìn bình bình trên người có điểm dơ, tự hồ mới vừa ở trên mặt đất lăn quá giống nhau, nghi hoặc hỏi, đây là làm sao vậy? Chơi xấu lăn lộn. Nói lên cái này Trương Quang Hương còn khí đâu, đừng nói nữa, vừa rồi tới đưa cơm trên đường chúng ta đụng tới thư kiệt người nhà viện có năm cái hài tử khi dễ hắn bình bình cùng dẫn đầu đánh một trận tô tuyết trinh nhíu mày vẫy tay đem bình bình kéo qua tới lại đây ta nhìn xem bà ngoại bên kia còn hảo thuyết mụ mụ này quang nhưng không hảo quá bình bình sợ hãi bị mắng khẩn trương mà nuốt nước miếng không có việc gì một chút cũng không đau hắn cũng chưa đánh tới ta trương quang hương ở một bên nói tiếp làm mẹ ngươi kiểm tra hạ nếu là thương đến nơi nào chúng ta đi tìm hắn bồi Tô Tuyết Trinh nâng lên hắn cầm, trước kiểm tra rồi hạ đầu có hay không thái thương, nâng lên hắn cánh tay kiểm tra, mùa hè. Quần áo ăn mặc mỏng, lõa lộ bên ngoài làn da nhiều, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nàng này một kiểm tra, phát hiện vài vết thương. Nàng lại đem bình bình xuyên quần đùi hướng lên trên đề, hai sườn đầu gối đã sưng đỏ, Tô Tuyết Trinh sờ soạn, bất đắc dĩ hỏi, còn nói không đau đâu, đây là cái gì? Đều sưng thành như vậy. Trương Quang Hương nhìn lên, ai u một tiếng, khả đau lòng hỏng rồi người đứa nhỏ này sao không nói a à? bình bình hắc hắc cười không đáng ngại quá hai ngày thì tốt rồi chờ ta cho ngươi đơn giản xử lý hạ Tô tuyết trinh ra cửa cầm dược cùng tăm bông lại đây cho hắn tiêu hạ độc tôi lên kháng cảm nhiễm dược dặn dò nói này chu thiếu vận động bình bình nói thanh hảo trương quang hương càng khí tức giận bất bình nói sớm biết rằng vừa rồi đi thời điểm ta cũng nên lại cấp kia hài tử tới một chân Tiểu hài tử không hiểu chuyện liền tính, ngươi cũng đi theo cùng nhau trộn lẫn. Tô Tuyết Trinh thở dài, ngồi xuống hỏi Bình Bình, vì cái gì đánh nhau? Bình Bình đem chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối nói cho mụ mụ, đại khái tình huống chính là như vậy, hắn quá đáng giận. Trương Quang Hương đi theo thêm mắm thêm muối, kia hài tử nhưng hung, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ còn muốn tiếp tục đánh ngang Bình. Nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, Tô Tuyết Trinh kỳ thật không đành lòng trách cứ Bình Bình, nàng cũng không nghĩ cấp hài tử giáo huấn cái gì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng nói bình bình ngươi dũng cảm vì thư kiệt xuất đầu hành vi đáng giá khen ngợi đây là yêu quý đệ đệ biểu hiện gặp được nguy hiểm hiểu được phản kháng thực hảo nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi bạo lực chỉ có thể giải quyết nhất dễ hiểu mặt ngoài vấn đề lời này giống như nói gì đó lại giống như cái gì cũng chưa nói bình bình nghe cái biết cái không kia ta là đánh trả vẫn là không hoàn thủ a trương quang hương liền chịu không nổi tô tuyết trinh ôn hòa tính tình Xen vào nói, đương nhiên đánh trả A, à, không hoàng thủ chờ bị người đánh A. À. Tô Tuyết Trinh ôn thanh nói, nắm chắc một cái độ dưới tình huống, có thể đánh trả, nhưng cái này đánh trả không nhất định là vũ lực, cụ thể cái này độ như thế nào nắm chắc, muốn ngươi chậm rãi lý giải. Bình bình như suy tư gì. Tô Tuyết Trinh nói xong ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, ăn ăn ghé vào trên bàn chỉ vào ngó sen tẩm bột chiên mảnh liệt đề cử, cái này ăn ngon. Hảo, nghe ngươi, ta thử xem. Tô Tuyết Trinh nghe lời kẹp lên ăn khối, khích lệ nói thuận miệng liền tới, bà ngoại tay nghề thật tốt. Trương Quang Hương đắc ý mà cười, khi đương nhiên. Cơm nước xong, Tô Tuyết Trinh đem hộp cơm giặt sạch, người một nhà ra bệnh viện về nhà, tới rồi giao thông công cộng trạm đài bên tách ra, Trương Quang Hương giúp Bình Bình An An đem xe đạp dọn tới rồi xe biết thượng, nàng chính mình cưỡi xe hồi Hồng Giang Đại học người nhà lâu. Chiều hôm buông xuống, ngoài cửa sổ là nhất phái xa hoa trụy lạc phùng hoa cảnh tượng an an bắt lấy xe đạp đầu miễn cho xe chạy loạn đi ngửa đầu hỏi tô tuyết trinh ba ba khi nào trở về a à? ta đều hơn một tháng chưa thấy qua hắn tô tuyết trinh ngày hôm qua mới vừa cùng sầm bách thông qua điện thoại đối hắn bên kia tiến độ trong lòng đại khái cũng rõ ràng chỉ sợ một chốc cũng chưa về nàng nhẹ giọng trả lời khả năng còn muốn một đoạn thời gian ba ba ở trảo người xấu đâu an an cảm khái lần này hảo chậm a à. cùng phía trước tội phạm bất đồng lần này tội phạm chính là cầm súng thời gian nhưng thật ra thứ yếu tô tuyết trinh càng lo lắng sầm bách an toàn bất quá làm trò bọn nhỏ mặt nàng cũng không thể biểu lộ lo lắng nếu không bọn họ sẽ càng sợ hãi nàng nhìn ngoài cửa sổ vội vàng lên đường người đi đường tự mình lẩm bẩm sẽ thuận lợi cùng nàng kỳ vọng tương phản sầm bách bên này là nửa điểm không thuận lợi nhóm người này mỗi lần cướp bóc trước đều che mặt gặp người liền sát cơ hồ không lưu người sống hiện trường để lại cho bọn họ chứng cứ thiếu chi lại thiếu từ lúc bắt đầu đàm nam huyện đến bây giờ nghi võ huyện phạm án nhiều đạt chính khởi, tổng số tiền phạm tội siêu 6 vạn khối. Phạm tội trình độ cũng ở tiến thêm một bước thăng cấp, tàn nhẫn trình độ gia tăng, có lẽ là sợ bán của cải lấy tiền mặt đồ vật thời điểm bị phát hiện, hiện tại đã từ ngay từ đầu trộn đồ vật trộn tiền chuyển biến thành trực tiếp trộn tiền. Hiện tại vụ án đã phát triển tới rồi cách vách tỉnh, bọn họ liền hung thủ bộ dáng gì cũng không biết, trước mắt chỉ biết bọn họ đại khái thân cao cùng nhân số. Dấu chân giám định chỗ đem các nơi hiện trường mang tới dấu chân lấy mô, đang ở nhất nhất căn cứ dấu vết suy đoán dày nhãn hiệu, hy vọng đạt được gần một bước manh mối. Sầm bách ăn qua cơm sáng liền tìm tới rồi phụ trách dấu chân giám định Ung Vân Binh, thế nào? Có thể nhìn ra tới dư lại hai khoảng là cái gì nhãn hiệu sao? Thông qua này vài lần đối hiện trường dấu chân thu thập, bọn họ đã chuẩn xác nắm giữ này hỏa cướp bóc nhân số, tổng cộng có 7 tên, trong đó có một người có điểm què chân, có hai người thân xuyên giải phóng bài giày nhựa, ba người là bình thường giày không dây, này năm loại đều là thường thấy giày chỉ có hai cái dấu dày tương đối khó có thể giám định. Càng không lớn chúng giày thuyết minh mua người càng ít, đã là chỗ khó cũng là đột phá khẩu. Cung Vân Binh đối vật chứng giám định phi thường có kinh nghiệm, chuyên môn bị điều động lại đây, cũng là hắn thông qua dấu chân nhìn ra này bảy người trung có hai cái là huynh đệ. Vì mau chóng phá án, Cung Vân Binh đã liên tục hai ngày không ngủ, nói chuyện khi thanh âm tẩn hiện mệt mỏi, nghẹn ngào nói, có điểm khó, ta đang ở so đối. Vất vả sầm bách chụp hạ bờ vai của hắn, chạy đến khai sớm sẻ Lần này đi đầu người là tỉnh cục công an phòng hình trinh trưởng phòng thạch thành lỗi, án tử vẫn luôn không tiến triển, hắn cũng vô pháp hướng công chúng công đạo, gần nhất tóc đều rất không ít, nói thỏa thích, đại gia có cái gì ý tưởng trực tiếp nói ra, nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được tân phương hướng. Nhóm người này rõ ràng có bị mà đến, mỗi lần đều chỉ giật tiền, người chứng kiến toàn giết chết, thật là quá giảo hoạt. Có phải hay không đương quá binh a? À? cảm giác phản trinh sát năng lực rất mạnh mỗi lần phạm án đều che mặt cũng có thể là đã làm cùng loại bảo an công tác người sầm bách cũng cảm thấy này đám người cướp bóc loại sự tình này làm được thật sự quá lưu sướng động tác thực mau lại nhanh nhẹn huấn luyện có tố đoạt xong liền đi trong phòng đại gia thảo luận khí thế ngất trời có đội viên vọt vào tới lại mang đến một cái tân tin tức lại xuất hiện lần này là giang vân huyện giang vân huyện đã hoàn toàn cùng bọn họ tỉnh không giáp giới này thuyết minh hung thủ đã đem phạm vi mở rộng đến cả nước thạch thành lỗi trên bản đồ thượng giang vân huyện đánh cái câu trên bản đồ sở hữu đánh câu khu vực đều là hung thủ từng phạm án địa phương sầm bách đứng lên tỉ mỉ nhìn một hồi lâu đột nhiên nheo lại đôi mắt đến gần rồi chút đi xem dùng tay vẽ hạ bộ tuyến thạch thành lỗi cảm giác hắn phát hiện cái gì vội vàng hỏi làm sao vậy trưởng phòng ngươi không cảm giác này đó khu vực có cái gì đặc điểm sao đều ở vào huyện thành Sầm Bách chỉ vào ban đầu phạm án mà, cũng chính là cảnh sát nhân dân Tần Thụy bị đoạt thương địa phương, Đàm Nam huyện. Thương là ở chỗ này đoạt, căn cứ thời gian cùng lộ tuyến tới xem, hung thủ từ Đàm Nam huyện một đường Nam Hạ. Đúng vậy, này phù hợp hung thủ cướp bóc thói quen, bọn họ sợ hãi bắt giữ khẳng định sẽ không đoạt còn đãi ở một chỗ không đi. Có người đứng lên, đi theo hắn ý nghĩ theo lộ tuyến đi xuống xem, kinh hô, xem này trung điểm, bọn họ sợ không phải muốn ngồi thuyền trốn đi. Rất có khả năng, bọn họ biết chúng ta cảnh sát sẽ không từ bỏ truy ra chỉ sợ là tính toán rời đi quốc nội trừ cái này ra sầm bách còn có một cái tương đối để ý địa phương hắn duỗi tay chỉ hạ bản đồ thượng chính võ huyện nơi này hung thủ tự hồ tránh đi có đội viên không thấy hiểu làm sao thấy được này trương trên bản vẽ hung thủ nhìn dáng vẽ là tùy cơ gây án sầm bách lắc đầu không phải bọn họ có việc trước điều nghiên địa hình vừa mới bắt đầu mấy khởi sát thật thực tùy cơ mặt sau sợ hãi bán của cải lấy tiền mặt tan vật bị chúng ta điều tra ra, lấy trộm tiền cùng vàng bạc là chủ sau sẽ chủ yếu lựa chọn những cái đó kinh tế trình độ tương đối tốt huyện thành tới đoạt. Theo ta được biết, cái này ven đường chính võ huyện phát triển hẳn là cũng không tệ lắm đi. Là không tồi, mấy năm nay bọn họ huyện thành sinh sản phân hóa học còn rất nổi danh. Đúng vậy, một khi đã như vậy, này đám người vì cái gì muốn tránh đi chính võ huyện đâu. Đối tặc tới nói, chỉ có một cái khả năng tính, đáp án miêu tả sinh động. Thạch Thành Lỗi lập tức nói ra, bọn họ là chính võ huyện người. Sầm Bách gật gật đầu, từ hai nguyệt 12 hào đêm giao thừa lần đầu tiên phạm án, đến khoảng cách chính võ huyện gần nhất một lần năm nguyệt 26 hào phạm án, trong đó thời gian cách xa nhau có hơn 3 tháng, bọn họ khẳng định ở sớm hơn phía trước liền rời đi quê nhà, đột nhiên trở lại cố hương, rất có khả năng sẽ bị nhận ra tới, vô luận là trở về vẫn là rời đi đều thực thấy được. Tìm tòi phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Thạch Thành Lỗi lập tức nói, tìm người cấp chính võ huyện Cục Công an gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem gần nhất 2 năm ly hương nhân viên danh sách thống kê ra tới. Đội viên nói câu hảo, chạy nhanh đi xuống làm việc. Thạch Thành Lỗi một lần nữa đoan trang cái này bản đồ, quan sát Giang Vân huyện phụ cận khu vực, trầm giọng nói, chiếu ngươi cái này ý nghĩ, bọn họ tiếp theo trạm chỉ sợ là này ba cái địa phương. Sầm bách gật gật đầu, từ Giang Vân huyện lái xe qua đi này đó địa phương đại khái hai ba thiên, không biết bọn họ lần này tính toán ngủ đông mấy ngày lại động thủ, chúng ta cũng muốn mau chút hành động. Án kiện cuối cùng có thực chất tính tiến triển, Thạch Thành Lỗi phân phó nói, đi gọi điện thoại thông tri này ba cái địa phương cục công an, làm cho bọn họ bảo vệ cho bổn huyện thành có được đại lượng tiền mặt địa phương, lần này chúng ta nhất định phải đem người cấp bắt lấy. Sầm Bách mang theo người đi gọi điện thoại, trước tiên thông tri bọn họ chú ý phòng bị, tận lực an bài cảnh sát trực ban lấy ứng đối khả năng cầm súng bọn cướp. Chính võ huyện bên này, Tỉnh đột nhiên làm cho bọn họ sửa sang lại ra gần 2 năm ly hương danh sách cũng không dễ dàng, lượng công việc lại đại lại rườm rà, liên tiếp 3 ngày bọn họ cũng chưa có thể cho ra bất luận cái gì hồi phục. Cùng lúc đó, quân vân binh bên kia đột nhiên có mới nhất tiến triển, thừa hai đôi giày hắn không phán đoán ra tới, hắn phiên tới phiên đi rốt cuộc tra ra trong đó một đôi dấu giày khả năng xuất xứ, hưng phấn mà cùng sầm bách nói, là tam tiết đầu. Đây là quân đội vì nhất định cấp bậc quan quân phát ra chế thức giày da, bởi vì dùng tam tiệp da khâu vá, cho nên được gọi là tam tiết đầu. Sầm bách ngây ngẩn cả người. Chương 156 chương 156 Sầm bách là từ quân đội giải nghệ chuyển nghề thành cảnh sát, tự nhiên biết ở quân đội rốt cuộc cái gì cấp bậc trở lên mới có thể xứng phát tam tiết da đầu dày, ít nhất là thiếu ý trở lên quan quân cấp bậc mới có tư cách. Hắn khó có thể tưởng tượng một cái quan quân sẽ làm ra loại này giết người cướp bóc sự, lại hỏi một lần, xác định là tam tiết da đầu dày không sai sao, Hung Vân Binh trong lòng cũng rõ ràng hung thủ đã từng là một cái quan quân đánh sâu vào có bao nhiêu đại, vì xác nhận hắn đã lặp lại kiểm tra quá vài biến, khẳng định gật gật đầu, không sai, tuy rằng hiện tại thị trường thượng cũng có phỏng tam tiết đầu dày da lưu thông, nhưng loại này góp dày quân đội phát tam tiết da đầu dày vẫn là thực không giống nhau. Cái này manh mối đối tỏa định hung thủ thân phận trọng yếu phi thường, sầm bách từ một tiếng, ta đi đem cái này manh mối phản hồi cấp trưởng phòng. Nói xong hắn xoay người rời đi, Thạch Thành Lỗi biết được tin tức này cũng phi thường khiếp sợ, đúng vài giây mới nói lời nói, khi như vậy xem ra chúng ta muốn tìm ra hung thủ liền dễ dàng, chỉ cần làm chính võ huyện tìm ra phục dịch danh sách, không sai biệt lắm là có thể tỏa định người được chọn. Đúng vậy, ta hoài nghi hung thủ có thể là giải nghệ quân nhân hoặc là bởi vì sai lầm bị đuổi ra quân nhân đội ngũ người. Thạch Thành Lỗi thở dài một hơi, thông tri đến chính võ huyện đi, cái này hẳn là thực hảo tìm. Sầm bách gật gật đầu, đi ra ngoài cấp chính võ huyện cục công an đánh đi điện thoại, không chỉ có muốn bọn họ tìm ra phù hợp điều kiện người được chọn, còn muốn hỏi thăm ra tới những người này tình hình gần đây. Làm chính võ huyện phòng hộ chính thống kê ra gần 2 năm ly hương cư dân khả năng không tốt lắm tìm, nhưng là người làm hắn tìm ra từng ở quân đội phục dịch, thả quan quân cấp bậc ở thiếu ý trở lên quân nhân liền đơn giản rất nhiều, bởi vì có quan hệ phương diện này tin tức là sẽ đơn độc lưu trữ. Chính võ huyện dân cư không nhiều lắm, có thể ở quân đội đạt được thiếu ý trở lên chức danh người đã thiếu càng thêm thiếu, người nào phù hợp điều kiện vừa xem hiểu ngay, chính là ra ra bọn họ tình hình gần đây muốn phí một chút thời gian. Bất quá gần qua 3 ngày, chính võ huyện phòng hộ chính liền đem phù hợp điều kiện danh sách sàng chọn ra tới, cũng thông qua thư tính phương thức gửi đến bọn họ nơi này tới. Danh sách gửi đến thạch thành lỗi nơi này tới thời điểm, tổ chức đại gia mở cuộc họp, tham thảo ai là khả năng hiềm nghi người. Sầm bách phiên hạ Chính võ huyện cấp ra danh sách bên trong tổng cộng có 46 người, có còn ở quân đội phục dịch, có đã chuyển nghề thành công ở làm khác ngành sản xuất, còn có tuổi thiên đại đại ở trong nhà dưỡng lão. Thông qua bọn họ trong khoảng thời gian này đối hung thủ hiểu biết, đêm này nhóm người lại suy si một chút, cuối cùng còn dư lại ba cái khả năng hiềm nghi người. Này ba cái hiềm nghi người đều từng ở quân đội phục quá dịch, phản hương sau không biết tung tích. Phán đoán ra cái này dấu chân là tam tiết gia đầu dày lưu lại về sau, quân vân binh lại tiến thêm một bước tiến hành rồi càng vì kỹ càng tỉ mỉ giám định, cho bọn hắn tìm ra giày xưởng, xác định là xuất từ công nghiệp quân sự xưởng sản phẩm, trừ cái này ra, lại cho bọn hắn cung cấp một cái đầu mối mới, này song tam tiết gia đầu giày mài mòn trình độ không nặng, hẳn là quân đội gần 2 năm phát. Thông qua dấu giày, quân vân binh không chỉ có nhìn ra tới giày nhãn hiệu, còn có thể suy đoán ra tới giày chủ nhân thân cao đặc thù, cái này cư nhiên còn có thể nhìn ra tới giày là khi nào bắt đầu xuyên đại gia không cấm lấy làm kỳ, tò mò hỏi, thần A. Cái này ngươi là làm sao thấy được? Bất đồng mài mòn trình độ hạ dày lưu lại dấu chân dấu vết cũng là bất đồng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, có chút dày xuyên lâu rồi đấy sẽ mỏng một chút, có chút dày phía dưới mang phòng hoặc trăng, cũng sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi bị ma bình, mỗi người đi đường tư thế đều bất đồng, này đó đều là có thể ở dấu chân thượng lưu lại dấu vết. Dấu chân giám định phức tạp lại cao thâm, quân vân binh cười cười, muốn ta cùng ngươi tế giảng trong đó học vấn, chỉ sợ nói ba ngày ba đêm đều giảng không xong. Cung vân binh hiện tại cấp cái này manh mối phi thường mấu chốt, lập tức liền đem ba cái hiềm nghi người bài trừ hai cái, sầm bách biểu tình trong sáng lên, ngươi cái này manh mối giúp đỡ chúng ta đại ân. Cứ như vậy, cũng chỉ có cái này kêu hạ trung thiên phù hợp điều kiện. Hạ trung thiên, chính võ huyện Hà Hoa Trấn Người, 1951 năm sinh, lục quân, đã từng ở quân khu phục dịch 8 năm, 1973 năm kết hôn, năm sau thê tử sinh hạ một tử, sau lại với 1979 năm bởi vì nghiêm trọng trái với kỷ luật, bị yêu cầu rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự, phản hương sau ở huyện thành xưởng thực phẩm đương tài xế, cũng ở năm trước mất đi tin tức. Hạ Trung Thiên thê tử cho hắn sinh hai đứa nhỏ, cũng coi như là tốt tốt đẹp đẹp một nhà bốn người, có cảnh sát không hiểu, trong nhà có lão bà có hài tử, vì cái gì làm loại sự tình này a? À? Hảo hảo công tác kiếm tiền, không hảo sao? Đội viên chật một tiếng, hiện tại chúng ta trong ngục giam đóng lại, thành gia lập nghiệp còn thiếu A. Chính là không nghĩ thành thật kiên định kiếm tiền mà thôi, muốn tìm chút đường ngang ngõ tắt lấy mau tiền. Hạ Trung Thiên tư liệu mọi người đều nhìn một lần, có mới tới cảnh sát là trường quân đội tốt nghiệp, không hiểu lắm quân đội chuyển nghề giải nghệ linh tinh sự tình, nhưng hắn biết ở đây vài cái cảnh sát đều là quân đội chuyển nghề tới, nhẹ giọng hỏi, hắn cái này suốt ngủ sau chuyển nghề chuyển biến tốt đẹp sao? Sầm bách lắc đầu, không chuyển biến tốt đẹp, hắn giải nghệ phía trước là thiếu ý, tuy nói cái này cấp bậc ở quan quân không tính cao, nhưng bình thường xuất ngũ chuyển nghề lúc sau chính phủ sẽ cho an bài công tác, nhưng là hắn cái này bởi vì trái với kỷ luật bị bộ đội cưỡng chế rời khỏi, cho nên chỉ có thể dựa theo xuất ngũ nghĩa vụ binh xử lý, xuất ngũ nghĩa vụ binh giống nhau không cho an bài công tác, chỉ có người phù hợp tương quan điều kiện mới có khả năng. Điều kiện gì? Ít nhất ngày thường phải có cái nhị đẳng công, thời gian chiến tranh có cái tam đẳng công, liệt sĩ con cái hoặc là bởi vì chiến tranh trí tàn tật năm cấp đến 8 cấp trở lên nhân viên, bốn cái điều kiện muốn phù hợp một cái, chỉnh thể vẫn là rất khắc nghiệt. Sầm bách phía trước tới gần giải nghệ thời điểm cũng lo lắng công tác vấn đề, cho nên đối phương diện này tin tức hiểu biết tương đối nhiều, vừa nói liền nghĩ tới. Như vậy một giải độc, Hạ Trung Thiên Phạm tội động cơ cũng rõ ràng lên, chỉ sợ là không thỏa mãn với đương xưởng thực phẩm tài xế hiện trạng. Thạch thành lỗi phân phó đi xuống, phái người nhìn chầm chầm Hạ Trung Thiên người trong nhà, nhìn xem có hay không người nào thường xuyên cùng bọn họ liên lạc, cẩn thận một chút không cần bị phát hiện, tận khả năng được biết liên lạc nội dung. Đội viên nói Thanh Hảo, bay nhanh đi xuống an bài. Hiện tại này đám người đã phát triển tới rồi khác tỉnh thị, thuộc về vượt tỉnh hợp tác phá án, thì cùng thị chi Giang còn hảo thuyết, bọn họ chủ yếu đoạt huyện thành, vụ án phát sinh sau, huyện thành còn muốn hướng nội thành đăng báo, này liền cấp câu thông lại gia tăng rồi một tầng khó khăn, rất khó kịp thời được đến nhanh nhất tin tức. Nửa đêm 4 điểm sầm bách nơi ký túc xá đoàn người bị đánh thức phòng học tập hợp hắn chạy nhanh mặc tốt quần áo đi trước phòng học vốn dĩ ngủ đến liền vãng trung gian lại bị đánh thức đại gia tinh thần đều không tốt lắm thạch thành lỗi đứng ở cửa an bài bọn họ đi trước rửa cái mặt thanh tĩnh hạ ba phút sau trở về mở học sầm bách mở ra vòi nước bắt một phủng nước lạnh cảm giác cả người tinh thần không ít mặt cũng chưa sát trở về phòng học chúng ta suy đoán là chính xác đêm nay này đám người quả thực đi đoạt lấy Khánh Lâm huyện một nhà ngân hàng, đáng tiếc Khánh Lâm huyện cảnh sát không quá coi trọng chúng ta lời nói, chỉ an bài hai cảnh sát qua đi trực ban, toàn đã chết. Thạch thành lỗi ôn hòa ngữ khí phía dưới ẩn chứa cực đại phẫn nộ, liền an bài hai cảnh sát. Đối thượng bảy người, này không rõ rành rành làm cho bọn họ đi chịu chết sao. Quả thực là đem chúng ta nói đương vui đùa. Đại gia quần chúng tình cảm kích động, nhóm người này quá kiêu ngạo. Kết quả này sầm bách tuy rằng không có đoán trước đến, nhưng phát sinh lúc sau nghĩ lại kỳ thật cũng không khó lý giải một cái tiểu huyện thành cảnh lực tất nhiên không bằng nội thành hơn nữa bọn họ cũng không xác định này đám người rốt cuộc khi nào tới có thể hay không tới khả năng bọn họ mới vừa thông tri đến mấy ngày hôm trước còn rất coi trọng mặc sau mấy ngày xem hung thủ vẫn luôn không có tới liền lơi lỏng thạch thành lỗi bắt đem đầu tóc dẫn đại tính tình dẫn dắt đại gia tiếp tục phân tích tiếp theo này đám người sẽ đi địa phương nào ngao mấy cái giờ cuối cùng xác định bốn cái khả năng huyện thành Sầm Bách bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trưởng phòng, ta cảm thấy bọn họ mỗi lần cướp bóc đều như vậy thuận lợi nguyên nhân chủ yếu khả năng chính là ở chỗ trước đó điều nghiên địa hình phi thường cẩn thận, cho nên vô luận là đoạt vẫn là đoạt xong đào vong, đều làm phi thường tinh tế kế hoạch. Nếu chuyện xảy ra trước điều nghiên địa hình, khi thuyết minh bọn họ khẳng định nhiều lần xem qua hoặc là đi vào này đó ngân hàng cung tiêu xã linh tinh địa phương, chúng ta không bằng trực tiếp đem hạ trung thiên ảnh chụp chia này bốn cái huyện thành cục công an, làm cho bọn họ bí mật quan sát hạ trung thiên có hay không xuất hiện cái này chủ ý hảo ai căn cứ ta đối quân nhân hiểu biết tới xem hạ trung thiên người này hắn liền tính không tự mình đi xem cũng nhất định sẽ ở trong tối quan sát sẽ không đánh không có chuẩn bị trường sầm bách đứng lên nói ta phía trước tham dự vượt tỉnh lừa bán án thời điểm sẽ thường xuyên cùng một ít huyện thành cục công an hợp tác có huyện thành hiện tại liền xe cảnh sát đều không có trang bị chỉ có xe máy xe máy số lượng còn thiếu cũng không phải mỗi một cái cảnh sát đều có xe máy, càng có rất nhiều kỵ xe đạp phá án, nhưng là này hỏa hung thủ mỗi lần cướp bóc đều là kỵ xe máy, tốc độ thượng kém một mảng lớn, chúng ta đương nhiên rất khó bắt lấy bọn họ. Ban đêm bắt giữ đối chúng ta quá bất lợi, không bằng trực tiếp ban ngày bắt người, chỉ cần bắt được trong đó một hai cái liền hảo, dư lại mấy cái thực mau sẽ tự sụp đổ. Bọn họ nếu sẽ điều nghiên địa hình, ban ngày khẳng định chuyện xảy ra trước dò đường, chúng ta chỉ cần tìm này đó khả nghi người là được huyện thành nói nhân viên lưu động vẫn là tương đối đơn giản có phải hay không người xa lạ vừa thấy liền biết hơn nữa bảy người một ngày sức ăn hẳn là không nhỏ bọn họ từ cái này huyện thành chạy đến tiếp theo cái huyện thành trung gian khẳng định cấp xe máy cố lên trên đường cũng muốn mua ăn đồ vật một mua số lượng khẳng định không ít bảo vệ cho này đó cửa hàng chỉ cần quan sát có người nào lập tức mua rất nhiều đồ ăn cùng xe máy du đại khái xuất cùng cướp bóc có quan hệ thạch thành lỗi cảm thấy cái này kế hoạch được không Người cái này ý nghĩ có thể a rất thực dụng. Tiểu từ, ngươi mau đi đem hạ trung thiên ảnh chụp nhiều tẩy mấy phân, tắt tin bên trong cấp ven đường cục công an đưa qua đi. Kêu tiểu từ cảnh sát mới vừa nhất chân chuẩn bị đi tẩy ảnh chụp, thạch thành lỗi lại gọi lại hắn, không được, phóng tin bên trong đưa qua đi quá chậm, chờ đưa đến thời điểm bên kia cục công an phỏng chừng này đám người đã chạy, ngươi tự mình đi. Tiểu từ đáp thanh hảo, trước đi xuống tẩy ảnh chụp. Thạch thành lỗi phát hiện điều động sầm bách lại đây xác thật là sáng suốt cử chỉ, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng cười, khó trách mấy năm nay thành phố Hồng Giang cục công an phòng hình trinh phá án xuất như vậy cao, người này đầu óc có thể nha, xoay chuyển thực mau. Sầm bách kim tốn mà cười cười, quá khen. Thạch thành lỗi cười nói, án này nếu có thể phá nói, ngươi công lao rất lớn. Đối thượng tỉnh cấp lãnh đạo, sầm bách không dám khuếch đại lãnh công, thái độ vẫn như cũ bình thản, thuận lợi bắt được này đám người không cho bọn họ tiếp tục làm sàng làm bậy thì tốt rồi thạch thành lỗi tươi cười sang sảng hậu sinh khả úy a à. sầm bách nhìn ngoài cửa sổ sáng lên tới sắc trời một lần nữa trở về lại giặt sạch một lần mặt đi thực đường ăn cơm cơm nước xong trở về về sau cấp tô tuyết trinh gọi điện thoại hội báo bình an thạch thành lỗi trừ bỏ tiểu từ bên ngoài lại phái một người cùng hắn cùng nhau hai người ngồi hôm nay nhanh nhất nhất ban xe lửa đi trước mục đích địa căn cứ sầm bách quan sát tới xem hung thủ hẳn là có xe nhưng xe lại như thế nào mau cũng không thắng đổi xe lửa tốc độ Huấn chi bọn họ còn chuyện quan trọng trước điều nghiên địa hình, trong đó ít nhất yêu cầu năm ngày trở lên thời gian, thời gian này bọn họ đã sớm đã đem hạ trung thiên ảnh chụp đưa đến các huyện thành cục công an. Thượng một cái ngân hàng bị đoạt, hai cảnh sát bị giết tin tức nhanh chóng ở tỉnh truyền khai, kế tiếp các cục cảnh sát đều phi thường coi trọng, không dám lại thiếu cảnh giác, nhắc tới thập phần tinh thần tới ứng đối. Hung thủ cướp bóc phía trước muốn điều nghiên địa hình, yêu cầu thời gian, nhưng địa phương cảnh sát bản thân liền đối các khu vực phi thường quen thuộc sớm tại bọn họ bắt đầu điều nghiên địa hình phía trước nhận việc trước tiên ở ban ngày dự bị hảo cảnh lực, đồng thời cùng khả năng bị đoạt đơn vị công nhân câu thông, làm cho bọn họ ở công tác đồng thời quan sát hay không có khả nghi nhân viên xuất hiện, một khi xuất hiện, nhanh chóng cấp cảnh sát gọi điện thoại. Trước đó đã làm tốt nhiều tầng phòng hộ, dự phán hung thủ dự phán, sầm bách vốn dĩ cho rằng hai chu nội khẳng định có thể bắt được bọn họ, đáng tiếc này đám người đầu óc cũng rất thông minh. Có thể là lần trước đoạt ngân hàng giết cảnh sát nháo ra tiếng gió quá lớn, lần này bọn họ liên tiếp ba vòng đều không có tái phạm án. Sầm Bách trong lúc này đã bắt đầu giúp tỉnh thẳng cục công an phá án, liền ở hắn cho rằng dự phán khả năng ra sai lầm, này đám người đã bắt đầu chuẩn bị nhập cư trái phép hoặc là chuyển dời đến mặt khác tỉnh thị thời điểm. Một tháng sau, Thái Hồng huyện công an đột nhiên truyền đến tin tức tốt. Tám nguyệt năm hào buổi sáng một nhà trạm xăng dầu nội, có nhân viên cửa hàng phát hiện hai cái xa lạ nam nhân cầm bọn họ bản địa xăng phiếu tới mua xăng, trong tay còn sách theo thùng xăng lập tức lấy ra tới 8 trương xăng phiếu tới mua du. Bọn họ đó là cái tiểu huyện thành, giống nhau phát xăng phiếu đơn vị đều rất ít, lập tức lấy ra nhiều như vậy trương phiếu, thực mau khiến cho nhân viên cửa hàng chú ý, phát hiện dị thường sau nhanh chóng báo cảnh. Đáng tiếc cảnh sát ra cảnh về sau theo lộ tuyến không tìm được người, bất quá này cũng làm địa phương cảnh sát xác nhận này đám người đã tới rồi bọn họ huyện thành, lập tức cảnh giới lên, dựa theo tỉnh yêu cầu âm thầm ở ra huyện thành các giao lộ đối có quan hệ nhân viên tiến hành kiểm tra. Trước cuộc ở tám nguyệt bốn hào buổi chiều, ở một nhà cung tiêu xã nội bắt được hai cái người bị tình nghi, hai người ở thẩm vấn trên đường ấp úng, cái gì cũng không chịu nói, cảnh sát trực tiếp đưa bọn họ bắt giữ, đồng thời tăng lớn trong thành người xa lạ khẩu kiểm tra, căn cứ quần chúng cử báo, ở ra huyện thành một cái đường nhỏ thượng, bao quanh vây quanh một chiếc xe, đồng thời bắt ngồi ở trong xe năm người, trải qua điều tra, bọn họ còn ở trong xe phát hiện ước một vạn khối tiền mặt cùng bao. Nhiều thỏi vàng trong đó bọn họ chỉ ra và xác nhận hiềm nghi người hạ trung thiên thế nhưng có mặt, đến tận đây, này khởi cầm súng cướp bóc án rốt cuộc cáo phá. Giống nhau hình sự án kiện đều giao từ địa phương công an cơ quan xử lý, sau lại bước đầu thẩm vấn sau phát hiện này 7 người đều là chính võ huyện người, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chuyển tiếp đến hộ tịch mà thẩm tra xử lý, bởi vì vụ án trọng đại, trực tiếp chuyển tới tỉnh công an thính, từ thạch thành lỗi phụ trách. Chương 157 chương 157 7 phạm nhân bị chuyển dời đến tỉnh công an thính tiếp thu thẩm vấn là 8 nguyệt 16 hào, lúc này khoảng cách bọn họ 2 nguyệt 12 hào trừ tịch lần đầu tiên phạm án đã qua đi gần nửa năm, chủ yếu liên lụy tỉnh có 4 cái, tổng phạm án số lần vượt qua 12 thứ, tạo thành 23 người tử vong, trong đó bao gồm hai tên công chức cảnh sát, 45 người bị thương, tổng số tiền phạm tội gần 10 vạn. Kế tiếp bắt giữ hoạt động trung nhân phạm nhân cực lực phản kháng, lại tạo thành Thái Hồng huyện ba danh cảnh sát trọng thương, nhiều người vết thương nhẹ thủ phạm chính hạ trung thiên làm giải nghệ quân nhân lại làm ra loại này cùng hung cực ác việc thậm chí tạo thành nhiều danh cảnh sát trọng thương ở cả nước đều khiến cho oanh động tỉnh tòa án công khai thẩm tra xử lý này án thẩm phán tổng cộng liên tục 3 ngày tòa án thượng 7 người đối sở phạm tội hành thú nhận một trực trừ hai người bị phán xử tù có thời hạn ngoại bao gồm hạ trung thiên ở bên trong mặt khác 4 người đều bị phán xử tử hình trần ai lạc định sầm bách cũng về tới thành phố hồng giang mà ở này lúc sau một hồi mênh mông cuồng cuồng nghiêm đánh bắt đầu, mặt chữ ý tứ tức là nghiêm khắc đã kích các loại trái pháp luật phạm tội hoạt động. Cục trưởng Trương Nghị huy kêu gọi đại gia mở cuộc họp, hắn người mặc cảnh phục đứng ở trên đài lên tiếng, thanh âm tuyên truyền giác ngộ, trung khí 10 phần, lần này nghiêm đánh chủ yếu tinh thần là từ trọng từ mau, một lưới bắt hết, trừng phạt tội phạm cấp bách. Lưu manh tập thể phần tử chính là xã hội cặn bã, bọn họ cướp bóc trộm cướp, cưỡng gian phụ nữ, chặn đường giết người, kiếp xe cướp máy bay, không chuyện ác nào không làm đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi nhân dân quần chúng tài sản cùng nhân thân an toàn, đối xã hội nguy hại cực đại, chúng ta cần thiết muốn thanh tĩnh nhận thức đến bọn họ nguy hại tính cùng ác liệt tính, cần thiết nghiêm khắc kiên quyết ban cho phá hủy. Ba năm trong khi, tiến hành một lần. Lần thứ hai. Ba lần chiến dịch. Cần phải muốn đem này đó hắc ác thế lực diệt trừ sạch sẽ. Còn nhân dân quần chúng một cái an toàn bình đẳng trị an hoàn cảnh. Dưới đài từng tiếng hảo vang tận mây xanh. Hội nghị kết thúc, Trương Nghị Huy đem sầm bách kêu lên văn phòng, lần này nghiêm đánh các ngươi phòng hình trinh khả năng muốn vất vả chút, không chỉ có là trong tầm tay án tử, còn từng có đi một ít năm xưa bản án cũ cũng muốn khởi động lại kiểm tra. Còn có kia mấy cái len lõi ở thành phố Hồng Giang Phụ cận nổi danh phạm tội đoàn đội, cái kia gọi là gì cảm tử đội, một đám người cả ngày ăn không ngồi rồi tụ ở bên nhau, không phải trộm nơi này chính là trộm nơi đó, mỗi lần bắt lấy bọn họ quan trong nhà lao nửa năm làm đến nhiều quan vinh giống nhau, lúc này tuyệt đối không thể nương tay, toàn bộ tăng thêm xử lý một cái đều không thể rơi xuống tất cả đều cho ta bắt lại sầm bách gật gật đầu hảo ta sẽ an bài đi xuống chính sự công đạo xong rồi trương nghị huy đứng lên hướng hắn cười cười vui mừng nói lần này cầm súng cướp bóc án làm tốt lắm tỉnh cho ngươi nhớ nhị đẳng công phỏng chừng quá đoạn thời gian tiền thưởng liền xuống dưới sầm bách tươi cười khiêm tốn kính cái lễ cảm ơn cục trưởng trương nghị huy liên tục gật đầu được rồi đi xuống công tác đi sầm bách rời đi thành phố hồng giang cục cảnh sát mau nửa năm chồng chất rất nhiều công tác không xử lý trước mắt lại có nghiêm đánh nhiệm vụ ở càng là vội đến chân không chạm đất vội lên thiếu chút nữa đều đã quên sầm mai hôm nay học lên yến điện thoại vang lên là an an thanh âm sầm bách tiếp khởi liền nghe nữ nhi phun tàu ba ba ngươi còn chưa tới a à? cô cô muốn tức chết lạp sầm bách vừa thấy thời gian đã là buổi tối 7 giờ rưỡi đã sớm đến tan tầm thời gian hắn chạy nhanh thu thập đồ vật tan tầm. Sầm mai năm nay trung khảo thi đậu thành phố Hồng Giang tốt nhất cao trung, Hồng Giang đại học phụ thuộc cao trung, vừa lúc gặp năm nay bình bình an an cũng muốn thăng tiểu học, lâu quế lan cấp ba cái hài tử tổ chức một hồi học lên yến, vì chờ sầm bách trở về vẫn luôn không làm, kéo dài tới 8 cuối tháng. Nói là học lên yến, kỳ thật cũng là gia đình tụ hội, quá xong năm hai nhà người rất ít có cơ hội tụ ở bên nhau cơ hội ăn cơm học lên yến an bài ở phía trước cùng lăng giao người trong nhà gặp mặt tiệm cơm, sầm bách đến khi. Chờ không khí chính náo nhiệt, người một nhà vây quanh sầm mai đang ở hỏi nàng đại học chuẩn bị hướng nào khảo học cái gì. Tô tuyết trinh triều hắn huy xuống tay, sầm bách tự nhiên mà vậy đi tới cùng nàng ngồi xuống cùng nhau, gia nhập đến nói chuyện phím trung tới, công tác quá nhiều, đến muộn. Người nói muốn hướng thủ đô khảo. Khá tốt a à. Sầm mai hừ một tiếng, không nghĩ phản ứng ca ca sầm kiến quân vui tươi hớn hở nếu không ngươi cũng học y đi ngươi xem ngươi đại tổ nhị tẩu đều là bác sĩ về sau thi đại học còn có thể cho ngươi không ít kiến nghị sầm mai trong lòng có cân đòn ra vẻ thần bí lắc lắc đầu ta không nghĩ học y ta muốn học khác tô tuyết trinh cười hỏi ngươi muốn học cái gì sầm mai trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang ta muốn học khảo cổ lâu quế lan chân mày cau lại ngươi muốn đi đào nhân gia người chết mộ a à? này nhưng không quá hành a à? Bình bình bò đến ba ba trên đùi, ngược lại cảm thấy khảo cổ thực kích thích, qua, wow, cô cô thật là lợi hại. Lâu Quế Lan nói, lợi hại gì, thứ này đào tổn hại âm đức. Tô Tuyết Trinh cười nhạt giải thích, không phải, chúng ta hiện tại khảo cổ khai quật giống nhau là cứu giúp tính khai quật, sẽ không tùy tiện đào cổ nhân mộ. Lâu Quế Lan tư tưởng vẫn là có chút cũ xưa, kia cũng khiếp đến hoảng, người đều đã chết đào cái gì mộ A, à, vạn nhất ban đêm tìm tới làm sao bây giờ. Cái gì sao? sầm mai biểu môi mẹ ngươi căn bản không hiểu sầm bách nói giỡn ngươi không sợ a à? khi còn nhỏ cũng không dám chính mình ngủ đến năm ba mới dám chính mình ngủ một cái giường khi đó ta không hiểu chuyện hiện tại ta trưởng thành sầm mai ngửa đầu kiêu ngạo mà nói không sợ những cái đó đều là giả an an chỉ cảm thấy cô cô hảo dũng cảm nàng hiện tại tuy rằng có thể chính mình ngủ một cái giường nhưng hoàn toàn không dám cùng ca ca phân phòng ngủ khen nói cô cô ngươi quá lợi hại tuổi này hài tử tâm tư không chừng tương lai còn có ba năm có thể hay không sửa kế hoạch đều nói không tốt sầm kiến quân liền sợ đại nhi tử một nhà này một trận cổ suý sau thật trở thành sự thật vội nói đừng phủng nàng lại phủng đi xuống nói không chừng thật đi đào mộ gọi món ăn đi lâu quế lan chạy nhanh dời đi đề tài nhìn nhìn sầm bách âm thầm nói thầm ta xem ngươi này nửa năm đi ra ngoài phá án sao còn trắng không ít vượt tỉnh án tử chỉ có trước mấy tháng đi ra ngoài tra án, ra chúng ta tỉnh, liền không hảo tra xét, cho nên mặt sau mấy tháng cơ bản đều lưu tại tỉnh công an thính giúp đỡ bọn họ phòng hình trinh phá án. Sầm bách cấp tô tuyết trinh đổ điểm nước trái cây, bình bình an an cũng ồn ào muốn uống, hắn nhắc lại nói, trước xếp hàng, mụ mụ đảo xong cho các ngươi đảo. Tô tuyết trinh điểm hảo đồ ăn đem thực đơn đệ. Cho người phục vụ, lâu quế lan nhìn nàng hỏi, bình bình an an đi học về sau, A-di còn tiếp tục thỉnh sao? Tô Tuyết Trinh gật đầu, thỉnh, đưa đến bọn họ năm ba. Sầm Bách đi theo nói tiếp nói, mấy năm nay nghiêm đánh, về sau chỉ sợ tăng ca không thể thiếu, hai người bọn họ đi trường trung học phụ thuộc học tiểu học, ta qua đi muốn đường vòng, qua lại đón đưa cũng so đi nhà trẻ muốn phiền toái điểm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm triệu A Di lại đưa bọn họ ba năm. Dùng nhiều điểm tiền, hai chúng ta có thể tỉnh rất nhiều tâm. Bình bình an an trong khoảng thời gian này cũng quen thuộc A Di đón đưa hình thức, ngoan ngoãn uống nước trái cây lại một lát sau, điểm đồ ăn lên đây, sầm kiến quân dơ lên ly đứng lên, làm chúng ta chúc phúc tiểu mai cùng bình bình an an học lên thuận lợi. Thuận lợi. Người một nhà sôi nổi đứng lên chạm vào hạ ly, bình bình an an cái đầu lùng, với không tới, chỉ có thể cùng ba mẹ tượng trưng tính chạm vào hạ. Cơm nước xong đại gia lại trò chuyện một lát mới tán, về đến nhà đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Bình bình an an vào nhà sau gấp không chờ nổi cùng ba ba khoe ra chính mình cặp sách mới cùng văn phòng phẩm hộp này đó đều là buổi chiều tô tuyết trinh bồi bọn họ đi mua tới, an an đem văn phòng phẩm hộp mở ra, cái này là bút chì, cái này là cục tẩy. Cái này cục tẩy đặc biệt hương, có loại quả cam vị. Sầm bách tiếp nhận nghe thấy hạ, quả nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, hắn không cấm lấy làm kỳ, hiện tại văn phòng phẩm đều như vậy cao cấp A. Tô Tuyết Trinh cũng đã lâu không dạo quá văn phòng phẩm cửa hàng, vừa đi mới phát hiện này cùng bọn họ đi học khi dùng văn phòng phẩm quá không giống nhau, vỡ cũng rất đẹp, còn có chuyên môn chuyển bút đao. Bình bình cấp ba biểu thị chuyển bút đao dùng như thế nào, bút cắm vào đi ninh hai hạ liền tước hảo gia. Sầm bách cười, ta khi còn nhỏ trực tiếp dùng kéo tới tước bút chì. An An từ cặp sách rút ra một chuỗi dùng cao lương côn cắt thành đoạn ngắn khâu vá thành đếm đếm công cụ, nãy nãy còn tặng ta cái này. Nói là ta về sau học toán học sẽ dùng đến. Bình bình cũng có một chuỗi, hắn buổi chiều bắt được sau liền đếm một lần, nhẹ giọng nói, này đó tổng cộng có 20 cái cái này sầm bách khi còn nhỏ cùng sầm phong cũng một người có một chuỗi, chủ yếu dùng để ứng đối năm nhất thêm giảm thuật toán toán học đề, sầm bách nghĩ đến ấu trĩ đã từng, cười đỡ trán đây đều là ngươi nải nải khi còn nhỏ ứng đối chúng ta sẽ không tính toán làm. Tô Tuyết Trinh cấp bình bình an an ra đề mục, làm cho bọn họ thử một chút, 19 giảm nhị đẳng với nhiều ít. Không cần tính nhẩm, dùng cái này thử xem. Bình bình an an sẽ đếm đếm, không cần bẻ ngón tay cũng sẽ tính 10 trong vòng phép cộng trừ, bất quá hai vị số trở lên hai người liền phải đốn một chút tự hỏi mới có thể trả lời ra tới. Tô Tuyết Trinh không cho tính nhẩm, hai người liền thành thành thật thật sử dụng lâu Quế Lan đưa công cụ, trước hướng lên trên hoặc đi lên một cái cao lương côn, dư lại lại hướng lên trên hoặc hai cái, cuối cùng theo thứ tự số dư lại mấy cái, an an động tác thực mau, 17 cái. Bình bình cái này tuyến phùng thật sự khẩn, cao lương côn hoặc không đi lên, hơi chậm một ít đã biết đáp án, quể oải nói, cái này còn không bằng ta động não tính đến mau. Tô Tuyết Trinh biết bọn nhỏ không dùng được, bất quá tốt xấu là lâu Quế Lan vì bình bình an an một mảnh tâm ý, sờ sờ bọn họ đầu, cười nói, là nãy nãy vất vả vì các ngươi làm, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo học tập. An An ngồi xuống, tay nhỏ nắm bút trên giấy vẽ tranh, một bên họa một bên hỏi nàng, mụ mụ, học tập khó sao? Tùy người mà khác nhau. Tô Tuyết Trinh xem nữ nhi vẽ một đóa hoa. Bình Bình cầm bút trước tiên ở trên vở viết tên, bút tích siêu siêu vẹo vẹo, bất quá bút nắm thật sự ổn một cái có điểm đại đường cong có chút vặn vẹo sầm tự liền ra tới nhà trẻ trước hết giáo chính là viết tên dư lại hai chữ là tri viễn bình bình không vui cảm thấy bút hoa thật nhiều ngẩng đầu hỏi ta không thể viết sầm bình bình sao sầm bách cười ha ha không được sầm bình bình hảo khó nghe đại danh chính là cho ngươi đi học dùng nhũ danh chúng ta chính mình ở nhà kêu là được sầm bình bình đồng học hít hít cái mũi vùi đầu tiếp tục nghiêm túc viết tên xuất phát từ đối xa là hoàn cảnh lo lắng, an an vấn đề không ngừng, mụ mụ, tiểu học cùng nhà trẻ có cái gì không giống nhau sao? Ni Ni hảo chán ghét tiểu học, tiểu ái cũng không thích. Tuy rằng bọn họ nơi nhà trẻ ở cuối cùng một năm sẽ tiến hành tiểu học chương trình học dạy học, nhưng rốt cuộc lấy chiếu cố hài tử hàng ngày là chủ, đối hài tử kỷ luật cùng quy tắc quản giáo cũng không nghiêm khắc, bình tĩnh mà xem xét, tiểu học cùng nhà trẻ vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tô Tuyết Trinh Kiên nhẫn trả lời, thực không giống nhau, nơi này ngươi sẽ giao cho càng nhiều hảo bằng hữu, mỗi ngày đại gia cùng nhau đi học, nhưng là đồng thời trong trường học cũng có quy tắc, tỉ như cái gì thời gian đi học, cái gì thời gian tan học, mỗi ngày muốn quét tước vệ sinh lạc, đi học. Không thể làm việc riêng, còn muốn làm bài tập. Bình Bình càng nghe càng lo lắng, khi đi học có phải hay không không thể đi về đúc xe Ta nếu là không nín được đái trong quần làm sao bây giờ? Có thể, nhưng muốn nhấc tay. Cô Tuyết Trinh nghe Nhi Tử nói như vậy cười, ngươi có thể tan học thời gian đi thượng VWC A, như vậy đi học rất lớn khả năng liền không nghĩ đi C Tác nghiệp nhiều sao? Xem lão sư, năm nhất hẳn là không nhiều lắm. Bình Bình lại hỏi, nếu là tìm không thấy bằng hữu làm sao bây giờ A? À? Sẽ không? Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách không kiên nhẫn này phiền cấp Bình Bình An An giải đáp nghi hoặc, ngoài cửa sổ đêm dần dần thâm, Bình Bình An. An một mặt lo lắng một mặt lại có chút chờ mong học tiểu học, năm nay trường trung học phụ thuộc tiểu học bộ chính nguyệt 6 hào khai giảng, sầm mai càng vãn một ít, chính nguyệt 10 hào khai giảng, cao trung thời gian càng khẩn, nàng thừa dịp không khai giảng lôi kéo lâu Quế Lan ở thành phố chơi một vòng. Không khai giảng nhật tử, hai huynh muội thời gian tương đối tự do, dù sao trong nhà cũng không ai, một người kỵ một chiếc xe đạp cũng đi theo sầm mai phía sau chơi. Cục công an, cảnh sát nhân dân đem đã kỳ mãn phạm nhân thả ra đi, khuyên nhủ đi thôi, đi ra ngoài hảo hảo làm người. Nam nhân hừ cười một tiếng, lý cũng chưa lý cảnh sát, nghênh ngang từ cục cảnh sát ra tới, đắc ý dào dạc đi tìm chính mình huynh đệ, chính là lúc này không biết sao hồi sự, phía trước thường đi địa phương huynh đệ đều không thấy, hắn tìm nửa ngày mới rốt cuộc ở một cái phố xá sầm quốc chợ bán thức ăn tìm được chính mình giao phay ban huynh đệ đoàn. Nhìn đến quen thuộc gương mặt, hắn đắc ý dào dạc thẳng thắn sống lưng đi qua đi, cao hứng mà thét to, liền hỏi các ngươi ngưu không ngưu, lão tử lần này ở cục cảnh sát đãi ba tháng nhưng hắn không nghĩ tới qua đi đều lấy ở cục cảnh sát ngồi tù vì vinh huynh đệ xem hắn đều cùng nhìn đến ngốc tử giống nhau, sôi nổi quay đầu đi. Nam nhân không tin, tất cao thanh âm tiếp tục khoe ra, ta ở cục cảnh sát chính là đãi 3 tháng A. Là các ngươi trung ngồi tù dài nhất. Huynh đệ đoàn có người đang muốn cùng hắn giải thích một câu, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến nghênh diện vây lại đây màu xanh biển chế phục, phun khẩu, cất bước liền chạy, thảo mẹ ngươi, ngươi cái ngốc bức, ngươi mẹ nó đem cảnh sát dẫn lại đây sầm bách nhìn hốt hoảng chạy trốn tên du thủ du thực trước đếm hạ người đầu đối cao trường đông tự tin cười cười giao phay giúp một lưới bắt hết tấu chương xong chương 158 chương 158 giao phay giúp là thành phố hồng giang tây thành nội tương đối nổi danh phạm tội tập thể này đám người không làm giết người sự lấy trộm đồ vật làm vui lâu lâu liền kéo vài người ở phố xá sầm quốc quấy rối khiêu khích gây chuyện đại sự không đáng việc nhỏ một đống giống nhau cũng phán không dài bị bắt tiếng trong nhà lao đãi một đoạn thời gian lại ra tới thời gian dài này đám người không lấy ngồi tù lấy làm hổ thẹn thậm chí coi đây là vinh ngồi quá lao phản phất huân chương giống nhau có đôi khi mới vừa gia nhập giao phay ba người còn sẽ cố ý làm ra điểm sự đi ngồi tù liền vì cùng các huynh đệ hòa hợp với tập thể phụ cận cư dân khổ không nói nổi nhiều lần cử báo người là có thể bắt được cũng đưa đi ngồi tù theo lý thuyết cũng coi như là được đến ứng có trừng phạt nhưng không có cách dạy mãi không sửa ra tù sau tiếp tục làm nghề cũ. Có mấy cái kẻ tái phạm, bọn họ cục cảnh sát cảnh sát đều nhận thức, lúc này nghiêm đánh, nhưng tính có thể đem bọn họ tận diệt, tiếng gió truyền ra tới, này đám người cũng không ngốc, đều trốn đi, một cái tái một cái giảo hoạt, bọn họ cảnh sát cũng tìm không thấy người. Sầm bách không có biện pháp, nghĩ nghĩ không bằng tới một đợt câu cá chấp pháp, làm những cái đó trong nhà lao còn không biết bên ngoài chính nghiêm đánh kẻ phạm tội giúp bọn hắn tìm được này đó ban phái đoàn tụ địa. Này đám người, khác không có, đầy ngập nghèo nghĩa khí, ra tù không trở về nhà đầu tiên liền tìm chính mình huynh đệ, sầm bách dẫn người một trảo một cái chuẩn, một thọc thọc một qua, một đường theo đuôi cùng lại đây, một cái đều chạy không thoát. Cao Trường Đông ở tấm ván gỗ thượng viết thượng tên, quải đến bọn họ trên cổ, trở về về sau cùng sầm bách nói, tổng cộng bắt 12 người, đều ở chỗ này. Mới ra ngục không lâu Chu Vạn Phong lại bị bắt được, còn bị huynh đệ đoàn thoá mạ cái không ngừng, nếu không phải bị cảnh sát ngăn đón, mọi người đều hận không thể đánh hắn một đốn các loại ô ngôn quế ngữ đều mắng ra tới khó nghe sầm bách nhìn lướt qua xem người danh cùng số lượng đều đối được gật đầu hành đều mang đi đằng trước cảnh sát buồn a một tiếng lãnh này đám người đi bộ hồi cục cảnh sát đi đều cho ta thành thật điểm a quanh mình quần chúng nhìn đến cái này cảnh tượng không cấm trầm trồ khen ngợi trảo đến hảo lúc này quan bọn họ mấy năm xem bọn họ ra tới còn dám không dám trộn đồ vật đã sớm nên sửa trị bọn họ. Mỗi lần đều lấy ta đồ ăn không trả tiền, lần trước còn sốc ta quầy hàng. Xứng đáng. Phi. Quan mắng không giải hận, có người trực tiếp thượng thủ ném trứng thúi đến bọn họ trên người, ngay sau đó chợ bán thức ăn những người khác cũng bắt đầu ném nhà mình không cần lạng lá cải, một bên ném một bên mắng. Giao phay ba người nào chịu quá cái này khí, hùng hùng hổ hổ, trong lòng đem chu vạn phong tổ tông 18 bối đều mắng cái biến, dọc theo đường đi lẫm bẩm lầm bầm tới rồi cục cảnh sát. Làm quần chúng vây xem cũng là vì cấp những người khác cảnh kỳ, tránh cho lúc sau cái này tập thể lại phát triển lên, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghiêm đánh tiến hành oanh oanh liệt liệt, còn gia nhập võ cảnh đội ngũ, không chỉ có xử phạt nghiêm trọng, phán phạt cũng phi thường mau, trong lúc nhất thời nhiều mà phạm tội tập thể sôi nổi bị xóa sạch, như chuột chạy trốn. Trong lúc này thành phố Hồng Giang cũng tăng lớn con đường cùng đèn đường xây dựng, trị an tình huống một đường hướng hảo. Nháy mắt, Bình Bình An An cũng tới rồi tiểu học nhập học hôm nay, chính thức trở thành trường trung học phụ thuộc năm nhất học sinh. Tô Tuyết Trinh cùng Sầm Bách buổi sáng có công tác, cố ý dậy sớm đưa bọn nhỏ đi học, Sầm Bách trước đi xuống lầu mua cơm sáng, Tô Tuyết Trinh vội vàng Bình Bình An An chuẩn bị đi học đồ dùng, trừ bỏ tối hôm qua cặp sách chuẩn bị tốt văn phòng phẩm, lại cho bọn hắn cầm bình giữ ấm. Mùa hè. Quần áo không cần xuyên quá dày, hai huynh muội chính mình là có thể xuyên, mặc tốt sau ngoan ngoãn đi rửa mặt. Tô Tuyết Trinh đem bình nước vừa phấn lấy ra tới, cắt múc bốn muỗng đi vào, gia nhập nước ấm hướng phao hảo đắp lên cái nắp phóng tới bình bình an an cặp sách. Bình bình an an rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm, Tô Tuyết Trinh ngẩng đầu vừa thấy, hai người đều xuyên ngắn tay quần đùi, một bạch một phấn, nàng xem hai hài tử tinh khí thần cũng không tệ lắm cũng yên tâm, dặn dò nói, đến trường học sau, phải hảo hảo nghe lão sư nói, cùng các bạn học hảo hảo ở chung A. Lời này bình bình an an tối hôm qua liền nghe nàng nói vài biến, biết rồi. An An không quá sẽ rắc biếm tóc, rối tung tóc xuống dưới, Tô Tuyết Trinh làm nàng ngồi xuống, cho nàng rắc hai cái đuôi ngựa biện, tiếp tục lải nhải, có việc tìm lão sư, không cần chính mình làm quyết định, tan học sau triệu A Di sẽ đi tiếp các ngươi, ta cùng ngươi ba tan tầm liền sẽ trở về. Bình bình An An nói thanh hảo, cảm giác mụ mụ so với bọn hắn còn muốn khẩn trương, An An đối với gương nhìn nhìn mụ mụ cấp rắc biếm tóc, đẹp sao? Tô Tuyết Trinh cười, đẹp. Sầm bách sợ hãi bọn nhỏ ngày đầu tiên đi học đến trễ, mua xong cơm sáng chạy chậm gấp trở về, mua tam lung tôm tươi bánh hai lung chân sủi cảo, bốn cái trứng luộc trong nước trà, còn có sữa đậu nành. Nhanh ăn đi, ăn xong đưa các ngươi đi học. Người một nhà ngồi xuống bắt đầu dùng cơm sáng, tô tuyết trinh cắn tôm tươi bánh còn không quên tiếp tục dặn dò, cặp sách có ta cho các ngươi phao tốt nước dừa, khắc liền uống điểm. Bình bình an an gật gật đầu. Thức dậy sớm, cơm nước xong mới vừa 7 giờ thập phần, sầm bách lái xe mang theo bình bình an an đi đi học, hai huynh muội trước tiên liền đem cặp sách bối đến trên người, dàn xếp hảo hài tử nhóm, Tô Tuyết Trinh cũng đi xe đẩy chuẩn bị đi theo đi, Bình Bình nhìn trong phòng chính mình màu lam tiểu chiến xa, mặt lộ vẻ lưu luyến, ba, ta không thể chính mình kỵ xe đạp đi trường học sao. Gần nhất nghiêm đánh chính lợi hại, trên đường thường xuyên có du hành, sầm bách kiên định mà lắc đầu, không được, lái xe đi tiểu học quá nguy hiểm. Vu bối ni thượng xong vê đúc xe trở về liền xem bọn họ một nhà muốn xuất phát, nàng ngát một cái, các ngươi sớm như vậy liền đi. 8 giờ mới đi học a à. Tô Tuyết Trinh cười cùng nàng giải thích, ngày đầu tiên đi sớm một chút. Người một nhà lái xe ra đại viện, trường trung học phụ thuộc ly đến không xa, lái xe hơn 20 phút liền đến, khai giảng ngày đầu tiên, vườn trường tiếng người ồn ào, ngoài cửa ngừng rất nhiều xe đạp, đều là gia trưởng lại đây đưa hài tử đi học. Bọn họ tới còn tính sớm, miễn cưỡng tìm được hai cái vị trí, đình hảo xe về sau, sầm bách cùng Tô Tuyết Trinh một người dắt một cái, vào vườn trường đi tìm năm nhất phòng học năm nhất phòng học liền ở ly trường học đại môn gần nhất một đống lâu, 101, phi thường hảo tìm. Chủ nhiệm lớp Lý Văn Tuệ đang đứng ở cửa hoang nghênh học sinh, thái độ nhiệt tình hòa ái, nhìn đến bọn họ lại đây, đối chiếu danh sách hỏi câu, hài tử tên họ là. Tô Tuyết Trinh trả lời, sầm tri viễn cùng sầm tri vi. Lý Văn Tuệ ở nhập học danh sách thượng nhìn lướt qua, thực mau tìm được rồi hai huynh muội tên, có, ở chỗ này, cùng ta vào đi. Trong phòng học truyền đến tiểu bằng hữu kêu khóc thanh, một tiếng tiếp một tiếng, bình bình an an nghe thanh âm này, lại nhìn trước mắt cao hơn bọn họ rất nhiều phòng học môn, không cấm khẩn trương mà nuốt nước miếng, bước chân như thế nào đều mại không ra đi, lôi kéo ba ba mụ mụ tay không nghĩ đi vào. Cô Tuyết Trinh cảm giác được an an kháng cự, chủ mắt nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Lý Văn Tuệ an ủi một câu, đừng sợ. Bình bình an an nhìn ba mẹ cổ vũ ánh mắt, lấy hết can đảm đi vào, lúc này trong phòng học đã tới mười mấy tiểu bằng hữu hoạt động hoặc tỉnh ủy ủy khuất khuất ngồi ở trên ghế hai mắt mang theo đối tương lai ngây thơ cùng khiếp đảm có chút cha mẹ hài tử đưa đến trời đi có còn lưu tại phòng học không đi tưởng chờ đến bọn họ đi học lại đi phòng học chỗ ngồi trước đó an bài hảo bình bình an an ngồi ở cùng nhau lý văn tuệ cùng bọn họ nói tạm thời trước như vậy ngồi rốt cuộc vừa tới tách ra ngồi đối hai người bọn họ khả năng không quá thói quen chờ các bạn nhỏ đều quen thuộc về sau vị trí sẽ có biến động Tô Tuyết Trinh hướng nàng cười cười, tốt. Lý Văn Tuệ nói xong đi ra ngoài. Sầm bách đếm hạ, trong phòng học đại khái có bốn năm chục trương bàn học, với hắn mà nói, này tiểu học bàn học quả thực quá lùn quá hẹp, bất quá đối bình bình an an cái này cái đầu liền vừa lúc, hai người ngồi ở cùng nhau, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn tới nhìn lui, đánh giá này gian phòng học. Thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, Tô Tuyết Trinh có thể cảm giác được bọn nhỏ khẩn trương cùng hoảng loạn, vốn dĩ tính toán đưa đến liền đi lại có điểm không đành lòng, cùng sầm bách trao đổi hạ ánh mắt, tính toán xem xong bọn nhỏ đi học lại đi. Có ba mẹ ở, bình bình an an trên mặt biểu tình cũng hơi chút thả lỏng không ít, bắt đầu chủ động tìm trước sau tòa tiểu bằng hữu nói chuyện phím, nói cười yến yến. Theo thời gian trôi đi, trong phòng học học sinh càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ầm ĩ đột nhiên tự xa tức gần truyền đến từng tiếng tiếng chuông, tô tuyết trinh biết đây là đi học đã đến giờ. Tiểu hài tử nào biết đây là tương lai bọn họ nhất căm hận chuông đi học thanh, vẫn như cũ vui sướng trò chuyện thiên. Lý Văn Tuệ dẫm lên thấp dép lê đi tới trên bục giảng, gõ gõ bảng đen, các bạn nhỏ hảo, chung đi học tiếng vang, mọi người đều an tĩnh hạ. Hiện tại thỉnh các vị gia trưởng đi ra ngoài. Trong phòng học tức khắc kêu trên một mảnh, lôi kéo gia trưởng không cho đi, trở thành nước mắt hải. Bình bình an an trừ cái mũi, lã chả nếu khóc, cũng luyến tiếc ba mẹ rời đi, đặc biệt là nhìn đến Lý Văn Tuệ kia trương nghiêm túc mặt cầm bản tử liền càng sợ, Bình Bình trực tiếp dãy dụa từ trên ghế lên ôm lấy sầm bách chân, ta tưởng về nhà, không nghỉ học tiểu học. An An gào khóc, tiểu học thật đáng sợ. Tối hôm qua tâm lý xây dựng toàn bộ sụp đổ. Tiếng khóc trung trời vang, Lý Văn Tuệ vẫn như cũ không dao động, thỉnh các vị gia trưởng đi ra ngoài, các ngươi càng đãi đi xuống bọn nhỏ khóc đến càng lợi hại. Cốt xấu từng có 4 năm nhà trẻ đi học kinh nghiệm, hống một hồi lâu, Tô Tuyết Trinh hứa hẹn tan học thỉnh bọn họ ăn kem, bình bình an an mới nhịn xuống khóc thúc thích. Sầm bách cấp bọn nhỏ sát nước mắt, tan học triệu A Di sẽ đến tiếp các ngươi, có việc nhấc tay hỏi lão sư. Bình bình an an dẫu miệng, hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì. Lại như thế nào liến tiếp cũng muốn buông tay, tô tuyết trinh cùng sầm bách đi ra phòng học, bình bình an an ánh mắt vẫn luôn nhìn hai người bọn họ di động, phản phất ở không tiếng động lên án vì cái gì không mang theo chúng ta cùng nhau đi. Gia trưởng vừa đi, trong phòng học tiếng khóc càng vang lên. Lý Văn Tuệ ra tới cùng gia trưởng giải thích, yên tâm đi nên đi làm đi làm, nên về nhà về nhà. Các ngươi tại đây ảnh hưởng ta dạy học. Tô Tuyết Trinh thâm thở ra một hơi, đối nàng cười nói, hảo, bọn nhỏ liền phiền toái lão sư. Sầm Bách ôm lấy Tô Tuyết Trinh bả vai, tầm mắt nhìn về phía phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ, bình bình an an còn đang xem bọn họ đi rồi không, hắn ý thức được này cùng phía trước đưa đi nhà trẻ giống nhau, phải đi liền phải mau chóng, càng kéo bọn nhỏ càng khó thích ứng, nắm Tô Tuyết Trinh rời đi. Các gia trưởng tất cả đều rời đi sau, Lý Văn Tuệ cầm danh sách lại đứng ở trên bục giảng, ta kêu tên ai liền đứng lên, cho nhau nhận thức một chút. Mạc Chí Thành Khóc về khóc, 6-7 tuổi hài tử, kêu lên chính mình tên vẫn là sẽ ứng một tiếng, Mạc Chí Thành đứng lên, ta là. Lý Văn Tuệ cười gật gật đầu, tiếp theo cái Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ cũng đứng lên, thanh âm kiều kiều nhược nhược. Còn đừng nói, kêu danh chiêu này thực thực dùng, Lý Văn Tuệ gì thi thố không có làm, hôn mười mấy học sinh. Phòng học chậm rãi liền an tĩnh lại. Sầm Tri Viễn bình bình đứng lên ứng thanh đến. Sầm Tri Vi An An đi theo nói thanh đến. Lý Văn Tuệ bình tĩnh tiếp tục kêu đi xuống, toàn ban tổng cộng 47 cái học sinh đều kêu xong về sau, nàng trước nhằm vào thân cao đơn giản điều chỉnh hạ chỗ ngồi, theo sau bắt đầu cùng bọn học sinh nói đi làm cấp quy tắc, ta là đại gia chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là các ngươi ngữ văn lão sư, về sau có thể kêu ta Lý lão sư, Văn Tuệ lão sư. Tới cùng ta lặp lại một lần, muốn kêu ta cái gì? dưới đài thưa thất trả lời, có kêu lý lão sư, cũng có kêu văn tuệ lão sư. trả lời thời điểm không cần kéo âm. lý văn tuệ tiếp theo nói, tiểu học cùng nhà trẻ bất đồng, nơi này có phi thường minh sát quy tắc cùng chế độ, chúng ta muốn dựa theo chế độ hành sự, đầu tiên điều thứ nhất chính là, đúng hạn đi học không cần đến trễ, đối đãi lão sư phải có lễ phép. quy tắc nói xong, lại đi tới tuyển cử lớp trưởng cùng khóa đại biểu phân đoạn. Lý Văn Tuệ tuyển ba cái tuổi tác hơi đại hài tử, này đó cơ bản lưu trình đi xong, để nhất tiết khóa đi qua. Đệ nhị tiết khóa, bình bình an an lãnh tới rồi chính mình sách giáo khoa, Lý Văn Tuệ phát thư thời điểm còn cố ý dặn dò bọn họ không cần xé thư muốn yêu quý sách giáo khoa. Một tiết khóa 40 phút, mỗi tiết khóa trung gian có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, mỗi thượng hai tiết khóa có nửa giờ chơi thời gian. Tiểu Đậu Đinh nhóm tan học cũng không dám chạy loạn bởi vì sân thể dục tất cả đều là so với bọn hắn càng cao niên cấp hài tử. Trường trung học phụ thuộc sẽ bao cơm trưa, mỗi đến cơm điểm sẽ từ thực đường nhân viên công tác đem cơm trang đến hộp cơm đưa đến các phòng học, Lý Văn Tuệ sẽ giám sát bọn nhỏ ăn xong đem hộp cơm phóng hảo, về sau đều phải ấn trình tự tới lãnh hộp cơm biết không. Trải qua một buổi sáng nghiêm khắc dạy dỗ, dưới đài các bạn nhỏ không dám kéo âm trở về câu hảo. Ăn qua cơm trưa đến buổi chiều đi học thời gian có một giờ nghỉ ngơi thời gian, trong lúc này bình bình an an cũng trước mặt tòa đánh hảo quan hệ, bắt đầu chia sẻ chính mình mang đến đồ ăn vặt cùng trái cây. Tô Tuyết Trinh cho bọn hắn chuẩn bị quả nho cùng chuối. Trước tòa cũng ngồi một nam một nữ hai cái tiểu hài tử, nam hài kêu tống trúc, mang đến nhà mình loại dưa leo, một sờ còn có thứ, hắn tổng cộng mang theo hai căn lại đây, đưa cho bình bình một cây, đây là ngươi cùng tri vi. Mặt khác một cây hắn lại bẻ ra cùng ngồi cùng bàn vệ dụ hinh phân, một bên cắn một bên nói, buổi sáng ta mới vừa hái xuống, nhưng mới mẻ. Đặc biệt giòn. Bình bình bẻ ra cấp An An phân một nửa, vệ dụ hình đồng dạng cầm quả nho lại đây, cùng An An nhỏ giọng nói, văn tuệ lão sư hảo hung A. À. An An cũng có đồng cảm, rụt rụt cổ, dọa người. Các ngươi có thể xem hiểu thư thượng viết gì sao? Tống trúc cắn rớt một mồm to dưa leo, lại nhéo lên một cái quả nho cùng nhau ăn, chúng ta có phải hay không muốn trước học A Nga đói? Vệ dụ hình sửa đúng nói, cái gì A Nga đói, khi kêu hán ngữ ghép vần. Tống Trúc Thiên Nhiên có loại làm giận kỹ năng, người như vậy ngưu, vừa mới sao không xin đương ngữ văn khóa đại biểu. Người nào a? À? Dưa leo cùng quả nho cùng nhau ăn. Vệ dụ hình biểu tình ghét bỏ, quản ngươi chuyện gì? Hai người thiếu chút nữa muốn xảo lên, an an bên tay phải cửa sổ đột nhiên bị người gõ vang lên, sai khả ái cùng cao quân lượng đám người đứng ở bên ngoài triều bọn họ phất phất tay, bình bình an an biểu tình nháy mắt sáng lên tới, chạy ra khỏi phòng học. Sai khả ái kích động mà nhảy dựng lên, Chúng ta phòng học liền ở lầu 2, ly ngươi nhưng gần. Bình bình nhìn đến các bạn nhỏ kia một khắc cảm giác tâm đều định rồi xuống dưới, nhìn thấy các ngươi thật tốt. Cao Quân Lượng cười nói, ngày mai tan học thời gian cùng nhau ra tới chơi, chúng ta liền ở bên kia bóng bàn tràn. Dư Hấu Nhạc nở hoa, các ngươi cũng tới trường trung học phụ thuộc đi học thật tốt quá. Sài Khả Ái thao thao bất tuyệt cùng An An chia sẻ lên, ta cùng ngươi giảng, chúng ta tiểu học cửa sau nơi đó có vài gia quán nướng, làm gì đó ăn rất ngon thứ bảy buổi sáng tan học ta mang các ngươi đi ăn. Tống Trúc cùng vệ dụ hình ghé vào cửa sổ kia tò mò mà nhìn bọn họ, bình bình an an cùng lão bằng hữu ở bên ngoài trò chuyện trong chốc lát, thực mau tới rồi nghỉ trưa ngủ thời gian, hai người bọn họ bị lão sư kêu trở về ngủ. Buổi chiều chương trình học 1 giờ rưỡi bắt đầu, đến 5 điểm 20 phân tan học. Triệu A Di trước tiên 10 phút lại đây tiếp bọn họ về nhà, bình bình an an cổng tiểu cặp sách cùng nàng cùng nhau về nhà, hôm nay tác nghiệp là đọc diễn cảm, Tô Tuyết Trinh thực hiện hứa hẹn mua bọn nhỏ thích kem trở về, còn không có vào nhà liền nghe được bình bình an an ở Thanh Thúy đọc diễn cảm, ta là dân tộc Hán người, ta là người Trung Quốc. Chúng ta tổ quốc là Trung Hoa nhân dân nước Cộng Hòa. Chương 159 chương 159 Bình bình an an nghe được bên ngoài dừng xe thanh âm, lập tức liền không đọc, hoang hô kem từ trên ghế nhảy xuống, triệu lâm sợ hãi bọn họ quăng ngã, tiểu tâm chút. Bình bình an an vội vã ăn kem, gì đều mặc kệ, chạy một mạch sông ra ngoài, vừa lúc cùng Tô Tuyết Trinh đâm cái đầy cõi lòng, không đợi nàng nói chuyện, hai huynh muội ánh mắt liền ở trên tay nàng túi thượng dời không ra. Tô Tuyết Trinh đem kem móc ra tới phân cho bọn họ, cấp, bình bình thích quả nho vị, an an thích dâu tây vị. Bình bình an an tiếp nhận kem, gấp không chờ nổi bắt đầu ăn. Tô Tuyết Trinh lại móc ra một cây đậu xanh vị, đưa cho Triệu Lâm, Triệu A Di, đây là ngươi. Triệu Lâm vội cự tuyệt, kia nhiều ngượng ngùng, các ngươi ăn đi tới một cây đi, chuyên môn cho ngươi mua. Tô Tuyết Trinh kiên trì phải cho, lại không ăn liền hóa. Triệu Lâm lúc này mới tiếp nhận một cây, một bên ăn một bên cùng nàng hội báo hôm nay bình bình an an nhật trình, ta trước tiên 10 phút liền qua đi tiếp bọn họ, một tan học liền lãnh về nhà, vừa lúc ở 5 điểm 45 về đến nhà, uống lên điểm nước sau liền vẫn luôn ở đọc diễn cảm. Nhưng ngoan, ta liền chưa thấy qua như vậy thông minh tiểu hài tử, bối một lần liền biết. Tô Tuyết Trinh nghe vậy cười, hai cái tiểu hoạt đầu thôi vất vả ngươi triệu lâm còn rất thích bọn họ hai vợ chồng làm người hào phóng không làm loanh quanh lòng vòng chuyện xấu cấp tiền lương cũng cao nếu không phải bọn họ không cần trường kỳ nấu cơm bảo mẫu nàng thật đúng là tưởng nhận lời mời bất quá trước mắt làm như kim chức làm cũng không tồi tô tuyết trinh trở về liền đại biểu triệu lâm hôm nay công tác kết thúc nàng đem kem ăn xong cùng nàng cáo biệt rời đi sầm da tô tuyết trinh đem bao buông nhìn mắt bình bình an an mang về tới sách giáo khoa cùng nàng khi còn nhỏ sách giáo khoa cũng có rất lớn chênh lệch, tân phiên bản bìa mặt tranh minh họa đều rất đẹp. Nàng hỏi, hôm nay bố trí cái gì tác nghiệp? Bình Bình trả lời, ngữ văn là đọc diễn cảm, toán học làm chúng ta từ một bối đến 50. Ngày đầu tiên đi học thế nào? An An trả lời rất mơ hồ, liền như vậy đi. tô Tuyết Trinh bị nữ nhi này hồi đáp chọc cười, tiếp tục truy vấn nói, liền như vậy là cái dạng gì? An An bổ sung nói, không có nhà trẻ thoải mái, nhưng so nhà trẻ tự do đơn giản hỏi qua bọn nhỏ ở trường học sự tình sau tô tuyết trinh bắt đầu chuẩn bị cơm chiều đi phòng bếp cầm chén đũa ăn xong kem chúng ta ăn cơm bình bình đi theo phía sau luôn đụng hỏi ba ba không trở lại sao hôm nay ba ba tăng ca cơm sẽ ở cục cảnh sát ăn tô tuyết trinh hồi phòng khách cầm chén đũa mang lên bàn ăn cơm nước xong nhớ rõ luyện tỳ bà a à. kem không vài phút liền ăn sạch an an chưa đã thèm mà liếm liếm cái muỗng nghĩ đến chờ hạ còn muốn luyện tì bà không chỉ có có chút đau đầu mụ mụ đương học sinh tiểu học mệt mỏi quá a à. còn tuổi nhỏ liền nói mệt lạp về sau khiêu chiến còn rất nhiều đâu tô tuyết trinh công tác một ngày trở về còn muốn cố hai người bọn họ lúc này cũng là thể xác và tinh thần đều mệt ngoan ngoãn ăn cơm bình bình an an nhìn ra mụ mụ trong mắt mỏi mệt ngoan ngoãn mà không lại quấy rối cơm nước xong liền đi luyện tì bà tô tuyết trinh cũng sấn cái này không đương đem trong nhà vệ sinh làm một chút buổi sáng đi được cấp rất nhiều đồ vật cũng chưa thu thập vệ sinh thu thập xong bọn nhỏ còn ở luyện cầm tô tuyết trinh còn có thể bớt thời giờ tắm rửa một cái ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát bình bình an an luyện xong cầm sầm bách cũng đã trở lại bất quá trên người hương vị không tốt lắm nghe vào nhà liền đi trước tắm rửa phòng tắm bị chiếm hai huynh muội chỉ có thể chờ ba ba tẩy xong lại đi vào hài tử lớn hiện tại cũng không cần đại nhân hỗ trợ tắm rửa có thể tỉnh rất nhiều sự bất quá chờ một nhà bốn người tất cả đều tiến vào mộng đẹp cũng là ở 11 giờ sau. Vượt qua gian nan phân biệt ngày đầu tiên, bình bình an an dần dần thích ứng tiểu học sinh hoạt, ngẫu nhiên còn sẽ cùng vu bối ni cùng nhau làm bài tập, mỗi tuần sáu ba mẹ đi làm nhật tử, xài khả ái còn sẽ lôi kéo bọn họ cùng đi trường học phụ cận phố ăn vặt chơi một buổi trưa. Thời tiết nhoáng lên liền biến lạnh, tiểu nhi ngoại khoa lượng công việc vẫn như cũ không giảm, hôm nay từ phòng phẫu thuật ra tới, trương hiểu trung đột nhiên đem tô tuyết trinh kêu lên văn phòng, tuyết trinh a là cái dạng này chúng ta bệnh viện sang năm cùng bốt tầng nhi đồng bệnh viện có cái giao lưu trong khoa tưởng đề cử ngươi đi tô tuyết trinh sửng sốt bốt tầng nhi đồng bệnh viện sao khi không phải lê ông flau giáo thụ nơi bệnh viện sao không sai đây là nhi khoa hiệp hội thay chúng ta tranh thủ tới mục đích là đưa ra đi một đám thanh niên bác sĩ đi học tập giao lưu trương hiểu trung tiếp tục nói tuy nói chúng ta bệnh viện có danh ngạch có thể báo danh nhưng cuối cùng là quốc gia lưu học quỹ ủy quyết định phái đi chọn ưu tú trúng tuyển, đến cuối cùng có thể hay không đi vẫn là xem ngươi năng lực. Tô Tuyết trinh tâm tình kích động, vội hỏi nói, muốn đi bao lâu? Không dài, một năm. Trương Hiểu Trung đoán được nàng sẽ không cự tuyệt, đưa cho nàng một phần chính thức văn kiện, cái này là do nhà nước cử lưu học yêu cầu các loại tư liệu văn kiện, ngươi trở về nhìn xem, trước tiên chuẩn bị hảo giao cho ta, nhất muộn hai nguyệt mười hào phía trước liền phải đem sơ cấp báo danh tư liệu để trình lên rồi. Cái này ngôn ngữ quan, ngươi tận lực ở sang năm sáu nguyệt chính thức phỏng vấn trước khảo quá là được. Tô Tuyết Trinh chạy nhanh nói lời cảm tạ, hảo, cảm ơn chủ nhiệm. Trương Hiểu Trung ừ một tiếng. Tô Tuyết Trinh trở lại chính mình văn phòng, cầm văn kiện trục tự nhìn lên, đây là nhi khoa hiệp hội liên hiệp quốc gia lưu học quỹ hội tổ chức do nhà nước cử lưu học hạng mục, tổng cộng chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là cao cấp nghiên cứu học giả, lưu học kỳ hạn nửa năm. Nàng dựa theo điều kiện thuộc về nhóm thứ hai, phỏng vấn học giả, lưu học kỳ hạn một năm. Đến lúc đó sở hữu dừng chân phí, tiền cơm, giao thông phí chờ nhiều hạng phí dụng đều sẽ ở chính thức xin thông qua sau cho nàng phê xuống dưới, cơ bản có thể bao dung nàng suốt ngoại học tập sở hữu tiêu dùng. Phỏng vấn học giả danh ngạch chỉ có 12 vị. Điều kiện cũng tương đương khắc nghiệt, đầu tiên điều thứ nhất chính là lấy được tương quan ngôn ngữ giấy chứng nhận, tỉ như tóc vô khảo thí thành tích đủ tư cách, trừ cái này ra, còn yêu cầu nàng cung cấp đại học các hạng thành tích cùng với công tác trải qua chứng minh từ từ tư liệu. Tóc phổ đối Tô Tuyết Trinh là cái khiêu chiến, nàng nghe người ta nói quá nghĩ ra thủ đô muốn tham gia cái này khảo thí, thành phố còn làm có ngoại ngữ học tập ban, không ít người tham gia khảo thí đi nước Mỹ Nhật Bản, có lưu học, cũng có đi làm công. Qua đi dùng không đến, nàng cũng chưa từng hiểu biết phương diện này tin tức, trước mắt vội vã dùng cái này khảo thí chứng minh, Tô Tuyết Trinh hạ ban chạy nhanh đi ra, một ra mới biết được tóc phổ khảo thí ở thành phố Hồng Giang một năm chỉ có hai tràng khảo thí, một cái ba nguyệt một cái chín nguyệt, vì lưu học giao lưu, nàng chỉ có thể tham gia ba nguyệt 18 hào trận này, hơn nữa cần thiết muốn khảo quá. Tính xuống dưới, cũng liền 4 tháng chuẩn bị thời gian, mấu chốt nàng ba ngày còn muốn đi làm. Tô tuyết trên đầu đều lớn, vốn đang nghỉ chậm rãi học, cuối cùng vẫn là từ giữa giới trong tay tiếp nhận tiếng tu ban báo danh phương thức, lấy về đi theo sầm bách thương lượng. Xuất ngoại lưu học dù sao cũng là đại sự, còn vừa đi chính là một năm. Sầm bách nhìn đến nàng mang về tới báo danh tư liệu, đón nhận thê tử hai mắt hưng phấn quan mang, hắn do dự trong chốc lát đáp ứng rồi đi thôi cơ hội khó được tô tuyết trinh thể hội quá trong nhà chỉ có một người chiếu cố hài tử vất vả huống chi bình bình an an tuổi này chuyện phiền toái cũng không ít hắn cục cảnh sát công tác lại rất bận nàng vừa đi trên người hắn gánh nặng tuyệt đối nhẹ nhàng không được nàng rối rắm nói ngươi sẽ không trách ta sao sầm bách lắc lắc đầu nắm chặt tay nàng ngữ khí thành khẩn ta lúc trước cũng thường xuyên vừa ra kém liền đi ba tháng nửa năm lúc ấy đều là chính ngươi ở nhà chiếu cố hài tử bận việc việc nhà, ta không có gì không thể hành. Tốt như vậy cơ hội không đi đáng tiếc, ngươi có năng lực này, không nên vẫn luôn vây ở trong nhà. Tuy rằng thê tử không nói rõ, nhưng sầm bách nhìn đến nàng mỗi lần thu được Lê ông Flau thư tính khi kích động thần sắc liền biết nàng sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn là có nguyện vọng này, ngắn ngủn một năm mà thôi, cố nhịn qua chính là trời cao biển rộng. Tô Tuyết Trinh trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, hồi dắt lấy hắn tay, phu thê gian không tiếng động ăn ý chảy xuôi, tâm càng gần sát chút. Thương lượng hảo lưu học công việc sau, Tô Tuyết Trinh chính thức báo danh tiếng Anh tiếng Tu Bang, hạ ban đi học tập 3 cái giờ tiếng Anh, rốt cuộc do nhà nước cử lưu học lưu trình thực phức tạp, mỗi một vòng thất bại đều khả năng dẫn tới trên đường chết non, không xác định có thể hay không đi lưu học, sợ hãi bình bình an an trước tiên lo lắng, hai vợ chồng không cùng bọn nhỏ nói. Tô Tuyết Trinh lại lần nữa bắt đầu nghe tiếng Anh quảng bá tiết mục, ở nhà đi theo luyện khẩu ngữ bình bình an an buồn bực lạp, phía trước thường điểu ngữ sao lại xuất hiện. Không có biện pháp, mưa dầm thấm đất đi theo cùng nhau học. Vì học tập, Tô Tuyết Trinh mỗi đêm cơ bản đều đến 9 giờ rưỡi mau 10 điểm mới về nhà, sầm bách lại thường xuyên tăng ca, có khi so nàng còn vãn về nhà, hai vợ chồng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ tới nghĩ lui, chính thức thỉnh Triệu Lâm làm nhà bọn họ toàn chức bảo mẫu. Tô Tuyết Trinh tiếng anh đấy cũng không tệ lắm, chủ yếu đến ít với mấy năm nay trời xuôi đất khiến lặp lại tăng mạnh tiếng anh học tập lần đầu tiên là vì nghiên cứu sinh khảo thí sau lại là lê ông flau giáo thụ tới bác ước đại học mở tọa đàm cơ hồ mỗi lần đều là dài đến nửa năm học tập hơn nửa mấy năm nay lại thường xuyên cùng lê ông flau giáo thụ thư từ lui tới cơ hồ không thế nào tốn công liền đuổi kịp tiếng tu ban chương trình học có triệu lâm ở nàng cũng có thể trong lòng không có vật ngoài chuẩn bị khảo thí mỗi chủ nhật còn có thể cùng bình bình an an cùng nhau trạch ở trong nhà mặt học tập Ba Nguyệt 18 Hào, Tô Tuyết Trinh đi vào tóc phồ trường thi, tiếng tràng nàng mới phát hiện hiện tại khảo tóc phồ người thật đúng là không ít, 1981 năm tóc phồ mới bắt đầu ở quốc nội tổ chức khảo thí, đến bây giờ bất quá 4 năm, ít có thật đề chảy ra. Chỉnh thể khảo thí khó khăn muốn so nàng ở tiếng tu ban làm bài thi khó rất nhiều, khảo thí kết thúc, Tô Tuyết Trinh cũng có chút nói không chừng thành tích có thể hay không đến 80 phân. Nửa tháng liền ra phân. Tô Tuyết Trinh mở ra phiếu điểm phát hiện chính mình khảo 87 phân, tuy rằng không cao, tốt xấu đạt tuyến, ngôn ngữ quan qua về sau, nàng chính thức bắt đầu chuẩn bị do nhà nước cử lưu học phỏng vấn. Phỏng vấn liền ở nhi khoa bệnh viện cử hành, trừ bỏ nàng ở ngoài, có khác 15 tên bác sĩ tham gia, bệnh viện sẽ tổng hợp tham khảo các hạng thành tích, bên trong tuyển chọn qua đi, hướng quốc gia lưu học quỹ ủy trình trước hai tên bác sĩ tài liệu. Tháng 6 công kỳ kết quả, cụ thể thời gian không biết bệnh viện bên trong tuyển chọn xếp hạng tô tuyết trinh đều không rõ ràng lắm ngày đêm chờ kết quả hôm nay nàng tan tầm trở về triệu lâm từ phòng bếp ra tới nhớ tới cái gì đối nàng nói bác sĩ tô hôm nay bưu cục đưa tới một phong ngươi tin ta nói đại thu bọn họ không cho nói chỉ có thể bản nhân ký nhận tô tuyết trinh nháy mắt liền nghĩ tới công kỳ kết quả chuyện này quay đầu lái xe liền hướng bưu cục đuổi tới rồi kia vừa nói tên người phát thư liền cho nàng lấy ra một phong thơ nhẹ giọng nói nhà nơi này ký tên. Phong thư vuốt có điểm hậu. Tô Tuyết Trinh tiếp nhận bút chạy nhanh viết thượng Tô Tuyết Trinh ba chữ, gấp không chờ nổi đem tin mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một trương hồng đầu thư tính, là xuất ngoại lưu học tư cách giấy chứng nhận. Tô Tuyết Trinh đồng chí, kinh chuyên gia bình thẩm, ngài đã bị trúng tuyển vì 1984 năm bột tờ nhi đồng bệnh viện quốc tế giao lưu hạng một xuất ngoại lưu học nhân viên, quốc gia lưu học quỹ đem giúp đỡ ngài phó nước Mỹ lưu học, lưu học kỳ hạn 12 tháng. Tô Tuyết Trinh tiếp theo phiên xuống dưới, lại tìm được rồi báo danh chứng cùng vé máy bay cùng với một loạt xuất ngoại sẽ dùng đến văn kiện tư liệu, thậm chí còn tri kỹ viết một phần lưu trình chỉ nam, dặn dò phỏng vấn học giả nhập cảnh sau trong vòng 10 ngày nhớ rõ mang lên lưu học giấy chứng nhận cùng báo danh chứng đi đại sứ quán lãnh đưa tin thủ tục. Tô Tuyết Trinh kìm nén không được kích động tâm tình, nàng có thể đi lưu học. Chương 160 chương 160 Bốt tờn khí hậu cùng thành phố Hồng Giang rất giống, mùa hạ nóng bức, mùa đông rét lạnh, Tô Tuyết Trinh từ Hồng Kông chuyển cơ đến lao gần quốc tế sân bay, 8 tháng bắt đầu rồi nàng giao lưu sinh hoạt, phỏng vấn học giả là nhóm đầu tiên tới trước đạt, cao cấp phỏng vấn học giả chậm nửa tháng đến, tổng cộng có 23 cá nhân, đại gia thống nhất ở tại bệnh viện an bài trong ký túc xá, hai người giang. Tô Tuyết Trinh cùng một cái đến từ thủ đô nhi khoa bác sĩ Phong Vũ Hân ở cùng một chỗ. Phỏng vấn học giả mục đích là học tập giao lưu quốc tế thượng mới nhất nhi khoa y học nghiên cứu thành quả, không phải chỉ một đi theo nào đó giáo thụ học tập, bất quá học tập rất nhiều, vẫn có một ít nhàn rỗi thời gian có thể làm cho bọn họ tự do chi phối. Ở chỗ này, Tô Tuyết Trinh lại lần nữa gặp được Lê Ông Flau giáo thụ, có thể đi theo hắn phía sau tiến thêm một bước học tập, còn đi nhà hắn làm khách, gặp được chính mình lúc trước vài lần ăn Tết đưa lễ vật, cùng Flau giáo thụ người trong nhà thành lập thâm hậu hữu nghị. Lưu học tới gần kết thúc, Phong Vũ Hân lôi kéo nàng đi mua miễn thuế phẩm, tại đây bán tiện nghi, quốc nội đều hơn nửa thuế, sẽ quý rất nhiều. Ta ca còn chuẩn bị làm ta cho hắn mua cái loa trở về tô tuyết trinh cười kia mang không quay về đi không quan tâm có thể hay không mang ta đều lười đến cho hắn mang cái này đại một cái đồ vật gửi trở về nhiều quý a phong vũ hân kéo nàng cánh tay thoải mái hào phóng đi vào đi đi dạo lên nghe nói vương ca bọn họ mấy cái đều chuẩn bị giúp bằng hữu mang điểm miễn thuế phẩm trở về tô tuyết trinh nghĩ cấp người trong nhà mua chút lễ vật trở về cũng nghiêm túc bắt đầu dạo chọn lựa thương phẩm miễn thuế cửa hàng trừ bỏ trang phục ngoại đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da cũng là đầu to còn có một ít trương bao trang sức phong vũ hân thử một khoản phấn nền bôi trên mu bàn tay thượng cho nàng xem thản nhiên dùng tiếng trung cùng nàng nói lên người khác nghe không hiểu vui đùa ngươi xem cái này như thế nào đồ có thể hay không cùng bạch nhân giống nhau bạch tô tuyết trinh phối hợp nàng nói giỡn nhiều đồ mấy tầng hẳn là có khả năng mua một cái trở về thử xem phong vũ hân nghe thấy hạ hương vị trực tiếp cầm một lọ phấn nền lại hỏi nàng ngươi muốn hay không cũng tới một cái tranh thủ về nhà làm nhà ngươi cảnh sát lão công đều nhận không ra tô tuyết trinh nghĩ đến sầm bách lược hiện của kỹ tính tình cúi đầu cười cười quá trắng đồ giả vẫn là tuyển tự nhiên màu da đi ngươi vốn dĩ liền bạch a à, liền tuyển cái này sáng ngời màu da phong vũ hân thực mau lại lôi kéo nàng đến tiếp theo cái quầy vơ vét một đống dùng chơi do nhà nước cử lưu học trừ bỏ cho bọn hắn thanh toán cơ bản dừng chân phí cùng kém lộ phí ở ngoài còn có một bút sinh hoạt phí hơn nữa ở bệnh viện giao lưu ngày thường tam cơm có thể ở bệnh viện ăn, có trợ cấp, cho nên hàng ngày ẩm thực phí dụng cũng không quý. Tô Tuyết Trinh tính xuống dưới kỳ thật không tốn quá nhiều chính mình từ trong nhà mang đến tiền. tới thời điểm sợ nàng ở dị quốc thiếu tiền dùng, sầm bách cho nàng chuẩn bị 2.000 khối. Phong Vũ Hân cùng nàng yêu thích bất đồng, đi dạo một lát liền tách ra. Tô Tuyết Trinh ở trong tiệm đi lang thang, tầm mắt ngừng ở một cái quầy dời không ra, là một cái đồng hồ, màu bạc mặt đồng hồ, biểu xác tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, phối hợp thuần màu đen dây đồng hồ ưu nhã lại điệu thấp. Tô Tuyết Trinh ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy thực thích hợp sầm bách, quyết đoán ra tiền mua, nhân viên cửa hàng cho nàng đem đồng hồ bao hảo, hệ thượng xinh đẹp nơ con bướm. Lễ không ở nhiều, tâm ý phải có. Tô Tuyết Trinh theo sau lại cấp người trong nhà mua khác lễ vật, kẹo tuyển chút chocolate mang về, trừ cái này ra, nàng cấp bình bình an an cắt mua một bộ xếp gỗ Lego. Thắng lợi trở về, phi cơ bay lên không cất cánh, dần dần nhìn không tới mặt đất buổi chiều 2 điểm phi cơ, tổng hành trình 15 tiếng đồng hồ, rạng sáng 4 điểm đến thủ đô sân bay, tô tuyết trinh đến buổi sáng 8 giờ, nhanh nhất bay trở về thành phố Hồng Giang phi cơ. Phong Vũ Hân Trượng Phu sớm chờ ở sân bay, một năm không thấy, gặp mặt liền ôm lấy thê tử, theo sau ở Phong Vũ Hân giới thiệu hạ cùng nàng chào hỏi, lần đầu gặp mặt, bác sĩ Tô Ngươi Hảo. Tô Tuyết Trinh duỗi tay cùng hắn hồi nắm, ngươi hảo. Nàng phi cơ tới còn muốn hơn 4 giờ, Phong Vũ Hân cảm thấy làm nàng vẫn luôn đãi ở sân bay chờ không yên tâm, mời nàng cùng chính mình trở về, nếu không ngươi cùng ta về nhà ngủ một lát, đãi tại đây chờ quá ngao người. Tô Tuyết Trinh nhìn chính mình bao lớn bao nhỏ hành lý, cảm thấy qua lại quá phiền toái, lời nói dịu dàng cự tuyệt, không có việc gì, chờ hạ đăng ký kiểm phiếu ít nhất muốn trước tiên một giờ bắt đầu, tính xuống dưới cũng chờ không được bao lâu. Đường dài phi hành quá mệt mỏi, Phong Vũ Hân cũng không sức lực cùng nàng khách khí, khuyên hai câu từ bỏ, kia hảo ngươi về đến nhà liên hệ ta. Tô Tuyết Trinh gật gật đầu, nhìn theo nàng cùng người trong nhà rời đi, ngồi trở lại đến ghế dựa nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu chậm rãi sáng lên tới sắc trời, toàn bộ thành thị đắm chìm trong trong nắng sớm, hơi hơi phím quang. Nhìn đến vừa mới phong vũ hân cùng trượng phu gặp lại trường hợp, nàng nhịn không được cũng suy nghĩ xa ở thành phố Hồng Giang sầm bách cùng bình bình an an, lúc ấy rời đi khi, hai huynh muội khóc đến đặc biệt hung. Một năm không gặp, không biết vóc dáng trường cao nhiều ít. Tô Tuyết Trinh trong lòng đã chờ mong lại có chút thấp thỏm, chờ a à chờ, rốt cuộc chờ tới quảng bá thông báo nàng có thể đăng ký thông tri, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, tựa lưng vào ghế ngồi ngủ hai cái giờ. Phi cơ một đường hướng bay về phía Nam Hành, vững vàng đáp xuống ở Nam Bình sân bay. Nhìn trước mắt quen thuộc sân bay nội cảnh, Tô Tuyết Trinh thâm thở ra một hơi, mặc niệm nói, thành phố Hồng Giang. Ta đã về rồi. Mua quá nhiều lễ vật hậu quả chính là, trương hành lý phi thường trọng. Tô Tuyết Trinh đang suy nghĩ nên như thế nào dọn lúc đi, bỗng nhiên nghe được có người kêu nàng tên, nàng quay đầu vừa thấy, còn không có phản ứng lại đây, sầm bách xông tới ôm chặt nàng, đầu chôn ở nàng cần cổ, rầu rĩ nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tô Tuyết Trinh hốc mắt ửng đỏ, ta đã trở về. Bình bình an an chân chạy nước rút đến cũng không ba ba mau, chậm vài giây mới chạy tới, kết quả mụ mụ toàn bộ bị ba ba ôm lấy, căn bản không có khe hở có thể làm cho bọn họ cắm vào đi, Bình Bình trực tiếp thượng thủ xã ba ba, không được không được, ta cũng muốn ôm. An An cũng nôn nóng mà vây quanh ở bên cạnh tìm kiếm không đương, còn có ta còn có ta. Tô Tuyết trên phía trước nào rời đi quá lâu như vậy, Trương Quang Hương nhìn đến nàng Bình An trở về kia một khắc cảm động mà lau nước mắt, nhưng tính đã trở lại. Bình Bình An An kính lớn không ít, Tô Tuyết Trinh đành phải buông ra sầm bách, nhìn Trương Quang Hương nội tâm rất là xúc động, mẹ, ngươi đừng khóc, chọc đến ta cũng muốn đi theo khóc. Nữ Nhi đã trở lại đây là cao hứng cỡ nào sự, Trương Quang Hương lập tức phấn chấn lên, "Hảo hảo hảo, ta không khóc." Tô Tuyết Trinh ngồi sổng xuống ôm ôm Bình Bình An An, nhìn đến bọn nhỏ biến hóa không khỏi cảm khái, trưởng thành. Bình Bình An An ngươi một lời ta một ngữ gấp không chờ nổi cùng mụ mụ chia sẻ này một năm tới biến hóa, Tô Tuyết Trinh hồi lâu không nghe được bọn họ nói chuyện, hận không thể nghe thượng một ngày một đêm, bất quá lúc này sân bay cũng không phải lâu đãi ôn chuyện địa phương, nàng nhẹ giọng nói, "Về trước gia." Về nhà chậm rãi cùng ta nói. Sầm bách qua đi giúp nàng sách hành lý, có hắn ở, nhẹ nhàng liền đem hai cái trương hành lý sách lên, người một nhà ngồi trên xe taxi về nhà. Trong nhà còn có kinh hỷ đang chờ nàng, Lâu Quế Lan cùng Sầm Kiến Quân hôm nay cũng tới, ở nhà chuẩn bị hảo tiếp phong yến, liền chờ nàng trở lại, nhìn đến trước mắt sáng rọi lượng lệ tô tuyết trên ánh mắt đầu tiên còn kém điểm không dám nhận, ai u, càng ngày càng xinh đẹp. Tô tuyết trên tươi cười dịu dàng, khiêm tốn nói, nào có chính là đã lâu chưa thấy được ta sầm kiến quân tiếp đón nàng tiến vào mau tiến vào đói bụng đi vừa lúc ăn chút cơm chính là đi ra ngoài giao lưu một năm lại không phải cái gì khách nhân đừng có khách khí như vậy tô tuyết trinh này một năm cũng cùng phong vũ hơn học điểm hài hước cảm mọi người đều vào đi thôi ta mang theo lễ vật trở về bình bình an an cùng cái cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo nàng mặt sau sầm mai nhìn đến nàng vui mừng hô thanh đại tẩu một năm không gặp nàng cảm giác cô em chồng cái đầu mảnh một thoáng tô tuyết trinh ai thanh nắm nàng vào nhà hai cái trương hành lý lớn một phóng mọi người đều có điểm tò mò bên trong cái gì lễ vật bất quá càng tò mò ngoại quốc là cái dạng gì lâu quế lan hỏi bọn họ kia ăn cái gì a à? bữa sáng giống nhau là phiến mạch cháo xứng với mỏng bánh rán, cơm trưa chính là một ít hamburger cùng sandwich linh tinh đồ vật tô tuyết trinh kỳ thật ăn không quen nơi đó cơm điểm đều là nhiệt lượng cao cao đường đồ ăn nàng cười nói không đồ ăn trung quốc ăn ngon sầm mai tiếp theo truy vấn nước mỹ cùng chúng ta này có gì không giống nhau à tô tuyết trinh suy nghĩ một chút này muốn nói liền nhiều lữ đồ mệt nhọc phỏng chừng cơm cũng chưa như thế nào ăn vừa trở về liền bị vây quanh hỏi đông hỏi tây cũng quá mệt mỏi sầm bách kịp thời đứng ra ngăn lại đại gia hỏi chuyện ăn cơm trước đi cơm nước xong lại nói đúng 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 ăn cơm trước lâu quế lan chạy nhanh ăn bài tô tuyết trinh ngồi xuống biết ngươi hôm nay trở về cố ý làm một bàn ngươi thích ăn Tô Tuyết Trinh nhìn một bàn đồ ăn, trong lòng thực cảm động, cảm ơn mẹ. Thấy thế nào hắn tức phụ đều cùng nhìn đến cái gì người nước ngoài giống nhau. Sầm bách tiếp đón mọi người đều ngồi, ba mẹ, tiểu mai, đều đừng đứng, đều ăn đều ăn. Không ai ngồi Tô Tuyết Trinh thật đúng là ngượng ngùng động đũa, thấy mọi người đều ngồi xuống, nàng cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa ăn uống thỏa thích. Đã lâu cơm nhà, quả thực mỹ vị cực kỳ. Tô Tuyết Trinh ăn cái bụng lưu viên, chưa đã thèm uống lên nước miếng, theo sau sinh động như thật cùng người trong nhà nói lên chính mình này một năm ở nước Mỹ trải qua, mới vừa đi thời điểm rất nhiều đều không hiểu lắm, náo loạn rất nhiều lần chê cười, ta cũng là đi mới biết được thư thượng giảng cái gì người Mỹ đặc điểm không nhất định toàn đối. Bọn họ có người tiếng Anh viết còn không bằng chúng ta lưu học sinh. Xuất ngoại đối bọn họ tới nói quá hiếm lạ, chẳng sợ nói lên một ít không chấp mắt chi tiết đại gia tinh thần đều phi thường tập trung, đơn giản nói xong chính mình trải qua, tô tuyết trinh bắt đầu phân phát lễ vật, này đó đều là ta cùng bằng hữu ở miễn thuế cửa hàng mua tới. Hai bên cha mẹ cùng bình bình an an đều phát xong, liền thừa sầm bách, tô tuyết trinh vốn định chờ lần tới bọn họ phòng ngủ lén lại cho hắn, sau lại ngẫm lại làm trò nhiều người như vậy mặt không cho có vẻ nàng đối sầm bách không ái giống nhau, thoải mái hào phóng đem ra, đây là ngươi. Bọn họ lễ vật đều là nguyên sinh thái không đóng gói, căng chết bên ngoài mang cái hộp, chỉ có sầm bách lễ vật không chỉ có có xinh đẹp đóng gói hộp còn có nơ con bướm, vừa thấy liền rất tinh xảo, sầm mai ồn ào, nga hoắc hoắc độc nhất phân sủng ái ai, ai không thích sầm bách lập tức đem lễ vật hộp sủy trong túi không cho mọi người xem bình bình vốn dĩ ở nghiên cứu xếp gỗ lego thấy như vậy một màn không vui ồn ào muốn xem không thể chính ngươi nhìn lén cho chúng ta cũng nhìn xem sao sầm bách thực kiên quyết đôi tay cắm túi trực tiếp ngăn chặn hết thảy khả năng không xem không xem an an đô miệng oán trách quỷ hẹp hòi một phòng người cười ha ha lễ vật phân xong Tô Tuyết Trinh cũng mệt mỏi, ngáp một cái, sầm bách nhìn thấy, đỡ nàng lên lầu ngủ, bình bình an an bắt đầu hủy đi chính mình xếp gỗ. Phòng ngủ vẫn là như ngày thường, bất quá nhiều vài tia qua loa, nàng đồ vật sợ lạc hôi đều thu lên, trên bàn. Phần lớn đều là sầm bách đồ vật, hắn một người nam nhân lại dùng không đến cái gì mỹ phẩm dưỡng da gì đó, sinh hoạt đơn giản, đột nhiên tiếng này phòng, Tô Tuyết Trinh cảm giác như là về tới hắn ở đèn đóng xưởng phòng. Sầm bách đem quạt mở ra, ngủ một lát đi. Cô Tuyết Trinh ở phi cơ liền không như thế nào ngủ, dọc theo đường đi lại chuyển cơ, vừa rồi ăn cơm thời điểm đầu óc kỳ thật liền ngốc ngốc, hơn nữa bột tần cùng thành phố Hồng Giang có 13 giờ sai giờ, đảo sai giờ rất khó chịu, nàng nghe lời nằm tới rồi trên giường, miễn cưỡng làm chính mình tỉnh táo lại, quay đầu cùng Sầm Bách nói, mở ra nhìn xem thích không. Sầm Bách ở mép giường ngồi xuống, mở ra lễ vật hộp, nhìn đến bên trong đồng hồ, trên mặt biểu tình tươi đẹp lên, hướng nàng gật gật đầu, thích. Thử một chút sầm bách đem đồng hồ lấy ra tới thí đeo hạ thế nào tô tuyết trinh tràn ra miệng cười rất tuấn tú sầm bách rốt cuộc nhịn không được bám vào người trực tiếp hôn lại đây tận tình nói hết này một năm tới tưởng niệm tô tuyết trinh bị thân đến đầu càng ngốc lúc này nghe được hắn nói thích đồng hồ quả quyết cũng yên tâm không biết khi nào oai quá đầu liền ngủ rồi sầm bách nghe bên cạnh vững vàng tiếng hít thở cảm giác một trái tim rốt cuộc hạ xuống ở nàng cái tráng lại hôn hạ cho nàng đắp lên chăn mỏng rồi sau đó đóng cửa lại đi xuống lầu. Tô Tuyết Trinh mua xếp gỗ thành bình bình an an xếp gỗ vỡ lòng, mua trở về này một bộ không đến một vòng đã bị hai huynh muội đua hảo, hai người phản phất phát hiện tân yêu thích, bắt đầu thường xuyên mua xếp gỗ về nhà đua, theo thời gian trôi đi, bọn họ chính mình phòng ngủ đều không bỏ xuống được. 1986 năm, trong vòng 3 năm nghiêm đánh rốt cuộc kết thúc, thành quả lộ rõ, thành phố Hồng Giang Trị an trạng huống hảo không ngừng một cái bậc thang, mỗi tháng lập án số lượng cũng so quá khứ thấp rất nhiều. Sầm Mai tại đây năm mùa hè thành công thi đậu nàng vẫn luôn muốn đi khảo cổ học chuyên nghiệp, thuận lợi trở thành một người sinh viên năm nhất, chạy về phía nhân sinh tân giai đoạn. Bình Bình An An cũng nên đón phân phòng ngủ, công bằng khởi kiến, Tô Tuyết Trinh đem lầu một tivi phòng chia rẽ đổi thành phòng ngủ, làm cho bọn họ hai đều ngủ lầu một, một người một gian. Tivi trực tiếp dọn tới rồi phòng khách, lầu hai bọn họ ban đầu phòng đổi thành thư phòng. Lúc trước hai người bọn họ tuổi tác tiểu, cảm giác trong nhà còn đủ trụ, hiện tại một phân phòng, cảm giác liền có chút chật chội, bất quá miễn cưỡng có thể trụ. 1981 năm sau thành phố nhằm vào công nhân viên chức tiền lương tiến hành nhiều lần điều chỉnh, đổi thành khảo hạch chế, khảo hạch đủ tư cách, 2 năm là có thể thăng một bậc, tô tuyết trinh quốc tế giao lưu sau khi trở về không 2 năm liền trướng tiền lương, hiện tại lương tháng tăng tới 105 nguyên. Tư lịch nhắc tới thăng, hai vợ chồng mỗi tháng có thể tích cốc xuống dưới tiền càng nhiều, tô tuyết trinh cũng kế hoạch nếu là không phải muốn trước tiên mua phòng, bắt đầu cùng sầm bách quan sát thành phố thương phẩm phòng giá nhà, muốn tìm cái thích hợp đoạn đường vào tay. Phòng ở còn ở quan vọng trung, 1989 năm mùa thu, bình bình an an thuận lợi thăng vào sơ trung, đồng học nhiều là một cái tiểu học thẳng thăng lên tới, đại gia lẫn nhau đều quen thuộc, chính là thay đổi lên lớp thay lão sư. Hiện tại chủ nhiệm lớp kêu đổ Vĩnh An, dạy bọn họ toán học. Khai giảng đầu một ngày, đại gia đi trước lãnh thư trở về, lão sư không ở, trong phòng học lúc này lộn xộn, nói giỡn đùa giỡn thanh không ngừng. Đỗ Vĩnh An lãnh một cái nam hài đi vào phòng học, trong phòng tức khắc tỉnh xuống dưới, nhìn đến xa lạ gương mặt sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Đỗ Vĩnh An gõ gõ cái bàn, đại gia an tĩnh một chút, đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Năm nay chúng ta nhất ban chuyển tới một cái tân đồng học, đơn giản nhận thức hạ, là từ thủ đô chuyển qua tới đồng học. Dưới đài vang lên huyết sáo thanh, thủ đô tới A. Đừng nháo. Đều an tĩnh. Đỗ Vĩnh An chật một tiếng, làm tân đồng học giới thiệu hạ chính mình. Trung giặc giơ tay cụ thanh, đoan chính thân thể giới thiệu chính mình, các ngươi hảo, ta kêu Trung giặc. Thanh tuyến hơi hơi thượng chọn, ẩn ẩn mang theo một tia bất cần đời vị, trời sinh một đôi mỉm cười một, không cười thời điểm càng hiện xa cách. Liền xong rồi. Đỗ Vĩnh An sửng sốt, kháng đại hạ cũng không phản ứng lại đây, đứng ra phá băng giải vây, cái này Trung giặc đồng học tên thực đặc biệt A, à, không phải chúng ta nghe tới cái kia ý đồ ý, là giặc từ đồng âm. Chỉ nói không quá hành, chung giặc đồng học, ngươi cho chúng ta ở bảng đen thượng viết một chút tên của mình đi. Đỡ phải đại gia về sau viết sai tên. Đỗ Vĩnh An cho hắn đưa mắt ra hiệu, chung giặc không tiếng động thở dài một hơi, đối mặt loại này giới thiệu trường hợp có điểm không khỏe, bất quá vẫn là nhận mệnh từ trên bục giảng cầm chỉ phấn viết, xoay người mặt hướng bản đen, từng nét bút ở mặt trên viết xuống tên của mình, chung giặc. Tân học kỳ khai giảng, buổi sáng phòng học mới vừa tổng vệ sinh quá, vì thông gió tán khí, cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ rót tiến vào, thổi bay thiếu niên vạt áo, lộ ra mảnh khảnh thân hình. Tân đồng học A. An An dựa cửa sổ nâng đầu nhìn về phía bảng đen, thoáng nhìn hắn sau đầu một sợi ngốc mau, chính đón gió lắc lư, nàng chán đến chết, tâm ngứa, đối với hư không thổi hạ, hô. Chương 161 chương 161 Trường trung học phụ thuộc lấy sơ cao trung tăng trưởng, học lên suất rất cao, năm nay nghỉ hè thi đại học thành tích công bố về sau, khoa chính quy đạt tuyến suất đạt tới 89%, càng là dẫn tới một trận gia trưởng học sinh xua như xua Việt. Tân học kỳ trực tiếp mở năm cái lớp, dựa theo nhập học khảo thí thành tích xếp hạng theo thứ tự đi xuống bài. Sơ nhất nhất bang là tốt nhất lớp, tổng cộng thu vào tới 45 cái học sinh, chung giặc xem như xếp lớp sinh, vốn dĩ trường học phương diện tưởng trực tiếp làm hắn đi 5 bang, gia trưởng không muốn, nói chúng ta hài tử ở thủ đô thành tích đều nổi bật, đến này tới cũng không có khả năng kém. Thật sự không có biện pháp, trường học phương diện liền hiện trường lấy ra bài thi làm chung giặc làm trừ bỏ ngữ văn ném hai phân ngoại mặt khác khoa đều là mãn phân chung giặc lúc này mới tới nhất bang đỗ vĩnh an ở phòng học quét một vòng tự hỏi một lát quyết định hắn vị trí giơ tay cho hắn chỉ hạ chung giặc đồng học ngươi ngồi bên kia đi thứ bảy bài lối đi nhỏ có cái chỗ trống ngươi vóc dáng cao thông cảm hạ đồng học quá dựa trước sau mặt đồng học nhìn không tới bản đen chung giặc gật đầu nhấc chân đi xuống bục giảng lập tức triều đổ Vĩnh An chỉ vị trí đã đi tới. An An vui vẻ, quay đầu lại nhìn thoáng qua ca ca, cố ý nhỏ giọng trêu đùa, tân ngồi cùng bàn tới rồi. Bình bình hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muội muội, ta có mắt có thể nhìn đến. Hắn ban đầu ngồi cùng bàn tống trúc nhập học khảo thí không khảo hảo, bị phân đi nhị ban, hơn nửa vóc dáng cao, phân chỗ ngồi thời điểm trực tiếp bị phân tới rồi cuối cùng một loạt. Trung giặc đem hai người hổ động thu hết đáy mắt, nhẹ xả khóe môi cười một cái, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đỗ Vĩnh An xem hắn dàn xếp hảo, lại đối mặt dưới đại học sinh lại khôi phục nghiêm túc, hơi mang tàn khốc nói, mau đi học, đừng nói lời nói. Tốt xấu là trọng điểm ban học sinh, muốn khởi đến đi đầu tác dụng. ồn ào nhốn nháo giống cái gì? Dưới đài mấy chục khuôn mặt thần sắc khác nhau, ngắn mũi thu hồi chơi đùa tâm tư, mở ra thư. Đỗ Vĩnh An đi phía trước không quên dặn dò học sinh, để tiết khóa là ta toán học khóa, khóa trước nhớ rõ chuẩn bị bài, ta sẽ trừ người trả lời vấn đề. Trung giặc mở ra cặp sách, đem thư đem ra, quay đầu nhìn về phía hắn tân ngồi cùng bàn, thuận miệng hỏi, để nhất tiếc là cái gì khóa? Ngữ văn. Bình bình tay phải xoay bút, cúi đầu mở ra thư nhìn lên, để lại cho chung giặc một cái lượt hiện lãnh đạm sườn mặt. Trung giặc cũng không phải gặp người liền thân thiện tính tình, lấy ra ngữ văn thư, lại nhìn thoáng qua này gian chính mình sắp sẽ học tập năm phòng học, đột nhiên rời đi khi còn bé quen thuộc hoàn cảnh cùng bằng hữu, trong lòng nói không bỏ được là giả, hắn hiện tại cũng đều không hiểu phụ thân vì cái gì muốn chuyển đến. Hỏi phụ thân chỉ nói nơi này làm buôn bán hoàn cảnh trung hảo. Nhà bọn họ là làm ngoại mậu sinh ý, thành phố Hồng Giang gần biển, thủy bộ không giao thông đều thực tiện lợi, trị an cũng không tồi, gần 2 năm ngoại mậu phát triển tốc độ cư cả nước hàng đầu. Thành tích ra tới, tống trúc không có thể thăng tiến nhất bang, bình bình sốt ruột hỏng rồi, an an nghĩ đến ca ca ăn mệt biểu tình liền vui vẻ, cùng ngồi cùng bàn vệ dụ hình trộn truyền tờ giấy, ta ca phỏng chừng tức chết rồi. Vệ dụ hình lực chú ý ở địa phương khác, lấy bút trên giấy hồi phục, nói người ca tân ngồi cùng bàn lớn lên còn khá xinh đẹp. Đẹp sao? An An chỉ lo vui sướng khi người gặp họa đi, xem nàng nói như vậy, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút cái này kêu chung giặc có phải hay không thật sự lớn lên đẹp, kết quả vừa lúc cùng chung giặc ngẩng đầu vọng lại đây ánh mắt đụng vào cùng nhau, đương trường bị trảo bao. Trung giặc lông mày một chọn, dùng khuỷu tay đâm một cái bình bình nhắc nhở cái kia nữ sinh vẫn luôn đang xem ngươi bình bình đầu cũng chưa nâng đừng động ta oan gia chung giặc không thể tránh né hiểu sai nghĩ thầm trường trung học phụ thuộc này không khí còn rất mở ra mùng một là có thể yêu đương nghiền ngẫm cười cười rơi xuống an an trong mắt liền có loại tiếu diện hổ cảm giác bất quá không thể phủ nhận thiếu niên trổ mã đến cực kỳ mắt sáng chẳng sợ ở bình bình trước mặt cũng không chút nào kém cỏi an an suy nghĩ giống nhau đi cũng liền so ca ca đẹp một đinh điểm, khí chất không được. An An đem tờ giấy truyền quay lại đi, vẫn là ta ca càng đẹp mắt. Vệ dụ hình nghĩ nghĩ, một nửa một nửa. An An nhận được tờ giấy còn tưởng hồi một câu, nghe được dần dần đi tới giày cao gót thanh, biết ngữ văn lão sư tới, chạy nhanh đem tờ giấy nhét vào sách giáo khoa. Trọng điểm ban lão sư cũng là trường học lấy ra tới dạy học trình độ tối cao, dẫn bọn hắn ngữ văn lão sư kêu dịp hồng vận, mới vừa đem năm nay sơ tiễn đi, mang một cái khung vuông đôi mắt, tướng mạo thực ôn nhu. Các bạn học hảo a, ta là các ngươi tương lai năm ngữ văn lão sư, ta kêu Diệp Hồng Vận. Diệp Hồng Vận vóc dáng không cao, nhìn qua thực nhỏ xinh, cười rộ lên cho người ta cảm giác liền càng tốt nói chuyện, nàng ôn thanh nói, đầu tiên thật cao hứng có thể mang chúng ta nhất ban ngữ văn khóa, ngữ văn đâu nhìn như đơn giản, nhưng ngươi muốn giống toán học như vậy lấy mãn phân cơ hồ là không có khả năng. Chỉ cần nắm giữ nhất định học tập kỹ xảo, Ngữ văn tưởng kéo ra phân thực dễ dàng. Để nhất tiết khóa, chúng ta không nói khóa, ta cùng đại gia nói một cái người bù nhìn cùng điểu chuyện xưa đi. Vừa nói muốn liêu chuyện xưa, dưới đài các bạn học lực chú ý nháy mắt tập trung, tập trung tinh thần nghe xong lên. Diệp Hồng vẫn lấy một cái tiểu chuyện xưa làm thiết nhập điểm, ngược lại dẫn vào tới rồi ngữ văn học tập đi lên. Từ thiển tập thâm, từ điểm đến mặt, thực hảo đem khống chế được lớp học bầu không khí. Buổi sáng cuối cùng một tiếng tiếng chung vang lên. Đỗ Vĩnh An buông xuống phấn viết, uống lên nước miếng đối học sinh nói, Hảo, đều đi ăn cơm đi. Nặng nề phòng học một lần nữa khôi phục sức sống. An An đem toán học sách giáo khoa khép lại, đứng lên lắc lắc tay, quay đầu hỏi vệ dụ hình, hôm nay ăn chút gì? Vệ dụ hình từ trong bao lấy tiền, gà ti tiểu mặt thế nào? Có thể. An An vui vẻ đồng ý, kéo tay nàng chuẩn bị cùng đi thực đường, nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Bình Bình, cười hỏi, hắc, bên kia cái kia, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Đến lạc. Hiện tại không chỉ có không kêu ca ca, xưng hô trực tiếp từ Bình Bình biến thành bên kia người kia. Ta bắt lấy tiền. Bình Bình đem ghế dựa đẩy trở về, đứng lên, nghĩ chiếu cố tân đồng học, hỏi một câu, cùng nhau sao? Hảo A. Chung giặc lấy thượng tiền đi theo mặt sau. Bốn người cùng nhau hướng thực đường đi, hai cái nữ hài đi tuốt đàn trước mặt, Bình Bình cùng Chung giặc đi ở mặt sau, đơn giản cho hắn giới thiệu hạ, Ngươi vào cửa nhìn đến kia đóng lâu là tiểu học bộ, ta bên tay phải cái này là cao trung bộ, dọc theo minh ý nghĩ thẳng đi, nhìn đến cái kia đại trung không, đó chính là thực đường đại lâu. Trung giặc nga thanh, hắn lời này so với bọn hắn một buổi sáng nói đều phải nhiều, hắn buồn bực nói, ta cho rằng ngươi không thích nói chuyện, không có, còn không phải bởi vì tống trúc cái này ngu ngốc. Bình bình nghĩ đến này hiện tại còn tới khí, bất quá sự tình đã đã xảy ra, sau đo cũng vô dụng. Hắn quay đầu hướng chung giặc lễ phép cười một cái, về sau hảo hảo ở chung đi, ta kêu sầm tri viễn. Chung giặc gật gật đầu. Đối với có tiểu sơ cao 12 năm chế trường học, thực đường mỗi ngày ăn cơm cũng đều cùng đánh giặc giống nhau, đi vào nơi nơi đều là chờ ăn cơm học sinh. An An cùng vệ dụ hình đi cửa sổ xếp hàng ăn gà ti tiểu mặt, gà ti tiểu mặt ở bọn họ thực đường xem như cái đứng đầu cơm điểm, mỗi lần đội ngũ đều rất dài, chờ bài đến các nàng hai, bình bình cùng chung giặc đã đánh hảo cơm. An An làm A Di lại bỏ thêm cái trứng tráng bao. Cơm đội ngũ cũng trường, nhưng tương đối tới nói múc cơm càng mau, Bình Bình đánh hảo cơm lại đây cùng các nàng nói câu, chúng ta đi trước chiếm tòa, chờ hạ ngươi lại đây tìm ta. An An nói thanh hảo. Ngươi đối với ngươi gia oan gia còn khá tốt. Trung giặc nghĩ vườn trường luyến ái khẳng định sợ bị lão sư phát hiện, không thể nói thẳng bạn gái, cũng tuyển oan gia cái này cách gọi khác. Bình Bình phốc thanh, ta không đối nàng hảo đối ai hảo. Trung giặc không nói chuyện, nghĩ thầm ngươi còn rất trắng ra. Thượng tiểu học năm hai sau, bọn họ liền bắt đầu chính mình tới thực đường ăn cơm, bình bình tốt xấu cũng có 5 năm kinh nghiệm, nhẹ nhàng tìm được rồi một cái bốn người chỗ ngồi, chính là vị trí có chút thiên, không tốt lắm tìm. Chung giặc uống lên khẩu bí đao canh, quay đầu lại nhìn mắt còn ở xếp hàng an an cùng vệ dụ hình, hỏi, bọn họ có thể đi tìm tới sao? Yên tâm đi, có thể đi tìm tới. Bình bình ngữ khí chắc chắn, cầm lấy chiếc đũa ăn lên một lát sau hai cái nữ hài quả thực tìm lại đây vệ dụ hình đi được mau gần đây ngồi ở chung giặc bên cạnh người an an còn lại là cùng ca ca ngồi ở một loạt lúc này các nam hài cơm đã ăn đến không sai biệt lắm bình bình buông chiếc đũa nghiêng đầu nhìn muội muội cười nói gà ti tiểu mặt liền ăn ngon như vậy a à. ta cho rằng ngươi sớm ăn nị ăn ngon a à, một cái nghỉ hè không ăn ta có thể tưởng tượng này chén mì an an thực thích nhà này mì sợi canh đế thực nùng vị hơi cay đặc biệt đủ vị. Chung giặc liền ngồi ở bọn họ đối diện, có thể cảm giác được hai người khoảng cách đặc biệt gần, hổ động ăn ý lại tự nhiên. Mới ra nồi canh gà mặt thực năng, vừa ăn biên thổi thực phí thời gian, bình bình đem dư lại cơm toàn ăn, cảm giác chờ muội muội ăn xong chỉ sợ còn muốn hơn 10 phút, tưởng trước tiên đi rồi, ngẩng đầu hỏi chung giặc, chờ hạ muốn hay không đi chơi bóng rổ. Chung giặc thu hồi ánh mắt, gật đầu, đi. Hai người thu hồi mâm đồ ăn đứng lên, đi trước sân thể dục đánh nửa giờ bóng rổ trên người ra không ít hẳn, bình bình đi trước đơn giản giặt sạch hạ, khen nói, ngươi cầu kỹ cũng không tệ lắm. Ngươi cũng là. Tiếp xúc xuống dưới, chung giặc cảm thấy sầm tri viễn người này cũng không tệ lắm, làm việc căng giảng vừa phải, rất có đúng mực, có loại vượt quá tuổi tác thành thục, xem như cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Hai người bọn họ trở về thời điểm, trong phòng học thực an tĩnh, có đồng học ghé vào trên bàn đã ngủ, tỉnh người động tĩnh cũng thực nhẹ, sợ hãi quấy rầy đến đồng học ngủ buổi chiều là tiếng anh cùng mỹ thuật khóa chỉnh thể tính rất nhẹ nhàng một buổi trưa thực mau tới rồi tan học thời gian ngày mai thấy bình bình thu thập hảo cặp sách đi phòng học mặt sau đem chính mình ván trượt ôm ra tới chung giặc thấy như vậy một màn càng kinh ngạc hắn tuy rằng cũng có ván trượt nhưng chưa bao giờ dám bắt được trường học tới an an chạy nhanh đuổi kịp hai huynh muội cùng nhau đi xuống lầu nàng đi dưới lầu đem xe đạp đẩy ra tới thượng sơ trung sau bọn họ ngày thường trên dưới học liền không cần người tới đón Bình Bình ván trượt kỹ thuật thông qua khảo hạch, được đến ba mẹ cho phép có thể hoạt ván trượt trên dưới học. Hai huynh muội một cái kỵ xe đạp, một cái hoạt ván trượt, tự tại như gió, ở vườn trường xuyên qua, thực mau tới rồi ra. Trong đại viện từ Tiền Hải cùng Lương Ân Dương thi đậu đại học rời đi sau liền an tỉnh rất nhiều, Chu lão thái thái triền miên giường bệnh, cơ hồ không thể xuống đất hành tẩu, Thang Thiên Dật cũng ở cao bị cha mẹ đưa ra quốc lưu học. Cốc Hồng Thanh sinh ý làm được trực trở, ở nội thành mua vài phòng xếp, đều không thế nào hồi đại viện, chu tâm làm buôn bán liền trông cậy vào cơm điểm thời gian này kiếm tiền, càng không thể ở nhà. Tiểu bối từng đợt lớn lên, trong nhà không hài tử ở, cha mẹ cũng lười đến đi nấu cơm, nếu không ở thực đường giải quyết, nếu không liền trực tiếp đi tiệm cơm ăn, hiện giờ toàn bộ đại viện cũng liền hứa thanh thanh gia còn sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cơm. Ngày xưa cái này điểm trước hết ngửi được chính là cơm hương, lúc này chỉ nghe nguyệt quế hương, u hương phát mũi. Chương 162 chương 162 An An kỵ xe đạp tốc độ muốn so bình bình ván trượt mau chút, tới trước cửa nhà, tự giác từ cặp sách móc ra chìa khóa mở cửa, bình bình dẫm lên ván trượt theo sau đuổi tới, hắn đem ván trượt dựng ở ven tường, hỏi muội muội ăn chút gì. Bởi vì không xác định hay không tăng ca cùng với khi nào mới có thể về nhà, sầm bách cùng tô tuyết trinh đơn giản quyết định cơm chiều đều ở đơn vị ăn, làm bọn nhỏ tự do an bài cơm chiều, mỗi tuần sẽ ở tivi quầy phía dưới ngăn kéo cho bọn hắn lưu nở tiền. An An nhướng mày nói, Ta muốn ăn đậu đỏ nghiền gạo nếp viên. Lại ăn lạnh. Bình Bình lắc lắc đầu, ngày hôm qua mới vừa ăn qua, hôm nay còn ăn, vạn nhất tiêu chảy bị mẹ phát hiện liền xong đời. Này tính cái gì lạnh, chính là sa băng, có thể cho chủ tiệm thiếu thêm chút băng. Vì phòng ca ca mật báo, An An nhất định phải sang bằng bình nhập bọn, cốc đường tân khai, chúng ta còn chưa có đi ăn qua đâu. Đi trước ăn cơm, cơm nước xong lại đi ăn sa băng khẳng định liền không tiêu chảy. Bình Bình không dao động. An An lôi kéo ca ca cánh tay làm nũng, đi sao đi sao, hiện tại không ăn, chờ thiên lãnh liền càng vô pháp ăn. Hành đi, không có lần sau. Bình bình cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chờ An An đi lấy nàng ván trượt, hai huynh muội đóng cửa lại, chân dẫm lên đi, nhanh như chớp liền trượt đi ra ngoài. Cơm chiều lựa chọn muối hấp gà, bình bình trực tiếp điểm chỉnh gà, trong tiệm khác đưa cẩu kỹ canh gà cùng cơm. Nhà bọn họ một năm trừ bỏ nghỉ ngơi ngày cùng ăn Tết cơ bản đều là không khai hỏa nấu cơm, thường xuyên ra tới mua cơm ăn, dần già phụ cận một cái phố đều nhận thức này một nhà bốn người. Chủ tiệm đưa lên im hoàng củ cải đinh, không đủ còn hỏi ta muốn. Bình bình cười nói tạ, cảm ơn thúc. An An gấp khối đùi gà thịt, vừa ăn vừa hỏi nói, ngươi cùng tân ngồi cùng bàn ở chung thế nào? Còn hành đi. Thịt gà rất non, một cắn liền bạo nước, bình bình lột khẩu cơm, nhàn nhạt hồi, mới vừa ngày đầu tiên, sao có thể nhìn ra một người thế nào, còn sớm. Cũng là. An An thấy thế cũng không hề hỏi, An tỉnh ăn cơm. Cơm chiều hai huynh muội giải quyết rất một con gà, đi ăn đậu đỏ nghiền gạo nếp viên, An An cảm thấy mỹ mãn trở về nhà, bắt đầu làm bài tập, viết xong tác nghiệp hai người chờ hạ còn muốn đi lên luyện tì bà, thời gian thực chặt chẽ. Ngày đầu tiên đi học, lão sư lưu tác nghiệp không nhiều lắm, không cần đi lầu hai thư phòng, ở lầu một chấp vá tìm cái bàn viết viết liền xong rồi. Viết đến tiếng Anh tác nghiệp khi, lúc này hai huynh muội không cấm may mắn qua đi mụ mụ thường xuyên ở nhà nói điểu ngữ trong phòng khách nhất thời chỉ có bình bình an an phiên thư cùng viết chữ thanh âm điện thoại đột nhiên đinh linh linh vang lên bình bình chạy tới tiếp khởi huy ngươi hảo ta là chúng ta này thủy loan quận địa ốc công ty tiểu triệu khoảng thời gian trước ngày cùng thê tử vừa tới quá chúng ta nơi này xem phòng người môi giới nói chuyện ngữ tốt thực mau là cái dạng này ngài xem kia phòng xếp hiện tại thực hút hàng đã có vài cái khách hàng chuẩn bị mua sắm bình bình nghe ra người đến là ai nhẹ giọng hồi ta ba mẹ không ở nhà nga như vậy a à, kia phiền toái tiểu bằng hữu ngươi chờ ba mẹ trở về cùng bọn họ nói một tiếng được không bình bình nói thanh hảo theo sau cắt đứt điện thoại an an hỏi ai a à? bán phòng ở bình bình lại ngồi trở về nói chúng ta phía trước xem phòng rất nhiều người tưởng mua lần trước xem phòng thời điểm hai người bọn họ cũng đi theo đi phòng ở là rất không tồi nhưng An An vẫn là càng thích cái này chính mình từ nhỏ lớn lên đại viện, ngữ khí lưu luyến, Nguyễn Thanh hỏi, chúng ta thật sự muốn dọn đi sao? Bình Bình cũng nói không chừng, hẳn là đi. Hai huynh muội chính trò chuyện, tô tuyết trinh tan tầm về trước tới, nàng đem bao buông, nhìn đến hai huynh muội đều ở làm bài tập cười, ăn cơm sao? Ăn. Bình Bình nhìn đến nàng trở về chạy nhanh nói, mụ mụ, vừa rồi bán phòng ở người gọi điện thoại lại đây. Tô Tuyết Trinh sửng sốt, hỏi tiếp nói, nói gì đó. Bình Bình trả lời, nói chúng ta phía trước xem phòng có rất nhiều người tưởng mua. Tuy rằng không nghĩ chuyển nhà, nhưng An An vẫn là rất thích xem căn phòng lớn, lo lắng hỏi. Chúng ta xem phòng ở sẽ không bị người khác mua đi rồi đi. Lừa chúng ta đâu. Tô Tuyết Trinh cho chính mình đổ một chén nước, xem bọn họ đối mua phòng thực quan tâm, lại hỏi một lần, các ngươi thích cái kia phòng ở sao? Lúc trước xem xong phòng nàng cùng Sầm Bách hỏi qua Bình Bình An An, lúc ấy hai huynh muội cũng chưa nói thích còn đem người môi giới hù đến sửng sốt sửng sốt cho rằng gia trưởng của bọn họ trước đó dạy hài tử cái gì một cái kính cường điệu nói phòng ở có bao nhiêu cỡ nào hảo bình bình suy nghĩ lần tới giống nhau đi ta cảm thấy hiện tại cái này phòng ở cũng khá tốt an an vẫn là càng lo lắng cái này hay không muốn chuyển nhà vấn đề lại lần nữa hỏi mụ mụ mua phòng chúng ta muốn chuyển nhà sao hiện tại mua phòng chủ yếu là gần nhất hai năm giá nhà trướng đến quá lợi hại ngươi xem ông ngoại cùng bà ngoại năm kia mua kia bộ năm nay giá nhà trực tiếp tiêu gấp đôi. Tô Tuyết Trinh sờ sờ nữ nhi đầu, trước tiên mua để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đừng lúc sau có cái gì chính sách biến động nhà chúng ta không khác phòng ở, ít nhất cái này phòng ở các ngươi thành niên trước sẽ không dọn đi. Nàng kỳ thật cảm thấy đại viện cái này phòng ở khá tốt, tuy rằng hiện tại theo hài tử lớn lên trong phòng diện tích không đủ lớn, nhưng tổng thể vẫn là đủ bọn họ một nhà bốn người trụ, chính yếu chính là bên ngoài hoạt động diện tích thực rộng mở, không giống bọn họ xem những cái đó phòng động bất động liền bảy tám tầng mười mấy tầng, môn một quan, chỉ có trên bản vẽ về điểm này diện tích có thể sử dụng. An An nghe mụ mụ nói như vậy yên tâm, trở về tiếp tục làm bài tập. Thành phố gần nhất ở phá được nghi nan án kiện, sầm bách vội đến 10 điểm đa tài tan tầm, về đến nhà thời điểm lão bà hài tử đều tắm rửa xong, đang ở thư phòng đua xếp gỗ. Sầm bách ra một thân hãn, hương vị không được tốt nghe, đi trước tắm rửa một cái, lại trở về, xếp gỗ hoạt động đã kết thúc, hắn chỉ có xem xét phân an an đem đua tốt vĩnh sinh hoa xếp gỗ cấp ba ba xem đẹp đi đẹp sầm bách duỗi tay sờ sờ nụ hoa ngồi xếp bằng ngồi xuống lần tới mang theo ba ba cùng nhau a à. bình bình mạnh miệng nói không mang theo ai làm ngươi trở về như vậy vãn sầm bách thở dài không lời nào để nói cũng phí vuốt vĩnh sinh hoa xếp gỗ danh khí lớn tìm tới nghi nan án kiện cũng nhiều sầm bách là một ngày sau một ngày vội tô tuyết trinh đối này cũng không thể nề hà đặc biệt là đối thượng bọn nhỏ chất vấn, thật cãi lại lên, nàng cùng sầm bách đều thẹn với bình bình an an. Nàng chạy nhanh dời đi đề tài, đem hôm nay người môi giới gọi điện thoại sự tình cùng sầm bách nói hạ. Sầm bách hỏi ngược lại, Thủy Loan quận kia bộ sao? Đúng vậy, liền chúng ta xem kia bộ bốn thất một thính. Ta cảm thấy kia bộ không tốt, tầng lầu quá cao, ở lầu 10, thật ra chuyện gì, phòng cháy dập tắt lửa đều không dễ dàng. So với khác, người nhà an toàn mới là sầm bách càng coi trọng ngữ khí tùy ý nói cái này bán xong liền bán xong đi chúng ta không cần cũng liền từ bên ngoài nhìn khí phái thực tế diện tích cùng chúng ta hiện tại trụ cái này phòng ở cũng không sai biệt lắm mua cũng không cần phải tỉnh nam phường kia bộ còn hành nếu tưởng mua nói chúng ta quá đoạn thời gian có thể lại đi nhìn xem nếu không phải gần nhất hai năm giá nhà trướng thế quá dọa người tô tuyết trinh kỳ thật cũng không vội mà năm nay liền đem phòng ở định ra tới Bất quá rốt cuộc nhà mình có phòng trụ kỳ thật cũng không cần quá sốt ruột, ông thanh nói, kia nhìn nhìn lại đi, nói không chừng lúc sau có càng tốt phòng ở. Bình bình an an mừng thầm. Liêu xong này đó, Tô Tuyết Trinh vừa thấy thời gian, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, thúc giục bọn họ xuống lầu ngủ, được rồi, nên ngủ, bằng không ngày mai hai người các ngươi lại khởi không tới. Bình bình an an một người tiếp một người đi xuống lầu, từng người về phòng ngủ, Tô Tuyết Trinh cùng sầm bách công tác một ngày cũng mệt mỏi, thực mau tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng 7 giờ, Sầm Bách đúng giờ rời giường, đi trước đơn giản rửa mặt hạ, đánh thức bình bình an an, sau đó ra cửa mua cơm sáng. Không cần nhọc lòng cơm sáng sự tình, Tô Tuyết Trinh cũng có thể có thể ngủ nhiều một lát, còn có thể so Sầm Bách nhiều lại 5 phút giường, sau đó chính là nguyên bộ thay quần áo rửa mặt lưu trình. An An nhìn đến ca ca có thể hoặc ván trượt đi học, trong lòng cũng không khỏi hâm mộ, đem chính mình ván trượt đem ra, nhìn đến nàng xuống lầu chạy nhanh hỏi, mẹ, ta hôm nay có thể hoặc ván trượt đi học sao tô tuyết trinh xua xua tay ngươi không được ngươi kỹ thuật không quá quan sầm bách sách theo cơm sáng trở về vừa vặn nghe được an an vấn đề kiên quyết nói ngươi còn muốn lại luyện luyện bằng không tiếng vườn trường người một nhiều thực dễ dàng xảy ra chuyện lại nói các ngươi hôm nay không phải muốn đi học tì bà sao đều chạy xe đạp đi phương tiện chút an an biểu môi ông ván trượt không buông tay kia ta gì thời điểm kỹ thuật mới có thể quá quan a à? sầm bách đem cơm sáng phóng tới trên bàn, tháng sau đi, đến lúc đó lại trắc một chút. An An tuy không cam lòng, nhưng cũng biết chỉ có thể như vậy. Quy củ chính là như thế, đối xử bình đẳng. Lần trước thí nghiệm thời điểm, nàng không chỉ có không lướt qua đi còn kém điểm quan ngã, cho nên trước mắt chỉ có thể ở nhà phụ cận hoặc chơi, còn cần thiết muốn ở ca ca cùng đi hạ. Bình bình cắn tiếp theo khẩu bánh bao, vui sướng khi người gặp họa nói, lại luyện luyện đi, ngươi trình độ không được. Đáng giận vì cái gì vận động loại hạng một ca ca tổng hội so nàng ưu tú một chút. An An không phục, liền bởi vì ta chân so ngươi đoạn sao. Hơn nửa lúc sau sẽ càng đoạn, hai ta trên lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bình bình rất có tự tin, ta hẳn là có thể so sánh ta ba càng cao. Ngươi không dài cái. Ngươi mới không dài cái, đừng chú ta. Mắt thấy hai huynh muội trên bàn cơm lại muốn xảo lên, tô tuyết trinh khẽ hừ một tiếng, thúc giục nói, đừng trò chuyện A, à lại lưu hôm nay hai người đi học lại đến trễ. Ta cùng ngươi ba nhưng không nghĩ lại bị thỉnh đến trường học. Bình bình an an chột dạ mà cho nhau nhìn nhìn đối phương, ngoan ngoãn ăn cơm không nói, sầm bách cùng tô tuyết trinh ăn xong đi trước đi làm, hai huynh muội đóng cửa khóa lại, cưỡi xe hướng trường học đuổi. Sầm bách chở tô tuyết trinh đến trạm xe buýt, rồi sau đó cưỡi xe đi cục cảnh sát đi làm, tô tuyết trinh vừa lúc ngồi trên 7 giờ rưỡi giao thông công cộng, có thể ở đi làm trước phút đánh tạp thành công. Nhi khoa bệnh viện tại đây mấy năm nhanh chóng phát triển, trước sau tiến cử rất nhiều nước ngoài thiết bị, mà theo 1978 năm thi đại học khôi phục về sau, càng ngày càng nhiều y học sinh viên tốt nghiệp đi lên cương vị, toàn bộ nhi khoa chữa bệnh đội ngũ cũng được đến tiến thêm một bước lớn mạnh. Tô Tuyết trên nơi tiểu nhi ngoại khoa, còn thiết lập chuyên môn nhi đồng trò chơi phòng cùng nghỉ ngơi khu, nàng cũng từ lúc bắt đầu nằm viện y sư lên tới phó chủ nhiệm y sư, có độc lập mỗi chính tư cách. Một phòng tuy rằng chỉ có cái buổi sáng có phòng khám bệnh, nhưng bận rộn trình độ chút nào không giảm, dư lại thời gian cơ bản đều ở phòng bệnh cùng phòng phẫu thuật, đặc biệt ngoại khoa giải phẫu thiên nhiều, tối cao cường độ tiếp theo thiên có thể có đài giải phẫu. Hôm nay ra xong phòng, Tô Tuyết Trinh đang ở dặn dò thực tập sinh những việc cần chú ý, môn đột nhiên bị gõ vang lên, hộ sĩ Lâm Văn Giác thở hồng hộc nói, bác sĩ Tô, khám gấp chuyển tới một cái nhiều chỉ hoàn toàn ly đoạn bệnh nhi. Tô Tuyết Trinh lập tức đứng lên, bước chân bay nhanh đi ra ngoài, khi nào? Lâm Văn Giác vừa chạy vừa hội báo, hai giờ trước, theo người nhà theo như lời, là hài tử ở nhà chơi thời điểm, bàn tay tiến phiến dịp bên trong, bị đánh tới tay, khám gấp bên kia đã tiến hành rồi đơn giản xử lý, phán đoán là nhiều chỉ hoàn toàn ly đoạn, trước mắt nhiệt độ cơ thể 36, 6, mạch đập mỗi phút 97 thứ, hô hấp mỗi phút 26 thứ, huyết áp bình thường. Bệnh nhi thực mau bị đẩy lại đây, là một cái năm tuổi tiểu nam hài, kêu lâm viễn, mẫu thân cường chống một đường cùng lại đây, kết quả ở nhìn đến đặt ở khối băng hai tiết đoạn chỉ, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bên cạnh hộ sĩ chạy nhanh đỡ nàng, nhìn về phía Tô Tuyết Trinh, bác sĩ Tô, người nhà hôn mê. Tô Tuyết Trinh nhìn đến bảo tồn hoàn hảo đoạn chỉ trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đoạn chỉ ở, liền có hy vọng lại thực thành công, liền sợ bệnh nhi cùng người nhà quá sợ hãi, đem đoạn chỉ ném xuống liền chạy, bỏ lỡ tốt nhất giải phẫu thời gian. Đoạn chỉ lại thực giải phẫu tốt nhất thời gian ở vừa đến 7 giờ nội, thời gian càng dài sống suất càng thấp cần thiết muốn lập tức tiến hành khám gấp giải phẫu. Tô Tuyết Trinh vội hỏi nói, hài tử khác người nhà ở sao? Không có, lúc ấy trong nhà nàng cùng hài tử ở. Lâm Văn Giác bất đắc dĩ nói, hài tử phụ thân còn ở tới trên đường. Trước thông tri gây tê khoa, chúng ta bên này yêu cầu khẩn cấp chuẩn bị đoạn chỉ lại thực giải phẫu. Tô Tuyết Trinh quyết đoán phân phó đi xuống, ánh mắt lại nhìn về phía đã ngất xỉu Lâm Viễn mẫu thân, quay đầu đối một bên hộ sĩ Giang Noãn nói, đánh thức nàng, lại thực giải phẫu không thể trì hoãn, nàng không tỉnh chúng ta vô pháp câu thông. Chương 163 Chương 163 Giang noãn đem lâm viễn mụ mụ đỡ đến một bên ngồi xong, một bên kêu nàng một bên dùng tay vỗ nhẹ nàng bối, lâm viễn mụ mụ, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh A, ngươi không tỉnh chúng ta bên này không hảo cấp lâm viễn làm phẫu thuật lại thực A. Liên tiếp vài cái chục đánh sau, Hà Thúy từ từ chuyển tỉnh, trong mắt mang theo mê mang chi sắc, tự hồ còn ở nghĩ lại tới đế đã xảy ra cái gì vài giây sau nhìn đến trước mắt người mặc áo blue trắng tô tuyết trinh vọt mạnh lại đây bắt được nàng cánh tay bác sĩ bác sĩ người cứu cứu nhà ta tiểu viễn cứu cứu hắn ngài trước buông ta ra tô tuyết trinh cánh tay bị nàng trảo đến sinh đau đạm thanh nói ngài đưa tới bệnh viện thực kịp thời trước mắt tiểu viễn đoạn chỉ bảo tồn tình huống thực hảo mau chóng giải phẫu nói sống suất vẫn là tương đối cao hà thúy đột nhiên bị đánh thức buông ra tay nàng không ngừng cường điệu giải phẫu chúng ta phải nhanh một chút giải phẫu nàng lúc này tinh thần không quá ổn định kỳ thật là không rất thích hợp câu thông giải phẫu lưu trình vạn nhất nghe được một nửa trên đường lại hôn mê càng khó làm bất quá trước mắt chờ lâm vận phụ thân lại đây cũng không biết chờ tới khi nào tô tuyết trinh chậm lại ngữ khí đem nàng đưa tới chính mình văn phòng đổ ly nước ấm lâm viễn mụ mụ uống miếng nước trước bình tĩnh một chút lúc này nếu ngài không bình tĩnh chúng ta đến lúc phẫu thuật không ai cấp tiểu viễn ký tên hà thúy nắm cái ly tay đều ở rung lau một phen nước mắt ta nói với hắn quá vài biến quạt nguy hiểm không thể đem tay vói vào bên trong không biết vì cái gì còn sẽ phát sinh loại sự tình này tiểu hài tử tuổi tác tiểu đối loại này sẽ động đồ vật lòng hiếu kỳ cường khả năng ngươi càng cường điệu hắn càng tò mò bên kia còn chờ giải phẫu tô tuyết trinh cũng không có thời gian an ủi nàng thấy nàng tâm tình bình phục chút chậm rãi nói lên đoạn chỉ lại thực giải phẫu lưu trình trước mắt tiểu viễn mới vừa năm tuổi nhiều tuổi tác thiên tiểu hắn tay tiểu mạch máu cũng tế hoàn toàn ly đoạn lại thực khó khăn là khá lớn, nhưng bởi vì ngài đưa tới thời gian tương đối kịp thời, sống suất cũng sẽ cao một chút. Tiểu hài tử nại chịu tính kém, vì phòng không phối hợp giải phẫu, chúng ta sẽ cho tiểu viễn tiến hành toàn ma giải phẫu, đầu tiên sẽ ở phẫu thuật kính hiển vi hạ cấp tiểu viễn làm tốt thanh sang, đánh dấu chỉ động mạch, tĩnh mạch cập thần kinh, sau đó sẽ dùng 0.8mm khắc thị châm cố định xương ngón tay. Tô Tuyết Trinh vừa nói vừa dùng một bên ngón tay mô hình đại khái cho nàng biểu thị ra tới, giải phẫu lưu trình đại khái chính là như vậy sau đó ta sẽ cùng gây tê bác sĩ câu thông giải phẫu chi tiết nếu ngài đồng ý nói chúng ta liền có thể an bài giải phẫu hà thúy nghe xong chỉ cảm thấy cái này giải phẫu rất khó thường xuyên xuất hiện ăn khớp hai chữ trong chốc lát ăn khớp cái này trong chốc lát ăn khớp cái kia nhưng nàng chỉ chú ý giải phẫu kết quả truy vấn nói ngón tay có thể tiếp thượng sao làm xong giải phẫu về sau về sau tiểu viễn này hai cái ngón tay còn có thể dùng sao có thể tiếp thượng Tô Tuyết Trinh nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh nói, đoạn chỉ sống không phải là lại thực thành công, sử đoạn chỉ lớn nhất trình độ tiếp cận với bình thường công năng mới là chúng ta giải phẫu mục tiêu, nhưng trước mắt ta vô pháp cho ngươi minh xác hiệu quả hồi đáp, thuộc sau chúng ta sẽ an bài rèn luyện chỉ đạo, định kỳ tùy phóng. Hà Thúy liên tục gật đầu, chúng ta làm. Tô Tuyết Trinh gật đầu, hảo, ta sẽ mau chóng cấp tiểu Viễn an bài giải phẫu. Biết được là đoạn chỉ lại thực giải phẫu, gây tê khoa Phạm Hoang thực mau đuổi lại đây hắn trước cẩn thận đánh giá hạ lâm viễn các hạng chỉ chinh, đối tô tuyết trinh nói, có thể làm, may mắn là 5 tuổi, liền sợ gặp được 3 tuổi dưới. Hoàn toàn ly đoạn lại thực giải phẫu là cái tinh tế sống, hơn nữa lâm viễn là hai ngón tay yêu cầu lại thực, này liền dẫn tới giải phẫu thời gian cũng muốn càng dài một chút, toàn ma trạng thái hạ bệnh nhi đường hô hấp phân bố vật nhiều, 3 tuổi dưới trẻ nhỏ thực dễ dàng xuất hiện hô hấp sậu đình. Tô tuyết trinh gật gật đầu, ân, phiền toái ngươi, ta chuẩn bị hạ tiếng phòng phẫu thuật buổi sáng 9 giờ 20 phân, Lâm Viễn bị đẩy mạnh phòng phẫu thuật, làm tốt cơ sở gây tê sau, Phạm Hoang cùng Tô Tuyết Trinh nói thanh, Tô Tuyết Trinh ứng câu hảo, thâm thở ra một hơi, ngồi ở trên ghế, lại nhìn thoáng qua Lâm Viễn, nhẹ giọng nói, hảo, Lâm Viễn tiểu bằng hữu, chúng ta lại thực giải phẫu muốn bắt đầu rồi. Ở phóng đại bốn lần giải phẫu kính hiển vi hạ, Tô Tuyết Trinh đầu tiên bắt đầu thanh sang, thanh sang là lại thực giải phẫu có thể thành công cơ sở. Lâm Viễn lần này bị thương chính là ngón trỏ cùng ngón giữa, đều ở nhánh cuối. Nàng bên này an tĩnh làm thanh sang, Phạm Hoang cùng nàng nói chuyện phím giảm bớt nhàm chán, mấy năm nay đoạn chỉ bệnh nhi là càng ngày càng nhiều, muốn ta nói a, à, hiện tại trên thị trường bán quạt, bản thân thiết kế liền không hợp lý, cái kia phùng. Khích lưu quá rộng, đừng nói tiểu hài tử, đại nhân đều có khả năng bị tước đứt tay chỉ. Xác thật nguy hiểm. Tô Tuyết Trinh trên tay công tác không ngừng, câu được câu không cùng hắn trò chuyện thiên. Cơ sở thanh sang hoàn thành sau, Tô Tuyết Trinh bắt đầu trước tiên làm đánh dấu xác định địa điểm, tiểu nhi ở vào sinh trưởng phát dục giai đoạn, nhánh cuối động mạch cùng tĩnh mạch so thành nhân càng tinh tế, quảng vách tường cũng càng mỏng, đặc biệt là tĩnh mạch rất khó tìm. Đánh dấu hoàn thành liền tới tới rồi mấu chốt nhất điểm, ăn khớp mạch máu, kính hiển vi lúc này cũng đổi thành có thể phóng đại 16 lần, tuy rằng tiểu nhi phía cuối lại thực không cường điệu động, tĩnh mạch ăn khớp tỷ lệ, nhưng cơ bản vẫn là có khuynh hướng tận khả năng nhiều ăn khớp. Trước làm động mạch thông huyết, như vậy có thể giảm thiếu huyết thời gian cũng có lợi cho tìm được ly đoạn tĩnh mạch khâu lại kết thúc tô tuyết trinh thở dài nhẹ nhõm một hơi hoàn thành phạm hoang cười rất nhanh a à, mới ba cái giờ lại thực giải phẫu thuận lợi kết thúc lâm viễn cũng bị đẩy mạnh phòng bệnh một người thuộc sau cần tiêm vào kháng tác động mạch kháng mạch máu co rút cùng với kháng cảm nhiễm dược vật trị liệu trừ cái này ra còn muốn ứng đối thanh tĩnh sau khóc nháo cần tiêm vào trấn định cùng thuốc giảm đau vật lại thực giải phẫu sau đặc biệt phải chú ý hộ lý tô tuyết trinh dặn dò trách nhiệm hộ sĩ quý khả kỳ tiểu nhi mạch máu đối nhỏ bé kích thích phản ứng bẩn cảm chú ý nhiều cùng tiểu viễn câu thông tận lực tránh cho khóc nháo cùng lộn xộn bằng không dễ dàng phát sinh mạch máu co rút mặt khác chú ý giữ ấm tận lực đừng làm người bệnh người nhà lại đây bồi giường nàng nghĩ đến vừa mới ra tay thuật thất nhìn thấy lâm viễn phụ thân trong tầm tay còn kẹp một cây yên lại cường điệu hạ trong phòng bệnh cấm yên nicotine dễ dàng dụ phát mạch máu nguy tượng chẳng sợ miệng vết thương khép lại cũng dễ dàng dẫn tới đoạn chỉ hoại tử ta xem tiểu viễn phụ thân có nghiện thuốc lá đặc biệt chú ý đừng làm hắn quá mức tiếp cận quý khả kỳ nghiêm túc gật gật đầu tốt ta đều nhớ kỹ ân ừ, ta lúc sau sẽ lại đến quan sát đoạn chỉ huyết vận trạng thái có cái gì dị thường ngươi tùy thời kêu ta tô tuyết trinh nói xong từ phòng bệnh đi ra hà thúy cùng lâm anh hoa chờ hồi lâu gấp không chờ nổi tưởng vào xem nhi tử thấy nàng ra tới thấy phùng liền tưởng vọt vào đi Tô Tuyết Trinh tùy tay đem cửa đóng lại, xem Lâm Anh Hoa đầu ngón tay còn sáng lên hỏa tinh, lạnh lùng nói, đem yên tắc, nhi khoa bệnh viện cấm hút thuốc, phòng bệnh ngoại cũng không thể. Hà Thúy trực tiếp đá trượng phu một chân, mau đi dịp. Lâm Anh Hoa hậm hực bóp tắt yên. Tiểu viễn ít nhất yêu cầu nằm trên giường 10 ngày, thuộc sau hai chu miệng vết thương khép lại sau mới có thể hoạt động ngón tay, khôi phục tình huống tương đối tốt lời nói, một tháng sau chúng ta sẽ lấy ra khắc thị châm. Tô Tuyết Trinh ôn thanh nói, trong lúc này xin cho hài tử tỉnh dưỡng. Hà Thúy Liên Thanh nói tốt, chờ Tô Tuyết Trinh đi rồi về sau, lại quay đầu lại liếc Lâm Anh Hoa liếc mắt một cái, còn hút còn hút, hút chết ngươi tính. Gây tê dược hiệu qua đi, Lâm Viễn cũng thanh tỉnh lại đây, đào gào khóc lớn, nhân đau đớn cùng sợ hãi, ở trên giường bệnh không ngừng lộn xộn, cũng may bọn họ trước tiên dùng ván kẹp cố định hoạn chi, tứ chi cũng dùng tới hộ mang, tiêm vào quá trấn định dược vật sau, Lâm Viễn rốt cuộc ở quý khả kỳ ôm nhu dụ hống hạ khôi phục bình tĩnh. Tô Tuyết Trinh ăn qua cơm trưa lại trở về xem hắn đoạn chỉ trạng thái, lại thực lúc sau, Lâm Viễn hai ngón tay làn da nhan sắc hiện ra hồng nhuận trạng thái, thuyết minh máu tuần hoàn bình thường, nàng lại sờ sờ, lòng bàn tay no đủ, co giãn cũng không tồi. Mau tế mạch máu phản ứng bình thường. Tô Tuyết Trinh thấp giọng nói, hơi chút có điểm sưng to, bất quá trước mắt tới xem các hạng phản ứng đều bình thường, thuộc sau 72 giờ muốn cảnh giác động tĩnh mạch nguy tượng, hộ lý thời điểm nhiều chú ý chút. Quý Khả Kỳ nói thanh hảo thành phố Hồng Giang hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên, oi bức sau giờ ngọ nhất dẫn người buồn ngủ, buổi chiều đệ nhất tiết khóa càng là khu vực tai họa nặng, cố tình thượng vẫn là toán học khóa, cùng Đỗ Vĩnh An giảng bài khi kích động bất đồng, hắn thanh âm trầm thấp ám ách, nghe được lỗ tai liền cùng thôi miên giống nhau, càng nghe càng vây. An An không thể tránh né ngáp một cái, tay nâng đầu khởi sướng ngốc. Nên như thế nào mới có thể làm ba mẹ đồng ý nàng hoặc ván trượt đi học đâu? Rõ ràng là cùng ca ca cùng nhau học ván trượt vì cái gì nàng đi học không hảo đâu. Đỗ Vĩnh An đem dưới đại học sinh phản ứng thu hết đáy mắt, quá kỳ cục. Cần thiết phải làm điểm cái gì làm bọn nhỏ tinh thần lên, hắn cụ thanh, ban đêm cũng chưa ngủ vụng trộm học tập A. Từng cái như vậy vây. Ta giảng lâu như vậy cũng mệt mỏi, hiện tại hiện tại trừ mấy cái đồng học đi lên. Làm bài. Vừa nói đến lên đài làm bài, dưới đài bọn học sinh lập tức đều không mệt nhọc, có không nghe giảng bài chột dạ, cũng không dám xem lão sư, hoảng loạn hỏi ngồi cùng bàn vừa rồi lão sư giảng đến nơi nào, cũng có âm thầm cầu nguyện không cần triều đến chính mình. Đỗ Vĩnh An xem An An đã phát đã lâu ngốc, cái thứ nhất điểm chính là nàng, cười nói, sầm tri vi, ngươi đi lên. An An bình tĩnh đứng lên, đi đến trên bục giảng, cầm một chi phấn viết, xoay người mặt hướng bảng đen. Đỗ Vĩnh An tuy rằng mới vừa mang theo bọn họ mấy tiết khóa, nhưng đại khái tính nết bình bình cũng thăm dò, hắn thích trừ những cái đó đi học không chú ý nghe giảng học sinh trả lời vấn đề, nhân cơ hội giáo dục hai câu. Vừa thấy chính là đi học làm việc riêng, Bình Bình nghiêng đầu xem kịch vui, không từng tưởng Đỗ Vĩnh An tiếp theo cái liền hô hắn ngồi cùng bàn, chung giặc, ngươi cũng đi lên. Chung giặc nhất chân đi lên bục giảng, cùng An An một tả một hữu đứng. Đỗ Vĩnh An cầm thư đi xuống bục giảng, trước đơn giản tuần tra một vòng, dưới đài mặt khác đồng học cũng đi theo làm A, nhìn xem này tiết khóa nghe hiệu quả thế nào. An An nhưng thật ra không sợ trả lời vấn đề, đơn thuần là phát ngốc bị trảo có điểm chột dạ, nàng là bởi vì phát ngốc bị kêu đi lên, khi chung giặt là bởi vì cái gì? An An nghiêng đầu bay nhanh trộn ngắm liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến thiếu niên một tiết oánh gầy thủ đoạn, sườn mặt trầm tĩnh, lông mi vừa động vừa động. Đỗ Vĩnh An thanh âm vang lên, nghe hảo, đạo thứ nhất đề, 20, 14, 18, 13, tính một chút tương đương nhiều ít. Vì phòng bọn họ nghe không rõ, Đỗ Vĩnh An lại đem đề này lặp lại nói một lần. An An nghe xong về sau, bay nhanh tính ra tới đáp án, ở bảng đen thượng viết xuống, 29. Đỗ Vĩnh An vừa thấy, hai người đáp án đều là đúng, hơn nữa cơ hồ đều là không như thế nào lao lực liền đáp ra tới, hắn tăng lớn khó khăn, lại tung ra cái thứ hai vấn đề, điểm phép nhân chia. Ai từng tưởng lần này hai người lại là không chút do dự viết xuống chính xác đáp án, Đỗ Vĩnh An không tin tà, ra một đạo càng khó, kết quả không quá nửa phút, vẫn như cũ bị nhẹ nhàng hóa giải. Cùng khối bản đen, đối phương khi nào bắt đầu viết, khi nào đình, đều có thể cảm giác ra tới. An An có chút ngoài ý muốn chung dập cũng có thể tính nhanh như vậy.